hổ thẹn. Người trước mắt, không phải là các ngươi có thể ứng phó. Lúc này, theo quá tôn lầu tới còn có một người. Đó là Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết trước đó một mực tại quá tôn lầu bồi sư phụ, lúc này nhìn đến Ngọc Thanh Môn ra chuyện, liền cùng một chỗ đến đây. Còn nhã chân nguyên, nàng lại chưa hề đi ra, nàng công lực không có khôi phục trước đó, là tuyệt sẽ không để ý tới Ngọc Thanh Môn nhàn sự. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn xa xa, nàng và một số đệ tử xì si xào bàn tán lập tức biết người này là đến nghĩ cách cứu viện la quân cái gì một kiếm đem chúng ta đại trận phá mất còn để trí tôn chư trưởng lão đều bị thương nặng nạp lan vân tuyết nghe rõ ràng về sau không khỏi hoảng sợ thất sắc cái này tiểu ma cà bông thế mà còn có dạng này bằng hữu nạp lan vân tuyết cảm thấy mình quả thực có chút không dám tin nhìn một người thành hòa phẩm vị cũng có thể theo hắn kết giao bằng hữu nhìn thấy một hai Nạp Lan Vân Tuyết lúc này xác thực cảm thấy có chút. Cảm giác khó chịu, nàng tựa hồ không có tư cách gì hòa la quân quyết tranh hơn thua A. À. Lúc này, không cần chân nhân liền cùng áo đen tố trinh đang đối mặt. Đạo hữu vì sao làm to chuyện, đối với ta Ngọc Thanh Môn xuất thủ. Không cần thật người ánh mắt phát lạnh, nói ra, bần đạo thì thầm bạn ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không chớ trách quá tôn lầu xuất thủ vô tình, muốn khanh khanh tánh mạng. Áo đen tố trinh ha ha lệ cười một tiếng, nàng cái này một cái chớp mắt, toàn thân quần áo không gió tự chống. Nàng sau đó lạnh giọng nói ra, rất tốt, nhiều năm như vậy, rất ít gặp phải dám có như vậy nói chuyện cùng ta người. Hôm nay, ta liền bắt người khai đao. Không biết tự lượng sức mình, không cần chân nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn lập tức xuất thủ. Không cần chân nhân còn thật không nhìn ra áo đen tố trinh hư thực tới. Bởi vì vì hắc y tố trinh xác thực rất cường đại, nhưng cường đại đến mức nào đâu, khó mà nói. Nàng không phải đi bình thường tu luyện lụa tuyến, tại không cần thật trong mắt người, nữ nhân này tựa hồ còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, chín tầng lôi kiếp cao thủ, đến cùng ý vị như thế nào. Không cần chân nhân tay phất trần gọi là bích hải phất trần, cái này vừa ra tay, tạo hóa chi lực tràn ngập. Ngàn cái sợi bạc ngang dọc biến hóa, ở trên không như thiên đạo thác nước đem áo đen tố trinh trong nháy mắt bao phủ khủng bố tạo hóa chi lực nghiền giết tiếp, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dạng này tạo hóa chi lực là khám phá thế gian rất nhiều quy tắc tồn tại. Là thiên vị cao thủ không dám đối mặt lực lượng. Mọi người mắt liền chỉ nhìn thấy vô số tuyết thác nước đem cái kia áo đen nữ nhân bao phủ. Nhưng là càng nhanh, oanh một tiếng, một đạo lôi quang chi kiếm chém giết đi ra. Giống như là một kiếm đem thương khung chém ra một cái lỗ thùng. Đại hỗn độn lôi kiếm chỉ một kiếm, đem không cần chân nhân bích hải phất trần lực lượng phá ra một đầu lỗ hồng đến. Không cần chân nhân không khỏi thất sắc. Hắn cảm nhận được áo đen tố trinh một kiếm này khủng bố. Một kiếm này, hỗn độn thần lôi, nghiền sát tạo hóa lực lượng. Áo đen tố trinh liên tiếp chém giết ra tam kiếm. Tam kiếm đều là đại hỗn độn lôi kiếm. Đệ nhất kiếm đem không cần chân nhân bích hải phất trần tạo hóa lực lượng chém ra một đầu lỗ hồng. Kiếm thứ hai, Hướng không cần chân nhân đỉnh đầu chảm giết tới. Không cần thật người nhất thời toàn thân bừng bừng phấn chấn lực lượng, huy động phất trần, ngưng tụ thành một miệng bích hải thần kiếm. Hắn tất cả tạo hóa lực lượng, pháp tắc ngưng tụ, hung hăng chém giết tới. Oanh! Đại hỗn độn lôi kiếm ở giữa đêm không cần chân nhân bích hải thần kiếm chém giết thành phấn vụn. Đón lấy, kiếm thứ ba liền trực tiếp đem không cần thật người chém giết thành phấn vụn. Tạo hóa cảnh cao thủ không cần chân nhân bị hắc y tố trinh tam kiếm chém giết giống như chém giết gà đất chó hoang trong nháy mắt đó toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người là ngây người phó chi trần mắt toát ra vẻ sợ hãi đến hắn biết nữ nhân này tu vi khủng bố nhưng lại không nghĩ rằng nàng tu vi khủng bố đến trình độ như vậy bất quá cũng tại lúc này quá tôn lầu lại có động tính cái kia tuế hàn tam hữu triệt để nhìn không được các hạ đến cùng là ai Thái hư chân nhân, Thái huyền chân nhân, Thái thanh chân nhân phá không mà đến. Thái hư chân nhân nhìn đến không cần chân nhân chết Ti Thảm không khỏi nổi giận đùng đùng. Vị này chân nhân luôn luôn dĩ hòa vi quý, thiện chí giúp người. Hắn sao có thể khoan nhượng áo đen tố trinh dạng này sát tinh tại Ngọc Thanh trong môn làm càn? Quá tôn lầu còn có hắn chân nhân, cao thủ, lão quái. Nhưng là những người này có thể là trước kia nhìn đến hư không nhất tổ sư chết Ti Thảm, độc hành tôn giả chết Ti Thảm. Nhã Trân Nguyên bị thương nặng. Cái này sát kiếp phía dưới, bọn họ mới không nguyện ý đến làm chim đầu đàn. Mà lại lúc này, không cần chân nhân chế ti, bọn họ càng muốn được làm cái gì đều không phát sinh. Làm chính mình còn đang bế quan tu luyện, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng là tuế hàn tam hữu làm không được. Thái hư chân nhân là quá tôn lầu lão đại ca, đối ngọc thanh môn có rất mạnh ý thức trách nhiệm. Áo đen tố trinh nhìn đến cái này xuất hiện ba cái lão đại, không khỏi Thu mi nhân lại. Nàng mới cảm nhận được, ngọc này rõ ràng trong môn, quả thực là tạo hóa cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp A. Quá cường hãn, áo đen tố trinh liếc nhìn tuế hàn tam hữu liếc một chút, nàng đã sinh thoái ý, ngay sau đó liền nói ra, là quân là ta giả làm nữ quân bạch tố trinh sinh tử bạn chi Kỳ. Các ngươi ai dám giết hắn, hoặc là động đến hắn một cọng tóc gáy, ta bạch tố trinh nhất định để cho các ngươi ngọc thanh môn từ đó gà chó không yên. Nàng sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Thái Hư chân nhân lạnh hừ một tiếng, nói, "Đạo hữu chạy đâu?" "Ngươi muốn như nào?" Áo đen Tố Trinh liền nhìn về phía Thái Hư chân nhân. Cái kia Thái Huyền chân nhân ở một bên lập tức nghiêm nghị nói ra, "Đạo hữu giết ta Ngọc Thanh môn chân nhân, chẳng lẽ muốn như vậy chạy đi?" Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, "Không sai, ta muốn đi. Có bản lĩnh, các ngươi lưu lại ta đi." "Hừ," Thái Hư chân nhân lạnh hừ một tiếng ra tay trước. Hắn chính là tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, tu vi đã đến thật không thể tin chi địa bước. Thái hư chân nhân đại thủ nắm bắt, tạo hóa cảnh tam trọng, chính là vô song chi lực. Thái hư chân nhân tự nhiên không chuẩn bị đem áo đen tố trinh một quyền đấm chế ti, mà chính là muốn đem đuổi bắt, thật tốt thẩm vấn. Hắn đại thủ ấn, độc nhất vô nhị, cũng không thấy như thế nào biến hóa, liền đem hư không chi áo đen tố trinh bao phủ lại. Áo đen tố trinh không nói hai lời, một kiếm chảm giết ra ngoài. Lại là đại hỗn độn lôi kiếm. Quản chi thái hư chân nhân tạo hóa cảnh tam trọng, vô song cảnh giới, thân có vô song chi lực, cũng không có cách nào đem áo đen tố trinh vây khốn. Kiếm quang lóe lên, áo đen tố trinh đã ngạo nghễ đứng ra. Tốt, tốt tặc tử, thái hư chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn y nguyên trấn tĩnh không. Liền gặp hắn tế ra một miệng xích viêm kiếm xuất đến khẩu này xích viêm kiếm chính là một miệng tinh khí hóa thành kiếm này tên là thiên viêm kiếm chính là thái hư chân nhân nội ngoại kiêm tu luyện ra một miệng tinh khí thái hư chân nhân một chỉ điểm ra thiên viêm kiếm lập tức bay ra tựa như một đạo lưu quang tia chấp không hướng áo đen tố trinh đầu lâu chảm giết tới áo đen tố trinh lập tức phát giác ngày này viêm kiếm lợi hại chính là đại hỗn độn lôi kiếm cũng vô pháp phá đi hừ áo đen tố trinh cũng không được động Ngày này viêm kiếm lập tức bắn giết tiến áo đen tố trinh đầu lâu chi, theo nghi tâm mà vào. Toàn trường đột nhiên yên lặng lại. Cái này yêu nữ, chê ti như vậy sao? Mọi người thấy chẳng diện là thiên viêm kiếm đâm tiến hơn nửa đoạn đến áo đen tố trinh đầu lâu chi. Thái hư chân nhân sắc mặt nhạt lạnh, tâm thán âm thanh đáng tiếc. Hắn không muốn giết rơi áo đen tố trinh. Nhưng là, hắn biết giờ phút này áo đen tố trinh đã không có đường sống. Hắn thiên viêm kiếm, chính là hấp thu tinh cầu bên ngoài thiên viêm tinh hỏa, địa cầu vật chất, quy tắc chỉ cần tiếp xúc đến thiên viêm tinh hỏa lập tức muốn bị đốt cháy thành cho bụi. Mà lại, thiên viêm kiếm vẫn là lấy vô song chi lực phát động. Thái hư chân nhân cho rằng, chính là thiên quân, mà quân nắm giữ tránh thức thế giới, bị hắn thiên viêm kiếm bắn, cũng là hẳn phải chết đi không nghi ngờ. Không có nghi vấn. Thái hư chân nhân giờ phút này duy nhất nghi vấn là, làm sao lại dễ dàng như vậy bắn áo đen tố trinh đâu. Mà tại lúc này, áo đen tố trinh thân thể bắt đầu biến hóa, dần dần hòa tan. Giống như là bị thiên viêm kiếm tại hòa tan một dạng. Trong khoảnh khắc, áo đen tố trinh hóa thành một bãi lôi thủy. Thái hư chân nhân sướng sờ sướng sờ, có chút không biết rõ. Tại sao có hóa thành lôi thủy đâu? Nữ nhân này đến cùng chế ti không có. Ngay vào lúc này, cái này bãi lôi thủy dần dần bắt đầu ngưng tụ. Sau một lát, lại hình thành áo đen tố trinh bản thể áo đen tố trinh bỗng nhiên mở hai mắt ra nàng cười lạnh một tiếng nói ra ngươi cho rằng bằng ngươi một miệng phá kiếm có thể giết ta sao thái hư chân nhân không khỏi thất sắc còn lại người cũng không nhịn được theo thất sắc áo đen tố trinh lần nữa hỏi thái hư chân nhân ta muốn đi ngươi còn cản sao còn dám cản trở ta đưa ngươi ngọc này rõ ràng môn toàn bộ hóa thành phế tích vốn là thái hư chân nhân là tuyệt sẽ không đem áo đen tố trinh uy để vào mắt nhưng giờ phút này áo đen tố trinh chỗ bày ra thần để thái hư chân nhân có chút kinh hồn bạt vía sau đó áo đen tố trinh gặp thái hư chân nhân không nói thêm gì nữa nàng thân hình lóe lên liền là biến mất tại nguyên chỗ áo đen tố trinh sau khi đi xa bóp nát ngọc bội sau đó trở lại cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp theo thiên địa sát kiếp càng diễn càng liệt các đại thế giới cũng bắt đầu bố trí kết giới lên đại thần thông giả lui tới các đại thế giới không lại như trước kia dễ dàng như vậy. Chính là như áo đen tố trinh tu vi như vậy, nàng cũng không muốn đi tùy ý tổn hại người khác kết giới, đến một lần hao phí cự đại pháp lực, thứ hai đắc tội với người. Tại cái kia thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tháp, một nguyên chi cầu, hư không chi môn mở ra, áo đen tố trinh thuận lợi trở về. Cung nghênh tiền bối, hiên chính hạo, minh nguyệt tiên tôn, kiều ngưng cùng một chỗ hành lễ. Áo đen tố trinh rơi xuống một nguyên chi cầu tiền bối ngài nhìn thấy la quân sao kiều ngưng lập tức muốn hỏi áo đen tố trinh nhìn một chút kiều ngưng nói ra la quân tạm thời không có chuyện làm thật sao kiều ngưng bọn người nghe vậy hoan hỉ không áo đen tố trinh nói ra cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ đã phát huy tác dụng hình thành một cái dây leo bóng bảo vệ được la quân theo ta thấy đến trong thời gian ngắn la quân không có việc gì bọn họ không phá nổi cái này dây leo bóng kiều ngưng nói ra Tiền bối đã nhìn thấy la quân, làm sao không có thuận tay đem la quân cứu trở về. Áo đen tố trinh nói ra, Ngọc Thanh môn thực lực, không thể coi thường. Ta tuy nhiên có thể tới lui tự nhiên, nhưng thật muốn thủ thắng lại là không thể nào. Ta đi một chuyến, cũng phá bọn họ môn phái đại trận, thuận tay giết một cái tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ. Nhưng là về sau, vậy quá tôn lầu tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ đều đi ra, lại quấn đấu nữa, tại ta 10 phần bất lợi, liền về tới trước. Hiên chính hạo bọn người nghe được trợn mắt hốc mồm. Bởi vì chỉ ít hiện giai đoạn đối với bọn hắn tới nói, cái kia tạo hóa cảnh cao thủ trong lòng bọn họ, cái kia là tuyệt đối cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng tồn tại A. Mà người áo đen tố trinh nói nhiều hời hợt A. Thuận tay giết một cái tạo hóa cảnh cao thủ. Thuận tay A. Bọn họ đương nhiên biết, áo đen tố trinh dạng này người tuyệt không có khả năng nói láo. Lúc này, áo đen tố trinh tiếp tục nói, Ngọc Thanh trong môn, lúc này ta đi một chuyến, bọn họ hội càng thêm đề cao cảnh giác. Lại muốn cứu La Quân, đã là muôn vàn khó khăn. Vừa mới đi, đã xác minh hư thực, ta sẽ lợi dụng đúng cơ hội, lại đi một chuyến. Nhìn có khả năng hay không lặng lẽ đem La Quân cứu ra. Nếu là lại đi, chỉ sợ bọn họ đã bố trí xong thiên la địa võng. Hiên chính hạo nói ra, tiền bối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Áo đen tố trinh nói ra, không sai, thật có chút hung hiểm, nhưng là xông vào gần như không có khả năng, ta phát giác được quá tôn lầu càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Mà lại, tại Ngọc Thanh thế giới hư không, có một tấm ảnh tồn tại. Là hỗn nguyên thái cực đồ, Hiên Chính Hạo nói ra. Người thế mà biết, áo đen tố trinh hơi hơi kinh ngạc. Một bên Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều ngưng nghe sửng sốt một chút. Hai người này trò chuyện lộ ra cao thâm mà chắc. Hiên Chính Hạo nói ra, mà điển có biết vạn vật, vãn bối một sớm biết hỗn nguyên thái cực đồ tồn tại thiên địa, âm dương, bát quái, ngũ hành chính là toàn bộ thiên đạo tinh túy. Cái này toàn bộ thiên đạo tinh túy, liền đều tại hỗn nguyên thái cực ngưu toan. Bọn họ lấy hỗn nguyên thái cực đồ khống chế ngọc thanh thế giới thế giới chi lực. Nếu là bọn họ thật phát động hỗn nguyên thái cực đồ, cho dù là ngài, cũng sẽ vẫn lạc. Áo đen tố trinh nói ra, không sai, chỉ cần không có thế giới chi lực. Bọn họ không ai có thể giết chết ti ta, nếu là xuất hiện nắm giữ thế giới chi lực lực lượng, chính là ta chín tầng lôi kiếp kim thân, cũng có khả năng ứng kiếp mà chế ti. Tại hỗn nguyên thái cực mưu toan, chính là hẳn phải chế ti không nghi ngờ. Hiên chính hạo nói ra, cho nên ta mới khuyên tiền bối không muốn lại đi. Ngài lần thứ nhất đi, là trở tay không kịp, nhưng nếu lại đi, nếu là ngài thân tử đạo tiêu, chúng ta phải cứu la quân, sẽ không còn một chút hy vọng. Áo đen tố trình trầm giọng nói ra, sinh tử bất quá chờ nhàn, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem la quân cho cứu ra. Lúc trước, áo đen tố trinh thấy chê ti không sờn. Hiện tại, áo đen tố trinh y nguyên thấy chê ti không sờn. Nàng phần này tính cách, tang hải tang điền, sông cạn đá mòn, lại là chưa bao giờ thay đổi. Năm đó, la quân đem nàng theo một tia tàn hồn cứu thoát ra. Không có la quân, không có hiện tại áo đen tố trinh. Hiên chính hạo hít sâu một hơi, nói ra, sự kiện này, cần bàn bạc kỹ hơn lúc này Ngọc Thanh Môn, Vân Đính trong cung điện. Thái Hư chân Nhân ngồi tại bài, Thái Huyền chân Nhân, Thái Thanh chân Nhân ngồi tại hai bên. Cái viên kia ẩn tàng la quân dây leo trứng tại Vân Đính cung điện chính van xin. Phó Chi Trần bọn người bản thân bị trọng thương, Thái Hư chân Nhân trực tiếp thi triển thần thông vì mọi người liệu thương. Thái Hư chân Nhân một chỉ điểm ra, vô song chi lực ngưng tụ thành một quả quả cầu ánh sáng màu xanh. Viên này quả cầu ánh sáng màu xanh bắn ra thanh sắc quang mang tới những thứ này thanh sắc quang mang tại không khí hình thành thanh sắc mưa bụi. Mọi người liền tắm rửa tại cái này thanh sắc mưa bụi chi. Thái hư chân nhân tuy nhiên cũng không phải là tu luyện trị liệu chi thuật, nhưng là thiên hạ thần công, nhất pháp quy tắc chung cách chơi thông. Tạo hóa chi lực bao trùm hết thảy quy tắc chi, vô song chi lực có thể hư không nắm vật, như vậy đến cho mọi người liệu chút thương tổn cũng không phải việc khó. Không lâu sau, mọi người thương thế liền cáo khỏi hẳn. Phó Chi Trần dẫn đầu quỳ xuống, nói ra, đa tạ Thái Hư Tổ Sư. Mọi người quỳ theo dưới. Thái Hư chân nhân khoát khoát tay, hắn nói ra, đều đứng lên đi. Hắn cao mày, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề. Phó Chi Trần sau khi đứng dậy hỏi, Thái Hư Tổ Sư, ngài là kiến thức rộng rãi. Lấy ngài kiến thức đến xem, na già lam nữ quân đến cùng là lai lịch gì. Ngài thiên viêm kiếm, chu sát chư thiên thần Phật chưa bao giờ thất thủ. Vì sao lần này, Na già lam nữ quân ngài thiên viêm kiếm, lại là lông tóc không tổn hao gì. Chúng đệ tử đều nhìn về Thái Hư chân nhân. Hiển nhiên, tất cả mọi người tốt vấn đề này. Thái Hư chân nhân ánh mắt có chút phiêu miểu, hắn lúc này tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. "Đại ca, người đang suy nghĩ gì?" Thái Huyền chân nhân hỏi. Thái Hư chân nhân nhìn Thái Huyền chân nhân liếc một chút, lại nhìn phó chi Trần bọn người liếc một chút, sau đó, hắn nói ra: na giả lam nữ quân thân thể, tuyệt không phải là nhục thể phàm thai. Về sau, nàng hóa thành một bãi lôi thủy, hóa lôi vì nước, đây là nguyên thần linh hồn vượt qua lôi kiếp mới có bản lĩnh. Bần đạo tu đạo nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua vượt qua lôi kiếp linh hồn, người có thân thể, đều sợ lôi đình. Huống chi là linh hồn hồ. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng cho dù là nàng vượt qua tứ trọng lôi kiếp, hóa lôi vì nước, cũng không có có thể có thể đỡ nổi bần đạo thiên viêm kiếm. Trừ phi nàng đã vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Thái Thanh chân nhân ở một bên cũng là kinh ngạc vạn phần. 9 tầng lôi kiếp, Thái Thanh chân nhân nói ra, chúng ta đều muốn sợ hãi 9 tầng lôi kiếp tới người, có cái gì linh hồn có thể vượt qua 9 tầng lôi kiếp? Thái Hư chân nhân nói ra, cái này xác thực rất không có khả năng, thế nhưng giả Lam nữ quân tại Bần Đạo Thiên Viêm dưới kiếm bình yên vô sự lại cũng là sự thật. Chúng ta cho rằng khả năng cùng không có khả năng, cái này không trọng yếu. Thế gian vạn vật, tồn tại tức là hợp lý. Vũ trụ này to lớn, phát sinh ra cái dạng gì sự tình đều không phải là không thể nào. Thái Huyền chân nhân lập tức nói ra, đại ca nói không sai. Phía dưới Phó Chi Trần nói ra, ba vị tổ sư, trước mắt Na già làm nữ quân Lặng Yên rời đi, nhưng nàng chỉ sợ không biết này bỏ qua. Nàng ăn một lần thua thiệt, lần sau nếu là Lặng Yên đến đây, chúng ta chỉ sợ Huống chi hiện tại, đại trận đã bị nàng phá hủy, chúng ta muốn chữa trị đại trận, cũng không phải là nhất chiều một ngày chi công. Thái hư chân nhân nói ra, cái này dây leo trứng cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ có không thể chia cắt liên hệ. Chúng ta muốn đem nó mang về quá tôn lầu nghiên cứu. Nữ tử kia đến đây, muốn bí mật cứu đi dây leo trứng đã là không thể nào. Nàng như lại đến, chúng ta tự có tính toán để cho nàng đến, đi không được. Chí tôn không dùng lo lắng quá mức phó tri trần nói ra tổ sư đã nói như vậy đệ tử liền cũng yên tâm chỉ là hết thảy làm phiền tổ sư thái hư chân nhân gật gật đầu sau đó cái này tuế hàn tam hữu đem cái viên kia dây leo trứng chộp trong tay bọn họ vung tay lên mở ra một đạo hư không chi môn tiếp lấy rời đi bọn họ có thể tự do xuyên thẳng qua rời đi mà người khác muốn đi quá tôn lầu lại nhất định phải thông qua cái kia Huyễn linh kính về sau Nạp Lan Vân Tuyết cũng trở về đến quá tôn lầu. Tại Nhã Chân Nguyên trong đình viện, Nhã Chân Nguyên nghe Nạp Lan Vân Tuyết báo cáo. Ngươi nói là, Nhã Chân Nguyên nghe được kinh hồn bạt vía, nói ra, ngươi nói là, tiểu tặc kia có cái bạn nữ đến đây, tam kiếm giết không cần chân nhân. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, đúng, sư phụ, đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Nhã Chân Nguyên thân thể chấn động. Giờ khắc này, nàng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu nàng cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp la quân. Thái hư tổ sư thiên viêm kiếm hậu đến chảm nữ tử kia mi tâm. Nạp Lan Vân Tuyết nói tiếp. Nhã chân nguyên nghe vậy nao nao, đồng thời cũng hơi hơi chậm rãi một hơi, nói ra, nói như vậy, nữ tử kia đã chê ti. Không, không chê ti, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, bình yên vô sự, sau đó đi. Nhã chân nguyên nói ra, cái này sao có thể. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Thái hư tổ sư nói, Nữ tử kia cũng không phải là nhục thể phàm thai, khả năng đã là vượt qua lôi kiếp chín tầng cao thủ. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhã Chân Nguyên thì thào nói ra. Thiên Châu, một nguyên chi cầu. Hiên Chính Hạo đối áo đen Tố Trinh cùng Kiều Ngưng, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện ở miếng kia dây leo trứng cũng đã tiến quá tôn lầu. Quá tôn lầu, áo đen Tố Trinh sắc mặt đại biến. Nàng theo rồi nói ra, ngươi có thể khẳng định. Hiên Chính Hạo nói ra, Vãn Bối không có tận mắt nhìn thấy, đương nhiên không dám khẳng định. Nhưng Vãn Bối tài liệu sự tình sẽ rất ít sai sai lầm. Áo đen Tố Trinh nói ra, không được, ta lại muốn đi một chuyến. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu là lại đi, chỉ sợ tiền bối sẽ không có cách nào trở về. Thật sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, điểm này, chỉ sợ ngươi khẳng định tính toán không cho phép. Hiên Chính Hạo nao nao. Áo đen tố trinh nói ra, ta xác thực không nên như vậy đi đả thảo kinh xà, tính toán, ta lại muốn đi một chuyến. Người mở ra hư không chi môn đi. Hiên chính hảo hít sâu một hơi, nói ra, cũng tốt, tiền bối hiện tại đi qua, cũng coi là đánh trở tay không kịp. Bọn họ cần phải chuẩn bị vẫn chưa hoàn toàn làm tốt. Sau đó, hiên chính hạo xe nhẹ đường quen cho áo đen tố trinh mở ra hư không chi môn. Áo đen tố trinh lại cầm hiên chính hạo một cái ngọc bội, như thế về sau áo đen tố trinh liền lại lần nữa đi vào ngọc thanh thế giới áo đen tố trinh xuất hiện tại ngọc thanh thế giới hư không nàng thần niệm vận chuyển lập tức biết mình chỗ ở phương nào lúc này trời xanh mây trắng vẫn như cũ nàng suy nghĩ nhất động tia chấp xuyên thẳng qua ra ngoài đi thẳng tới ngọc thanh môn hư không áo đen tố trinh tinh thông đại na di thuật cùng đại thôn phệ thuật nhưng bây giờ nàng căn bản đừng dùng đại na di thuật nàng bản thân tốc độ đại na di thuật còn nhanh hơn Áo đen tố trinh lần này không lại trực lai trực vãng. Nàng luôn luôn đều là trực lai trực vãng, lúc trước đi tìm Quan Âm Bồ Tát phiền phức, đi tìm Tây Vương Mẫu phiền phức là trực tiếp giết đi qua. Bây giờ nàng tu vi đại thành, càng khinh thường làm lén lút sự tình. Lúc này nếu không phải là vì La Quân, nàng chỗ đó lại là như vậy tiến đến. Áo đen tố trinh hình thể có thể tùy ý biến hóa, nàng thần niệm một chút bắn phá, tiếp lấy tìm tới một tên nữ đệ tử nàng sau đó đi thẳng đến cái này nữ đệ tử trong thân thể trưởng khống tên nữ đệ tử này hắn cao thủ chỗ đó có thể dùng nguyên thần khống chế hắn thân thể người đây nhưng áo đen tố trinh lại là có thể linh hồn nàng quá cường đại lại có thể tùy ý khống chế bất quá tuy nhiên như thế áo đen tố trinh tại cái này nữ đệ tử thân thể cũng không thể vượt qua nửa nén hương nửa nén hương về sau áo đen tố trinh như không rời đi nữ tử này thân thể như vậy cái này nữ đệ tử sẽ trực tiếp chế tim mất, bởi vì thân thể nàng không chịu nổi áo đen tố trinh linh hồn. Tên nữ đệ tử này tu vi tại hư tiên chi cảnh, tại Ngọc Thanh trong môn cũng không tính vô danh chi bối. Áo đen tố trinh trưởng khống thân thể, tại Ngọc Thanh trong môn tự do xuyên thẳng qua. Nàng đi qua địa phương, bốn phía từ trường điện quang tư tư, rất nhiều tin tức toàn bộ đều rơi vào đến áo đen tố trinh não vực chi. Hư, quả nhiên, quả nhiên là đã đem La Quân cho bắt đến quá tôn lầu chi. Tốt, vậy ta liền bắt các ngươi trưởng giáo, để cho các ngươi chỉ ít cũng ném chuột sợ vỡ bình. Áo đen tố trinh nói thầm. Nàng trưởng khống rất nhiều tin tức, mã chiêu phó chi trần chỗ tầm cung đi đến. Lấp lóe ở giữa, áo đen tố trinh đi vào phó chi trần bên ngoài tầm cung vây. Nàng thần niệm chấp động, rất nhanh xác định phó chi trần tại tầm cung chi. Tiếp theo trong nháy mắt, áo đen tố trinh vứt bỏ nữ đệ tử kia thân thể, đi vào Phó Chi Trần trước mặt. Phó Chi Trần đột nhiên mở mắt, nhưng hắn lại không có giật mình, ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, người quả nhiên đến. Nhiệt trướng, nhận lấy cái chê ti, ngay vào lúc này, tẩm cung hư không truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Là Thái Hư chân Nhân thanh âm. Thái Hư chân Nhân khởi động hỗn nguyên Thái cực đồ. Tại cái kia tẩm cung mới, xuất hiện một đạo hư không chi môn, hư không chi môn, âm dương ngư Thái cực đồ trong nháy mắt xuất hiện tại hư không chi môn bên trong, là to lớn thế giới chi lực. Đó là cuồn cuộn, thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Thái cực đồ trong nháy mắt bắn ra âm dương nhị khí đến, cái này âm dương nhị khí một đen một trắng, chính là hai cỗ quấn quanh khí lưu, trực tiếp đem áo đen tố trinh quấn chặt lấy. Vạn vật quy tắc, không thể rời bỏ âm dương hai chữ. Áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, thì tính sao? Nhiệt chướng, chính là ngươi lôi kiếp chín tầng lại như thế nào. Cái kia Thái Hư chân nhân thanh âm rét lạnh rét run, hắn pháp lực phát động, cái này âm dương nhị khí đem áo đen tố trinh quấn quanh đến xiết sao, đồng thời bắt đầu hòa tan áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh thân thể cấp tốc hóa thành lôi thủy, nhưng là cho dù là trở thành lôi thủy, cũng như cú tại âm dương nhị khí quấn quanh chi. Luyện hóa, Thái Hư chân nhân chợt quát một tiếng. Thế giới chi lực dung hợp âm dương nhị khí, còn có hỗn nguyên chi khí đây là vạn vật chi mẫu, sáng thế nguyên linh khí tức. Lôi đình cửu kiếp, cũng tại sáng thế nguyên linh chi. Lôi đình cũng tại vạn vật chi. Lúc này, Phó Chi Trần nhìn lấy áo đen tố trinh tại âm dương nhị khí dẫy ruộng, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, giả lam nữ quân, người quá tự phụ. Người cho rằng, Ngọc Thanh Môn thật là người có thể tự do buông thả địa phương sao? Không có người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Ngọc Thanh Môn dương oai, người cũng không ngoại lệ. Hôm nay người chịu chê Ti đi. Thật sao? Bãi kia lôi thủy chi đột nhiên truyền đến áo đen tố trinh lạnh lẽo thanh âm. Ngay vào lúc này, lôi thủy chi chậm rãi thăng ra một dạng sự vật. Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ dương cương tới cực điểm khí tức, nói cho đúng. Thánh nhân khí tức, Thái hư chân nhân không khỏi thất sắc. Phá, áo đen tố trinh cấp tốc chui vào Sơn Hà xã tắc đồ nàng người tiến vào sơn hà xã tác đồ bên trong âm dương nhị khí một mực quấn quanh đi vào âm dương nhị khí bao quát thiên địa chi ý âm dương hai chữ kể rõ tạo hóa thần nhưng thái hư chân nhân hiển nhiên không cách nào hoàn toàn đại biểu âm dương chính là giữa xuân mưu cũng hoàn toàn đại biểu không âm dương là trùng hoàng nhanh nhảy toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng hoàn toàn đại biểu đến âm dương bất quá là xem bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu a à. mà lúc này áo đen tố trinh tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Năm đó, áo đen tố trinh trưởng khống Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng đã là đánh đầu thắng đó. Hiện tại, nàng đã sớm đem Sơn Hà xã Tắc Đồ hoàn toàn hiểu rõ. Sơn Hà xã Tắc Đồ thánh nhân khí tức cũng bị nàng triệt để phát huy ra. Lúc này, áo đen tố trinh người tại Sơn Hà xã Tắc Đồ một đầu quá thỏa thích trong hồ đứng thẳng. Nàng tâm niệm nhất động, quá thỏa thích hồ hồ nước sôi trào mãnh liệt, cấp tốc nhảy lên 10 trượng trở lại cao như vô số đầu thác nước cọ rửa xuống một giây sau quá thỏa thích hồ khôi phục lại bình tĩnh đồng thời áo đen tố trinh thân thể quấn quanh âm dương nhị khí cũng theo biến mất áo đen tố trinh tiếp lấy vận chuyển thánh nhân chi khí lại thêm nàng tự thân lực lược ra sức chém ra một kiếm đây không phải đại hỗn độn lôi kiếm nhưng lại đại hỗn độn lôi kiếm càng khủng bố hơn bởi vì một kiếm này nắm giữ thánh nhân khí tức kiếm quang lấp lóe hung hăng hướng cái kia hỗn nguyên thái cực đồ chém tới. Thái hư chân nhân thấy thế, nhất thời cảm nhận được một kiếm này uy lực. Thánh nhân khí tức, sơn hà xã tắc đồ, nữ nhân này, đến cùng cùng thánh nhân nữ oa nương nương có quan hệ gì? Thái hư chân nhân cấp tốc khu động pháp lực, cái kia hỗn nguyên thái cực đồ xoay chậm chậm, đồ nhất thời xuất hiện hồng mông hư vô hỗn nguyên khí tức. Kiếm quang chém vào đi vào, lập tức như trâu đất xuống biển. Tức thời là thánh nhân khí tức, cũng khó có thể dung chuyển cái này khủng bố hỗn nguyên thái cực đồ. Áo đen tố trinh đương nhiên cũng không có trông cậy vào chính nàng có thể phá mất hỗn nguyên thái cực đồ, có điều nàng lại là rảnh rỗi khe hở, đem cái kia bóp vỡ ngọc bội. Một giây sau, áo đen tố trinh mang theo sơn hà xã tác đổ biến mất tại nguyên chỗ. Áo đen tố trinh sau khi đi, thái hư chân nhân liền trực tiếp thu hỗn nguyên thái cực đồ, mà bản thân hắn thì xuất hiện tại phó chi trần trước mặt. Thái hư tổ sư, Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Phó chi Trần nhịn không được hỏi. Thái hư chân nhân sắc mặt nặng nề, nói ra, Sơn Hà xã tác đồ năm đó chính là thánh nhân nữ Oa nương nương pháp khí, bây giờ ra hiện tại cái này tay nữ nhân, xem ra nàng và nữ Oa nương nương có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Phó chi Trần bị kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới tay nàng lại có Sơn Hà xã tác đồ bực này pháp khí. Nàng như cùng thánh nhân nữ Oa nương nương có liên hệ. Vậy chúng ta lần sau nên như thế nào đối đãi nàng? Muốn lưu thủ sao? Thái hư chân nhân nói ra, nàng như lần nữa xâm phạm, đương nhiên không thể lưu. Các thánh nhân đã biến mất nhiều năm, tương lai chính là thánh nhân chất vấn, đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Phó chi Trần nói ra, đúng, tổ sư. Hắn đón đến, nói, có điều, nàng như lần sau đến. Thái hư chân nhân nói ra, cái này hỗn nguyên thái cực đồ luôn luôn đều là giữa xuân nào đó tổ sư tại lo liệu bần đạo chủ trì vẫn còn có chút lực có thua. Cái kia Sơn Hà xã tác đồ tuy nhiên phẩm dai không tại hỗn nguyên thái cực đồ phía dưới, nhưng là Sơn Hà xã tác đồ khí linh đã mất, thêm không có thế giới chi lực tại, không đủ gây sợ. Hắn theo rồi nói ra, chờ bần đạo lại nghiên cứu một phen, lần sau để cho nàng lại đến đến, đi không được. Phó Chi Trần nói ra, tổ sư xuất thủ lần nữa, nữ nhân này nhất định không chỗ che thân. Thái hư chân nhân nói ra, nữ nhân này, bản sự chưa hẳn bao nhiêu lợi hại. Nhưng thật là khó có thể giết chế ti, chỉ có dựa vào hỗn nguyên thái cực đồ mới có thể đem nàng hàng phục. Phó Chi Trần khiêm tốn hẳn là, hắn tiếp lấy lại hỏi, tổ sư, cái kia dây leo trứng. Thái hư chân nhân nhìn Phó Chi Trần liếc một chút, nói ra, cái kia dây leo trứng cực cổ quái, bần đạo cùng Thái Huyền, Thái Thanh hợp tác cùng một chỗ đều không có đem phá vỡ. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, cái kia dây leo trứng cũng không tính quá đại nạn đề, chỉ là còn cần một số thời gian mà thôi. Phó Chi Trần nói ra, đúng, tổ sư. Thiên Châu, áo đen tố trinh trở lại một nguyên chi cầu. Hiên chính hạo bọn người lập tức đến đây đón chào. Tiền bối, tình huống như thế nào? Hiên chính hạo lập tức hỏi. Áo đen tố trinh mặt trầm như nước, nàng nói ra, người đoán hết, là quần chỗ ở miếng kia dây leo trứng đã được đưa vào quá tôn trong lầu. Mà lại, bọn họ chuẩn bị tốt hỗn nguyên thái cực đồ, muốn chân áp ta. Cái gì, nhanh như vậy, Hiên Chính Hạo bị kinh ngạc, đồng thời, hắn kinh hãi nói ra, nói như vậy lên, tiền bối cùng hỗn nguyên thái cực đồ giao thủ. Áo đen tố trinh nói ra, không sai, âm dương nhị khí vây khốn ta, xác thực rất là lợi hại. Chính là ta lôi lực cũng vô pháp đem đánh tan. Tiền bối kia là như thế nào đi ra? Hiên chính hạo lập tức hỏi. Áo đen tố trinh nói ra, ta dám đi qua, tự nhiên có đi ra biện pháp. Hiên chính hạo nói ra, nhưng đối với vãn bối tới nói, rất trọng yếu. Vãn bối cần tiền bối kỹ càng miêu tả hỗn nguyên thái cực độ uy lực, như thế vãn bối mới có thể nghĩ đến biện pháp đến nghĩ cách cứu viện la quân. Áo đen tố trinh nhìn hiên chính hạo liếc một chút, nàng vốn là không nguyện ý nói tỉ mỉ. lấy nàng tính cách, có thể nói nhiều lời như vậy đều là rất không dễ dàng. Nhưng lúc này hết thảy vì la quân, nàng cũng chỉ có kềm chế chính mình tính tình. Áo đen tố trinh tâm lý rất rõ ràng, lúc này la quân tình huống vô cùng không ổn, nguy cơ sinh tử. Đối phương phá giải cái kia dây leo trứng hoàn toàn chỉ ở sớm tối, chỉ cần cái kia phía sau hỗn nguyên thái cực đồ chủ nhân xuất thủ, la quân dây leo trứng lập tức sẽ bị phá mất. Dây leo trứng một phá, la quân là một con đường chế ti. Áo đen tố trinh hít sâu một hơi, nói ra, Ta có thể phá giải cái này âm dương nhị khí có hai điểm. Thứ nhất, không chế hỗn nguyên thái cực đồ người không phải nguyên chủ nhân, phát huy lực lượng có hạn. Thứ hai, ta có biện pháp bảo bối sơn hà xã tắc đồ. Sơn hà xã tắc đồ có quá thỏa thích hồ, ta tại hồ nước hột rửa một phen, lợi dụng lôi hóa điện phá âm dương nhị khí. Thì ra là thế, hiên chính hạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói tiếp, tiền bối kia còn có thể lại đi một chuyến ngọc thanh môn sao không thể áo đen tố trinh nói ra ta tuy nhiên tự phụ nhưng biết rõ đi chịu chế ti sự tình vẫn là không đi năm đó nàng giận sông tây vương mẫu giao chỉ cung mặc dù là biết rõ hẳn phải chế ti nhưng đó là bởi vì nàng lòng có giận nàng không khuất phục lúc này thật là không nhất thiết phải thế năm đó là một loại tinh thần phản kháng mà bây giờ không tồn tại điểm này sơn hà xã tác đồ cũng không thể phá hỗn nguyên thái cực đồ hiên chính hạo hỏi áo đen tố trinh nói ra sơn hà xã tác đồ nếu là toàn thịnh thời kỳ mà lại cũng tại nữ hoa nương nương tay đương nhiên không sợ cái này hỗn nguyên thái cực đồ nhưng là tình huống bây giờ khác biệt sơn hà xã tác đồ sớm không có khí linh mà lại hỗn nguyên thái cực đồ bên trong khí linh hoàn chỉnh còn nắm giữ ngọc thanh thế giới thế giới chi lực hai thì bây giờ căn bản không thể so sánh nổi nàng đón đến nói ra lần này đi là đối phương đối hỗn nguyên thái cực đồ quá mức không hiểu. Cho nên ta mới có thể thuận lợi trở về, lần sau lại đi, khó. Hiên chính hạo nói ra, không sai, đúng là như thế. Áo đen tố trinh mi tâm nhân thành chữ xuyên, nàng nói ra, là quân tình trạng rất là không ổn, cái kia dây leo trứng tại quá tôn lầu chi, chống đỡ không thời gian quá dài. Hiên chính hạo nói ra, thế nhưng quá tôn lầu bây giờ có thể nói là địa cầu chi kiên cố nhất khó công địa phương. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, trừ phi. Kiều Ngưng lập tức gấp giọng hỏi, trừ phi cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, trừ phi Viên Giác Pháp Thần xuất thủ, hắn như xuất thủ, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Viên Giác Pháp Thần nắm giữ thế giới bao la thế giới chi lực, chủ trì thiên đạo. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ tại hắn tay, cũng là khó có thể ngăn cản. Kiều Ngưng lập tức nói ra, ta lập tức đi tìm Viên Giác Pháp Thần. Hiên chính hạo thở dài, nói ra, chỉ sợ, pháp thần sẽ không xuất thủ. Hắn như muốn xuất thủ, sẽ không để cho la quân rơi xuống đến nông nỗi này. Kiều ngưng nói ra, ta làm sao cũng muốn thử một lần. Hiên chính hạo nói ra, tốt, Kiều cô nương, chia binh hai đường đi. Ta sẽ cho ngươi một cái ngọc bội, cái này mai ngọc bội có thể tạm thời để ngươi không bị yến kinh tổ long chi khí quá mức bài xích. Ngươi đi, một là tìm viên giác pháp thần, một chuyện khác, thông báo Yến Kinh bên kia, là quân đại ca bọn họ, để bọn hắn lập tức tới, hiệp thương như thế nào cứu người. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. Áo đen tố trinh trầm giọng nói ra, gọi bọn họ tới có trợ giúp sao. Loại này cấp bậc chiến đấu, liền ngươi hiên chính hạo cũng không có tư cách tham gia, huống chi bọn họ. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, không thể nói như thế, bây giờ không phải là dựa vào cậy mạnh thời điểm. Lâm Phong bọn họ chính là thiên mệnh giả, bọn họ có bọn họ đặc biệt tác dụng. Áo đen tố trinh nghe vậy liền nói ra, vậy được rồi. Sau đó, hiên chính hạo đem một cái rượu ngọc đeo cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng lập tức xuất phát. Kiều Ngưng sau khi đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được nói ra, hiện dưới loại tình huống này, ta thật sự là khó có thể nghĩ đến có biện pháp nào có thể chống lại Ngọc Thanh Môn. Như vậy ngạnh công, thật không phải lương sách, chúng ta không bằng suy nghĩ một chút, có thể hay không dùng khác đồ vật đến cùng Ngọc Thanh Môn làm giao dịch, như có đồ vật gì là Ngọc Thanh Môn vô cùng để ý. Hiên chính hạo nói ra, vô dụng, minh nguyệt cô nương, người khả năng không biết. Theo la quân tiến vào Ngọc Thanh thế giới về sau, ta muốn cho tới hôm nay. Ta vẫn đang làm thôi diễn. Dùng loại nào biện pháp đem La Quân cho cứu ra? Minh Nguyệt tiên tôn đến lúc này, cũng là đối hiên chính hạo có chút bội phục, nàng đối hiên chính hạo sự tích cũng là biết. Sau đó, nàng liền hỏi, vậy ngươi thôi diễn kết quả đây. Chỉ có thể ngạnh công, Hiên Chính Hạo nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy xem ra, ngươi không có đem ta tính toán tiến đến. Cái này lần thứ nhất đi, ta nếu là chú ý cẩn thận một số, chỉ sợ hiện tại không có vấn đề nan giải gì. Hiên Chính Hạo nói ra, không, cho dù tiền bối ngươi cẩn thận tiến đến, ngươi cũng tuyệt tính mang không la quân trở về. Ngươi chỗ lấy hai lần có thể trở về, là bởi vì bọn hắn còn chưa tới không phải giết chế đi ngươi không thể cấp độ nếu là ngươi thật mang la quân có lẽ ngươi đã về không được áo đen tố trinh ánh mắt lạnh đi xuống hiên chính hạo sắc mặt nhàn nhạt hắn tuy nhiên đối áo đen tố trinh biểu hiện ra tôn kính nhưng hắn lại không phải cái hội khúm núm người năm đó hắn lấy yếu ớt chi thân một dạng có thể lạnh nhạt đối mặt thần đế cùng tu la đại đế uy áp ngươi trước không nói gì vì cái gì áo đen tố trinh hỏi Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng mới phát hiện, Hiên Chính Hạo có giữ lại, sau đó sắc mặt nàng cũng không tốt lắm. Nàng cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo, chú ý huy chát công số Thiên Đạo Minh, xem xét lịch sử tin tức, nhưng nhìn rất nhiều mảnh hoa cùng thú vị đồ vật nha. Chân Nguyên Tiên Tử là mang thai, mà lại tương lai hội dẫn phát càng thêm thú vị cùng mạo hiểm cố sự. Hiên Chính Hạo nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng áo đen tố trinh liếc một chút, sau đó nói: thứ nhất, ta cần tiền bối đi đem bên kia tình huống xác nhận một lần. Dùng cái này đến xác định, ta suy đoán cùng phỏng đoán là chuẩn xác. Thứ hai, có một số việc, nói thì mất linh. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Áo đen tố trinh ngay sau đó liền nói ra, tình huống bây giờ đã xác định, người có thể có biện pháp cứu ra la quân. Hiên chính hạo nói ra, tiền bối tùy tiện chém giết tạo hóa cảnh cao thủ, ta bản sự ở tiền bối nơi này, chỉ sợ một kiếm liền có thể đem ta giết. Áo đen tố trinh nói ra, nhưng ngươi nếu không có biện pháp, thì không cần làm nhiều chuyện như vậy." Hiên Chính Hạo nói ra, ta không muốn nhất cũng là đi đến một bước này. Lúc này ta có thượng trung hạ ba sách. Ngươi nói, áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên tồn ánh mắt sáng lên, áo đen Tố Trinh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Hỗn Nguyên Thái cực đồ thế giới chi lực chính là một cái quy tắc bên ngoài biện pháp, Ngọc Thanh thế giới vì bảo vệ Ngọc Thanh môn, cho dù phát động thế giới chi lực, như vậy cũng không tính phá hư quy tắc bởi vì cái này lực lượng không tại trên thân người cho nên viên giác pháp thần sẽ không xuất thủ mà ta thượng sách là từ kiều ngưng ra mặt nhìn có thể hay không cầu được viên giác pháp thần xuất thủ nếu như viên giác pháp thần chịu giảng điểm tình cảm riêng tư như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng cho nên đây là thượng sách nhưng là mặc dù là thượng sách nhưng dường như rất nhỏ khả năng áo đen tố trinh nói ra ta đối viên giác có chỗ giải người này sớm đã đoạn thất tình lục dục muốn hắn xuất phát từ nhân tình xuất thủ, xác thực không có gì có thể có thể tính. Nàng đón đến, nói ra, nhưng bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần, ta đổ muốn đi gặp hắn một chút. Hiên chính hạo nói ra, tiền bối ngàn vạn không thể. Làm sao, áo đen tố trinh nói ra. Hiên chính hạo nói ra, tiền bối tính khí hướng, chỉ sợ nếu có ngôn ngữ bất kính. Đến lúc đó, pháp thần xuất thủ, chỉ sợ không thể vãn hồi. Áo đen tố trinh nói ra, cái kia ngược lại là, cái này con lừa chọc, trên địa cầu còn thật không ai chọc nổi hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được hỏi, như vậy chung sách đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, chung sách cũng là đi địa ngục, tìm hắn bị trấn áp ma quân, nghĩ biện pháp đem địa ngục làm loạn, để quần ma công phía trên Ngọc Thanh Môn. Nhưng là này sách làm trái thiên đạo, thiên tâm, mà lại, cho dù là quần ma công đi lên, phần thắng y nguyên không lớn. Cái này không được, áo đen tố trình đầu tiên cự tuyệt, Nàng nói ra, là quân ta rất giải, hắn cũng sẽ không nguyện ý chúng ta làm như thế. Mà lại, chỉ là Ma Quân, đoạn thế giới chi lực, căn bản không đủ chống lại Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Khôi phục thế giới chi lực, chỉ sợ lại muốn bị viên giác xua đuổi. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên, căn bản không có cái gì thượng trung hạ ba sách, mà lại, người cái này sách có tác dụng hay không cũng còn phải khác nói. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi nói ra hạ sách là ta không nguyện ý nhất đi làm nhưng cũng là duy nhất có thể cứu la quân áo đen tố trinh cùng minh nguyệt tiên tôn ánh mắt lần nữa sáng lên áo đen tố trinh trầm giọng nói ra nói đi hiên chính hạo nói ra sơn hà xã tắc đồ tiền bối có thể trước cho ta mượn xem một chút sao áo đen tố trinh nao nao theo rồi nói ra có thể nàng sau đó trong nghi tâm lóe ra một vật chính là một cuốn tranh cuộn bộ dáng đổ vật vật này chính là trong truyền thuyết Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Muốn cái này Sơn Hà Xã Tắc Đồ, danh tiếng gì hiển hách. Cũng là thế giới bao la phàm phu tục tử, đã từng nghe nói qua thượng của nữ oa nương nương, năm đó tay cầm Sơn Hà Xã Tắc Đồ, uy chấn chúng tiên thần ma. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến Sơn Hà Xã Tắc Đồ vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bởi vì nàng xuất sinh ngay tại thần ma thế giới bên trong. Gặp nhiều pháp khí danh ra. Mà hiên chính hạo tại thế giới bao la bên trong, đã từng còn một lần cảm thấy nữ oa nương nương, sơn hà xã tác đổ những thứ này, bất quá là mỹ lệ truyền thuyết thần thoại mà thôi. Mà bây giờ, làm hiên chính hạo vươn tay lúc, hắn dạng này người cũng không nhịn được trong lòng bàn tay run nhẹ nhẹ. Hiên chính hạo lúc sinh ra đời thiên phú dị bẩm, tinh thần lực của hắn thập phần cường đại. Thuộc về loại kia xuất sinh liền có thể trực tiếp tu luyện pháp lực chủ. Hắn là cô nhi, không cha không mẹ, hắn là ở trong phòng thí nghiệm lớn lên, hắn bị huấn luyện đến không tình cảm chút nào. Nhưng là hắn cực thông minh, mà lại thuật thôi miên đánh đầu thắng đó. Năm đó, hắn không có chút nào tu vi tại thân, dẫn một đám nát như đội ngũ cùng Trung Hoa Đại Đế Tinh Anh đội ngũ tiến hành đối kháng nhiệm vụ. Kém chút đem Trung Hoa Đại Đế toàn quân ngược chế ti, nếu không phải Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng vận khí tốt, đến một khối long ngọc giải độc, hiện tại cũng không có la quân bọn họ những thứ này hậu bối chuyện gì. Bởi vì là tất cả ân oán đều đã bị hiên chính hạo chung kết. Về sau, thiên chính hạo đầu nhập vào Trần Lăng, lại lấy được trí cao ma điển, hắn đi vào cái này tiên ma thế giới, hết thảy đều là bởi vì ma điển chỉ dẫn. Cho nên hắn cũng biết, nữ oa nương nương cùng Sơn Hà xã tắc đồ là chân thật tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này thực sự tiếp xúc đến Sơn Hà xã tắc đồ lúc, hiên chính hạo tâm tình vẫn là có khác biệt lớn. Hiên chính hạo sau đó triển khai Sơn Hà xã tắc đồ, này tấm Sơn Hà xã tắc đồ triển khai về sau, thô sơ giản lược xem xét, chính là là một bộ rất không tệ thủy mặc sơn thủy họa. Nhưng là, chỉ cần vận đủ tinh khí tại hai mắt, lập tức liền có thể phát hiện bên trong bất phàm. Thiết bút ngân câu, khí thế hùng hồn, bên trong một ngọn cây cọng cỏ, còn có núi non sông suối, đều là có linh tính. Lại liếc một chút nhìn thấy, hiên chính hạo não vực liền ngã tiến một cái cuồn cuộn thế giới bên trong. Trong thế giới này, trời xanh mây trắng, tinh khí hỗn độn ngang dọc, lại sơn hà bao la hùng vĩ, nhìn một cái lại là không nhìn thấy cuối cùng trong cái thế giới này hải dương sông núi các loại tuyệt địa phúc địa động phủ toàn bộ đều là nhiều vô số kể cái này sơn hà xã tác đồ bên trong bảo tàng vô số thần thú ma thú đều có cái này nho nhỏ một bộ đồ bên trong tựa hồ trọn vẹn gánh chịu một cái thế giới hiên chính hạo thần thức rất nhanh liền theo sơn hà xã tác đồ bên trong lui ra ngoài sơn hà xã tác đồ quả nhiên danh bất hư truyền. Hiên chính hạo đem cái này đồ đưa trả lại cho áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh tiếp nhận, nói ra, đồ cũng nhìn, người dự định đâu. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên nói ra, chẳng lẽ sáng sớm người coi như đến họp có sơn hà xã tắc đồ. Hiên chính hạo nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút, sau đó nói, đó cũng không phải, bất quá là có sơn hà xã tắc đồ liền liền có thể giảm bớt ta không ít phiền phức. Bạch tiền bối hòa la quân quen biết, mà Sơn Hà xã tác đồ tại trắng trong tay tiền bối, phòng này tại ma điển chúng ta là tính tới. Áo đen tố trinh nói ra, Sơn Hà xã tác đồ tại ta tới nói, không chỉ là một kiện đơn giản pháp khí. Nó còn có một ít ý nghĩa đặc thù tồn tại. Đúng vậy a, à, như thế nào lại không đặc thù? Cái này Sơn Hà xã tác đồ đã từng là nàng muội muội đồ vật, nàng đãi chi như chân bảo. Mỗi lần cầm lấy Sơn Hà xã tác đồ, nàng liền sẽ nhớ tới nàng kia đáng thương mà thiện lương muội muội. Nếu như có thể, nàng nguyện ý dùng tính mạng mình đến đổi muội muội trọng sinh. Nhưng trên đời này, cho tới bây giờ đều không có nếu như a. Nàng cảm thấy, đáng chê ti người không có chê ti, mà không đáng chê ti người lại chê ti. Mà nàng cũng là cái kia đáng chê ti người. Nàng tùy hứng, thẳng thắn mà làm, sau cùng lại làm cho muội muội đi gánh chịu cái kia ác quả. Áo đen tố Trinh hít sâu một hơi, nàng thật sự là không muốn đi nhớ lại quá khứ bởi vì loại kia khắc cốt thống khổ cùng tưởng niệm xưa nay không từng giảm bớt nàng sau đó lại nói với hiên chính hạo nhưng nếu là phải cứu la quân lời nói cái này sơn hà xã tắc đồ ta có thể cho ngươi ngươi tùy ý xử trí đi cho dù là hủy ta cũng sẽ không trách ngươi hiên chính hạo nhìn đến áo đen tố trinh trong mắt thâm trầm bi ai hắn cũng không có suy nghĩ nhiều người nào cũng đã có hướng mà lại ai cũng gặp nạn quên mà thống khổ quá khứ Hắn rất nghiêm túc nói, có lẽ Sơn Hà xã tác đồ hội hủy, có lẽ y nguyên hội máu chảy thành sông, mà lại còn chưa nhất định có thể cứu ra La Quân. Đây là ta nhất định phải nói rõ." Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi như hết sức, không ai hội trách ngươi." Hiền Chính Hạo nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, vậy là tốt rồi." Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói tiếp ngươi kế hoạch." Hiền Chính Hạo trầm giọng nói ra, lấy Sơn Hà xã tác đồ làm dẫn. "Đúng." thần nông thế giới thế giới chi lực, tiền bối khả năng trưởng khống. Áo đen tố trinh nao nao, nàng lập tức nói, muốn cùng thế giới dung hợp, trưởng khống thế giới chi lực cũng không dễ dàng. Ta không có tránh thức thân thể, huyết mạch không cách nào cùng thần nông thế giới sông núi dung hợp. Cho nên, ta cũng không có thần nông thế giới thế giới chi lực. Quả là thế, Hiên Chính Hạo nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, người nói tiếp giải cứu chi pháp đi. Hiên Chính Hạo liền nói ra, tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên cũng nghiêm túc nghe. Hiên Chính Hạo nói ra, lấy Sơn Hà xã tác đồ làm dẫn, ta ở chính giữa bố trí trận pháp. Nhất Nguyên Chi Chu trấn áp Trung ương. Cái này Nhất Nguyên Chi Chu còn không người có thể phá giải, nhưng bên trong ảo diệu tổ hợp đã bị ta phá giải. Đến lúc đó, ta đến chủ trì Nhất Nguyên Chi Chu. Ta chung thiết lập 5 trận, tiền bối ngài chủ trì lôi trận. Không ai so ngài càng thích hợp chủ trì lôi trận. Tuy nhiên Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đều am hiểu lui pháp, nhưng các nàng tại áo đen tố trinh trước mặt, cũng xác thực là tiểu vu gặp đại vu. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng áo đen tố trinh nghe được mắt sáng lên. Người nói tiếp, áo đen tố trinh nói ra. Hiên chính hạo nói ra, nhất nguyên chi chu làm trung ương đại trận, chủ trì tứ phương. Lôi trận chủ sát phạt, thiên trận chủ thiên đạo, khác còn có phong trận, hỏa trận. Hết thảy năm trận, phân biệt là trung ương đại trận, lôi trận, thiên trận phong trận hỏa trận ta trận pháp này gọi là thiên lôi phong hỏa đại trận hiên chính hạo lớn nhất rồi nói ra thiên lôi phong hỏa đại trận trận này liền có thể phá mất hỗn nguyên thái cực đồ áo đen tố trinh trong lòng còn nghi vấn hiên chính hạo nói ra cái này thiên lôi phong hỏa đại trận cũng không có tiền bối ngài muốn đơn giản như vậy áo đen tố trinh nói ra nguyện nghe tường hiên chính hạo nói ra đầu tiên chúng ta cần 100 điểm báo thuần dương đan. Ngươi nói cái gì, áo đen tố trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đồng thời kinh hãi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, người 100 tỷ là bao nhiêu? Nàng cảm giác hiên chính hạo là điên, hoặc là chính là mọi người lý giải tính toán đơn vị khác biệt. Hiên chính hạo nói ra, 100 tỷ tương đương 1.000 tỷ thuần dương đan thuốc. Áo đen tố trinh nhíu mày nói ra, người đây là đang nói đùa sao? Ai có thể có như thế lượng lớn thuần dương đan thuốc? Hiên chính hạo nói ra, chuyện này, ta còn không dám nói đùa. Nói cách khác, làm nửa ngày, hạ sách cũng là chuyện phiếm. Không có khả năng thực hiện, áo đen tố trinh ánh mắt lạnh đi xuống. Là quân còn tại sống còn bên trong, hiên chính hạo cái này rõ ràng cũng là bắt các nàng đến làm trò cười. Ngọc Thanh thế giới bây giờ là thế giới bao la bên ngoài tối cường thế giới, tề tụ hắn tất cả thế giới cao thủ đều chưa hẳn công được phá Ngọc Thanh thế giới hỗn nguyên thái cực đồ. Hiên chính hạo nói ra, Chuyện này, vốn là muôn vàn khó khăn, nhưng tiền bối cũng không cần nổi giận. Bởi vì trăm ngàn tỷ thuần dương đan còn không phải khó khăn nhất một cửa. Hiên chính hạo lại là có chút cùng áo đen tố trinh đối trọi gay gắt, hắn ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, không có chút nào khiếp ý. Áo đen tố trinh nói ra, sự tình lại khó, chỉ cần có một cơ hội, ta đều sẽ đi tranh thủ. Nhưng ta hy vọng, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta muốn là còn có một cơ hội. Nếu như người quang kể một ít không có khả năng hoàn thành sự tình, vậy người cũng chưa có trách ta đối người khuyết thiếu tôn trọng cùng kiên nhẫn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không sai, 100 điểm báo thuần dương đan, cái này tại trong tiên giới đều là một món tiền của khổng lồ A. Trên địa cầu, ta hoài nghi tổng số đến cùng có hay không 100 điểm báo. Hiên Chính Hạo nói ra, có, trường sinh đại đế đế huyền có một đầu thuần dương sông, bên trong bây giờ tổng số cũng là 100 điểm báo. Áo đen tố trinh cùng minh nguyệt tiên tôn nhất thời ánh mắt sáng lên. Hiên chính hảo, ngay vào lúc này, thiên long bắt bộ phù đồ huyền trong tòa tháp tinh không bên trong truyền tới một thanh âm nam tử. Thanh âm kia ở trong hư không xuất hiện. Hiên chính hảo, không có người như thế hố minh hữu a. À. Vốn đại đế thuần dương sông người giải rất thấu triệt, vừa tốt 100 điểm báo thuần dương đan thuốc người cũng biết. Nhưng ngươi muốn vốn đại đế đem những thứ này lấy ra giúp ngươi cứu một cái tiểu tiểu la quân, người cảm thấy khả năng sao vẫn là nói vốn đại đế không đáp ứng các người muốn trắng trợn cướp đoạt a nói chuyện chính là đế huyền người nào cũng không muốn trắng trợn cướp đoạt ngươi đồ vật áo đen tố trinh trầm giọng nói ra nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng bởi vì điều này rất trọng yếu nếu như đây là nợ ta bạch tố trinh có thể hứa hẹn ngươi về sau ta bạch tố trinh hội cuối cùng cả đời lực lượng đến còn cho ngươi đế huyền người cũng không xuất hiện hắn nhạt lạnh nói ra bạch tố trinh ngươi lời nói nói dễ nghe vốn đại đế muốn ngươi xuất ra sơn hà xã tác đồ đi cứu một cái theo ngươi không có không liên quan người người nguyện ý không áo đen tố trinh trầm mặc đi xuống nàng là cái ngạo khí người nhưng lại cũng không là một cái không nói đạo lý người hiên chính hạo trầm giọng nói ra ta không chỉ có muốn đế huyền ngươi thuần dương sông ta còn muốn ngươi đến chủ trì phong trận dựa vào cái gì đế huyền nói ra Hiên chính hạo nói ra, chỉ bằng La Quân là thiên mệnh chi vương, trước mắt lợi ích là không thể gặp, tương lai cũng chưa chắc sẽ có lợi ích, nhưng là, có lẽ có một ngày, nó sẽ trở thành ngươi lớn nhất giá trị một khoản đầu tư. Có chịu hay không ném, tại ngươi, nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng bắt ngươi không thể làm gì. Ngươi muốn ta cho ngươi chỗ tốt, không có. Đế huyền nói ra, vốn đại đế thật là buôn bán, La Quân trên thân cũng có chớ đại tiềm lực. Nhưng là, cái này quá phiêu miểu, Thuần Dương Sông, 100 điểm báo Thuần Dương Đan, đây là khái niệm gì? Vốn đại đế có thể lấy nó đi bồi dưỡng bao nhiêu đại môn phái? Các ngươi thiên châu mấy cái đại môn phái, từng cái liền một tỷ Thuần Dương Đan lấy ra đều vì khó. Ta cái này 100 điểm báo, bao nhiêu trăm triệu? Là bao nhiêu ngàn tỷ A? À? Áo đen tố trinh nói ra, nếu là ngươi chịu đáp ứng, sau khi chuyện thành công, Sơn Hà xã tắc đổ, đưa ngươi. Còn có, chỉ cần ngươi không vi phạm đạo nghĩa, Bạch Tố Trinh về sau nhưng bằng ngươi phân công. Mà lại, ta sẽ cuối cùng cả đời đến trả ngươi nợ. Nhưng ngươi nếu không đáp ứng, từ nay về sau, ngươi chính là ta Bạch Tố Trinh địch nhân, ta sẽ cuối cùng cả đời đối phó ngươi. Làm sao tuyển, chính ngươi cân nhắc. Đế huyền trầm mặc đi xuống. Hiên chính hạo cũng nói, còn có ta, ta cũng sẽ là ngươi địch nhân. Còn có ta, Minh Nguyệt Tiên Tôn không chút do dự nói ra. Nàng lông mày nhướn lên, nói ra, mặc dù bây giờ, ta tu vi còn không cách nào cùng đại đế ngươi so sánh, nhưng tương lai chưa hẳn không có cơ hội. Đế huyền vẫn là trầm mặc, mọi người cũng sẽ không nói. Tất cả mọi người đang đợi đế huyền phản ứng. Sau một hồi khá lâu, đế huyền nói ra, tốt, tay trái mỹ tử, tay phải dao nhọn. Các ngươi cái này còn không phải trắng trợn cướp đoạt sao. Hiên chính hạo nói ra, đế huyền, ngươi là người thông minh. Ngươi hẳn phải biết thiên đạo uy lực, ta cho rằng, nếu như người đầy đủ thông minh, thì tính toán điều kiện gì đều không có, cũng nên đáp ứng. Doanh chính đã ứng kiếp, người nghịch thiên nói mà đi, người có thể kiên trì bao lâu. Thứ gì, nhắc lên thiên đạo thì không có ý nghĩa. Đế huyền thở dài, nói ra, người bình thường thoát khỏi không vận mệnh bài bố, chúng ta cùng người bình thường lại có gì gì. Hiên chính hạo nói ra, nhưng người bình thường vẫn là đến sống sót, không phải là không có người phản kháng qua thiên đạo. Trung hoàng ngươi hẳn phải biết, năm đó hắn là bực nào điên cuồng, hạng gì cái thế, hạng gì uy phong. Khi hắn rơi vào địa cầu về sau, còn không phải như vậy thân tử đạo tiêu. Đế huyền trầm ngâm nửa ngày, hắn nói ra, người nói không sai, chúng ta vẫn là đến sống sót. Thôi, thôi, vốn đại đế chiếm lấy cái này thuần dương sông thì có ích lợi gì, nếu là bỏ mình, còn không phải hết thảy thành không. Thuần dương sông, cho các ngươi, phong trận, vốn đại đế liền đến chủ trì. Tốt, Huyền chính hạo nhất thời hớn hở ra mặt Áo đen tố trinh cùng minh nguyệt tiên tôn Cũng nhất thời đại hỷ Tốt, quá tốt Áo đen tố trinh nói ra Có sơn hà xã tắc đồ Trăm ngàn tỷ thuần dương đan Lại có ta liên thủ với đại đế Cái này hỗn nguyên thái cực đồ có thể phá vậy Kém xa Huyền chính hạo lập tức nói Ừm, áo đen tố trinh cùng minh nguyệt tiên tôn Đồng thời bị kinh ngạc Đế huyền theo hư không bên trong đi tới Lần này lại là chân thân đi ra hắn trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, xem xét thì có đế vương khí tượng. Đế huyền ánh mắt rất sáng, sáng như tinh thần. Hắn xuất hiện về sau, liền tựa hồ hết thảy tiêu điểm đều tụ tập ở trên người hắn. Trừ áo đen tố trinh. Trận này bên trong, trong nháy mắt tựa tựa hồ chỉ có hắn cùng áo đen tố trinh hai người. Đều là nhất thời có một không hai vương giả. Giờ khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn thẳng tắp lưng, thực nàng gần nhất vẫn luôn có cảm giác bị thất bại, nàng đã từng là phong quang giường nào nàng ở trên đỉnh núi đứng thật lâu bây giờ mới phát hiện sơn ngoại hữu sơn trước kia chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng nhưng nàng không biết tự ti nàng y nguyên có lòng tin nàng có lòng tin tương lai cũng có thể như thế ngạo nghễ tại thế cho nên nàng khôi phục lại bình tĩnh lúc này không có cái gì là so nghĩ cách cứu viện la quân quan trọng hơn đế huyền lúc này cũng không có nửa điểm kiêu căng hắn như là đã lựa chọn hợp tác, vậy sẽ phải khiến người ta như gió xuân ấm áp. Địch nhân thì là địch nhân, bằng hữu thì là bằng hữu. Làm địch nhân đến có địch người bộ dáng, làm bằng hữu cũng phải có làm bằng hữu bộ dáng. Đây mới là người thông minh cách làm, nếu là coi bằng hữu là địch nhân ở chung, coi địch nhân là bằng hữu đối đãi, đó mới là chuyện cười lớn. Đế Huyền hướng áo đen tố Trinh ôm quyền, nói ra, Bạch cô nương, người sự thích vốn đại đế có nghe nói qua, chỉ có hai chữ, bội phục. Ngươi là chân chính đấu sĩ. Áo đen tố trinh nhìn về phía đế huyền, nàng trong mắt lóe lên một tia đau buồn, nếu có lựa chọn, ta nguyện làm một cái nhu nhược hạng người. Đáng tiếc, sẽ không còn có cơ hội. Đế huyền ngốc ngẩn ngơ. Hắn hơi hơi thở dài. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía hiên chính hạo, nói ra, ngươi nói, chúng ta lực lượng vẫn còn thiếu rất nhiều. Áo đen tố trinh cùng minh nguyệt tiên tôn cũng nhìn về phía hiên chính hạo. Hiên Chính Hạo gật đầu nói, "Không tệ, không có thế giới chi lực, chúng ta tới lại nhiều thuần dương đan, cao thủ, đại trận đều là hư." Đế Huyền nao nao, hắn nói ra, "Cái này thật là cái điểm mấu chốt." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Đại đế ngươi nhiều năm như vậy, vì sao không có nắm giữ thế giới?" Đế Huyền không khỏi cười khổ, hắn theo rồi nói ra, "Hiên Chính Hạo rất rõ ràng." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, "Cái này ta xác thực rõ ràng, vừa đến không có tìm được phù hợp thế giới. Muốn tìm tới một cái cơ duyên xảo hợp, lại có thể dung hợp thế giới, rất khó khăn. Thứ hai, đế huyền vẫn luôn tại tạo hóa cảnh tam trọng, không có đột phá, cho nên, hắn muốn chinh phục địa cầu chi hành tinh khác càng khó. Lại nói, những tinh cầu kia cũng không phải là rất thích hợp, muốn tìm tới thích hợp cũng không dễ dàng. Áo đen tố trinh nói ra, thì ra là thế. Nàng đón đến, nói ra, ta còn không có tránh thức lãnh hội qua thế giới lợi hại, năm đó thần nông đỉnh bên trong thế giới chi lực, đều là hư huyễn. Không phải chân chính thế giới, thế giới lực lượng, thật vô có thể chống đỡ cản sao. Đế huyền nói ra, nắm giữ thế giới, mới có thể trở thành quân. Thế giới quy tắc, lớn hơn tất cả tinh thần cùng hư huyễn quy tắc. Một cái thế giới lực lượng, đây là khó có thể tưởng tượng. Áo đen tố trinh nói ra, tốt ha. À. Đế huyền nói ra, nhưng đã hiên chính hảo ngươi nói như vậy, vậy ngươi hẳn là có biện pháp, đúng không? Hiên chính hạo nói ra, chi sau sự tình, càng khó mà thôi. Thiên mệnh giả ta hết thảy cần 12 vị, 12 vị thiên mệnh giả đến chủ trì thiên trận. Muốn tìm ra 12 tên thiên mệnh giả đến chủ trì thiên trận, đây không tính là quá đại nạn đề. Đế huyền lập tức nói. Hiên chính hạo nói ra, còn có, 3.000 tên hư tiên, đương nhiên, thực lực đến hư tiên đều được, là động tiên, không chung cảnh chờ một chút càng tốt hơn. 3.000 tên hư tiên, Áo đen tố trinh cùng minh nguyệt tiên tôn, còn có đế huyền đều hút miệng hàn khí. Ta toàn bộ minh nguyệt cung hư tiên không cao hơn bốn tên. Minh nguyệt tiên tôn nhịn không được nói ra. Đế huyền nhíu mày nói ra, thiên trì các hư tiên toàn bộ cộng lại cũng bất quá 120 cái hai bên. Cái này hư tiên cũng không phải rau cải trắng, mỗi một cái hư tiên nhân sinh đều là một bộ ẩm ẩm sóng dậy sách lịch sử. Áo đen tố trinh nói ra, ta thần nông thế giới tất cả hư tiên cùng nhau cũng bất quá 60 tên. Hiên chính hạo trầm giọng nói ra, ta bên này có thể ra 42 bên hư tiên. Áo đen tố trinh nói ra, cho nên, tính toán đâu ra đấy, cái này cũng mới hơn 200 điểm. Cách 3.000 số lượng, kém xa, vì cái gì cần nhiều như vậy hư tiên. Hiên chính hạo nói ra, hỏa trận muốn 3.000. 3.000 là 3.000 đại đạo số lượng, cũng là 3.000 thế giới số lượng. Thiếu một cái đều không được. Áo đen tố trinh nói ra, vậy thì tốt, chúng ta thì gấp rút hành động đi bước bách mỗi cái thế giới hư tiên ra đến giúp đỡ, còn có đi hư không bên trong khắp nơi bắt. Trên địa cầu toàn bộ cộng lại, có 3.000 cái hư tiên trở lên tu vi sao. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta đối điểm này biểu thị hoài nghi. Hiên Chính Hạo nói ra, có hay không ta cũng là thật không biết, nhưng muốn phá hỗn nguyên thái cực đồ, nhất định phải có cái này 3.000 số lượng. Như thế về sau, ta mới có thể triệt để khu động đại trận. Mà lại, lửa trong trận 3.000 số lượng bên trong, còn muốn có một cái tinh thông hỏa hệ đạo thuật cao thủ. Áo đen tố trinh nói ra, hỏa hệ đạo thuật cao thủ, ta chỗ này có một cái. Áo đen tố trinh nói hỏa hệ cao thủ chính là la quân năm đó ở thần nông đỉnh thế giới bên trong cứu hỏa hồng cân. Hỏa hồng khăn một mực chủ tu đại hỏa diễm thuật, đương nhiên, la quân còn dạy nàng đại na di thuật. Cái này trong 800 năm, hỏa hồng khăn một mực tại thần nông thế giới bên trong, cũng thêm vào giả lam điện, càng là đạt được áo đen tố trinh chỉ điểm bây giờ hỏa hồng khăn tu vi đã đến không chung cảnh đỉnh phong tu vi đã xa xa dứt bỏ sư phụ la quân đây cũng là vì cái gì hỏa hồng khăn một mực không có gặp la quân nguyên nhân mấy trăm năm thời gian bên trong la quân còn không tồn tại đợi đến la quân tồn tại về sau hỏa hồng khăn tu vi đã cao cao tại thượng hỏa hồng khăn tôn kính sư phụ cho nên hy vọng chờ đợi đợi đến sư phụ lần nữa quật khởi về sau liền tới gặp nhau đương nhiên mấu chốt nhất một chút cũng là bởi vì thần nông thế giới đã phong bế, hỏa hồng khăn cũng ra không được. Áo đen tố trinh ngay sau đó liền nói là quân đồ đệ hỏa hồng khăn, hỏa hệ cao thủ, không chung cảnh đỉnh phong. Minh Nguyệt tiên tôn ở một bên nghe ngẩn ngơ. Nàng cảm thấy có chút đắng chát, thế giới này đột nhiên làm sao? Là quân nguyên bản ở trong mắt nàng, bất quá là cái con tôm nhỏ, làm sao lúc này là quân đồ đệ đều là không chung cảnh đỉnh phong đâu? Hiên chính hạo nghe vậy liền nói ra, Vậy là tốt rồi, chỉ ít bớt một ít chuyện. Đế huyền nói ra, đại trận này, đến đây chỉ cần tập kết 3.000 hư tiên, liền có thể A. Hiên chính hạo nói ra, còn không được. Còn không được, áo đen tố trinh bọn người đồng thời giật mình. Đế huyền lập tức nói, đây cũng quá tốn sức, thì vì cứu một cái la quân, có cần thiết này sao? Theo vốn đại đế xem ra, còn là không bằng suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Hoặc nói, chúng ta toàn bộ xâm nhập ngọc thanh thế giới không tiến thái thượng tôn lầu lấy địa ngục còn có ngọc thanh thế giới hắn sinh linh đến uy thái thượng tôn lầu thả người cái này so người biện pháp muốn đơn giản nhiều áo đen tố trinh nói ra ta vốn là không muốn dẫn động địa ngục nhưng người biện pháp xác thực rất khó khăn đại đế biện pháp chưa hẳn liền không thể được hiên chính hạo nói ra tha thứ ta nói thẳng lúc này ngọc thanh thế giới đã phòng bị chỉ cần phát động hỗn nguyên thái cực đồ thế giới chi lực chúng ta đi bao nhiêu người đều là một con đường chế ti. Các người biện pháp, không có khả năng được đến thông. Áo đen tố trinh cùng đế huyền nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Hiên chính hạo nói ra, lúc này, Ngọc Thanh thế giới không thể lại dễ dàng đi vào. Hai vị bất kỳ một cái nào, hơi bị tổn thương, liền sẽ để đại trận không cách nào bố thành. Áo đen tố trinh nói ra, người nói, người đại trận này còn cần một dạng sự vật, cần gì? Hiên Chính Hạo nói ra, đại trận sơ bộ sau khi hoàn thành, ta còn muốn lấy Sơn Hà xã tắc đồ dung hợp thiên châu thế giới chi lực. Đến lúc đó, Sơn Hà xã tắc đồ hội sinh ra mới khí linh. Đồng thời như Hỗn Nguyên Thái Cực đồ một dạng, nắm giữ thế giới lực lượng. Áo đen tố Trinh thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Hiên Chính Hạo cười khổ một tiếng, nói ra, Hỗn Nguyên Thái Cực đồ thế giới chi lực một chút khởi động một lần liền muốn thiêu đốt thuần dương đan thuốc 11 tỷ, nếu muốn toàn diện khởi động 10 điểm báo thuần dương đan thuốc. Cho nên, Bạch Tiền Bối, Sơn Hà xã tác đồ tương lai vô cùng lợi hại, nhưng là, người cũng chưa chắc cảm thấy đây là chuyện tốt. Áo đen Tố Trinh hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái, nghịch thiên chi lực không phải có thể tùy tiện đầy đủ vận dụng. Đây là hợp tình hợp lý. Đế Huyền nhíu mày nói ra, như vậy, Ngọc Thanh thế giới có nhiều như vậy thuần dương đan thuốc sao? Hiên Chính Hạo nói ra, Ngọc Thanh thế giới chính là tiên giới bố trí. Tiên giới Thiên Quân trưởng khống Kepler tiên giới đại bộ phận thuần dương đan thuốc. Bọn họ đan dược, nhiều không thể tưởng tượng, Ngọc Thanh thế giới đan dược, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đánh giá. Không phải vậy lời nói, bọn họ như thế nào có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy tạo hóa cùng cao thủ đến? Tiên giới, tiên giới, Áo đen Tố Trinh nói ra, tiên giới đến cùng muốn làm cái gì? Đế Huyền nói ra, tiên giới Thiên Quân trưởng khống tiên giới năm đó vốn đại đế cũng tại tiên giới đợi qua một đoạn thời gian. Tiên giới đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, mà lại, tiên giới cũng không tính thái bình. Cái này bên trong còn có rất nhiều điển tịch tại, có cơ hội, ta cùng bạch cô nương tỉ mỉ nói một chút. Mà Ngọc Thanh Môn là tiên giới trọng yếu quân cờ, là bọn họ thân tín. Tiên giới căn tại địa cầu, trên địa cầu luôn có thể có khắc chế bọn họ đồ vật tồn tại. Mà Ngọc Thanh Môn cũng là bọn họ đối phó những cái kia khắc chế bọn họ tồn tại. Năm đó Kepler bên kia đám thổ dân phản kháng thực dân, Trung Nguyên Thánh chỉ huy đám thổ dân, dựa vào ngũ cốc xã tắc thần thụ, kém chút đem những tiên nhân kia nhóm triệt để nô dịch. Nếu không phải Ngọc Thanh môn cái này một cái trọng yếu quân cờ hủy đi ngũ cốc xã tắc thần thụ, bây giờ tiên giới chỉ sợ đã không còn tồn tại. Hiên chính hạo nói ra, địa cầu thiên chỗ của đạo là không quá cho phép tiên giới như vậy phát triển. Nói cho cùng, địa cầu vũ trụ đại đế không nguyện ý bị bất luận cái gì sinh linh khống chế. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên lập tức nói, vậy ta có hay không có thể lý giải thành, chúng ta trận chiến này thuận theo thiên đạo, tất thắng. Hiên chính hạo bọn người nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, Hiên chính hạo lập tức nói, tất thắng không dám nói, Ngọc Thanh môn tại quy tắc bên trong. Vận mệnh tuy nhiên tồn tại, nhưng cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua vận mệnh thực thể chi thủ gảy càn khôn. Nói cho cùng, Ngọc Thanh Môn bây giờ tựa như là một tên tráng hán, tinh thông đọ sức. Chúng ta lúc này, đừng đi muốn thiên đạo, vận mệnh chi thủ. Ngọc Thanh môn cái này tráng hán, không biết vô duyên vô cớ chê ti bất đắc kỳ tử, chúng ta muốn, đánh như thế nào ngược lại hắn. Đây mới là chúng ta cần nghĩ. Áo đen tố trinh nói ra, người điểm ấy xác thực không có nói sai, như vậy, người dùng hợp thiên châu thế giới chi lực, dễ dàng sao. Hiên chính hạo nói ra, ta sở dĩ lựa chọn thiên châu, là bởi vì ta nhìn trời châu chìm đắm sâu nhất, cũng quen thuộc nhất. Mà lại, Thiên Châu thuộc về bảy đại giới một trong thế giới chi lực cường hãn. Thiên Châu cũng có thủ hộ thần, những thứ này thủ hộ thần bố trí xuống Thiên Châu kết giới. Chúng ta muốn bọn họ đáp ứng hỗ trợ mới có thể dung hợp Thiên Châu thế giới chi lực. Lại là nan đề, Đế Huyền thở dài. Hiên Chính Hạo nói ra, khó, 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 khó. Hắn một hơi nói bảy cái khó chữ. Đế Huyền nói ra, vốn đại đế vẫn là câu nói kia, đáng giá không? thì vì cứu một cái la quân, ta biết, các ngươi hòa la quân có rất thâm hậu hữu nghị. Nhưng máu chảy thành sông, nhiều như vậy sinh linh, đó cũng là sinh linh. Nhiều như vậy tư nguyên, thì làm một cái la quân, chúng ta thật sự tất yếu phải làm như vậy sao? Cái này quá không hợp hợp sinh ý thành bản. La quân là ai, bất quá chỉ là cái thiên mệnh chi vương danh hiệu, hắn chế ti, thê đội thứ hai thiên mệnh chi vương lập tức liền sẽ xuất hiện. Đây quả thực, cũng là quá ngu xuẩn. Áo đen tố trình ánh mắt nhìn về phía vũ trụ minh mông. Nàng nói ra, kế hoạch này xác thực rất khó, quá gian nan. Nhưng chỉ cần ta còn sống, còn có một hơi, nhất định phải đi cứu La Quân. Ta đã mất đi muội muội ta, ta không thể lại trơ mắt nhìn lấy La Quân đi chết. Ta cứu hắn, không có quan hệ gì với sinh ý, không có quan hệ gì với thiên mệnh chi vương, đơn giản là, hắn là ta sinh tử bằng hữu. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta không nguyện ý hy sinh nhiều người hơn, nhưng ta có thể hy sinh ta tự mình tới cứu la quân ta muốn cứu hắn cũng cùng bất kỳ vật gì không quan hệ đơn giản là la quân là bằng hữu ta nàng ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định hiên chính hạo nói ra chuyện này rất điên cuồng hy sinh sẽ rất lớn nhưng là ta nhất định phải đi làm sự tình không liên quan tới hữu nghị bởi vì đây là ta sứ mệnh có lẽ theo ta sinh ra tới một khắc này ta chính là vì tới làm chuyện này Sơn Hà xã tác đồ hôm nay chế tạo, có lẽ tương lai còn sẽ có càng mãnh liệt hơn dùng. Nhưng trước mắt một bước này, không thể nhảy qua đi. Chúng ta phải đi làm. Ai nha, tính toán. Đế huyền nói ra, các người đều là một đám người điên. Các người muốn làm, ta phối hợp chính là, đến mức kết quả, ta không quản được. Hắn đón đến, tiếp tục nói, có điều, xem ra ta tựa hồ thật đúng là xem nhẹ la quân gia hỏa này. Một cái chỉ là động tiên con kiến hôi, Thế mà làm cho bạch cô nương loại người như ngươi như thế cảm mến đối đãi. Hắn lọt mất Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, nhưng nàng lạnh nhạt chỗ chi. Nàng tại đế huyền trong mắt, xác thực còn quá không có ý nghĩa. Đây là quy tắc, nàng tin tưởng vững chắc chính mình, cuối cùng có một ngày cũng sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới. Nàng không cần bất luận kẻ nào đến xem trọng nàng. Áo đen Tố Trinh tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm thụ nàng chỉ nói là nói ta cùng la quân ở giữa kinh lịch không ai có thể hiểu được năm đó tính toán hiện tại còn nói cái gì năm đó áo đen tố trinh sau đó còn nói thêm ta hiện tại còn nghĩ tới một người nếu như hắn chịu ra tay có lẽ chúng ta có thể cứu ra la quân hiên chính hạo nói ra phép chia thần viên cảm giác còn có người có thể cứu la quân áo đen tố trinh nói ra tinh chủ đế huyền thân thể chấn động nói ra cũng là cái kia ở trên sao hỏa kiến tạo chúng tinh điện tinh chủ." Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai. "Đế Huyền nói ra, cái kia tinh chủ thật đúng là bí mật a, à, chúng ta dùng vãng sinh la bàn còn có ma điển đều không thôi diễn ra hắn một tia dấu vết để lại." Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn có tương lai chi chủ trên tay, các ngươi không có khả năng thôi toán đạt được thân phận của hắn." Hiên Chính Hạo nói ra, ta tra khắp tất cả chư thiên thế giới cùng lịch sử, đều không tìm ra hắn mảy may dấu vết tới lợi hại như vậy một người, hẳn là sẽ không không có lai lịch. Áo đen tố trinh nói ra, như hắn xuất thủ. Hiên chính hạo nói ra, vậy ta cũng không biết, bởi vì chúng ta đối với hắn thật sự là không hiểu. Nhưng là, cũng có thể đâu. Áo đen tố trinh nói ra, tốt, hiên chính hạo, người tiếp tục sách lược phương án. Chúng ta không thể dạng này lãng phí thời gian đi xuống. Ta trước câu thông tinh chủ. Hiên chính hạo nói ra, tốt. Sau đó, áo đen tố trinh liền trực tiếp rời đi thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp áo đen tố trinh xuất hiện tại một ngọn núi phía trên nàng sau đó liền tiến vào đến sơn hà xã tác đồ bên trong đón lấy áo đen tố trinh dẫn đạo thánh nhân khí tức sau đó bắt đầu câu thông tinh chủ lúc trước áo đen tố trinh là dựa vào linh nhi trong tay ngọc bài câu thông đến tinh chủ mà cái này mai ngọc bài còn tại áo đen tố trinh trong tay nàng pháp lực cường đại vô biên mà lại điện lưu tại trong vũ trụ đều là tồn tại. Người khác câu thông không đến trên sao hỏa, nhưng nàng có thể. Đây là rất kỳ diệu. Rất nhanh, áo đen tố trinh vẫn thật là câu thông thượng tinh chủ. Sau đó, tại áo đen tố trinh trong não vực, xuất hiện một bộ độc lập hình ảnh. Đó là tinh nhất điện tràng cảnh, áo đen tố trinh nhìn thấy mình đứng tại tinh nhất điện trung ương. Tinh chủ, áo đen tố trinh hô một tiếng. Cái kia bức tượng điêu khắc xuất hiện tinh chủ tung tích. Tinh chủ mở to mắt, hắn bình tĩnh nhìn về phía áo đen tố trinh, bạch cô nương, nghĩ không ra thời gian qua đi không lâu, người lại tìm đến bổn tọa. Cái này chưa thiên thế giới bên trong, tuy nói hư không nguyên thần có thể ngàn dặm ngoài vạn dặm thành hình hiển hiện, nhưng người có thể tại địa cầu trực tiếp hiển hiện tại bổn tọa nơi này, người vẫn là thứ nhất. Áo đen tố trinh ôm quyền nói ra, tinh chủ quá khen, ta bất quá là đến chút ngộ mà thôi. Tinh chủ nói ra, bạch cô nương không dùng mở miệng, người đến mục đích bổn tỏa đã biết được. Áo đen tố trinh nao nao, theo rồi nói ra, ta kém chút quên, tinh chủ nắm giữ tương lai chi chủ, hết thảy đều tại ngươi trưởng khống chi. Tinh chủ nói ra, người đến câu thông bổn tọa lúc, điện tử từ, từ hoãn họp có một ít tin tức khí tức biểu hiện, tương lai chi chủ rất dễ dàng đoán được. Áo đen tố trinh nói ra, đã tinh chủ đã biết, cái kia càng tốt hơn. Ta muốn hỏi trước tinh chủ một vấn đề. Ngươi hỏi, tinh chủ nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, người xuất thủ, có thể hay không cứu ra la quân. Tinh chủ nói ra, có thể. Hắn nói không chút do dự. Áo đen tố trinh thân thể chấn động, nàng nói ra, tinh chủ quả nhiên bất phàm, lấy thân phận ngài đã nói có thể, vậy ta tuyệt không nghi ngờ tinh chủ thực lực. Tinh chủ tiếp tục nói, nhưng bổn tọa sẽ không xuất thủ. Áo đen tố trinh nói ra, vì cái gì? Tinh chủ nói ra, không hợp quy củ. Quy củ là cái gì? áo đen tố trinh nhịn không được hỏi tinh chủ nói ra địa cầu có địa cầu quy củ đây là lúc trước các thánh nhân cùng tiên giới định ra quy củ ai cũng không thể phá hư bổn tọa không thể đi địa cầu đây là điểm thứ nhất ngài không thể đi địa cầu áo đen tố trinh bị kinh ngạc tinh chủ nói ra không thể áo đen tố trinh nói ra ngài nắm giữ thế giới chi lực tinh chủ nói ra lửa này ngôi sao thế giới chi lực là bổn tọa Áo đen tố trinh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thì ra là thế, thì ra là thế. Vậy ngài như là đã tu vi như thế, còn vì sao muốn cầu vĩnh sinh sự tình? Bởi vì vì bản tỏa còn chưa tới đạt vĩnh sinh, tinh chủ nói ra, hắn đón đến, nói ra, mọi thứ đều có nhân quả, có một số việc, chỉ là mặt ngoài. Không nói thực chất, là bởi vì thiên cơ không thể phá. Người còn không hiểu, áo đen tố trinh hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy ta xác thực không có gì để nói nhiều. Vậy ta còn muốn hỏi một chút ngài, lần này, là quân sẽ chết ti sao? Tương lai chi chủ, nhất định có thể tính ra tới. Các ngươi không cứu hắn, hắn đương nhiên sẽ chết ti. Tinh chủ nói ra, bất quá đây không phải tương lai chi chủ tính ra đến, là bổn tọa cho rằng. Vận mệnh là hư vô, làm phòng ốc sụp đổ lúc, đi ra ngoài, cùng đứng tại chỗ, đều lại bởi vì hành động cùng suy nghĩ đến quyết định sau cùng sự thật, Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tốt, Tinh chủ, ta minh bạch. Đa tạ ngươi giải hoặc, ta muốn đi." Tinh chủ nói ra, "Đi thong thả, không tiến." Sau đó, áo đen Tố Trinh thu hồi thần thức. Đón lấy, áo đen Tố Trinh lại trở lại một nguyên chi cầu, liên hệ đến Tinh chủ, hắn xác thực có thể đối phó Ngọc Thanh thế giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Nhưng là, hắn sẽ không xuất thủ. Hắn nói, hắn không thể đến địa cầu, đây là quy củ. Áo đen Tố Trinh hướng Đế Huyền còn có minh nguyệt tiên tôn cùng hiên chính hạo nói tình huống hiên chính hạo bọn người sau khi nghe hiên chính hạo nói ra thì ra là thế áo đen tố trinh nói ra như vậy đi chúng ta tới chia ra hành động đế huyền ngươi bắt đầu đi tìm ba nghìn hư tiên triệu tập ngươi có thể triệu tập ta hiện tại cũng muốn hoàn hồn nông thế giới một chuyến thần nông thế giới đại kết giới ta muốn trước triệt tiêu về sau ta sẽ một lần nữa bố trí hắn kết giới phải vào ra cũng phải dùng truyền tống trận minh nguyệt tiên tôn nói ra ta lập tức đi tìm hắn hư tiên thêm ta trong cung ngoài ra ta là bắt cũng muốn khắp nơi bắt tới hiên chính hạo gật đầu nói ra tốt mọi người chia ra hành động ta muốn đi câu thông thiên châu thủ hộ thần về sau khả năng còn cần bạch tiền bối ngươi hỗ trợ áo đen tố trinh nói ra tốt minh nguyệt tiên tôn nghĩ đến cái gì nàng nhịn không được nói ra còn có một cái vấn đề mấu chốt mọi người liền nhìn về phía minh nguyệt tiên tôn Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, triệu tập 3.000 hư tiên, rất khó khăn. Mà lại, sẽ rất hao tổn tốn thời gian. Ta lo lắng, là quân trèo trống không thời gian dài như vậy. Hiên chính hạo trầm giọng nói ra, vấn đề này, ta sẽ giải quyết. Mọi người đi trước tay vội vàng đồ vật đi. Sau đó, mọi người liền muốn các tự rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn đi đầu bay đi. Về sau, đế huyền chuẩn bị lúc rời đi. Hiên chính hạo nói ra, chờ một chút, đế huyền, Thuần Dương sông ngươi đến lưu lại. Đế Huyền nhất thời mọi loại không nguyện ý, áo đen tố trinh còn ở bên cạnh nhìn lấy. Đế Huyền bất đắc dĩ, hắn như là đã đáp ứng, cũng chỉ có thể thực hiện lời hứa. Ngay sau đó đem Thuần Dương sông tế ra tới. Cái này Thuần Dương sông hình thái chính là một hạt châu, màu vàng óng, lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, bên trong tràn đầy chất lỏng màu vàng óng. Ngươi cái tên này, lần ta nói cho ngươi, ta chỉ có 10 điểm báo lượng. Ngươi từ nơi đó đoán được ta còn có 100 điểm báo." Đế Huyền có chút khó chịu nói ra. Hiên Chính Hạo tiếp nhận thuần dương sông, hắn cười cười, nói ra, "Ta có thể lừa gạt đến ngươi, nhưng ngươi lừa gạt không đến ta." "Mẹ, Đế Huyền nhịn không được mắng một tiếng, nói ra, "Lão tử không có đụng phải ngươi càng rảo hoạt người. "Ngọc Thanh thế giới, quá tôn lầu chi." Nạp Lan Vân Tuyết nói với Nhã Chân Nguyên, "Sư phụ, nghe nói cái kia áo đen nữ nhân lại tới một lần." thái hư tổ sư xuất động hỗn nguyên thái cực đồ nhưng y nguyên để nữ nhân kia đào tẩu hỗn nguyên thái cực đồ đều không cầm xuống nữ nhân kia nhã chân nguyên nghe vậy nhất thời bị kinh nạc nạp lan vân tuyết nói ra không sai các sư huynh đệ đều đang nghị luận bọn họ đều nói nữ nhân kia tay còn có thánh nhân lưu lại tiên khí sơn hà xã tắc đồ nữ nhân kia cùng thánh nhân có liên quan nhã chân nguyên trầm ngâm nửa ngày sau đó nói thánh nhân lại như thế nào ngọc thanh câu đối hai bên cánh cửa giao la quân chính là phụng tiên giới ý chỉ đây là ai cũng không thể sửa đổi huống chi các thánh nhân mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện nạp lan vân tuyết nói ra vậy cũng đúng nhã chân nguyên như có điều suy nghĩ lại là không biết suy nghĩ cái gì nạp lan vân tuyết liền nói ra sư phụ ngài nói còn sẽ có người tới cứu la quân tiểu tặc kia sao nhã chân nguyên nói ra có lẽ sẽ đi nhưng cũng sẽ không cải biến kết cục hiện tại tiểu tặc kia đã rơi vào đến quá tôn lầu chi trong thiên hạ không ai có thể cứu ra cái này tiểu tặc trừ phi là cái kia pháp thần viên giác xuất thủ nhưng là pháp thần viên giác việt sẽ không xuất thủ nạp lan vân tuyết nói ra như thế nói đến là quân là chê ti chắc nhã chân nguyên gật đầu nói ra đúng vậy a à, chê ti chắc làm sao ngươi không bỏ được nạp lan vân tuyết nói gấp không sư phụ ngài nói nói gì vậy tiểu tặc kia ta ước gì hắn chê ti chỉ là, tiểu tặc này cũng đúng là có chỗ đặc thù. Nhã chân Nguyên nói ra, tốt, không nói những thứ này, ta mệt mỏi. Ngươi cũng trở về đi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, đúng, sư phụ. Sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết rời đi, Nhã chân Nguyên cũng trở về đến tĩnh thất chi ngồi xếp bằng. Tĩnh thất chi, an tĩnh không. Nhã chân Nguyên giống như là nhất tôn điêu khắc đá đồng dạng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bụng thai như nhịp tim đập một cái dây leo trứng, thế mà để tuế hàn tam hữu đều không thể đem phá vỡ. Nhã chân nguyên tâm thực cũng không bình tĩnh, nàng nói thầm, là quân tiểu tạc này chính là ta suốt đời sỉ nhục, nhưng ta không cách nào hận cái này bụng hài tử. Dù có hy vọng, dây leo trứng mau chóng phá mất, chỉ cần la quân vừa chế ti, như vậy bí mật này hội vĩnh viễn yên tĩnh lại. La quân, người mau một chút đi chế ti đi, ta như thân thủ tra tấn ngươi, giết ngươi, đối với ta hài nhi tới nói không khỏi quá mức tàn nhẫn người chê tì tại bọn họ tay là người tốt nhất kết cục cùng kết cục quá tôn lầu một chỗ khác cũng là tuế hàn tam hữu chỗ tính thất chi căn này tính thất khá lớn thái hư chân nhân chia đều khác ngồi tại mỗi người vị trí ở giữa là để đó cái viên kia đặc biệt dây leo trứng ta đám ba người hợp lực thế mà không phá nổi cái này mai dây leo trứng thái huyền chân nhân nói ra cái này thật đúng là thiên hạ đệ nhất sự tình thái thanh chân nhân cũng là nhíu mày Hướng Đại Ca Thái Hư Chân Nhân nói ra, "Đại ca, cái này dây leo trứng chỉ sợ là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ bản thân. Đã nhiều năm như vậy, cái này Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ cũng tiến hóa, không chỉ là nhằm vào tiên nhân. Hiện tại ngay cả chúng ta đều muốn bị nó khắc chế. Tiếp tục như vậy, có thể là không được a." À. Thái Hư Chân Nhân nói ra, "Các ngươi nói, Bần đạo đều nghĩ đến. Xem ra, Bần đạo muốn đem cái này mai dây leo trứng để vào Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đến ngưng luyện một phen." Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân nhìn nhau, hai người muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thái Hư chân nhân cũng nhìn hai người liếc một chút, hắn nói ra, "Bần đạo biết các ngươi ý nghĩ, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ khởi động một lần, thiêu đốt đan dược quá khổng lồ. Chúng ta Ngọc Thanh môn tuy nhiên đan dược sung túc, nhưng là tiêu hao cũng là to lớn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người cũng không nguyện ý mở ra Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ." Thái Huyền chân nhân nói ra mặc dù là có chút không nỡ nhưng làm tướng ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy diệt tiêu hao đan dược cũng đáng thái hư chân nhân gật gật đầu hắn theo rồi nói ra đã hai vị hiền đệ không có phản đối cái kia bần đạo muốn bắt đầu mời đại ca thi triển thần thông thái huyền chân nhân cùng thái thanh chân nhân lập tức cung kính nói ra sau đó thái hư chân nhân bắt đầu nhắm mắt ngưng thần chỉ chốc lát về sau hắn bàn tay lớn vồ một cái tại hư không chi bắt mở một đường vết rách cái kia người vỡ ra đến lỗ hổng bên trong chính là bàng đại hỗn nguyên thái cực đồ sau đó thái hư chân nhân đem một cái lưu ly li bảo bình lấy ra người khác thân hình lóe lên mang theo bảo bình tiến vào hỗn nguyên thái cực đồ cái kia hỗn nguyên thái cực đồ chính là hảo hãn vô biên thái hư chân nhân tiến vào mưu toan về sau liền nhìn thấy thiên địa rộng lớn vô biên minh mông Hư không lưu chuyển lên vô cùng tận pha trộn thanh sắc khí tức, tục truyền, đây cũng là hỗn độn chi khí. Mà mặt đất chính là là một bộ không nhìn thấy bờ, vô pháp tưởng tượng bát quái đồ. Cái này Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, không có gì có khác bố cục cùng đồ vật. Là một cái thế giới thanh sắc khí thể. Thái Hư Chân Nhân bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia dây leo trứng cho bắt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong. Đồng thời, Thái Hư Chân Nhân thân hình chuyển một cái, mang theo dây leo trứng đến hỗn nguyên thái cực đồ hạch tâm trận pháp chỗ. Hỗn nguyên thái cực đồ trận pháp nơi trọng yếu chính là một tòa bát quái thánh điện. Bát quái này thánh điện xa xa xem xét, giống như là một tòa nguy nga đại sơn, nhưng lại giống như là một tòa đại đại bát quái trận. Trận pháp này tâm, thì là thái cực đồ. Thái hư chân nhân đi vào bát quái trong thánh điện, bát quái này trong thánh điện nhân quân chi khí càng thêm nồng đậm, tại cái kia thái cực đồ van xin, Nhân quân chi khí hình thành đen trắng âm dương nhị khí. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn, tiểu thuyết, đồng thời theo thái cực đồ dung hợp thành âm dương ngư hình dáng. Tại thái cực đồ bốn phía, có tám căn cửa đại bát quái trụ, bát quái này trụ cao vút trong mây tiêu, mỗi một cây bát quái trụ chiều rộng trọn vẹn 30 mét vuông. To lớn, phong cách cổ xưa, thần thánh, cường đại. Tại âm dương ngư ở giữa, âm dương nhị khí không ngừng xoay tròn khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là tình huống như thế nào bát quái này thánh điện chi mỗi một chỗ đều tải toát ra bát quái âm dương thái cực thiên địa đạo lý cùng tinh thần lúc này thái hư chân nhân đem cái kia lưu ly bình mở ra sau đó bắn ra đi cái kia lưu ly bình tại thái cực đồ hư không chiếu nghiêng xuống nhất thời thuần dương đan thuốc như dòng sông thác nước cuồn cuộn xuống một tỷ thuần dương đan thuốc rất nhanh quét sạch sành xanh đây là khởi động hỗn nguyên thái cực đồ đại giới. Đồng thời, thái hư chân nhân cũng thôi động pháp lực. Cái kia tám cái bát quái trụ lập tức bắt đầu di động, xoay tròn. Mà thái cực đồ cũng bắt đầu xoay tròn, âm dương nhị khí cũng xoay tròn. Thiên địa đang động. Ngọc Thanh thế giới thế giới chi lực còn không có bị thôi động, thôi động thế giới chi lực, vậy cần 10 điểm báo thuần dương đan thuốc. Rất hiển nhiên, Ngọc Thanh môn cũng không nỡ này thôi động thế giới chi lực huống chi bọn họ muốn đối phó bất quá là một cái đã nắm giữ trong tay dây leo trứng. Thái Hư chân nhân đem cái viên kia dây leo trứng ném vào đến Thái Cực Đồ bên trong. Thái Cực Đồ đã thấy không rõ lắm Thái Cực Đồ bộ dáng. Bát quái trụ đi ra bát quái trận 360 cái biến hóa, đem âm dương ra tốc diễn hóa. Cái kia Thái Cực Đồ bên trong, liền chỉ còn lại có âm dương nhị khí. Một đen một trắng, như hai đầu thần long triền miên ân ái. Cái này âm dương nhị khí đem cái kia dây leo trứng vây lại, sau đó vây quanh dây leo trứng không ngừng xoay tròn, biến hóa, chính là muốn đem dây leo trứng tất cả lực lượng đều triệt để hòa tan. Dây leo trứng bên trong, là quân cùng linh tuệ hòa thượng cũng lập tức cảm nhận được áp lực. Âm dương chi khí ngay tại ăn mòn, hủ hóa dây leo trứng thuộc về huyền hoàng thần cốc hạt giống hỗn nguyên chi khí. Linh tuệ hòa thượng đem đại linh dịch thuật bày ra đến cực hạn, vô số hỗn nguyên chi khí tại dây leo trứng bên trong lăn lột, chống cự lại bên ngoài âm dương nhị khí. Là quân đại thôn vệ thuật cũng vô pháp lại hấp thu dạng này âm dương nhị khí. Trong đoạn thời gian này, là quân hấp thu vô số pháp lực, nguyên khí, mà lại tự thân cũng lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Thêm linh tuệ hòa thượng ngày đêm dạy bảo, hắn tu vi trong đoạn thời gian này, cấp tốc kéo lên. Đã theo động tiên cảnh sơ kỳ tu vi cưỡng ép kéo lên đến động tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là la quân lúc này căn cơ thực sự bất ổn, đã không thích hợp lại hướng thăng cho nên cứ tiếp như thế, hắn lại hấp thu, cũng có thể sẽ bảo thể mà chết ti. La quân tình huống xác thực không ổn. Ngày hôm nay, Ngọc Thanh môn thế mà xuất động hỗn nguyên thái cực đồ, đây càng thêm không ổn. La quân là vô kế khả thi. Nhanh nhạy, người còn có thể hay không kiên trì. La quân lo lắng hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, âm dương nhị khí nắm giữ đặc thù bản sự, bởi vì hỗn nguyên chi khí chính là vạn vật chi mẫu khí mà âm dương nhị khí có thể sinh ra vạn vật cùng loại gà cùng trứng dây dưa không rõ nếu là bần tăng pháp lực còn có thể mạnh hơn một chút có thể quyết định đến cùng là trứng có trước vẫn là gà có trước lúc này xác thực khó khăn bất quá hôm nay cửa này ngươi còn không cần lo lắng bần tăng có thể ứng phó chỉ là như lần sau bọn họ lại sử dụng cái này hỗn nguyên thái cực đồ bần tăng chỉ sợ là khó mà chống đỡ được là quân nghiêm mặt nói ra tốt ta biết nếu như ngươi chống đỡ không nổi, không muốn trèo chống, ngươi đối với ta làm đã đủ nhiều. phía dưới đường cần phải chính ta đi đi. linh tuệ hòa thượng đau thương cười một tiếng nói ra bần tăng nhưng có một hơi tại hộ ngươi một ngày chi chu toàn. ngươi bảo hộ không được về sau cái kia ta đến hộ ngươi. là quân nói ra ngươi đợi ta chi tâm, như ta đối đãi ngươi chi tâm. ngươi không hy vọng ta chế ti, ta càng không hy vọng ngươi chế ti oan cái kia cùng chế ti, linh tuệ hòa thượng nói ra. La quân nói ra, có thể ta hy vọng ngươi còn sống. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo hiếu, ngươi không cần nhiều lời, hết thảy, bần tăng tâm tính toán sẵn. Rất rất lâu về sau, một tỷ thuần dương đan thuốc rốt cục thiêu đốt hầu như không còn. Thái hư chân nhân pháp lực khu động cũng cảm thấy vô lao mệt mỏi. Cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống trời sinh áp chế lực, thêm linh tuệ hòa thượng đại linh dịch vật, rốt cục vẫn là ngăn cản được hỗn nguyên thái cực đồ lần này công kích. Thái hư chân nhân không công mà lui, hắn quả thực mệt nhọc. Cái này hỗn nguyên thái cực đồ là cái thao thiết đại vật, chỗ tiêu háo năng lượng không thể đo lường. Khi mất đi thuần dương đan thuốc về sau, chính là như thái hư chân nhân tu vi như vậy, cũng khó có thể kiên trì. Thái hư chân nhân một tay đem cái kia dây leo trứng lần nữa chộp vào tay. Mà bát quái trụ, thái cực đồ cũng rốt cục đều dừng lại. Về sau, thái hư chân nhân mang theo dây leo trứng rời đi hỗn nguyên thái cực đồ. Như thế nào, thái huyền chân nhân cùng thái thanh chân nhân lập tức đều nhìn về thái hư chân nhân. Thái hư chân nhân đem cái kia dây leo trứng đặt ở van xin, nói ra, vẫn không có phá mất. Này làm sao, thái huyền chân nhân cùng thái thanh chân nhân cảm thấy thật không thể tin. Thái huyền chân nhân nói ra, hỗn nguyên thái cực đồ đều khởi động, thêm một tỷ thuần dương đan thuốc, còn có đại ca ngươi tu vi. Tiểu tử thúi này có cái gì, hắn bất quá là cái tiểu mau tặc mà thôi, làm sao thêm cái này ngũ cốc xá tắc thần thụ, liền có bản lãnh như thế. Thái hư chân nhân trầm giọng nói ra, các người quá không rõ ngũ cốc xá tắc thần thụ. Năm đó các tiên nhân hạng gì phong cảnh, lại toàn bộ kém chút luân hãm vào ngũ cốc xá tắc thần thụ tay. Lúc này, cái này ngũ cốc xá tắc thần thụ vẫn là đi qua tiến hóa về sau sản phẩm. Tự nhiên càng thêm khó có thể đối phó cái này phía dưới nên làm cái gì? Thái Thanh chân Nhân nói ra, chậm thì sinh biến A. À. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn để tiểu tử kia tại cái này dây leo chứng chi. Thái Hư chân Nhân trầm giọng nói ra, bần đạo cần phải thật tốt suy nghĩ một phen. Thái Huyền chân Nhân nói ra, có lẽ chúng ta có thể triển khai cuộc họp nghị, tiếp thu ý kiến quần chúng một phen. Thái Thanh chân Nhân lập tức nói ra, không có cần thiết này, chúng ta ba người đều giải quyết không sự tình, gọi hắn người cũng vô dụng. Lấy bần đạo xem ra, nếu là thực sự không được, đành phải đi kinh động trọng sư huynh. Thái hư chân nhân nói ra, tuyệt đối không được, hắn thần sắc cực nghiêm túc. Ừm, thái huyền chân nhân nói ra, vì sao? Thái hư chân nhân nói ra, trọng sư huynh một mực tại lĩnh hội huyền công, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn đem hỗn nguyên thái cực đồ giao cho bần đạo tạm thời bảo quản thời điểm nói, nếu không phải sinh tử tồn vong, tuyệt đối không nên tiến đến quấy dày nếu không đừng trách hắn trở mặt vô tình cái này xem như đến sinh tử tồn vong thời khắc sao thái thanh chân nhân nói ra đương nhiên không tính thái huyền chân nhân nói ra thái hư chân nhân nói ra trọng sư huynh lửa giận chúng ta người nào đều khó có thể chịu đựng cho nên không phải vạn bất đắc dĩ mọi người tuyệt đối không được đi kinh động trọng sư huynh thái huyền chân nhân cùng thái thanh chân nhân gặp thái hư chân nhân nói như vậy liền cũng bỏ đi suy nghĩ dây leo trứng chi, linh tuệ hòa thượng lấy cây hình dạng người xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, nói ra, đoán chừng bọn họ tạm thời sẽ không tiếp tục đối phó chúng ta, chúng ta có thể chỉnh đốn hai ngày. La quân trầm giọng nói ra, người bây giờ cảm giác thế nào? Linh tuệ hòa thượng nói ra, còn tốt, chỉ là, nếu như bọn họ lần nữa khởi động hỗn nguyên thái cực đồ, chúng ta thật xong đời. La quân nói ra, cái kia xem chúng ta mệnh. Linh tuệ hòa thượng nói ra, chúng ta bây giờ ngay tại quá tôn trong lầu cơ hồ không ai có thể cứu chúng ta ra ngoài. La quân không khỏi cười khổ nói ra ban đầu ở kỷ phấn trắng thế giới chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ chúng ta không có thể đối phó lần này rơi ở cái địa phương này lại càng không cần phải nói ta cũng tính toán qua ta mặc dù có chút bằng hữu nhưng là bằng hữu ta lấy ngươi lớn nhất có bản lĩnh đương nhiên nói là người trước kia mà bây giờ người còn có thể bảo vệ ta, đã là dấu vết. Ta cái thứ hai bằng hữu bạch tố trinh, nàng cũng coi như rất có bản lĩnh. Nhưng trước đó nàng tới qua, cũng bị đánh lui. Bây giờ tại cái này quá tôn trong lầu, nàng càng không có có thể có thể cứu chúng ta. Cơ bản, chế ti chắc, là quân nói ra, ta luôn luôn không nguyện ý nhận mệnh, nhưng lần này, ta nhận mệnh. Thực ta vẫn là không có dũng khí, ta cần phải trực tiếp chế ti tính toán dạng này cũng có thể để cho ta những bằng hữu kia nhóm tuyệt vọng nghĩ không đến mức bởi vì phải cứu ta mà làm ra hy sinh vô vị đạo hữu ngươi không phải là không có dũng khí linh tuệ hòa thượng mỉm cười nói ra ngươi chỉ là còn không cam tâm không cam tâm dạng này kết thúc cái này trần thế hành trình la quân nói ra ta trải qua quá nhiều tuyệt cảnh nhưng lần này sức tưởng tượng của ta đều nghĩ không ra một phần vạn khả năng ta biết không có dấu vết Linh tuệ hòa thượng nói ra, vậy cũng chưa chắc. Ngươi nói là, là quần ánh mắt sáng lên, nói ra, có lẽ pháp thần sẽ đến cứu ta. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không biết, viên giác tuyệt sẽ không xuất thủ. Hắn đón đến, nói ra, đại khái là viên giác cho ngươi ảo giác, để ngươi cảm thấy hắn rất hiền lành. Hừ hừ, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi là không có được chứng kiến. Là quần trầm ngâm một cái trước mắt, lập tức nói ra, còn có tinh chủ linh tuệ hòa thượng nói ra đều khó có khả năng là quân thở dài nói ra ta cũng biết không có khả năng có thể ngươi nói lại chưa hẳn linh tuệ hòa thượng mỉm cười nói ra chờ xem có lẽ có người thật sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới là quân hơi kinh hãi nói ra ngươi nói là cái gì điên cuồng sự tình linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cũng nói không rõ ràng thế giới bao la lúc này thế giới bao la chính là tháng 9 thời tiết. Yến Kinh vẫn là tràn ngập nóng bức khí tức. Trầm mặc nùng các nàng mỗi ngày đều đang chờ la quân tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức. Mà lúc này, Diệp Tử Thanh rốt cuộc lâm bồn. Nàng tại bệnh viện cho Lâm Phong sinh phía dưới một đứa con gái, 5 cân 8 lượng nặng. Lâm Phong mừng rỡ như điên, đối nữ nhi này thích tới cực điểm, lấy tên là Nghĩ Lan. Hắn cuối cùng vẫn là quên không Lan Di, cái kia cho hắn còn nhỏ ấm áp nữ tử, sau cùng hắn nhưng lại không thể không thân thủ giết nàng. Diệp Tử Thanh phụ mẫu, còn có một số thân thích đều qua tới chiếu cố cùng thăm hỏi. Mọi người đối tiểu gia hỏa La Nghĩ Lan đều là sủng ái tới cực điểm, Lâm Phong tâm tình vui sướng là vui tại nói nên lời. Cứ việc mọi người vẫn luôn tại lo lắng La Quân an nguy, nhưng mọi người cũng vô ý thức cảm thấy, La Quân luôn luôn đều là phúc lớn mạng lớn, sẽ không có sự tình. Trầm mặc nùng một mực tâm thần bất an nhưng nàng vẫn là cho la nghĩ lan tiểu gia hỏa này chuẩn bị tốt lễ vật. Trường mệnh kim tỏa, đồng thời bị nàng lấy pháp lực tế luyện, cùng nàng có tâm thần cảm ứng. Một khi tiểu gia hỏa xảy ra chuyện gì, nàng có thể lập tức biết. Phần này lễ rất nặng. Lâm Phong thu đến về sau, rất trịnh trọng nói với trầm mặc nùng cảm ơn hai chữ. Lâm Phong đương nhiên biết, hắn là không thể nào một mực hầu ở hài tử bên người. Nhưng là trầm mặc nùng lại có thể một mực tại yến kinh, có trầm mặc nùng thủ hộ, Lâm Phong rất yên tâm. Tại sinh hạ lan nghĩ lan ngày thứ ba, Kiều Ngưng rốt cục đi vào Yến Kinh. Yến Kinh từ trường để cho nàng rất không thoải mái, cũng may mắn nàng có hiên chính hạo cho Ngọc Bội. Ngọc Bội kia phóng xuất ra năng lượng, điều hòa thân thể nàng từ trường, như thế mới không còn bị cái kia Yến Kinh từ trường cho dẫn bạo thân thể. Từ trường là cái rất huyền diệu đồ vật, người bình thường, có từ trường không đúng, sẽ trực tiếp tự mình bốc cháy lên. Tu đạo người thân thể càng là từ trường tràn đầy. Lúc này, như thiên mệnh giả những người này, chính là là bởi vì tự thân từ trường đã sớm hoàn toàn thay đổi. Kiều Ngưng tuy nhiên thuận lợi tiến yến kinh, nhưng là tay nàng cái này Mai Ngọc Bội cũng chỉ có thể để cho nàng tại yến kinh đợi một ngày thời gian. Hiên Chính Hạo Ngọc Bội cũng không phải là đơn giản như vậy, người khác quả quyết khó có thể chế tạo ra cái này Mai Ngọc Bội. Đây là hiên chính Hạo trí tuệ kết tinh, mà lại, nếu như Kiều Ngưng tu vi đến hư tiên đó là cầm ngọc bội đều không thể tiến vào Yến Kinh. Bây giờ Yến Kinh thủ đô, bao quát hắn đại quốc thủ đô, toàn bộ đều là từ trường bài ngoại. Đây là thế giới bao la nền tảng chỗ. Kiều Ngưng đi thẳng tới Hoa Viên biệt thự, nàng nhìn thấy Trầm Mặc Nùng, còn có Lạc Tuyết. Lạc Tuyết đầu kia cửu viêm thần long đã lớn lên không ít, bất quá cái này cửu viêm thần long sẽ tự mình co lại tiểu thân tử. Kiều Ngưng tiến vào biệt thự thời điểm, ánh sáng mặt trời rất tươi đẹp. Biệt thự trong phòng khách, tiểu niệm từ cùng tần lâm nữ nhi tần bảo nhi chính đang chơi đùa, bọn họ là nhanh như vậy vui sướng đơn giản. Hai tiểu bảo bảo đều ba tuổi, đều đã chuẩn bị muốn nhà trẻ. Trầm mặc nùng ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa nàng lộ ra yên tĩnh không. Kiều ngưng một bộ màu tím váy dài, nàng tiến vào khách này sảnh về sau, trầm mặc nùng mở to mắt. Giờ khắc này, Kiều ngưng nhìn đến trong phòng này hạnh phúc, an bình, nàng nghĩ đến la quân nàng nghĩ đến la quân khẳng khái chịu chế ti, nghĩ đến la quân bây giờ sinh tử nguy cơ sớm tối. Nàng không phải mềm yếu người, nhưng giờ khắc này, mí mắt lại là nhịn không được đỏ. Ngưng tỉ, ngươi làm sao? Trầm mặc nùng nhìn đến kiều ngưng tự nhiên là hoan hỉ, nhưng rất mau nhìn đến kiều ngưng thần sắc không đúng, nàng nhất thời giật nảy cả mình. Cái kia bảo nhi cũng không nhận ra kiều ngưng, mà niệm từ cũng đối kiều ngưng cảm thấy lạ lẫm. Dù sao, tiểu hài tử quên một người là rất nhanh. Lạc tuyết nhìn đến Kiều Ngưng, nàng hướng Kiều Ngưng gật đầu ra hiệu. Kiều Ngưng không để ý đến Lạc tuyết, nàng không có cái tâm tình này. Sau đó, Kiều Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói với Trầm Mặc Nùng, chúng ta đi lầu nói chuyện. Tốt, Trầm Mặc Nùng lập tức đứng dậy, lại để cho triệu mẹ cùng lưu mụ chiếu cố hai cái tiểu ra hỏa. Lạc tuyết cũng không để ý, nàng cúi đầu xuống, đùa tiểu cửu đi. Trầm Mặc Nùng mang theo Kiều Ngưng đi vào lầu hai một căn phòng ngủ, Nàng có rất không tốt cảm giác. Sau khi đi vào, lập tức hỏi Kiều Ngưng, nói cho ta biết, có phải hay không có la quân tin tức. Kiều Ngưng mắt đỏ gật đầu, nàng nói ra, thật không tốt tin tức, hắn đã bị Ngọc Thanh môn nhân bắt lấy. Đồng thời bắt vào quá tôn lầu chi, chúng ta không có cách nào cứu hắn. Hiện tại hắn tình huống rất không ổn, lúc nào cũng có thể sẽ chê tim mất. Ta tới là tìm Lâm Phong cùng Tần Lâm, bên kia Hoàng đế Hiên chính hạo cần bọn họ hỗ trợ trầm mặc nùng nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn không có việc gì, hắn luôn luôn đều không có việc gì. Trầm mặc nùng khó có thể tiếp nhận, nàng cảm giác mình toàn bộ thần kinh đều muốn rối loạn. Kiều ngưng hai mắt đỏ bừng, nàng trầm giọng nói ra, hắn là vì cứu ta mới bị bọn họ bắt đi. Trầm mặc nùng nao nao, nàng thực cũng không quái cái này nhân quả quan hệ. Nàng biết là quân đi ngọc thanh thế giới, là vì cứu Kiều Ngưng. Trầm mặc nùng cũng không ăn dấm, nàng tuyệt đối tin tưởng, nếu như là chính mình ở chỗ đó, La Quân cũng sẽ liều lĩnh đi cứu. La Quân là một người như vậy, đừng nói là trí ái, xem như đạo nghĩa bằng hiếu, hắn cũng sẽ không màng sống chết đi. Ta ngựa thông báo đại ca cùng nhị ca, trầm mặc nùng không có xa vào tại cực kỳ bi ai chi, nàng rất nhanh tỉnh lại. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn có hiên viên nhã đan đều tại trong bệnh viện. Chỗ lấy trầm mặc nùng không có đi qua, là bởi vì hai cái bảo bảo không thích hợp luôn đợi tại trong bệnh viện. Lâm Phong đang xem lấy ngủ say nữ nhi, hắn mặt có người cha hiền lành giống như hiền lành cùng nụ cười. Một cái tân sinh mệnh có thể mềm mại người cứng rắn. Một đứa con gái làm cho phụ thân cảm nhận được từ bi. Lâm Phong vẫn luôn đắm chìm trong loại này hoan hỉ chi, hắn đối Diệp Tử Thanh chiếu cố cũng là tỉ mỉ chu đáo. Mà ở thời điểm này hắn thu đến trầm mặc nùng điện thoại làm lâm phong nghe được trầm mặc nùng lời nói về sau sắc mặt hắn lập tức chìm xuống tần lâm bọn người nhìn về phía lâm phong bao quát diệp tử thanh diệp tử thanh phụ mẫu thân thích phòng bệnh này là tư nhân phòng bệnh nặng phòng khách nhà bếp đầy đủ mọi thứ cho nên dung nạp xuống nhiều người như vậy diệp tử thanh nằm ở giường nàng cũng đang chăm chú lâm phong thế nào đại ca tần lâm lập tức hỏi có tam đệ tin tức, hắn tình huống không tốt lắm. Lâm Phong nói với Tần Lâm. Tần Lâm đám người nhất thời bị kinh ngạc. Lâm Phong nói ra, người cùng ta lập tức trở về. Tần Lâm gật đầu, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Sau đó, Lâm Phong nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Đối với thê tử, hài tử, hắn là hổ thẹn. Nhưng hắn lời còn chưa nói ra, Diệp Tử Thanh trước khi nói ra, Phong ca, ngươi đi làm việc ngươi, ta bên này có cha mẹ chiếu cố, còn có nhã đan đây. Hiên viên nhã đan lập tức nói ra, ta sẽ chiếu cố tốt tẩu tử. Lâm Phong vừa nhìn về phía Diệp Tử Thanh phụ mẫu lướt một chút, hắn trầm giọng nói ra, cha, mẹ, ta muốn trước đi làm việc. Diệp phụ cùng Diệp mẫu gật gật đầu, chú ý an toàn, về sớm một chút, hai tử cùng hai tử mẹ đều cần ngươi. Diệp phụ lời nói thấm thiến nói ra, ta sẽ, Lâm Phong đi theo sau hôn tạm biệt Diệp Tử Thanh, lại cẩn thận tường tận xem xét một phen tiểu bảo bối như thế về sau mới cùng tần lâm rời đi tần lâm lúc chạy hiên viên nhã đan cũng có áp lực cùng ẩn nhẫn cảm tình không nói ra sau cùng đến trong miệng nàng chỉ có bảo trọng hai chữ không chỉ là lâm phong cùng tần lâm phó thanh trúc cùng tiểu ngả cũng khẩn cấp trở về phó thanh trúc mang theo tiểu ngả đi biển ocean bên kia du lịch phó thanh trúc đối la quân có lo lắng nhưng mọi người cũng không thể mỗi ngày ở nhà sầu mi khổ kiểm hắn đối nữ nhi làm bạn quá ít, đương nhiên hội thừa cơ hội này, mang tiểu ngả nhiều đi ra ngoài chơi đùa nghịch một phen. Nhưng Phó Thanh Trúc tại tiếp vào trầm mặc nùng điện thoại về sau, lập tức trực tiếp thi triển thần thông bay trở về. Tiểu ngả sau khi trở về, cái kia hai cái tiểu ra hỏa bảo nhi cùng tiểu niệm từ cuốn đi. Bọn họ đối tiểu ngả thế nhưng là thích không được. Tiểu ngả tuy nhiên lãnh đạm nhưng cùng bảo nhi cùng tiểu niệm từ lại là rất chơi tới. Cái này là một bộ hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Lâm Phong cùng Tần Lâm, còn có Phó Thanh Trúc đều tại lầu 2 trong phòng ngủ tụ hợp. Kiều Ngưng nói là quân tình huống bây giờ cùng nguy hiểm. Lâm Phong ba người lúc này quyết định lập tức chạy tới Thiên Châu. Kiều Ngưng thì đi tìm pháp thần viên giác. Đến mức trầm mặc nùng, nàng thì tiếp tục thủ vững đại bản doanh. Loại này cấp bậc chiến đấu, nàng cũng giúp thông thả. Trầm mặc nùng có thể làm, là vì mọi người thu xếp tốt đại bản doanh. Mọi người lập tức chia ra hành động. Lâm Phong ba người đi tìm truyền tống trận, cấp tốc tiến về Thiên Châu. Kiều Ngưng tìm kiếm pháp thần viên giác. Thế nhưng là, muốn như thế nào mới có thể tìm tới pháp thần viên giác đâu? Đây là tất cả mọi người không có đầu mối một việc. Kiều Ngưng muốn một cái biện pháp, đó là tại giã ngoại hoang vu, vận chuyển đại thần thông, nhìn có thể hay không dẫn động pháp thần. Còn làm như vậy có thể hay không phạm pháp thần kiêng kỵ, đây đã là Kiều Ngưng không lo được sự tình. Kiều Ngưng thi triển đại na di thuật, đi vào Thái Sơn. Cái kia Thái Sơn, chỉ có thích hợp thưởng thức địa phương người tài chảy tụ tập. Mà Kiều Ngưng tìm là một chỗ vắng vẻ khu vực, nàng bắt đầu vận chuyển thần thông, ở trên trời tạo nên thiên lôi dị tưởng. Tại thế giới bao la bên trong, tất cả tu đạo người đều muốn tuân thủ một cái quy tắc. Tận lực không cho người bình thường biết rõ đạo thần thông tồn tại. Tuy nhiên không ai nói qua, nhưng là mọi người chung nhận thức. Kiều Ngưng đang muốn thi triển pháp thuật thời điểm. Nữ Hoa Hoa, thu tay lại đi, cái kia sáng sủa hư không chi, truyền đến pháp thần khẽ thở dài một cái. Kiều Ngưng nhất thời đại hỉ, nàng lập tức quỳ đi xuống. Khẩn cầu pháp thần hiện thân, Kiều Ngưng một dập đầu lại ba cái liên tiếp, nàng không có thi triển bất luận cái gì công lực, liền trực tiếp đem cái chán đập đến đầu rơi máu chảy. Cái này cũng đủ thấy Kiều Ngưng tâm chi thành. Còn có nàng tâm tình là cỡ nào vội vàng cái kia hư không chi, một đường vết rách bị xé nứt mở. Sau đó, pháp thần viên giác xuất hiện tại kiều ngưng trước mặt. Viên giác vẫn là một thân vải xám áo, xem ra mộc mạc, đơn giản, phổ thông tới cực điểm. Nhưng hắn như vậy đứng thẳng, lại có thể chấn nhiếp chư thiên thần ma. Pháp thần tiền bối, kiều ngưng ngẩng đầu. Đứng lên đi, nữ hoa hoa, viên giác từ tốn nói. Hắn ánh mắt bình tĩnh chi mang theo xa xăm, tựa hồ chuyện thiên hạ, thay đổi khôn lường, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Kiều Ngưng nói ra, vãn bối có việc muốn nhờ tiền bối, tiền bối nếu là không đáp ứng, vãn bối dứt khoát không biết đứng dậy. Người yêu cầu sự tình, bần tăng đã biết được, viên giác nói ra. Kiều Ngưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cầu khẩn nói ra, là quân chính là thiên mệnh chi vương, là thiên đạo được chuyện thiên hạ. Bây giờ tiên giới vì hủy diệt ngũ cốc xã tắc thần thụ, đem tới vẫn là muốn nguy hiểm cho địa cầu địa cầu không thể không có ngũ cốc xã tác thần thụ pháp thần tiền bối ngài tuy nhiên thần thông vô địch nhưng ngài chống đỡ được tiên giới tất cả cao thủ sao bần tăng ngăn không được viên giác từ tốn nói kiều ngưng nói ra nhưng nếu có ngũ cốc xã tác thần tướng trợ ngài có thể có thể đỡ nổi phần thắng xác thực hội lớn hơn nhiều viên giác nói ra audio điện tử võ tấn bền kiều ngưng nghe vậy không khỏi đại hỷ nói ra cái kia khẩn cầu pháp thần xuất thủ ngài như xuất thủ thiên hạ đem về một mảnh thái bình viên giác lắc đầu nói ra không thể xuất thủ kiều ngưng ngốc ngẩn ngơ nàng lập tức nói ra nhưng ngài không vì tương lai cân nhắc viên giác từ tốn nói nữ thí chủ quy tắc là dùng đến tuân thủ không phải dùng để phá hư bần tăng nắm nhận thiên đạo ý chí thủ hộ thế giới bao la thậm chí địa cầu năm đó cũng đã cùng chư vị thánh nhân ký kết quy tắc tiên giới cũng không phải là địa cầu địch nhân cho dù là địch nhân chúng ta cũng muốn tuân thủ năm đó lập xuống quy củ chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn lấy la quân đi chết la quân vẫn luôn là tại là thiên đạo làm việc kiều ngưng có chút tức giận bất mãn viên giác nhìn kiều ngưng liếc một chút nói ra nữ thí chủ lời ấy sai rồi la quân tiểu thí chủ vẫn luôn là đang vì hắn chính mình mà sống làm chính hắn muốn làm sự tình như thế nào là tại là thiên đạo làm việc kiều ngưng nao nao nàng cảm thấy có chút nghẹn lời nàng hít sâu một hơi sau đó nói tiền bối ngài xuất thủ là rất đơn giản sự tình bây giờ chỉ có ngài mới có thể giải khai cục này ta cầu ngài cứu la quân một lần chỉ cần ngài chịu cứu hắn lần này ngài muốn ta làm cái gì đều có thể ta về sau ăn chay niệm kinh vì thương sinh cầu phúc cái này đều có thể viên giác nói ra bần tăng từ trước tới giờ không vì thương sinh cầu phúc Bần tăng cũng không có ăn chay niệm kinh. Bần tăng tuy nhiên thoạt nhìn là tên hòa thượng, nhưng bần tăng vẫn chưa nhập qua bất luận cái gì Phật môn, cũng không phải Phật môn người. Kiều Ngưng lần nữa ngẩn ngơ. Vậy ngài muốn như thế nào mới có thể cứu La Quân? Kiều Ngưng nhịn không được hỏi. Viên Giác nói ra, Ngọc Thanh Môn cũng không có đối thế giới bao la có bất kỳ tâm làm loạn, bọn họ sống tại bọn họ quy tắc bên trong. Bần tăng không có lý do gì xuất thủ càng không có lý do gì muốn đi cứu Trần Tiểu Thí Chủ. Kiều Ngưng nói ra là quân cùng ngài cũng có duyên gặp mặt mấy lần, ngài hôm nay cứu hắn, ngày khác chúng ta nhất định hồi lấy hậu báo. Viên Giác thở dài nói ra nữ thí chủ bần tăng chỗ lấy là tên Hòa Thượng chính là là bởi vì dạng này hành tẩu thế gian thuận tiện một số, có thể bần tăng không có nghĩa là từ bi, người có thể làm bần tăng là người chấp pháp là thiên đạo luật pháp hai chữ, bần tăng cũng không phải là các người bằng hiếu càng không phải là các ngươi trưởng giả. Luật pháp đã chế định, muốn chấp hành, bần tăng là người chấp pháp, pháp là lấy ra tuân thủ, không phải lấy ra đi giảng nhân tình, làm quan hệ. Kiều Ngưng nói ra, nhưng trừ ngài, chúng ta còn có thể trông cậy vào người nào? Viên Giác nói ra, trong thiên hạ, vạn vật sinh linh đều có sống chết ti. Vì sao Trần Tiểu Thí chủ không thể chết ti? Như hắn đã định trước đi bất quá một kiếp này, đó là một chữ chết ti a. À ngàn ngàn vạn vạn anh hùng hào kiệt bị chế ti trần tiểu thí chủ cũng bị chế ti hắn đón đến tiếp tục nói nữ thí chủ không muốn nỗ lực tại thế giới bao la quấy dối bần tăng lần này ngăn cản ngươi là còn cảm giác ngươi không tính ghê tởm hạng người lần sau lại ngông cuồng xuất thủ làm trái quy định đừng trách bần tăng ra tay vô tình đi thôi tiền bối nếu không cứu la quân vãn bối liền ở đây quỳ hoài không dậy kiều ngưng ánh mắt kiên nghị viên giác nói ra đó là ngươi sự tình, người nguyện ý quỷ bao lâu đều có thể. Hắn sau khi nói xong, quay người, liền biến mất ở tại chỗ. Kiều Ngưng tâm nhất thời đắng chát không, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, viên giác là tuyệt không có khả năng xuất thủ. Đây không phải khổ gì tình kịch, nàng tính toán ở chỗ này quỳ thành thạch đầu, viên giác cũng sẽ không có bất luận cái gì tình cảm ba động. Sau đó, Kiều Ngưng rời đi nơi này. Nàng quyết tâm trở lại về Thiên Châu thần nông thế giới kết giới rốt cuộc bị hắc y tố trinh triệt để phá vỡ đồng thời áo đen tố trinh để thần nông thế giới mấy tên cao thủ trong đêm lần nữa bố trí hắn kết giới áo đen tố trinh lấy huyền công trợ lực trong vòng một đêm thần nông thế giới lại có mới kết giới chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể gia nhập thần nông thế giới thần nông thế giới chi tú lệ giang sơn uốn khúc chập trùng tại thần nông thế giới bên trong công nghệ cao bị hắc y tố trinh triệt để ngăn chặn lại Áo đen tố trinh đã từng đem thần nông thế giới nguồn điện triệt để gãy mất, như thế qua 100 năm, nơi này trình độ khoa học kỹ thuật hạ thấp một cái rất thấp mức độ. Lúc này, thần nông thế giới rõ ràng đã triệt để biến đến cùng hắn tiên môn một dạng, thuộc về cổ đại thế giới. Đó cũng không phải áo đen tố trinh ngu muội muốn bế quan tỏa quốc, mà là bởi vì, nàng sâu biết rõ được thiên đạo khủng bố, có chút Pandora hộp là không thể bị mở ra. Mở ra về sau, hội có vô cùng phiền phức thần nông trong thế giới cũng là các quốc gia san sát, mỗi người chinh chiến. Áo đen tố trinh tuy nhiên trưởng quản thần nông thế giới, nhưng nàng luôn luôn không thế nào đi quản chuyện nhân gian tình nhân ở giữa hết thảy, tự có nhân quả, không thể áp đặt can thiệp. Đến mức già lam điện địa chỉ, áo đen tố trinh tuyển tại một chỗ cao mất sơn phong, đồng thời bố trí kết giới. Phàm nhân là khó có thể biết cái này già lam điện tồn tại. Già lam điện cung điện trắng như tuyết mà thánh khiết, to lớn mà hùng vĩ già lam điện đẳng cấp xâm nghiêm già lam nữ quân bạch tố trinh nắm giữ không có quyền uy dưới tay nàng còn có hai vị vị thiên vị cảnh cao thủ thay trưởng quản già lam điện một người gọi là tiêu phàm tiêu phàm chính là áo đen tố trinh một tay vun trồng một vị khác gọi là đỏ lang quân đỏ lang quân tính tình cổ quái ngược lại là rất thiểu quản sự tình nhưng là đỏ lang quân đối áo đen tố trinh vô cùng trung thành về phần hắn cao thủ không đếm hết Áo đen tố trinh trở lại già lam điện về sau, trước hết để cho đỏ lang quân cùng tiêu phàm gấp rút bố trí kết giới sự tình, tiếp lấy lại gọi đến Linh Nhi cùng hỏa hồng khăn. 800 năm thời gian bên trong, hỏa hồng khăn đã vô cùng thành thục ổn trọng, cũng càng thêm xinh đẹp. Mà Linh Nhi cũng đã tu luyện tới không trung cảnh sơ kỳ. Nàng Tu Vi vẫn luôn là bị hắc y tố trinh đè ép tại, để cho nàng vững vàng đánh vững vàng buộc, không muốn nóng vội. Hỏa hồng khan cũng một mực hô Linh Nhi vì sư nương, tuy nhiên nàng tuổi tác Linh Nhi còn lớn hơn. Nhưng Hỏa Hồng Khăn vẫn là muốn nhận Linh Nhi người sư nương này. Hai người quan hệ rất không tệ, tuy nhiên Linh Nhi lời nói thiếu, nhưng Linh Nhi cũng ưa thích Hỏa Hồng Khăn. Hai nữ đi vào già lam điện, áo đen tố trinh chỗ tẩy tâm trong phòng. Quân, Hỏa Hồng Khăn cung kính hướng áo đen tố trinh hành lễ. Linh Nhi cũng thi lễ. Áo đen tố trinh sắc mặt nghiêm túc, nói ra, vốn là, không muốn nói cho người biết nhóm, nhưng bây giờ, ta là dấu giếm không đi xuống. Linh Nhi cùng Hỏa Hồng Khăn nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Hỏa Hồng Khăn lập tức nói ra, quân, phát sinh chuyện gì? Áo đen tố trinh nói ra, là quân ra chuyện. Linh Nhi nghe vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn, xảy ra chuyện gì? Áo đen tố trinh nói ra, Linh Nhi ngươi đừng vội, là quân còn chưa có chết đi đây. Linh Nhi thần sắc hơi hơi buông lỏng nàng sợ nhất là đã không thể cứu vãn, nhưng nàng quyền đầu vẫn là siết chặt. Hỏa hồng khăn cũng là lo lắng, nàng qua nhiều năm như vậy, một mực nỗ lực là muốn tại sư phụ trước mặt hoàn mỹ xuất hiện. Nếu như sư phụ ra chuyện, nàng tiếp nhận không, nhiều năm như vậy nỗ lực cũng tương đương không có ý nghĩa. Là quân tại hỏa hồng khăn tâm, vẫn luôn có đặc thù địa vị. Áo đen tố trinh sau đó nói là quân tình huống bây giờ, cùng độ khó khăn cùng nguy hiểm. Về sau, áo đen tố trinh nói ra, các người cùng ta, đi trước thiên châu. Tiêu phàm hội một mực đóng giữ giả lam điện, về phần hắn cao thủ, về sau cũng sẽ toàn bộ đuổi tới thiên châu. Linh Nhi đã là trong lòng như có lửa đốt, nàng nói ra, chúng ta lập tức xuất phát. Áo đen tố trinh gật đầu. Sau đó, áo đen tố trinh mang lấy hỏa hồng khăn còn có Linh Nhi chạy tới thiên châu. Đêm, hắc như vậy mực. Thế giới bao la bên trong, huyên chính hạo đứng tại Thái Sơn Đình hắn cũng tới đến thế giới bao la gió đêm phồng lên đem hiên chính hạo quần áo thổi đến bay phất phới chỉ chốc lát về sau bầu trời đêm chi trong tầng mây một đầu thần long lăn lộn cấp tốc chạy như bay tới về sau đầu này thần long đi vào hiên chính hạo trước mặt đầu này thần long chính là lạc tuyết bên người tiểu cửu thần long nhiều lần biến hóa sau cùng trực tiếp biến thành một người người này không là người khác lại chính là lan đình ngọc Lan Đình Ngọc thân mang quần áo màu trắng, tay áo tung bay, dị thường tuấn Mỹ. Hắn tức giận sắc rất tốt. Người tới rồi, Hiên Chính Hạo nhìn về phía Lan Đình Ngọc, từ tốn nói. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Hiên Chính Hạo, hắn đối mặt Hiên Chính Hạo, cũng không có bất kỳ cái gì cung kính chỉ ý, người kêu gọi ta, có việc. Là quân ra chuyện, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hiên Chính Hạo nói thẳng. Lan Đình Ngọc nao nao. Sau đó, hắn trầm mặc đi xuống. Hiên chính hạo nói ra, cần ngươi hỗ trợ. Là quân cùng ta, đối với ngươi mà nói, có khác biệt gì? Lan Đình Ngọc hỏi lại Hiên chính hạo, ngươi muốn giúp hắn, chịu tới tìm ta. Nhưng không thấy ngươi đã giúp ta. Ta không giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể sống. Hiên chính hạo từ tốn nói. Lan Đình Ngọc ngốc ngẩn ngơ. Hiên chính hạo nói ra, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, đây là ngươi tiêu trừ cừu hận, thu hoạch được tân sinh biện pháp duy nhất. Ngươi cần phải cảm tạ ta, bởi vì ta thành toàn ngươi." Lan Đình Ngọc nói ra, "Ta không muốn lại cùng các ngươi những người này có bất kỳ liên quan." Hiên Chính Hạo nói ra, "Điều đó không có khả năng, ngươi vẫn là Thiên Châu Thiên Mệnh chi vương. Ngươi chỉ cần không chế ti, cái thân phận này sẽ không cải biến." "Thân phận không thay đổi, ngươi không cách nào không đếm xỉa đến." "Thật sao?" Lan Đình Ngọc cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta không đi." người muốn mạnh mẽ động thủ sao? Hiên chính hạo nói ra, người tại trong yến kinh, phòng thủ kiên cố. Không ai có thể tới ép buộc ngươi làm cái gì, nhưng ngươi không phải một mực thưởng thức la quân sao? Hắn đối với ta làm sao không là thấy chết ti không cứu? Lan Đình Ngọc nói ra, đó là bởi vì, người đã từng là hắn cửu nhân. Hiên chính hạo nói ra, Lan Đình Ngọc nói ra, ta như lại cứu hắn, chẳng phải là lại có liên quan. Đến lúc đó, Hắn là lấy ta làm ân nhân, vẫn là người qua đường, còn là cửu nhân. Nếu ngươi không xuất thủ, hắn đều là một người chế ti. Nói chuyện gì về sau, còn sống mới có về sau." Hiên Chính Hạo nói ra. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Hắn theo rồi nói ra, "Ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, ta đã phục hồi như cũ." Hiên Chính Hạo nói ra, "Ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật." Lan Đình Ngọc nói ra, "Tốt, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết là quân đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiên chính hạo nặng nề thở dài, nói, việc này nói rất dài dòng, là quân hắn. Hắn ngay sau đó liền đem huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng Ngọc Thanh thế giới sự tình nói cho Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc sau khi nghe xong, không khỏi im lặng, nói ra, cấp bậc như vậy chiến đấu, ta có thể làm cái gì? Ngươi quá để mắt ta. Hiên chính hạo nói ra, lần này ta bố trí thiên lôi phong hỏa đại trận, hết thảy năm trận, ta lấy nhất nguyên chi chu chủ trì van xin đại trận. Ngươi đến chủ trì thiên trận. Ta đến chủ trì thiên trận. Vì cái gì, Lan Đình Ngọc không hiểu. Hiên chính hạo nói ra, thiên trận là thiên đạo chi trận, ta muốn nhờ là thiên châu thế giới chi lực. Thiên châu thế giới chi lực, chỉ có ngươi đến khống chế mới là thích hợp nhất. Người khác có phản vệ nguy hiểm, trận chiến này dịch, đan dược vô cùng. Không chỉ có là cứu la quân, cũng là ngươi một kỳ ngộ lớn. Lan Đình Ngọc ánh mắt hơi hơi hưu quạch, nói ra, ta còn muốn cái gì đại kỳ ngộ. Ta như vậy rất tốt. Hiên chính hạo nói ra, người quá ngây thơ. Lan Đình Ngọc, thiên đạo chi thủ vô hình gảy hết thảy, không phải ngươi không muốn có thể. Ngươi gì từng nghĩ tới muốn trở thành la quân đại địch. Nhưng sự thật lại là như vậy tạo thành. Một cái bình rượu sẽ rơi xuống, không có người đưa tay đón, bình rượu nhất định sẽ phá nát. Thiên đạo không có khả năng xuất thủ để bình rượu miễn ở phá nát, nhưng nếu như bình rượu mạnh mẽ, có lẽ rơi xuống đất mà không vỡ, đạo lý này, ngươi hiểu chưa? Lan Đình Ngọc nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi là. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy thì tốt, hiện tại, ngươi đi hô lạc tuyết, cùng lúc xuất phát đi. Còn muốn gọi nàng, Lan Đình Ngọc nhất thời có chút không vui. Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên muốn hô nàng, ngươi là bởi vì nàng mà sinh, hai người các ngươi băng hỏa dung hợp, cùng loại âm dương vận chuyển, có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này gặp nguy hiểm, Lan Đình Ngọc nói ra, ta không thể để cho nàng ở vào địa phương nguy hiểm. Hiên Chính Hạo nói ra, tương lai các người hội một mực cùng một chỗ chiến đấu, là thời điểm ma luyện nàng. Lan Đình Ngọc nói ra, có thể. Hiên Chính Hạo nói ra, người tình huống bây giờ, ta rất rõ ràng, người không thể rời bỏ nàng lực lượng. Nàng là trời sinh băng phách chi thể, lại hấp thu thần băng tinh nguyên thạch Lan Đình Ngọc nói ra, nàng như ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Chính Hạo nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, nói ra, ai cũng cam đoan không loại chuyện này. Có lẽ, ngươi có thể đi hỏi nàng một chút ý kiến, nàng có nguyện ý hay không vì cứu La Quân ra một phần lực. Ngươi còn cần phải suy nghĩ một chút, nếu có một ngày, nàng biết ngươi sớm đã khôi phục, có thể ngươi lại trơ mắt nhìn lấy La Quân đi chết. Đến cùng cái kia một loại, là ngươi muốn, ngươi cần nghĩ kỹ lan đình ngọc trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu hắn nói với hiên chính hạo ta không có cách nào đến hỏi nàng ý tứ hiên chính hạo nói ra ta đến cùng nàng nói đi ngươi yên tâm ta không biết tiết lộ ngươi đã khôi phục chân thân sự tình lan đình ngọc cân nhắc nửa ngày sau đó đáp ứng hiên chính hạo về sau động tác rất nhanh hiên chính hạo trực tiếp gọi điện thoại cho lạc tuyết sau đó ước lạc tuyết đi ra gặp nhau về sau Lan Đình Ngọc hóa thành Cửu Viêm Thần Long, đem Lạc Tuyết cho mang tới. Đối với Lan Đình Ngọc biến hóa, Lạc Tuyết cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại Thái Sơn đỉnh, Hiên Chính Hạo nói cho Lạc Tuyết, bây giờ La Quân nguy cơ sớm tối, hắn cần đầu này Cửu Viêm Thần Long cùng Lạc Tuyết cùng một chỗ trước đi hỗ trợ. Lạc Tuyết tuy nhiên lãnh đạm, nhưng lần này lại không do dự, lập tức đáp ứng. Nàng tâm cũng là lo lắng La Quân. Bất quá Lạc Tuyết còn lo lắng nàng sợ chính mình quá đần giúp thông thả cũng sợ chính mình hội hỏng việc hiên chính hạo nói ra hết thảy đều không cần lo lắng ngươi cùng tiểu cửu cùng một chỗ đến có thể hắn sự tình giao cho ta đến làm tốt lạc tuyết gật đầu đáp ứng về sau hiên chính hạo mang theo lạc tuyết cùng lan đình ngọc trở lại thiên châu thiên châu đại khang trong hoàng thành thiên long bắt bộ phù đồ chi một nguyên chi mặt cầu hiên chính hạo mang theo lan đình ngọc cùng lạc tuyết đến đây Kiều Ngưng, còn có áo đen tố trinh, Linh Nhi, hỏa hồng khăn còn có đều tại một nguyên chi cầu chờ đợi. Kiều Ngưng là lần đầu tiên chính thức cùng Linh Nhi gặp nhau. Gặp nhau về sau, Kiều Ngưng đối Linh Nhi tràn ngập ái náy chi tình. Nhưng nàng cuối cùng không nói gì, nàng sợ nói ra về sau, hội càng thương tổn Linh Nhi tâm. Linh Nhi nếu là biết, La Quân là vì cứu mình mà bị nắm đến Ngọc Thanh môn. Linh Nhi tâm lý hội dễ chịu sao? Kiều Ngưng muốn rất nhiều. Linh Nhi đối Kiều Ngưng tồn tại tự nhiên là biết, nàng cũng không có cùng Kiều Ngưng nói thêm cái gì, nhưng vẫn là thiện ý gật gật đầu, cũng không có cự Kiều Ngưng ở ngoài ngàn dặm. Hỏa hồng khăn thì là không quá giải, cũng cùng với Linh Nhi. Kiều Ngưng bọn người nhìn đến lạc tuyết cùng thần long tiểu cửu cùng một chỗ cũng tới, các nàng đều cảm thấy kinh ngạc không? Kiều Ngưng đối lạc tuyết hảo cảm khiếm phụng, liền hỏi Hiên Chính Hạo, các nàng tới làm cái gì? Hiên Chính Hạo nhìn Kiều Ngưng liếc một chút, nói ra, các nàng là rất quan trọng nhất hoàn. Kiều Ngưng gặp Hiên Chính Hạo nói như thế, liền cũng không hỏi thêm nữa. Áo đen tố trinh thì mở miệng nói ra, Kiều Ngưng đi gặp viên giác, viên giác tuyệt tính sẽ không xuất thủ. Hiên Chính Hạo liền nói ra, dự kiến chi. Áo đen tố trinh tiếp tục nói, người câu thông thủ hộ thần, chiếm lấy thế giới chi lực sự tình làm được như thế nào. Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này còn chưa có bắt đầu xử lý, bất quá không nóng này. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta rất gấp. Sự thật, tất cả mọi người rất gấp. Ba nghìn hư tiên, không có khả năng tiến đến. Sau đó, áo đen Tố Trinh còn nói thêm. Hiên chính hạo nói ra, ta biết. Người biết, áo đen Tố Trinh nhất thời có chút nổi nóng. Hiên chính hạo nói ra, tận lực tiếp cận, không đủ, ta nghĩ biện pháp. Hắn vẫn luôn là chấn định tự nhiên, tựa hồ hết thảy đều tại hắn nắm giữ chi. Liền cũng tại lúc này, Hiên chính hạo bàn tay lớn vồ một cái, hư không chi xuất hiện một cánh cửa. Sau đó, cánh cửa này bên trong xuất hiện gợn sóng. Đón lấy, Lâm Phong, Tần Lâm, còn có Phó Thanh Trúc đến đây. Ba người cũng rơi vào một nguyên chi mặt cầu. Tình huống mọi người hiện tại cũng sơ bộ giải, ta muốn chia công hợp tác, mỗi một dạng đều nhất định muốn mọi người nỗ lực. Bất kỳ một cái nào khâu suất sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại trong gang tắc. Hiên chính hạo mặt hướng mọi người, nghiêm túc nói ra mọi người giờ phút này vô luận tu vi cao thấp liền cũng đều chỉ nghe lệnh hiên chính hạo hiên chính hạo nói ra ta ra lệnh mọi người có thể nguyện phục tùng nếu có không phục tùng người mời lập tức lui ra áo đen tố trình trầm giọng nói ra chỉ cần ngươi có thể cứu la quân chúng ta những người này đều nghe ngươi điều khiển lâm phong nói ra không sai hiên chính hạo nói ra tốt chuyện thứ nhất từ đồ linh nhi Linh Nhi nao nao, nàng tiếp lấy đứng ra, người nói. Hiên chính hạo cũng nhìn về phía từ đồ Linh Nhi, hắn trầm giọng nói ra, chúng ta hẳn là chính thức lần thứ nhất gặp mặt, đúng không? Linh Nhi gật gật đầu. Hiên chính hạo nói ra, hiện tại, có một việc nhất định phải ngươi đi làm. Không làm được, là quần phải chế ti. Linh Nhi thân thể cứng đờ, nàng lập tức hỏi, chuyện gì? Ta đưa người tiến về Ngọc Thanh Thế Giới, là quân trước mắt tại dây leo trứng chi, Ngươi muốn đi vào dây leo trứng bên trong, cùng hắn triển khai âm dương linh tu. Lấy các ngươi âm dương chi lực, chống lại hỗn nguyên thái cực đồ âm dương nhị khí. Chỉ cần ngươi cùng theo một lúc đi vào, như vậy La Quân có thể kiên trì đến chúng ta bố trí tốt trận pháp. La Quân tình huống trước mắt rất không ổn, hắn sắp không kiên trì được nữa. Còn ngươi muốn làm sao đi vào cái kia dây leo trứng chi, ta không có bố trí, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Áo đen tố trinh nghe vậy bị kinh ngạc, nói ra, Ngọc Thanh Môn hung hiểm không, làm sao có thể để Linh Nhi đi mạo hiểm, nàng không hiểu nhân tình thế sự, căn bản không sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng chỉ có nàng mới có thể cùng la quân thứ nhất dung hợp, các người người khác không được. Hiên chính hạo lập tức nói ra. Ta có thể, Linh Nhi ánh mắt kiên định không, nàng nói với Hiên chính hạo. Người có thể sẽ chê ti, Hiên chính hạo nói ra. Ta không sợ, Linh Nhi nói ra. Cái kia tốt, Hiên chính hạo nói ra. Sư nương, hỏa hồng khăn lại là lo lắng, kiều ngưng lúc này nhịn không được nói ra, vẫn là để ta đi. Nàng quá rõ ràng, linh nhi tại la quân tâm địa vị. Hiên chính hạo nhìn kiều ngưng liếc một chút, nói ra, người tu vi quá thấp, không được. Thế nhưng là, linh nhi mạo hiểm, la quân biết, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Kiều ngưng nói ra, ta đi, linh nhi không để ý tới người khác, nàng nói với hiên chính hạo, mời ngươi lập tức đưa ta tới. Huyền chính hạo nói ra, tốt. Sau đó, huyền chính hạo thi triển thần thông, trực tiếp đem Linh Nhi đưa đi ngọc thanh thế giới. Nàng cũng cho Linh Nhi một cái ngọc bội, cái này mai bóp vỡ ngọc bội, có thể tìm tới trở về đường. Đương nhiên, tại dây leo trứng bên trong là về không được. Dây leo trứng đặc thù tính là không vào được, ra không được. Mà lại, quá tôn lầu cũng không phải có thể tùy ý ra vào địa phương. Nhưng mà kệ như thế nào, Linh Nhi vẫn là đi nàng nghĩa vô phản cố đi. Sau đó, Hiên Chính Hạo nói ra, tiếp đó, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc các ngươi đi tìm, tìm thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả hết thảy phải có 12 vị, ta chỗ này có ba người các ngươi, bao quát đầu này thần long tiểu cửu, đó là bốn cái. Tiếp đó, các ngươi còn muốn đi tìm đủ 8 vị. Thiên trận hết thảy cần 12 vị thiên mệnh giả làm việc, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, muốn tìm tới còn lại 8 vị đi ra. Minh Bạch, Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc gật đầu. Bọn họ lập tức quay người rời đi. Kiều Ngưng, người đi hướng ương thế giới một chuyến, theo ta được biết, ương thế giới lục diệp chiếu cố lớn lên tần khả khanh cùng la quân quen biết, thuyết phục nàng, giúp chúng ta triệu tập hư tiên. Tốt, Kiều Ngưng đối la quân cùng tần khả khanh ân ân oán oán thực cũng không tính quá rõ ràng, nhưng sau khi biết đến la quân là trợ giúp tần khả khanh đi kỷ phấn trắng thế giới cứu người. Kiều Ngưng cũng mã hành động. Về sau, hiền chính hạo lại an bài lâm phong hỏa hồng khăn còn có lan đình ngọc lạc tuyết cùng một chỗ ba người các ngươi một long cùng lúc xuất phát ta cho bốn người các ngươi tọa độ đem cái này bốn cái tọa độ tứ đại thủ hộ thần đánh bại đồng thời bắt được nhớ kỹ muốn sống lâm phong cùng hỏa hồng khăn cùng một chỗ gật đầu nói ra tốt lạc tuyết có chút mộng nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì về sau hiền chính hạo cho bốn cái tọa độ tin tức trực tiếp đánh vào đến lâm phong não vực chi. Sau đó, ba người này một long lập khắc đi. Ngươi để bọn hắn đi đối phó thủ hộ thần, áo đen tố trinh nhíu mày, nói ra, làm gì phiền toái như vậy, để cho ta trực tiếp đi không thể. Hiên chính hạo nói ra, không, bạch tiền bối, ngươi còn có hắn sự tình phải phối hợp ta làm. Ta muốn bắt đầu bố trận. Ba nghìn hư tiên còn không có ảnh đâu, người bố trận. Áo đen tố trinh nói ra. Hiên chính hạo nói ra, hết thảy, tự có sắp xếp. Áo đen tố trinh xứng sờ xứng sờ, nàng là càng phát ra có chút xem không hiểu hiên chính hạo. Hiên chính hạo nói cho áo đen tố trinh, hắn muốn bắt đầu bố trận. Mà lại, hiên chính hạo cũng không tính bí mật bố trận, hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ bố trận. Bạch tiền bối, ta dự định, đem thuần dương sông treo ở bầu trời chi, lấy sơn hà xã tác đồ chấn trụ thuần dương sông. Đồng thời, ta đã để thiên trì các bên này tuyên bố ra ngoài tin tức. Bằng hữu của ta là quân bị Ngọc Thanh Môn bắt đi, hiện tại, ta muốn tấn công Ngọc Thanh Môn, mời thiên hạ anh hùng đến cùng cử hành hội lớn. Đầu này thuần dương sông là cho mọi người khen thưởng chỉ cần đến lúc đó theo chúng ta đi đánh Ngọc Thanh Môn cao thủ, đều có thể đạt được chí ít một tỷ thuần dương đan. Đương nhiên, cái này cũng có cánh cửa, đó là thái hư cửu trọng thiên trở xuống, không có thể tham gia. Áo đen tố trinh hơi hơi nhíu mày, nói ra, người ý nghĩ này, quá lớn mật đi. Mà lại, thứ nhất, hội dẫn tới hắn cường giả trước đến cướp đoạt. Bọn họ đối giúp chúng ta đánh Ngọc Thanh Môn không có hứng thú, nhưng đến giật đồ là có hứng thú. Thứ hai, cũng sẽ để Ngọc Thanh Môn bên kia cảnh giác. Hiên chính hạo nói ra, những thứ này, ta đều nghĩ đến. Áo đen tố trinh nói ra, nếu như thuần dương xông được mọi người một hống mà cướp đi, làm sao bây giờ? Hiên chính hạo nói ra, sơn hà xã tác đồ sẽ cùng ta thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp liên tiếp đế huyền cùng bạch tiền bối ngươi thủ hộ thêm ngươi nhóm cao thủ giữ vững là không có vấn đề áo đen tố trinh nói ra trong này còn có một vấn đề vấn đề mấu chốt cho dù là chúng ta cao thủ cũng chưa chắc không biết thấy hơi tiền nổi máu tham nếu có có đột phát tình huống ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn toàn ứng phó sao hết thảy cũng sẽ ở ta nắm giữ chi hiên chính hạo nói ra tốt áo đen tố trinh nói ra còn có một vấn đề đã người muốn là ba nghìn hư tiên muốn nhiều như vậy thái hư cửu trọng thiên làm gì Hiên chính hạo nói ra về sau sẽ hữu dụng chỗ hiện tại ta còn không thể nói áo đen tố trinh hít sâu một hơi nói ra tốt a à, ta toàn lực phối hợp ngươi thiên châu có tứ đại thủ hộ thần cái này tứ đại thủ hộ thần tại đông nam tây bắc tứ phương chấn thủ cùng loại với thế giới bao la lưu truyền thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ Tứ đại thủ hộ thần tồn tại đã lâu, một mực thủ hộ Thiên Châu thế giới lực lượng. Cái này tứ đại thủ hộ thần cũng không phải nhân loại, nói cho đúng là tứ đại thần thú. Thiên Châu kết giới là rất nhiều đại năng liên hợp tứ đại thần thú cùng một chỗ chế tạo ra đến, không có tứ đại thần thú trợ giúp, kết giới này không cách nào như bây giờ như vậy phòng thủ kiên cố. Chân dị bảo bên người sẽ có linh thú, ma thú thủ hộ. Mà mỗi một cái thế giới đều sẽ có cùng loại lưu giữ đang thủ hộ còn thế giới bao la, lại có tổ long chi khí, còn có viên giác pháp thần thủ hộ. Lâm Phong bọn người tới trước là phía đông, bọn họ muốn tìm thần thú chính là Phong Bá. Phong Bá lại tên Đại Phong Loài Chim Dữ. Cái này Đại Phong Loài Chim Dữ tướng mạo hung ác, song chảo sắc bén, hai cánh thần tuấn, tốc độ nhanh như điện thiểm, phù diêu ở giữa, vừa bay cửu trọng thiên. Đại Phong Loài Chim Dữ tuổi tác đã có 8.000 tuổi hơn. Nó tu vi đã đến không trung cảnh đỉnh phong. Nó quanh thân lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều có linh tính, có thể cứng rắn như thép, khả nhu mềm như lụa. Đại phong loài chim giữ tại Đông Hải một chỗ đảo hoang, nó ở đây cùng thế không, xưa nay ít có người tới quấy dày. Mặc dù có thần thông giả đến đây, cũng là đối đại phong loài chim giữ cung cung kính kính, hô một tiếng tiền bối. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời tàn dương như huyết. Cái kia đám mây giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng mặt biển, gió êm sóng lặng. Lúc này cảnh sắc là như thế hùng vĩ, vắng vẻ, mỹ lệ. Đảo hoang, cổ thụ che trời. Lâm phong bọn người buông xuống đảo hoang, Lan Đình Ngọc trở đi lạc tuyết, mọi người tại sơn phong đứng thẳng. Đồng thời, Lâm phong, Lan Đình Ngọc, còn có hỏa hồng khăn ba cái cùng một chỗ thần niệm bắn phá, liền muốn đem cái kia đại phong loài chim giữ tìm cho ra. Thần niệm bắn phá, rất nhanh liền phát hiện đảo hoang ở giữa, cổ thụ dày đặc địa phương, có một quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ thân thể tản mát ra kinh khủng mà cường đại khí tức. Chính là đại phong loài chim giữ. Đại phong loài chim giữ bị những bọn tiểu bối này thần niệm bắn phá, tự nhiên là không đại thống khoái. Nó cũng không trốn đi, cái này cũng không có đào tẩu đạo lý. Nó chính là cổ tiền bối, như thế nào sợ hãi những thứ này hậu sinh tiểu bối. Cái kia cổ thụ ở giữa, đột nhiên gió lốc phồng lên lên, âm âm lá dụng cuồng bão bay múa giống như là bão tiến đến đồng dạng cái kia đại phong loài chim giữ cấp tốc bay tới hai cánh triển khai già thiên tế nhật nó không giống như là chim giống như là một đầu rực long đại phong loài chim giữ buông xuống sơn phong thời điểm sơn phong đá vụn bị gió lốc thổi đến giống như bão cắt đồng dạng đại phong loài chim giữ nhìn về phía lâm phong bọn người trực tiếp phát ra cường đại ý niệm cỗ này ý niệm là tại hỏi thăm người đến người nào. Vì sao quấy nhiễu bổn tọa ở đây thanh tu? Lâm phong bọn người bên này, là lấy lâm phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hỏa hồng khăn tuy nhiên tu vi cao nhất, nhưng lâm phong chẳng khác gì là hỏa hồng khăn sư bá, cho nên hỏa hồng khăn là phải gìn giữ tôn trọng. Mà Lan Đình Ngọc là thần long hình thái, căn bản sẽ không ra đến nói chuyện. Lâm phong ngay sau đó hướng cái kia đại phong loài chim giữ ôm quyền, nói ra, tiền bối ở đây, chúng ta hậu sinh vãn bối đến đây, chính là có yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể xin tiền bối đi đại khang hoàng thành làm khách. Làm khách, đại phong loài chim giữ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là bổn tỏa không đi đâu. Chẳng lẽ các người muốn muốn mạnh mẽ bắt bổn tỏa tiến đến? Lâm Phong cũng là khẽ giật mình, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, không tệ. Đại phong loài chim giữ cười ha ha một tiếng, nói, tốt, rất sảng khoái, cái kia nhìn xem các người bản sự đi. Cái này đại phong loài chim giữ chính là lâu năm không chung cảnh đỉnh phong cao thủ, mà lại, thần thú tu vi phổ biến phải nhân loại hùng hậu. Bởi vì bọn họ tự thân thể tích nguyên nhân, pháp lực phá lệ hùng hồn. Cái này giống như là một đầu gấu cùng một người khí lực, đây là cùng một cái đạo lý. Đại phong loài chim giữ nhìn quen mưa gió ác sóng, sao lại sợ hãi mấy cái này hậu sinh vãn bối. Sư bá, đã vị tiền bối này có này nhã hứng, để đệ tử phụng bồi đi hỏa hồng khăn lập tức nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó nói, hết thảy cẩn thận. Hỏa hồng khăn nói ra, yên tâm đi, sư bá. Lâm Phong nhìn một chút lạc tuyết cùng Lan Đình Ngọc, hắn có chút không hiểu rõ Lan Đình Ngọc. Ngay sau đó, hắn cũng cái gì cũng không nói. Thực hắn cũng không hiểu hiên chính hạo phái hai người này đến có cái gì mục đích. Hắn không cảm thấy Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết có thể giúp đỡ. Lâm Phong không sẽ cùng Hỏa Hồng Khăn đồng loạt ra tay, hắn muốn âm thầm trông coi tuyệt sẽ không để cho đại phong loài chim giữ đào tẩu không biết trời cao đất rộng nha đầu đại phong loài chim giữ đối mặt hỏa hồng khăn khiêu khích lạnh hừ một tiếng sau đó nó hướng lên trời bay đi hỏa hồng khăn lập tức theo tới một người một thú tại bầu trời tia chớp truy đuổi hỏa hồng khăn thi triển đại na di thuật tốc độ đại phong loài chim giữ càng nhanh một giây sau nàng thi triển ra xích diễm động thiên ùn ùn kéo đến xích viêm lăn lộn mà ra, còn như biển gầm tiến đến, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm cấp tốc bao phủ lại. Bên trong thiên địa, trực tiếp thành xích viêm địa ngục. Cả tòa đảo hoang, cấp tốc bị đốt cháy thành cho bụi, vô cùng sinh linh, trực tiếp toàn bộ tử vong. Tiên gia xuất thủ, há lại trò đùa, thiên đạo giận dữ, thiên tai phía dưới, thây nằm một triệu. Hỏa hồng khăn xích viêm động thiên thi triển đi ra về sau, lan đình ngọc, lạc tuyết, Lâm Phong đều bị bao phủ ở bên trong. Bất quá, hỏa hồng khăn cũng cấp tốc biến hóa động thiên, để Lâm Phong bọn người thích hợp trong này sinh tồn. Hỏa hồng khăn lại là không lo được đảo hoang những giã thú kia sinh linh. Tu đạo người, không uổng công giết chóc linh, cái này là rất khó làm được. Tuy nhiên hỏa hồng khăn đã đem quy tắc cải biến, để Lan Đình Ngọc bọn người thích hợp sinh tồn. Nhưng là những ngọn lửa này cũng đầy đủ phần sát thái hư cửu trọng thiên loại hình cao thủ. Làm cái kia màu đỏ hỏa diễm lăn lộn mà đến lúc, Lạc Tuyết trước mắt là một mảnh huyết sắc, nàng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lan Đình Ngọc đem long đuôi quét qua, nhất thời, bốn phía màu đỏ hỏa diễm cấp tốc biến thành lãnh hỏa. Đồng thời, Lan Đình Ngọc thân thể bốc cháy lên cửu viêm thần hỏa tới. Những ngọn lửa này để Lạc Tuyết giật mình, nhưng cùng lúc, Lạc Tuyết thể nội hàn băng chi phách lăn lộn. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai nàng không có chút nào sợ những ngọn lửa này. Lạc tuyết thân thể y phục bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Nàng nhất thời lần nữa kêu lên sợ hãi, Lan Đình Ngọc Long đuôi lại hất lên, đột nhiên, một kiện tử kim sắc long lân khải giáp liền cấp tốc xuyên tại lạc tuyết thân thể. Mặc dù không có bên trong trong quần áo đồ vật, nhưng cuối cùng là để lạc tuyết không đến mức xấu mặt. Mà lại, cũng để cho lạc tuyết lộ ra tư thế hiên ngang. Tóc nàng thì là một chút sự tình đều không có. Cái này ngắn ngủi biến cố để lạc tuyết hoảng sợ cùng cực, nhưng nàng lại lập tức phát hiện Lan Đình Ngọc khác biệt. Nàng che miệng lại, sợ hãi thán phục nói ra, tiểu cửu, ngươi. Nàng hiển nhiên là muốn đến Lan Đình Ngọc, đồng thời hoài nghi, tiểu cửu là Lan Đình Ngọc. Cái này một cái chớp mắt, nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lan Đình Ngọc giống rít lên một tiếng, vẫn nộ nhìn bốn phía. Đây là hắn làm ra giả tượng, nhưng cũng thật lập tức bỏ đi lạc tuyết lo nghĩ. Lại nói lúc này, hỏa hồng khăn đem xích viêm động thiên triển khai nàng tại xích viêm động thiên nội, vận chuyển đại hỏa diễm thuật. Đại hỏa diễm thuật thần thông hình thành một miệng xích viêm thần kiếm. Khẩu này xích viêm thần kiếm tại hỏa hồng khăn tay. Đồng thời, nàng tiên phong động vô số xích viêm hình thành xích viêm hỏa thú, những thứ này hỏa thú hung hãn lao nhanh, to lớn vô cùng, hướng cái kia đại phong loài chim giữ xé rách mà đến. Đại phong loài chim giữ như thế nào dễ dàng, hai cánh mở ra, 3.800 căn đi qua tu luyện lông vũ hóa thành 3.800 miệng kim cương thần kiếm. Kiếm khí quang lạnh, sắc bén vô biên. 3.800 thanh kiếm thần như tấm lụa chém giết, trong nháy mắt, liền đem những cái kia hỏa thú toàn bộ chém giết thành phấn vụn. Đồng thời, đại phong loài chim giữ song chảo huy động, sau đó 3.800 thanh kiếm thần toàn bộ hướng hỏa hồng khăn chém giết mà đi. Hỏa hồng khăn thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc phát động, như cuồn cuộn hỏa diễm thác nước chuyển động cái này xích viêm động thiên. Nhưng 3.800 thanh kiếm thần cũng là nhiễm đại phong loài chim giữ đối thời gian, không gian lý giải. Kiếm nhóm cùng nhau phát ra ong ong thanh âm, như phong quần xuất động, xuyên quá dài thời gian cùng không gian pháp tắc, đem hỏa hồng khăn cấp tốc vây lại. Đồng thời tàn nhẫn chém giết tới. Trong chớp mắt, vạn kiếm muốn xuyên tim mà qua. Hỏa hồng khăn chính là không trung cảnh đỉnh phong cao thủ, lại là đi qua áo đen tố trinh điều giáo hạng người, tự nhiên không có khả năng như vậy bị đại phong loài chim giữ giết chết ti. Hỏa hồng khăn thân ở nguy cơ chi, nàng thầm hừ một tiếng đáng giận. Đồng thời, tay xích diễm thần kiếm vận chuyển đại hỏa diễm thuật, hướng phía trước kiếm nhóm chém giết. Một kiếm đi xuống, đem kiếm kia nhóm liền chém ra một đầu lỗ hồng lớn. Đồng thời, nàng vận chuyển không gian pháp tắc, một giây sau, theo lỗ hồng này rời đi, đồng thời thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại đại phong loài chim giữ sau lưng. Hỏa hồng cân tay xích viêm thần kiếm chính là nàng đại hỏa diễm thuật chi tinh túy chỗ, thần thông không lợi hại. Kiếm quang lóe lên, liền hướng đại phong loài chim giữ dưới nách chém giết tới. Nàng vẫn là nhớ ký hiên chính hạo lời nói, muốn bắt sống. Đại phong loài chim giữ thân hình nhanh chóng lóe lên, lại là theo hỏa hồng cân trước mắt cấp tốc biến mất. Đón lấy, cái kia kim cương thần kiếm lần nữa như tổ ong đồng dạng hướng hỏa hồng cân chảm giết tới. Cái này một người một thần thú đồng thời vận chuyển thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, mỗi người liều. Hỏa hồng cân đầy đủ sử dụng thân thể linh động, mấy lần tại thời gian pháp tắc bên trong xuyên thẳng qua, lại sử dụng xích viêm thần kiếm đem cái kia kim cương kiếm nhóm chém giết ra. Các nàng ở trên không ác đấu không nghỉ, trong lúc nhất thời, rằng co không xong. Đại phong loài chim giữ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc tại tiểu nha đầu này lại có tu vi như thế, tại nó công sát phía dưới, lại là không hề yếu hạ phong. Mà hỏa hồng cân cũng là kinh ngạc, kinh ngạc cái này đại phong loài chim giữ quả nhiên hung hãn, nàng thi triển xích diễm động thiên đều không thể đem vây khốn. Đại phong loài chim giữ lúc này là triệt để giận, nó biết tự thân tình huống. Nếu như mình liền tiểu nha đầu này đều bắt không được đến, như vậy, cái kia bên cạnh còn có hai người một rồng tại nhìn chằm chằm đây nó nhất định phải còn lấy nhan sắc. Ngay sau đó, đại phong loài chim giữ bạo giống một tiếng, đột nhiên, toàn thân lông vũ đều bay ra ngoài, tại bầu trời cấp tốc trôi nổi lên. Cái kia xích viêm động thiên xích viêm cũng vô pháp đem những thứ này lông vũ đốt cháy, bao quát kim cương thần kiếm, cũng đồng thời biến thành lông vũ. Hỏa hồng cân thấy thế, cũng không nghĩ nhiều, chính muốn lần nữa tiến công. Ngay vào lúc này, đại phong loài chim giữ đột nhiên há mồm, lại là phun ra một miệng tinh khí màu trắng sau đó, nó hai cánh mãnh liệt sơn động, cái này tinh khí màu trắng trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, dung hợp cái kia màu đen lông vũ. Tất cả lông vũ hóa thành sát khí bốc lên lợi kiếm, như thiên quân vạn mã đồng dạng hướng hỏa hồng cân chảm giết tới. Lần này uy thế cái kia vừa mới kim cương kiếm nhóm muốn chọn vẹn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đây là đại phong loài chim giữa áp đáy hỏng công phu, nó tu 8.000 năm bản mệnh tinh nguyên cũng dùng khẩu này bản mệnh tinh nguyên ẩn chứa tinh thần cùng đạo lý đủ để cho biển cả biến thành tang điền kiếm quang tấm lụa ùn ùn kéo đến già thiên tế nhật lại mỗi một thanh kiếm quang chi đều ẩn chứa thời gian cùng không gian đạo lý đem hỏa hồng cân tất cả thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác toàn bộ phá mất hỏa hồng cân nội tình cùng vị này lão tiền bối lên xác thực vẫn là kém xa hỏa hồng cân lúc này không khỏi hoảng sợ nàng nhìn thấy kiếm nhóm lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp chính mình một kiếm quả quyết không cách nào chém ra một đầu lỗ hồng như thế như vậy đi xuống chỉ sợ là một con đường chế ti hỏa hồng cân cũng biết chính mình nhất định phải liều mạng nàng tóc dài nhất thời không gió tự chống nàng mắt cũng tuôn ra tinh quang tới địa ngục thần hỏa thú đốt cháy vô biên hỏa hồng cân đem đại hỏa diễm thuật thi triển đến cực hạn tay nàng xích viêm thần kiếm cũng hóa thành liệt hỏa tất cả xích viêm động thiên đô co vào lên sau cùng hóa thành một đầu to lớn vô cùng địa ngục thần hỏa thú. Cái này địa ngục thần hỏa thú toàn thân đều thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, nó hai mắt mang theo xanh thẳm tinh quang. Địa ngục thần hỏa thú cao đến 100 trượng, như một tòa nguy nga cự sơn tại nguyên chỗ đồng dạng. Nó một cái miệng, liền đem cái kia tất cả lông vũ kiếm quang toàn bộ hấp thu đến bụng chi. Cái kia trong bụng, đại đạo hạt giống tại, địa ngục thần hỏa điên cuồng thiêu đốt, thối luyện những thứ này lông vũ kiếm quang. Hừ. Đại phong loài chim giữ chính là lão tiền bối, sao lại bị hỏa hồng cân dễ dàng như thế chế trụ. Nó tinh khí màu trắng trong nháy mắt lao nhanh, đem cái kia tất cả màu đen lông vũ toàn bộ bao lấy, đồng thời hình thành một miệng cự kiếm. Mặc cho địa ngục thần hỏa thú nội bộ có bao nhiêu không gian trồng lên, cây kiếm này chính là trực tiếp theo địa ngục thần hỏa thú chỗ lưng bắn giết mà đi, trực tiếp mở rộng địa ngục thần hỏa thú bối bộ. Nhưng cũng là tại lúc này, địa ngục thần hỏa thú xanh thẳm con người đột nhiên bắn ra hai đạo xích viêm thần quang. Cái này hai đạo ánh sáng nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem đại phong loài chim giữ hai cánh bắn. Đại phong loài chim giữ đang toàn lực vận chuyển tinh khí màu trắng thần kiếm, lại không nghĩ rằng địa ngục thần hỏa thú còn có ngón này. Nó đau hừ một tiếng, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đại hỏa diễm thuật, há lại tầm thường thần thông. Đại phong loài chim giữ cấp tốc thu hồi tinh khí màu trắng, cái kia tất cả lông vũ trở lại nó thân thể. Nó vận chuyển pháp lực, ngăn cản lại hỏa diễm lan tràn, tiếp lấy hai cánh triển khai, muốn chạy trốn. Ngay vào lúc này, lâm phong thân hình lóe lên, ngăn lại đại phong loài chim giữ đường đi. Tiền bối, chậm đã, lâm phong quát nói. Đại phong loài chim giữ lại là nhất trảo hướng lâm phong chụp tới, một cái hố tiên cảnh sơ kỳ ra hỏa, đại phong loài chim giữ dạng này lão tiền bối như thế nào đem để vào mắt. Đại Phong loài chim giữ tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng không cho Lâm Phong khi nhục. Nó móng vuốt bản thân chính là pháp khí, lần này chộp tới, liền có thể trực tiếp muốn Lâm Phong mệnh. Hỏng bét, Hỏa Hồng Cân phải cứu đã không kịp, nàng không nghĩ tới sư bá biết cái này giống như lỗ mãng, trực tiếp ngăn cản. Nàng vốn là sẽ không cho Đại Phong loài chim giữ đào tẩu cơ hội. Lúc này, chính là Thần Long tiểu cửu cũng nhìn nhíu mày, cảm thấy cái này Lâm Phong có phải hay không có chút ngốc hắn chút tu vi ấy, đầy đủ làm gì, thế mà cũng dám đến cản đại phong loài chim dữ. Răng rắc một chút, lần này, Lâm Phong vẫn là thật không có né tránh đại phong loài chim dữ móng vuốt. Nhất chảo phía dưới, Lâm Phong bộ mặt còn có lồng ngực, toàn bộ bị bắt mở. Khuôn mặt biển dạng, nhưng không có máu me đầm đìa. Hỏa hồng cân đều không dám nhìn tiếp. Mà Lâm Phong đâu? Lâm Phong thân thể trong nháy mắt trực tiếp phục hồi như cũ, đồng thời một chảo này lực lượng bị Lâm Phong hấp thu, hắn mắt phát lạnh, đột nhiên một chân hung hăng đạp đi qua. Đại Phong loài chim giữ hoàn toàn bị Lâm Phong cho kinh ngạc đến ngây người, nó thế mà không có né tránh, mà lại, Lâm Phong một cước này còn có Đại Phong loài chim giữ tự thân lực lượng. Phanh một tiếng, Đại Phong loài chim giữ trong nháy mắt bị đá bay trở về. Nó trong phút chốc, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, lại khó động đậy. Mà hỏa hồng cân cấp tốc thi triển pháp thuật, Đem đại phong loài chim giữ kinh mạch toàn thân phong bế, đồng thời, nàng cũng thu hồi đại hỏa diễm thuật thiêu đốt. Như thế về sau, đại phong loài chim giữ bị bọn họ triệt để khống chế lại, đồng thời cất vào Hỏa Hồng Cân tu di hồ lô pháp khí chi. Sư bá, ngài không có sao chứ? Lúc này, Hỏa Hồng Cân tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Lâm Phong. Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết cũng giống là như nhìn quái vật nhìn về phía Lâm Phong. Cái này một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc nói thầm, cái này lâm phong, thế mà cũng là như thế cổ quái. Chi ta cửu viêm thần hỏa, còn phải cao hơn một bậc. Lâm phong tại hỏa hồng cân trước mặt vẫn là muốn mặt mũi, hắn mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, không có việc gì. Hỏa hồng cân vỗ tay, nói ra, sư bá, người thật lợi hại. Lâm phong cười ha ha một tiếng, nói ra, không phải vậy làm thế nào sư phụ ngươi đại ca. Hiện tại Lâm Phong đã không có trước kia giống như băng lãnh. Từ khi sau khi kết hôn, riêng là có hài tử, hắn cũng càng ngày càng thích cười. Lạc tuyết ở một bên cũng không nhiều lời. Sau đó, Lâm Phong nói ra, hiện tại, chúng ta đi tìm phương Bắc Thận Long. Hỏa hồng cân gật đầu, nói ra, tốt, ta nghe sư bá. Lạc tuyết tự nhiên cũng sẽ không phát biểu ý kiến phản đối. Sau đó một đoàn người, cấp tốc bay ra ngoài. Lâm Phong cũng không biết Lạc Tuyết cưới tiểu cửu đến cùng là tình huống như thế nào, hắn biết lan đình ngọc một ít chuyện mà lại nói thật lâm phong cũng không ghét lan đình ngọc hắn cùng lạc quyết ngẫu nhiên cũng tán gẫu qua biết lan đình ngọc thân thế cảm thấy hắn là cái thật đáng kính người tuy nhiên đã từng phạm phải quá lớn sai nhưng lâm phong cảm thấy mình là không có tư cách của trách lan đình ngọc bởi vì hắn chính mình cũng không biết từng giết bao nhiêu người lan đình ngọc làm trong mắt bọn hắn đến xem không thể bình thường hơn được chỉ là không khéo là Lan Đình Ngọc vừa tốt xiết là Lạc Ninh mà thôi. Nhưng về sau, mặc kệ như thế nào, Lan Đình Ngọc lấy cái chê ti tử vì đạo, hắn cái kia trả nợ, liền cũng còn. Cho nên, Lâm Phong càng sẽ không coi Lan Đình Ngọc là làm cửu nhân. Ngành Phong bay lượn, Lâm Phong hướng hỏa hồng khăn truyền âm nói ra, chúng ta toàn lực tiến lên, nhìn xem cái này tiểu cửu đến cùng có theo hay không. Hắn là muốn biết tiểu cửu thực lực. Lạc tuyết toàn thân mặc áo giáp, bên trong là trạng thái chân không bất quá cũng may khải giáp mềm mại, cũng không có quá không thoải mái. Hiện tại nàng cưới tại tiểu cửu thân thể, cái này không trung giá lạnh còn có chân không khí lưu chờ một chút, đối với nàng mà nói, đều không có tổn thương gì. Liền cũng tại lúc này, Lâm Phong cùng hỏa hồng cân bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt không cái bóng. Lạc tuyết hơi kinh hãi, bận bịu nói với tiểu cửu, bọn họ làm sao? Nàng lời còn chưa dứt, tiểu cửu gào thét một tiếng, đột nhiên cũng tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền đuổi theo. Lâm Phong cùng Hỏa Hồng Cân liền nghe phía sau tiếng long ngâm truyền đến, đón lấy Tiểu Cửu mang theo Lạc Tuyết đuổi tới. Lâm Phong không khỏi giật mình, không nghĩ tới cái này tiểu cửu lại lợi hại như thế. Hắn thực đã hoàn toàn nhìn không thấu tiểu cửu, tiểu cửu thân thể lực lượng đã sớm không thể dùng bọn họ chỗ lý giải tu vi để phán đoán. Vậy hoàng đế Hiên Chính Hạo quả nhiên không tầm thường, sợ là xem sớm ra cái này tiểu cửu bất phàm lâm phong nói thầm phương bắc thận long đồng dạng cũng tại bắc hải chi bất quá cái này thận long cũng không phải là tại đảo hoang chi mà chính là giấu tại đáy biển chi thận long am hiểu chế tạo huyễn cảnh nhân gian hải thị thận lâu tới có to lớn quan hệ mà cái này một đầu thận long cũng là sống mấy ngàn năm giống loài đến mức bọn họ vì sao lại trở thành thủ hộ thần thì là bởi vì một loại truy cầu nói cùng sứ mệnh nguyên nhân cụ thể khó có thể nói rõ nhưng giống một con chăn rắn lựa chọn giữ vững ngàn năm linh chi một dạng. Bọn họ cũng đều là có chính mình mục đích cùng muốn muốn đồ, vật. Có lẽ là tinh thần, có lẽ là khác nguyên nhân. Thiên hạ đại phong loài chim giữ, thận long không chỉ là chỉ có bọn họ, nhưng thiên châu, cũng chỉ có bọn họ mới là thuộc về thủ hộ thần. Nói cho đúng, chính là thủ hộ thần thú. Phương Bắc thận long tu vi là thiên vũ cảnh kỳ, lần này, vẫn là hỏa hồng cân xuất thủ, cũng không có hao phí quá nhiều công phu, bọn họ liền đem phương Bắc Thận Long thu phục, đồng thời để vào tu di hồ lô chi. Vận chuyển không gian pháp tắc, trực tiếp giấu kín, ngược lại không sợ bọn họ thân thể to lớn mà để tu di hồ lô không cách nào trang bị. Đón lấy, sau cùng muốn tìm chính là phương Nam Toàn Quy. Lâm Phong bọn người đến Nam Hải, liền tại Nam Hải chỗ sâu một cái hải đảo bãi cát chỗ tìm tới phương Nam Toàn Quy. Toàn Quy ngay tại phơi nắng, to lớn vỏ rùa, bao trùm phương viên 100 trường. Từ xa nhìn lại, giống là quái dị bãi cát, nó đầu lâu như một tòa núi nhỏ, như không nhìn kỹ, thật sẽ cho người coi là đây là một ngọn núi đá. Mà toàn quy cái đuôi như to lớn hạt tử, cực linh sống. Toàn quy tu vi chính là thiên vũ cảnh đỉnh phong. Phải bảo vệ toàn quy, cũng không khó khăn. Lâm Phong vẫn là lấy bảo thủ phương pháp, từ hỏa hồng cân xuất thủ trước, hắn ở một bên lược trận. Nói đến, lâm phong cũng là có chút buồn bực hắn là hỏa hồng cân sư bá a à, nhưng là hỏa hồng cân cái này tu vi thật sự là cao a à. cái này khiến hắn người sư bá này có chút thật mất mặt a à. nhưng lâm phong nghĩ lại lão tử sợ cái gì thật mất mặt a à. sư phụ nàng tu vi cũng không gặp nàng cao a à. lâm phong cùng hỏa hồng cân nói chuyện với nhau còn không nhiều cho nên còn giải không phải rất nhiều nhưng hỏa hồng cân cung kính thái độ vẫn là để lâm phong rất được lợi là mấy người các ngươi thằng nhóc con, ngay vào lúc này, cái kia thiên không chi đột nhiên mưa gió phun trào, đón lấy một đạo hư không chi môn mở ra, sau đó một tôn thần thú xông tới. Cái này thần thú to lớn vô cùng, đem nửa bầu trời bao phủ. Chính là phía Tây Thanh Điểu. Cái kia phía Tây Thanh Điểu tuy nhiên to lớn, nhưng là ở trên không bay lên, lông vũ trong suốt, lại là dài đến rất là mỹ lệ, thậm chí có thể dùng mỹ lệ để hình dung nàng giống như là một cái cự đại khổng tước nhưng lại khổng tước còn mỹ lệ hơn cái này thanh điều thần thú sau khi ra ngoài liền lạnh lùng nói ra là mấy người các ngươi thằng nhóc con thế mà cả gan làm loạn dám đối tứ phương thủ hộ thần xuất thủ lâm phong đám người nhất thời bị kinh ngạc bọn họ đã biết một số tin tức thanh điều thần thú chính là tứ đại thủ hộ thần thú tu vi lợi hại nhất tuy nhiên cũng là thiên vũ cảnh đỉnh phong nhưng nàng công sát năng lực là hắn tam đại thần thú đều mạnh hơn lúc này hai tôn thần thú thế mà liên thủ cái này thật là để lâm phong bọn người trở tay không kịp sư bá cái này làm sao bây giờ ta chỉ có thể ứng phó một cái hỏa hồng cân thấy thế bị kinh ngạc nói với lâm phong lâm phong vội ho một tiếng hắn tuy nhiên tự phụ nhưng là lúc này lấy hắn năng lực gặp phải loại này cấp bậc cao thủ hắn ứng phó đoán chừng không có gì phần thắng thằng nhóc con nhóm lúc này cái kia toàn quy cũng mở miệng nó miệng không nhúc nhích nhưng ý niệm lại chuẩn xác truyền tới nể tình các ngươi còn không có đúc xuống sai lầm lớn phần lập tức thả phía đông đại phong phương bắc thận long toàn quy hai mắt mở ra cái kia một đôi mắt vắng vẻ thâm trầm không thể suy nghĩ lâm phong bọn người đương nhiên là không thể thả rơi đại phong loài chim giữ cùng thận long lâm phong hít sâu một hơi ôm quyền nói ra chúng ta đến đây chính là là có chuyện yêu cầu bốn vị tiền bối tiến đến đại khang hoàng thành một chuyến còn xin tiền bối nhóm có thể hơi thở lôi đình chi hỏa, theo ta các loại tiến đến. Ngươi muốn chê ti, cái kia thanh điều thần thú chính là giống cái, nhưng nàng sát ý dày đặc nhất. Nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Thả chúng nó, lập tức, thanh điều thần thú nói ra, nếu không, lập tức gọi các ngươi chê ti không táng sinh chi địa. Giống, ngay vào lúc này, thần long tiểu cửu đột nhiên gào thét một tiếng. Hắn thân thể biến lớn, biến thành một đầu liệt hỏa thiêu đốt cửu viêm thần long cửu viêm thần long bay thẳng ra ngoài, lạc tuyết nắm chắc thần long vây cá lưng. Nàng cảm giác được chính mình tựa hồ là cùng nhỏ cửu thành làm một thể, tâm ý tương thông. Nàng bắt rất gấp, nàng có thể cảm nhận được tiểu cửu thể nội liệt hỏa lao nhanh. Tiểu cửu bay trên trời hư không, vọt thẳng thanh điểu thần thú gào thét. Lâm Phong cùng hỏa hồng cân ngốc ngẩn ngơ, Lâm Phong không khỏi sướng sờ, ra hỏa này là muốn làm gì. Thanh điểu thần thú chỗ đó sẽ đem tiểu cửu để vào mắt, nàng gặp tiểu cửu lại dám đối nàng khiêu khích, cái này khiến nàng như thế nào có thể chịu được, tiểu tiện trùng, người muốn chê ti Thanh điều thần thú nổi giận đùng đùng, tiếp lấy xuất thủ. Nàng giống một tiếng, phun ra ra tinh khí màu xanh. Cái này tinh khí chính là huyền ảo khó lường động thiên chi lực, thanh sắc lừa gạt khí tức giống như u minh chi khí, cấp tốc đem phương viên trăm dặm triệt để bao phủ. Lúc này, kia hỏa hồng khăn cũng hỏa tốc xuất thủ, triển khai xích diễm động thiên, Liệt diễm cùng thanh sắc lửa gạt khí tức giao nhau bao phủ, vô số thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc giao nhau, hình thành vô số không gian hỗn động, thời gian hỗn động, hơi không chú ý, tu vi kém sẽ bị khốn đi vào, không có thể thi triển. Lâm Phong là trực tiếp rơi vào thời không hỗn động chi, không cách nào thoát thân. Lâm Phong còn chưa bắt đầu phát lực, liền bị khốn trụ. Hắn trực giác bốn phía hỏa diễm cùng thanh sắc lửa gạt khí tức lẫn nhau thiêu đốt, chém giết thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc xây dưa cùng nhau. Đây là hỏa hồng cân động thiên cùng thanh điểu thần thú động thiên chính đang chém giết lẫn nhau dẫn đến. Mà đồng thời, hỏa hồng cân cũng ra tay với toàn quy. Cái kia toàn quy cũng không phải nhân vật đơn giản, trực tiếp lấy to lớn vỏ lưng hóa thành thiết sơn hướng hỏa hồng cân va đập tới. Hỏa hồng cân liên tục chém giết, nhưng đều không phá nổi toàn quy vỏ lưng. Cái này vỏ lưng chính là toàn quy mấy ngàn năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngưng luyện ra đến, vô cùng kiên cố. Mà lại, toàn quy thỉnh thoảng còn lấy nó cái đuôi tiến công. Cái kia to lớn đuôi bò cặp trong nháy mắt xiết ra vô số kiếm quang, một kiếm một kiếm sắc bén. Hỏa hồng cân đối toàn quy, giống như là đối mặt một cái cầm lấy thuẫn bài cùng kiếm võ sĩ. Song phương đều là kỳ phùng địch thủ, đồng thời, toàn quy không có triển khai động thiên pháp tắc. Nhưng nó theo dựa vào chính mình đối thời gian cùng không gian pháp tắc lý giải, liền tại hỏa hồng cân động thiên chi xuyên thẳng qua tự nhiên hỏa hồng cân cùng toàn quy trong lúc nhất thời khó phân thắng bại hỏa hồng cân tâm lúc này lại là lo lắng nàng không lo lắng cho mình nhưng lo lắng sư bá còn có tiểu cửu có thể hay không ứng phó cái kia thanh điều thần thú hỏa hồng cân cảm thấy sư bá cùng tiểu cửu phần thắng cơ bản không có mà bọn họ một khi bị thua nhiệm vụ lần này tính toán thất bại hỏa hồng cân tuy nhiên tự phụ nhưng cũng biết chính mình không phải cái này hai đại thần thú liền tay đối tay đến lúc đó hết thảy đều là thất bại trong gan tắc. Hỏa Hồng Cân biết, đây là việc quan hệ nghĩ cách cứu viện sư phụ trọng yếu nhất hoàn. Chỗ lấy giờ phút này, Hỏa Hồng Cân trong lòng như có lửa đốt, chỉ muốn mau mau cầm xuống toàn quy thần thú. Nhưng nàng càng là lo lắng, lại càng là ở vào hạ phong. Lúc này, Lâm Phong bị vây ở thời gian hỗn động chi, Thủy Trung không cách nào đột phá. Hắn cũng là gấp không được. Mà thần Long Tiểu Cửu cũng trực tiếp bị nhốt đến lúc đó ở giữa hỗn động chi, bất quá tiểu cửu phá giải phương thức là đơn giản mà thô bạo. Nó đầu tiên là há mồm phun ra ra màu trắng hàn băng chi phách, trong chớp mắt, bốn phía hết thảy hỗn động đều mộng một tầng màu trắng xương lạnh. Sau đó, cửu viêm thần hỏa phun ra mà ra, sau đó, bốn phía thời gian phần tử, không gian pháp tác thế mà trực tiếp phá nát. Thủy hỏa tuy nhiên vô tình, nhưng thủy hỏa dựa theo lẽ thường tới nói, là đối phó hay không thời gian cùng không gian, có thể cái này cửu viêm thần hỏa cùng hàn băng chi phách liên thủ, thế mà trực tiếp đem thời gian hỗn động, không gian hỗn động toàn bộ vỡ vụn. Lạc Tuyết tại cái này một cái chớp mắt, cảm giác mình thân thể hàn băng chi phách cùng thần long tiểu cửu thân thể đã dung hợp lại cùng nhau, các nàng vốn là huyết nhục tương liên. Tiểu cửu là dựa vào nàng hàn băng chi phách dựng dục ra đến rượu sản phẩm. Lúc này, tiểu cửu gào thét một tiếng, to lớn long thân trùng sát đi ra. Nó ở trên không lấp lóe một cái chớp mắt, tiếp lấy đem cái kia thanh điều thần thú bao bọc vây quanh một giây sau hàn băng chi phách triển khai đây là khủng bố một màn hàn băng chi khí triển khai thế mà đem hỏa hồng cân xích viêm còn có thanh điều thần thú thanh sắc lửa gạt chi khí toàn bộ đông cứng bốn phía hết thảy toàn bộ tại hàn băng chi phách thần phục bất luận cái gì phần tử từ trường thời gian không gian chờ một chút tại hàn băng chi phách triển khai xuống thế mà đều không thể phản kháng Lạc tuyết cảm giác được trong thân thể hàn băng chi phách như sóng biển lao nhanh, đây là nàng chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác. Nàng cảm thấy thân thể giống như là nước biển, cội nguồn, liên tục không ngừng lực lượng bị khai quật ra. Thanh điều thần thú không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nàng không dám dừng lại, cấp tốc tế ra một miệng thanh mang kiếm. Khẩu này thanh mang kiếm chính là nàng pháp khí, chính là nàng dùng lông vũ luyện hóa đi ra. Thanh điều thần thú cảm giác được bốn phía hết thảy đang bị đông cứng kết nàng mãnh liệt thi triển toàn bộ pháp lực, ra sức hướng phía trước chém ra một kiếm. Một kiếm này chi lực, phá sơn bờ sông, khai trương nhạc. Một kiếm này, ngập trời vô cùng. Một kiếm này lực lượng, siêu việt thời gian, không gian, siêu việt hết thảy. Một kiếm này ra ngoài, nhưng lại cấp tốc cùng hàn băng chi phách đúng, vô cùng băng hàn chi lực lan tràn đi, cấp tốc đóng băng. Thanh điểu thần thú lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tiếp tục phát lực, cái kia hàn băng chi phách cũng ngăn cản không thanh mang thần kiếm chém giết. Nhưng thanh mang thần kiếm đã bị hàn băng chi phách vây quanh, nó toàn thân băng hàn tới cực điểm, loại này băng hàn thâm nhập quốc tủy, chính là pháp lực cũng đem đuổi đi không rơi. Tại lúc này, tiểu Cửu đột nhiên há mồm. "Giống! Cửu Viêm thần hỏa phun ra mà ra." Hung mãnh Cửu Viêm thần hỏa bao trùm thanh mang thần kiếm. Trong nháy mắt đó, thanh mang thần kiếm nhất thời ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên giống như là bị đông cứng chân tao ngộ một chậu nóng hổi nước nóng tưới nước xuống. Lạnh co lại, nóng trướng. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh mang thần kiếm thành toái phiến. Giống, tiểu cửu lần nữa hướng cái kia thanh điểu thần thú gào thét một tiếng, hàn băng chi phách tiếp tục đóng băng thanh điểu thần thú. Chỉ chờ đóng băng tới trình độ nhất định, tiểu cửu hội lần nữa thi triển cửu viêm thần hỏa. Như vậy, thanh điểu thần thú xuống chàng sẽ cùng cái kia thanh mang thần kiếm một dạng, trở thành vô số toái phiến thanh điều thần thú lúc này cảm giác được bốn phía hết thảy phần tử, từ trường đều bị đông cứng. Nàng bất luận cái gì pháp thuật đều khó mà thi triển, nàng duy nhất có thể làm là đem trước mắt hàn băng chi phách phá vỡ. Nhưng nàng pháp lực mặc dù mạnh mẽ tuyệt đối, giờ phút này lại phát hiện hàn băng chi phách hùng hậu trình độ quả thực là vượt quá tưởng tượng. Dần dần, thanh điều thần thú cũng cảm giác được lạnh, thấu xương lạnh, không cách nào ngăn cản lạnh. Thanh điều thần thú thể nội pháp lực hung mãnh lao nhanh, liều mạng chống cự loại này lạnh lẽo xâm lấn, nhưng nàng dần dần bắt đầu khó có thể chống cự. Lạc tuyết bản thân là thiên phú dị bẩm đặc biệt thể chất, liền kỷ phân trắng thế giới các đại lão đều muốn có được thể chất nàng. Nhưng sau cùng không chỉ có không được đến, ngược lại chôn vùi một khối băng tinh nguyên thạch. Lạc tuyết xung hợp băng tinh nguyên thạch, chẳng khác gì là nắm giữ tài phú cách xù. Nhưng chính nàng là không hiểu được làm sao sử dụng. Có thể là tiểu cửu biết, tiểu cửu là bị lạc tuyết dựng dục ra đến, hắn cùng lạc tuyết tâm ý tương thông, hắn có thể tùy tiện câu thông lạc tuyết thân thể, đồng thời đem lạc tuyết lực lượng phát huy đến cực hạn. Đồng thời, tiểu cửu còn nắm giữ thiên hạ lửa, cửu viêm thần hỏa, chỗ lấy giờ phút này, thanh điều thần thú thế mà đã bị tiểu cửu bức cho bách đến cơ hồ muốn rơi vào tuyệt cảnh. Hỏa hồng cân cùng toàn quy đánh đến khó phân thắng bại, nhưng lúc này, nàng nhìn thấy tiểu cửu đã đem thanh điều thần thú vây khốn. Lần thứ nhất khẩn mời mọi người, bởi vì chính sách hay thay đổi, hoa đại đế lúc đã từng tao ngộ sạch, dẫn đến đoạn thật lâu, về sau qua loa kết thúc. Hiện tại công số, trước đó cũng bị phong hai ngày, cho nên ta xây cái cỡ nhỏ, dạng này có thể thật dài thật lâu. Tương lai dù cho có biến cho nên, công số cũng có thể tiếp tục viết xong. Khẩn mời mọi người chú ý ban đầu công chúng số thiên đạo minh, chú ý sau hồi phục con số 3, phân biệt mã vạch ma trận tiến hành chú ý. Bái tạ, cảm kích. Hỏa hồng cân thấy thế không khỏi thất sắc, cái này thật sự là đã kinh hãi vừa vui, vui tự nhiên là nguy cơ đã giải trừ, nàng không cần lo lắng bên kia tình huống. kinh hãi là nàng và sư bá vẫn luôn xem thường cái này tiểu cửu năng lực, nghĩ không ra ra hỏa này mới là thật thâm tàng bất lộ a. À. hỏa hồng cân hơi biết thanh điều thần thú thực lực, nàng cảm thấy mình đều không nhất định có thể thủ thắng tại thanh điều thần thú đây. hỏa hồng cân lúc này lớn gan bình tĩnh, Ngưng tụ tâm thần ứng phó toàn quy, đồng thời lâm phong cũng phá khốn mà ra hắn chỗ lấy có thể đi ra nhắc tới cũng là hổ thẹn đây là bởi vì thanh điều thần thú đã không thể khống chế động thiên cho nên hắn mới cơ hội lâm phong liên thủ với hỏa hồng cân hắn trực tiếp thi triển ra tuyệt tiên kiếm tuyệt tiên kiếm kịch độc chi thuật thêm hỏa hồng cân công sát toàn quy cũng triệt để bị thua cái kia thanh điều thần thú thì bị tiểu cửu cho đông cứng đến tận đây tứ đại thần thú toàn bộ bị bắt nhập túi Lâm Phong nhìn đến tiểu cửu lợi hại như thế thời điểm, cũng là bị kinh ngạc. Có điều hắn không có nói thêm cái gì. Hắn thật là tốt, nhưng tốt không nhất định phải hỏi. Giữa người và người, lớn nhất chỗ chân quý là hiểu phải tôn trọng người khác tự ẩn. Ba người một long, cấp tốc trở lại về Thiên Châu. Ngọc Thanh thế giới bên trong, phó tri Trần lần nữa tại Vân Đính Thiên Cung tổ chức khẩn cấp hội nghị cấp cao. Các trưởng lão, phó trưởng giáo nhóm, bao quát nạp Lan Vân Tuyết, xuất sắc các đệ tử đều có tham gia. Ô Vân trưởng lão trầm giọng nói ra, sự tình là như thế, Thiên Châu bên kia vẫn chưa lắng lại. Căn cứ chúng ta tình báo, như hôm nay Châu Đại Khang Hoàng đế phi thường cao điều. Hơn nữa còn có na già lam nữ quân ở một bên hiệp trợ. Già lam nữ quân thủ hạ tất cả cao thủ đều đến tham dự Thiên Châu Đại Khang. Bọn họ tại Đại Khang Hoàng thành hư không tế ra sơn hà xã tắc đồ, còn có cái kia một đầu khủng bố thuần dương sông căn cứ chúng ta nhân viên báo cáo, đầu kia thuần dương sông bên trong đan dược chừng 100 điểm báo. Bây giờ, 3.000 thế giới đều đã sôi trào, cái kia đại khang hoàng đế cả gan làm loạn, phát ra lời nói, nguyện ý lấy thuần dương sông làm dẫn, tụ tập thiên hạ anh hùng hào kiệt cùng một chỗ tấn công chúng ta Ngọc Thanh Môn. Sau khi chuyện thành công, mỗi người đưa tặng một tỷ thuần dương đan. Tỷ thuần dương đan, một tên phó trưởng giáo vương chiến nghe vậy không khỏi líu lưỡi, nói ra, hắn thế giới bên trong, Đan dược thiếu thốn. Bao nhiêu danh môn đại phái toàn bộ tồn kho đều không có 500 triệu thuần dương đan. Hắn cái này xuất thủ, thật là rất xa hoa ha. Nhưng người ta thật có tư cách này nói lời này, đan dược còn tại đó còn có giả. Là chúng ta toàn bộ Ngọc Thanh thế giới, lại có bao nhiêu điểm báo đan dược. Âu Dương Đa tình lập tức nói ra. Morgan Stanley trưởng lão thì nói ra, cái này Đại Khang hoàng đế, từ nơi đó làm nhiều như vậy đan dược Ô vân trưởng lão lập tức nói ra, đại khang hoàng đế cùng trường sinh đại đế một mực hợp tác, thuần dương sông là trường sinh đại đế. Âu dương đa tình nói ra, cũng là nói, lần này trường sinh đại đế cũng muốn triệt để tham dự, không phải vậy lời nói, hắn không biết đem trọng yếu như vậy đồ vật sao ra. Nạp lan vân tuyết ở một bên nghe được âm thầm líu lưỡi. Nàng khó có thể tưởng tượng, cái kia thế giới bên ngoài bên trong, vì cứu một cái la quân, thế mà đang làm dạng này kinh thiên động địa sự tình. Mọi người nghị luận ẩm ý. Phó Chi Trần ngồi tại bài. Không biết vì sao, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới này Kiều Ngưng trước đó nói tới. Phó Chi Trần khóe miệng liên lụy ra một tia cười lành lạnh ý tới, gà chó không yên. Một cái la quân, còn thật có thể đem ta Ngọc Thanh môn quấy đến gà chó không yên sao? Những người này là điên, làm một cái động tiên cảnh người, như thế liều lĩnh. Phó Chi Trần không có thể hiểu được. Hắn hít sâu một hơi, mặt hướng mọi người, nói ra, cái kia trường sinh đại đế tu vi như thế nào, có người biết không? Ô vân trưởng lão nói ra, hồi trí tôn, chúng ta tình báo hệ thống cũng không thể tiếp xúc đến trường sinh đại đế. Nhưng là tại năm đó, trường sinh đại đế đã là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi. Bây giờ đến cùng là cảnh giới gì, đó là chúng ta không được biết. Phó Tri Trần nói ra, cũng là nói, chúng ta trừ một cái giả lam nữ quân bên ngoài, lại thêm một cái tạo hóa cảnh cao thủ địch nhân, ô vân trưởng lão nói ra đây là lạc quan nhất ý nghĩ cái kia đại khang hoàng đế chúng ta cũng điều tra qua hắn tại ngắn ngủi hai thời gian mười mấy năm bên trong đột nhiên quật khởi đại khang vương triều tại hơn hai mươi năm trước bất quá là trời cao tông nho nhỏ thuộc địa nhưng bây giờ thực lực cường thịnh đã ẩn ẩn siêu việt trời cao tông vũ hóa môn thậm chí thần tộc người này hành sự kín đáo tính kế thiên hạ vô song nhiều năm như vậy hắn chưa từng có thất bại qua lần này hắn đã xuất thủ chắc là có niềm tin chắc chắn nắm chắc lúc này lại một tên phó trưởng giáo đo ồ đệm mở miệng đo ồ đệm cười lạnh một tiếng nói ra phàm nhân phàm nhân hắn cuối cùng bất quá là phàm nhân hắn hiểu hắn địch người đại biểu cái gì không hắn hiểu quá tôn lầu chúng ta hỗn nguyên thái cực đồ đại biểu cái gì không ba nghìn thế giới chỉ cần viên kia cảm giác không xuất thủ ai có thể làm gì chúng ta ngọc thanh thế giới toàn bộ địa cầu chỉ có viên giác tôn thần này nắm giữ thế giới bao la thế giới lực lượng, đồng thời còn tại địa cầu. Còn lại, đều bị khu trục địa cầu bên ngoài, mà Ngọc Thanh thế giới, chính là tiên giới cùng viên giác bình tĩnh ngoài vòng pháp luật quy tắc, từ chúng ta hỗn nguyên thái cực đồ đến trưởng khống Ngọc Thanh thế giới thế giới chi lực, thành toàn quy tắc. Đừng nói chúng ta có thế giới chi lực, xem như không, bằng một cái trường sinh đại đế đế huyền, bằng một cái giả lam nữ quân, bằng một đám người ô hợp, có thể đối phó chúng ta Ngọc Thanh thế giới. Đo ồ đệm có vẻ hơi kích động. Nhưng hắn nói căn bản là không có sai lầm, Ngọc Thanh thế giới thật có tiếu ngạo thiên hạ thực lực. Không sai, người khác cũng phụ hỏa đo ồ đệm thuyết pháp. Phó Chi Trần thì đè xuống tay, hắn lại là đem ánh mắt nhìn về phía đồng dạng tham dự đoạn huyết nhận còn có nạp lan vân tuyết. Đoạn huyết nhận, vân tuyết, các người đâu? Các người có ý nghĩ gì? Phó Chi Trần hỏi. Đoạn huyết nhận hít sâu một hơi, nói ra, hồi trí tôn, theo đệ tử thấy, đo ổ đệm phó trưởng giáo lời nói là không có sai lầm. Nhưng, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực, có lẽ, địch nhân còn có chúng ta không tưởng được thủ đoạn tại, như lần này lòng đất tứ đại yêu hoàng đột nhiên xuất thủ, nhìn như bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhưng thầm lại ẩn núp ma quân tồn tại, kém chút để cho chúng ta nuốt hận kết thúc. Đệ tử cho rằng, việc này vạn không thể khinh thường, cần phải cao độ coi trọng. Đoạn huyết nhận lời nói có lý có cứ, để đo đệm cảm thấy có chút đỏ mặt. Mà người khác thì là gật đầu, cảm thấy đoạn huyết nhận đệ tử này không tệ, có ý tưởng, có kiến giải. Phó Tri Trần cũng gật gật đầu, vừa nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nói ra, Vân Tuyết, người thì sao? Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói ra, đệ tử cũng cùng đoàn sư huynh một dạng cái nhìn. Phó Tri Trần nói ra, tốt, tốt, không sai, việc này chúng ta vạn không thể khinh thường. Đối phương cũng không phải là không có kiến thức hạng người, Ngọc Thanh Môn tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là bất diệt tồn tại. Việc này, muốn tiếp tục tra rõ, đồng thời, bản tôn cũng muốn đi hướng Thái Tôn Lầu Tổ Sư nhóm báo cáo. Phó Chi Trần hiện tại rất là bảo thủ, mọi chuyện đều phải bẩm báo Tổ Sư. Đây không phải hắn nhát gan, mà là bởi vì hắn cũng không ngủ quáng tự đại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tính. Rất nhanh, có một tên đệ tử tiến đến bẩm báo, khởi bẩm trí tôn, bên ngoài đến một nữ tử, tự xưng là tạc tử la quân thê tử, kiều ngưng, phó tri trần ám đạo, nữ nhân này tới làm cái gì? để cho nàng đi vào, phó tri trần trầm ngâm một cái chớp mắt, quyết định nhìn một chút kiều ngưng. mà nữ tử này sau khi đi vào, lại là để phó tri trần cùng còn lại người bất ngờ, bởi vì người đến cũng không phải là kiều ngưng, mà chính là một tên cực kỳ mỹ lệ áo tơ trắng thiếu nữ, người đến chính là linh nhi linh nhi băng lãnh là xuất trần là khiến người ta không dám nhìn nhiều linh nhi mỹ lệ là muốn để nạp lan vân tuyết dạng này đại mỹ nhân đều tự ti mặc cảm chính là như phó chi trần bực này tuyệt thế hạng người khi nhìn đến linh nhi cái kia một cái trước mắt lúc cũng là tâm khẽ run lên trong thiên hạ lại có xinh đẹp động người như vậy nữ tử phó chi trần tâm nói thầm linh nhi tiến đến rất nhanh tới đại điện ở giữa ánh mắt mọi người đều bị linh nhi hấp dẫn Phó Chi Trần dò xét Linh Nhi, đồng thời cũng vì Linh Nhi tu vi mà kinh ngạc, nhìn khí tức, tuổi thật chỉ sợ không đủ 30 tuổi, thế mà cũng có tu vi như vậy. Nàng này, Phó Tri Trần rất mau đánh tiêu tan tất cả tạp bảy tám loạn suy nghĩ, hắn nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, người đến người nào. Linh Nhi nhìn về phía Phó Tri Trần, nàng ánh mắt thanh tịnh không, không có một tia tạp chất, ta gọi tư đổ Linh Nhi, là la quân kết tóc thê tử. Kết tóc thê tử phó chi trần là lão hồ ly hắn lập tức nói ra vợ hắn tựa hồ không ít trước đó hắn là vì cứu một cái tên là kiều ngưng thê tử không màng sống chế ti linh nhi ánh mắt không có chút nào ba động nàng y nguyên nhìn lấy phó chi trần phó chi trần tâm kinh ngạc hắn là muốn thông qua ngôn ngữ đến hoạt động cha linh nhi chân thực ý đồ phó chi trần đã từng dựa vào chiêu này đem la quân át chủ bài đều mò ra hắn là tuyệt đỉnh cao thủ đối phó lòng dạ lại sâu nội tâm tiểu ba lan hắn đều có thể phát giác được nhưng bây giờ hắn phát hiện linh nhi nội tâm là thật không có bất kỳ cái gì chấn động ta biết linh nhi trả lời phó chi trần vấn đề như vậy ngươi đến phó chi trần hỏi linh nhi nói ra ta hy vọng có thể cùng bình cứu ra trượng phu ta há ngươi muốn làm sao cứu phó chi trần nhiều hứng thú hỏi linh nhi nói ra trượng phu ta có rất nhiều sinh tử đến kết giao bằng hữu đây là bởi vì hắn làm người không tệ. Nếu như các người thật giết hắn, cho dù hôm nay không có chuyện gì, nhưng các người không thể ngày ngày đề phòng, ngày khác Ngọc Thanh thủ môn thả bằng ngày. Linh Nhi cũng không quen nói nhiều lời như vậy, nhưng hôm nay, vì La Quân, nàng nhất định phải đến học làm một ít chuyện. Phó Chi Trần gật gật đầu, nói ra, xác thực, trượng phu ngươi để cho chúng ta kinh ngạc. Hắn là có rất nhiều bằng hữu nhưng chúng ta y nguyên không thể thả hắn. Trừ phi linh nhi nói ra ta biết trừ phi hắn giao ra ngũ cốc xã tắc thần thụ phó tri trần nói ra người biết tốt bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì hắn đều có một cái phòng tuyến cuối cùng ngọc thanh môn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào nhưng cũng không muốn đi tự dưng gây thù hằn. chúng ta phòng tuyến cuối cùng là trưởng khống ngũ cốc xã tắc thần thụ thỏa mãn không điểm này chúng ta đem không có thương lượng đảm nhiệm cần gì phải linh nhi nói ra hắn thực không cách nào giao ra ngũ cốc xá tắc thần thụ Bản tôn đại khái đoán được Phó Chi Trần nói ra Phó Chi Trần tiếp tục nói Cho nên người đến mục đích là Linh Nhi trầm giọng nói ra Có một cái biện pháp Có thể bước ra trong cơ thể hắn ngũ cốc xá tắc thần thụ Chỉ cần ta cùng hắn âm dương linh tu Âm dương thai nghén sinh ra vạn vật Tương đương vì cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ Tạo ra một cái phôi thai giống như lực lượng Như thế liền có thể bóc ra ngũ cốc xá tắc thần thụ ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng không phải chúng ta muốn để ý đồ vật chỉ muốn các ngươi lấy đi ngũ cốc xá tắc thần thụ trưởng phu ta đạt được tự do như vậy chúng ta lẫn nhau không cần lại cử động càn qua bọn người người nghe vậy nhất thời cũng cảm giác hoan hỉ cái kia morgan stanley trưởng lão nhịn không được nói ra trí tôn nếu thật sự là như thế chính là kế sách A. phó tri trần nhìn morgan stanley trưởng lão lướt một chút hắn lại hỏi bọn người người mọi người cảm thấy thế nào? tất cả mọi người cảm thấy nếu là như vậy chính là tốt nhất. không thể không nói, hiên chính hạo bên kia bố trí là cho ngọc thanh môn một số áp lực. phó tri trần thấy mọi người nói tốt, hắn lại cẩn thận tường tận xem xét linh nhi. linh nhi ánh mắt không có không gợn sóng, nàng lộ ra bình tĩnh không. lấy phó tri trần lão luyện cùng giảo hoạt, giờ phút này thế mà cũng hoàn toàn đoán không được linh nhi đang suy nghĩ gì. phó tri trần hít sâu một hơi sau đó nói bản tôn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi linh nhi lập tức hỏi lại phó chi trần người có lý do gì không tin ta ta độc thân đến đây cùng trượng phu ta thân gia tính mệnh toàn bộ tại các ngươi tay điều này chẳng lẽ còn không phải lớn nhất thành ý sao lời nói này đi ra nhất thời để phó chi trần bọn người có chút á khẩu không trả lời được linh nhi lời nói thật là rất có đạo lý cái kia tốt phó chi trần nói ra bản tôn dẫn người đi quá tôn lầu người để hắn đem cái kia dây leo trứng rút đi chỉ muốn các người chịu đem cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua dạng này không được linh nhi lập tức nói ra vì sao không được phó chi trần hỏi linh nhi nói ra chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi cam đoan ngọc thanh môn hạ chủ một mình ngươi không làm được đầu tiên ta muốn đi vào dây leo trứng chi cùng hắn hợp lực bước ra ngũ cốc xã tắc thần thụ cái này có phong hiểm nếu như không ép được vậy ta cùng hắn cùng chết đi ở bên trong cũng được nếu như bước đi ra chúng ta sẽ đem ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra sau đó các ngươi đem dây leo trứng đưa về thiên châu như thế mới tính công bình giao dịch chúng ta cũng nhất định phải đạt được một số bảo hộ nếu không các ngươi là khinh người quá đáng linh nhi yêu cầu thật đúng là hợp tình hợp lý phó tri trần lập tức nói ra cũng là nói Người cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể bóc ra ngũ cốc xã tắc thần thụ đương nhiên không có linh nhi nói thẳng phó chi trần lâm vào trầm tư tất cả mọi người nhìn về phía phó chi trần phó chi trần sau đó lại hỏi mọi người mọi người cảm thấy thế nào hắn tựa hồ là thời khắc tại trưng cầu mọi người ý kiến nhưng thực trong lòng của hắn là có chủ ý hắn tại xử sự, sự trước đó muốn lấy được mọi người chống đỡ Việc như thế cho dù sai, trách nhiệm kia cũng sẽ không là một mình hắn. Mà lại, hắn sẽ còn đi trưng cầu quá tôn lầu tổ sư nhóm ý kiến. Ô Vân trưởng lão đầu tiên nói ra, vị này tư đồ cô nương nói tới cũng không phải là không có đạo lý, chỗ đưa yêu cầu cũng không tính quá phận. Chí tôn, ta cho rằng, bất kể như thế nào, chúng ta đều không có tổn thất. Có thể đáp ứng nàng điều kiện. Còn lại người cũng là như Ô Vân trưởng lão như vậy ý kiến bọn họ phạm một cái sai lầm rất lớn lầm đó là không biết la quân tại dây leo trứng bên trong đã sắp không chống đỡ nổi nữa bọn họ nghĩ là dù sao cũng mở không ra dây leo trứng vậy dứt khoát đưa một cái đi vào vậy cũng không có tổn thất gì a à. phó chi trần lần nữa nhìn về phía linh nhi hắn chậm rãi nói ra người đang nói láo linh nhi nhìn về phía phó chi trần nói ra không có nàng tâm tình như bình tĩnh lớn lên hồ không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, người đang nói láo, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ, không có khả năng bị tháo rời ra. Người đi vào, là muốn hòa la quân hợp lực đào tẩu. Linh Nhi nói ra, quá tôn lầu chi, ai có thể đào tẩu. Phó Chi Trần trầm mặc đi xuống. Mọi người cũng cảm thấy Phó Chi Trần tựa hồ quá quá nhiều nghi một số. Bọn họ nhưng lại không biết, Phó Chi Trần là ở cạnh ngôn ngữ bức Linh Nhi lộ ra sơ hở, nhưng là đáng tiếc, Linh Nhi một chút sơ hở đều không có. Phó Chi Trần trong lúc nhất thời, cũng nhìn không thấu. Hắn nghĩ không ra là, Linh Nhi trời sinh là dạng này quái thai. Nàng sở hữu giả trời sập cũng không sợ hãi bản sự, lại chuyện lớn, cũng sẽ không trong lòng nàng lật lên bất kỳ gợn sóng nào. Phó Chi Trần ngay sau đó liền nói ra, tốt, từ đồ cô nương, bản tôn dẫn người đi quá tôn lầu. Còn đến cùng sẽ như thế nào, sao còn muốn nghe theo ba vị tổ sư ý kiến. Linh Nhi cũng không nhiều lời, nhân tiện nói ra một chữ tốt. Sau đó, Phó tri Trần mang Linh Nhi tiến về quá tôn lầu. Mà Nạp Lan Vân Tuyết cũng lập tức gót chân đi quá tôn lầu. Nàng cấp tốc hướng sư phụ báo cáo tình huống bên ngoài. Nhã Trân Nguyên tại trong đình viện nghe Nạp Lan Vân Tuyết báo cáo về sau, cũng nhíu mày, đại khang hoàng đế tế lên một đầu trăm ngàn tỷ thuần dương sông, muốn tụ tập thiên hạ anh hùng tấn công Ngọc Thanh Môn, nàng nhịn không được cười lạnh một tiếng nói bằng bọn họ nạp lan vân tuyết nói ra còn có giả lam nữ quân trường sinh đại đế khả năng đều sẽ ra tay nhã chân nguyên nhìn nạp lan vân tuyết liếc một chút nàng tâm tư phức tạp cái này tiểu tặc lại có thể dẫn động nhiều như thế xuất sắc nhân tài vì hắn bôn ba xem ra bản thân hắn xác thực là có chút chỗ hơn người nhã chân nguyên lúc này cũng không thể không thừa nhận la quân bất phàm nàng cũng còn nhớ rõ cái kia địa tảng vương cũng là vì la quân một lòng suy nghĩ. Nhã chân nguyên trầm ngâm nói, như đối thủ không phải chúng ta, lấy na giả lam nữ quân cùng trường sinh đại đế bản sự, môn phái nào có thể ngăn cản đâu. Không ai cản nổi, nạp lan vân tuyết lập tức nói ra. Nhã chân nguyên nói ra, người còn nói lại tới một cái la quân thê tử. Nạp lan vân tuyết nói ra, không sai, đã bị trí tôn đưa đến thái hư tổ sư nơi đó đi nữ tử kia rất là tuổi trẻ, mà lại tu vi đã đến thiên vũ cảnh, vô cùng đặc biệt. nhã chân nguyên nói ra, nàng muốn tới làm cái gì? nạp lan vân tuyết nói ra, nàng nói nàng muốn đi vào dây leo trứng, trợ giúp la quân lấy ra cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ. sinh tử không để ý, đến đây là vì la quân. nhã chân nguyên trầm giọng nói ra, những người này đều là điên, điên. một cái vô sỉ tiểu tặc, giá trị đến bọn hắn làm như vậy sao? nạp lan vân tuyết trầm mặc đi xuống. Tại Tuế Hàn Tam Hữu Đại Điện Chi, Tuế Hàn Tam Hữu tiếp kiến Phó tri Trần cùng Linh Nhi. Cái viên kia dây leo trứng tại Đại Điện Van Xin. Linh Nhi tâm tình một mực không có có sóng chấn động, nhưng là tại nhìn thấy cái viên kia dây leo trứng lúc, nàng tâm tình rốt cuộc sinh ra ba động. Nàng tâm nhi nhảy lên, nàng mỹ lệ đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái viên kia dây leo trứng. Thái hư chân nhân, thái huyền chân nhân, Thái Thanh chân nhân thì là nghe xong phó tri Trần báo cáo. Thái Hư chân nhân ngay sau đó cũng nhìn về phía Linh Nhi. Người nói người muốn đi vào dây leo trứng chi trợ giúp là quân lấy ra ngũ cốc xá tắc thần thụ. Thái Hư chân nhân trầm giọng hỏi. Linh Nhi hít sâu một hơi, sau đó đón lấy Thái Hư chân nhân ánh mắt, vâng. Thái Hư chân nhân nói ra ngũ cốc xá tắc thần thụ là tình huống như thế nào? Linh Nhi nói ra chính là là một cái hạt giống. Bản mệnh Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Ban đầu là từ một cái tự xưng Thiên Tôn người tìm đến, ngày đó Tôn nghe nói là Thiên Đạo ý thức sinh ra một cái giống loài, biết rất nhiều trước kia chuyện xưa. Hắn muốn chiếm lấy Trượng Phu ta thân thể, sau đó lừa gạt hắn đến đoạt bảo, về sau tìm cơ hội đem cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc gieo trồng hạt giống tại Trượng Phu ta lông mày trong nội tâm. Từ đó huyết nhục tương liên, khó có thể bóc ra. Thì ra là thế, Thái Hư chân nhân nói ra. Thái huyền chân nhân cùng thái thanh chân nhân thì cùng thái hư chân nhân xì xào bàn tán lên. Sau một hồi khá lâu, thái hư chân nhân nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, người nói âm dương thai ngén phôi thai, cung cấp loại kia tử sinh trưởng, cái này lý luận là có thể thực hiện. Nhưng là phi thường khó khăn. Như nếu không thể cứu hắn tại thủy hỏa, ta liền cùng hắn cùng chết ti tại loại này từ bên trong. Như thế, ta chết ti cũng không oán, hy vọng ba vị tiền bối thành toàn. Linh Nhi nói đến đây, quỳ xuống đến, trịnh trọng hướng ba vị tổ sư đập phía dưới ba cái khấu đầu. Linh Nhi tuy nhiên băng lãnh, nhưng giờ phút này nhưng cũng đầy đủ tâm thành. Thái hư chân nhân ngay sau đó liền nói ra, đã như vậy, vậy ngươi để hắn ra đi. Chỉ cần có thể đạt được viên hạt giống kia, Bần đạo có thể hướng thẳng nhóc con ngươi cam đoan, sẽ không làm khó các ngươi, ngược lại, Bần đạo sẽ còn đối với các ngươi làm ra đền bù tổn thất. Linh Nhi nói ra, chúng ta không nhất định có thể thành công nếu là không thành công cho dù không thành công chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi thái hư chân nhân nói ra linh nhi nói ra không ta cần muốn đi vào dây leo trứng chi nếu là không thành công ta cùng trượng phu liền cùng một chỗ chống cự các ngươi ta muốn vì hắn cầu đến một đường sinh cơ nếu là lại không thành hắn còn sống ta sống hắn mà chê ti ta cùng hắn cùng chê ti xin tiền bối thành toàn giờ này khác này linh nhi chữ cầu chữ câu nhưng đều là phát ra từ đáy lòng xuất phát từ chân tâm thái hư chân nhân cùng thái thanh chân nhân thái huyền chân nhân nhìn nhau ba người lẫn nhau ở giữa thần niệm nói chuyện với nhau sau một lúc lâu thái hư chân nhân liền nói ra đã như vậy thằng nhóc con bần đạo đáp ứng ngươi nhưng là bần đạo chỉ cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau đó các ngươi nếu là không ra cái kia đừng trách bần đạo không thêm yêu thương tất cả Đa tả, Linh Nhi nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Thái hư chân nhân theo rồi nói ra, chúng ta ở đây, chỉ sợ cái này dây leo trứng là không biết đánh mở. Đi thôi. Hắn nói xong chỉ huy mọi người rời đi. Đoàn người này, đi rất nhanh. Mà lúc này, cũng không cần lo lắng bọn họ đi mà quay lại, thi triển âm mưu quỷ kế. Lấy tuế hàn tam hữu thân phận, còn có phó chi trần thân phận, bọn họ lại thế nào bị ổi, cũng sẽ không cùng Linh Nhi loại bọn tiểu bối này lật lọng. Cùng lúc đó, Linh Nhi đi vào dây leo trứng bên người. Nàng vươn tay vuốt ve cái kia dây leo trứng. Dây leo trứng chi, La Quân cũng đưa tay ra. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cùng Linh Nhi tâm ý tương thông, lẫn nhau ở giữa có thể dựa vào ý niệm giao lưu. La Quân lại là lo lắng tới cực điểm, hắn cả giận nói, ai để ngươi đến? Ngươi xéo đi nhanh lên. Linh Nhi tuyệt không sinh khí, nàng nhẹ nói nói, ngươi mà chế ti, ta tuyệt không sống một mình la quân không khỏi ngơ ngẩn linh nhi lời nói xem thường thì thầm nhưng là rơi xuống đất có tiếng nàng tính tình la quân quá rõ ràng ôn nhu linh nhi đều có chịu chế ti dũng khí huống chi là nàng la quân thở dài hắn cũng không nói thêm gì nữa sau đó cái kia dây leo trứng cũng không có mở ra mà là sinh trưởng ra vô số dây leo tới tuy nhiên linh tuệ hòa thượng cũng tin tưởng thái hư chân nhân bọn họ không có như thế bị ổi nhưng là linh tuệ hòa thượng vẫn là cẩn thận là lớn cũng không có quá khinh thường cái này là sinh tồn pháp tắc dây leo lít nha lít nhít xuất hiện cái này thái hư đại điện rất nhanh liền giống như là dây leo rừng rậm không nhìn thấy hắn sự vật đợi đến những thứ này dây leo co vào dây leo chứng lại xuất hiện thời điểm giữa sân đã không có linh nhi bóng người mà cái này thái hư trong đại điện biến hóa hiển nhiên đều là tại thái hư chân nhân chờ trong mắt người rõ ràng rành mạch ở ngoài điện ánh nắng tươi sáng. Tuế hàn tam hữu lộ ra tiên phong đạo cốt, lúc này, thái hư chân nhân thu hồi thần niệm. Tiểu hoa nhi này, thật có thể tiến nhiệm sao? Thái huyền chân nhân bỗng nhiên nói ra. Thái thanh chân nhân nói ra, có cái gì không thể tiến nhiệm? Bọn họ người lại không chạy mất. Thái huyền chân nhân nói ra, cái kia ngược lại là. Thái thanh chân nhân nói ra, nhiều bắt một người ở chỗ này, tổng không phải chuyện gì xấu. Thái hư chân nhân trầm mặc, cũng không nói lời nào. Thái Thanh chân Nhân thấy thế nói gấp, đại ca đang suy nghĩ gì? Thái Hư chân Nhân nói ra, nữ hoa hoa này, ngược lại là tình thâm. Bần Tăng quan sát nàng rất lâu, nàng đúng là tâm vô tạp niệm, toàn tâm toàn ý. Có thể nói, nhiệm vụ này, đổi lại là người nào đến đều không thể hoàn thành. Sinh chê ti trước mặt, ai có thể thản nhiên, ai có thể không chút nào lộ sơ hở. Như Phó Tri Trần, Thái Hư chân Nhân dạng này nhân tinh, ai có thể lừa qua bọn họ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Linh Nhi làm đến. Bọn họ có lẽ nghĩ không ra, trên đời liền sẽ có Linh Nhi dạng này quái thai. Cái này cũng rất nói rõ một việc, cái kia chính là hiên chính hạo dùng người chi chuẩn. Lúc này, Phó Chi Trần nói ra, ba vị tổ sư, ngày đó châu đại khang hoàng đế sự tình, chúng ta phải chăng cần chuẩn bị sớm. Tuế Hàn Tam hữu kinh lịch vô số tam thương thế sự, lại cũng không phải hạng người cuồng vọng tự đại thái hư chân nhân nhìn phó chi trần liếc một chút sau đó nói đối phương có giả lam nữ quân vị kia nữ quân bản lĩnh không thể coi thường mà cái kia đại khang hoàng đế trên người có ma điển cùng đế huyền vãng sinh la bàn tổ hợp lại với nhau tính toán tường tận thiên cơ bọn họ không xuất thủ là không có nắm chắc một khi chuẩn bị xuất thủ nhất định có nơi dựa dẫm nhất định phải coi trọng cao độ coi trọng phó chi trần lập tức nói như thế nào coi trọng còn mời tổ sư chỉ rõ có giả lam nữ quân cùng đế huyền tại, đệ tử chờ chỉ sợ không có năng lực đi chống lại. Thái hư chân nhân hít sâu một hơi, nói ra, thôi được, bần đạo bọn người liền đi cái này một lần đi. Phó chi trần vội vàng nói, tổ sư ngài muốn đích thân xuất thủ. Thái hư chân nhân nói ra, bần đạo bọn người không đi, ai có thể đi. Phó chi trần lúc này cũng cảm nhận được tránh thức áp lực, thái hư tổ sư nhìn muốn thấu triệt hơn hắn. Hắn lập tức nói, nhưng là đệ tử lo lắng một việc thái thanh chân nhân nói ra bần đạo biết trí tôn đang lo lắng cái gì trí tôn ngươi là lo lắng bọn họ là tại dẫn xà xuất động đúng không phó Tri trần nói ra hồi tổ sư đệ tử thật có phương diện này lo lắng bọn họ nếu là muốn bắt mấy vị tổ sư sau đó tới cùng chúng ta đàm phán đâu thái hư chân nhân nói ra cũng không phải là không có cái này khả năng thái huyền chân nhân không khỏi cười khổ nói ra thật sự là không nghĩ tới a à, một cái hố tiên cảnh tiểu gia hỏa lại là như vậy khó giải quyết một cái tồn tại hắn hiện tại ngược lại là đem chúng ta làm cho tiến thối lưỡng nan thái hư chân nhân nói ra cho nên hiện tại tốt nhất điều hòa biện pháp cũng là nữ oa oa kia cùng la quân bước ra huyền hoàng thần cốc hạt giống kể từ đó mọi người cũng đều tính toán tất cả đều vui vẻ vậy đại ca ý tứ cũng là chờ một chút thái huyền chân nhân nói ra thái hư chân nhân trầm giọng nói ra đợi thêm ba ngày đi, lúc này một động không bằng một tính. Tuy nhiên bần đạo cảm thấy na già lam nữ quân còn có đế huyền cùng đại khang hoàng đế không biết không vô nghĩa, nhưng Ngọc Thanh môn thủ vệ xác thực có thể coi là đứng ở thế bất bại. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy đúng là như thế. Giờ này khắc này, tại cái kia dây leo trứng bên trong, là quân cùng Linh Nhi chính cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. La Quân đem Linh Nhi ôm thật chặt vào trong ngực, Linh Nhi thì là nhẹ nhàng vây quanh La Quân trong lúc nhất thời, tĩnh mịch vô cùng. Duy nhất không hài hòa cũng là bên cạnh còn có cái linh tuệ hòa thượng. Là quần nhịn không được mắt nhìn linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra, người nhìn bần tăng làm vung. Bần tăng cũng mẹ hắn không có địa phương né tránh A. Linh nhi không khỏi phốc phốc cười ra tiếng. Linh tuệ hòa thượng lập tức cũng liền cười tủm tỉm lên, nói ra, A-di-đà-phật, có thể làm cho Linh nhi cô nương cười một tiếng, là bần tăng vinh hạnh A. Linh Nhi luôn luôn đều ít có nói cười, cho nên cho dù là Linh Tuệ Hòa thượng cũng cảm thấy có thể làm cho nàng cười một cái, đây là lớn lao vui vẻ sự tình. "Cảm ơn ngươi." Linh Nhi nghiêm túc nhìn về phía Linh Tuệ Hòa thượng, sau đó nói. Linh Tuệ Hòa thượng hơi sững sờ, hắn tự nhiên hiểu Linh Nhi một tiếng này cảm ơn là có ý gì. "A, à, không có gì tốt thanh." Linh Tuệ Hòa thượng lập tức nói, "Bần tăng cũng là không có cách nào nha." Là quần đạo hiếu vừa chế ti, bần tăng cũng chạy không thoát. Cho nên, không có gì tốt tạ. Linh tuệ hòa thượng thế mà cảm giác được một tia câu nệ cùng không có ý tứ. Linh Nhi nao nao, sau đó nói, vậy cũng phải cảm ơn ngươi. Là quần nắm chặt Linh Nhi nhu di, hắn nói với Linh Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn. Linh tuệ hòa thượng ở một bên lập tức nói, a di đà Phật, là quần đạo hiếu, người quả nhiên là có khác phái không nhân tính A. Người nhà cũng là cái dở dở ương ương hòa thượng, cái kia có làm hòa thượng hôn nhân đạo bạn. Còn cùng ta trang, la quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng cười ha ha, nói ra, bần tăng vốn chính là giả mạo hòa thượng. La quân ngay sau đó thì thật không để ý tới linh tuệ hòa thượng, hắn nhẹ giọng hỏi Linh Nhi, người tha thứ ta. Linh Nhi ngẩng đầu lên, nàng con người thanh tịnh vô cùng. Nàng tại nhìn chăm chú người thời điểm, luôn luôn đặc biệt nghiêm túc. Nàng ngẫm lại, sau đó lắc đầu, còn không có tha thứ, La Quân nhất thời thì có chút nóng này. Linh Nhi nói ra, người sinh tử, so với hắn hết thảy đều trọng yếu. Thật xin lỗi, La Quân nói ra, đối với Trần Diệp Hàn. Chúng ta không đề cập tới hắn, có được hay không? Linh Nhi nói ra, La Quân nào nào, sau đó gật đầu, nói ra, tốt, không đề cập tới hắn. Linh Nhi một lần nữa rút vào La Quân trong ngực, nàng nói ra, ta biết tất cả mọi chuyện, người không dùng nói với ta cái gì ra không được thì ra không được đi, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, sống hay chê ti, cừu hận gì, trách nhiệm, đều không trọng yếu. Nàng nhẹ nhàng nhỉ non. Là quân chăm chú lâu chủ Linh Nhi, hắn kích động trong lòng, ông trời a à, lão thiên, ta trước kia trách ngươi đối với ta quá tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại, ta muốn cảm tạ ngươi, ta là quân có tài đức gì, có thể có được Linh Nhi dạng này lọt mắt xanh. Hôm nay cho dù ta chê ti, ta lại có cái gì tốt không vừa lòng bọn họ cứ như vậy yên tĩnh giúp vào với nhau. Linh tuệ hòa thượng cũng cứ như vậy cảm thụ bọn họ cảm tình, tầm thường thời điểm, linh tuệ hòa thượng là sợ hãi loại này tình tình yêu thích. Cảm thấy rất tầm thường. Nhưng là hôm nay, hắn không có cách nào tránh đi. Hắn đột nhiên cái mũi có chút chua, chua không phải khác, mà chính là đời này của hắn, ngang dọc qua, tiêu sái qua, vô địch qua. Nhưng hắn xưa nay không từng đi nắm giữ qua dạng này cảm tình. Hỏi thế gian, tình là vật chi, thẳng gọi người thề nguyền sống chê ti. Linh tuệ hòa thượng thầm nghĩ lên bài thơ này, hắn tại bình hành thế giới đợi qua thật lâu, cho nên đối bình hành thế giới văn hóa giải đến rất rõ ràng. Thế gian này chi độc, có tham, sân, si, tình, hận. Bần tăng từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, không nhiễm bản thân. Vui vẻ vui vẻ, bần tăng lại khi nào tránh thoát qua. Trước kia tham trường sinh, tham đại đạo, hận thiên nói trói buộc. Bây giờ, ngược lại là rốt cục đến thanh tịnh có thể rõ ràng nhận biết đây hết thảy. Thế gian này khổ hải, cho dù là viên giác cũng siêu thoát không đi ra. Thiên đạo cũng siêu thoát không đi ra, không ai có thể siêu thoát ra ngoài. Tựa như không có người biết tận cùng vũ trụ, vũ trụ thế giới bên ngoài chờ một chút, ai cũng muốn tại trong bể khổ dẫy dụa cùng hưởng thụ. Hồi lâu sau, là quân mới hỏi Linh Nhi, người làm sao chạy đến nơi đây đến. Linh Nhi nói ra, là bạch tỷ tỷ nói cho ta biết nói ngươi gặp nạn nàng nói thế nào la quân nhất thời cũng có chút tâm hỏng linh nhi nắm chặt la quân tay nói ta biết ngươi là vì cứu kiều ngưng tỷ tỷ mới rơi đến nơi đây cái này vốn là ngươi mới có thể làm sự tình ta không thể không cứu nàng la quân nói ra linh nhi gật gật đầu nói ra hiện tại hiên chính hạo ngay tại bố trận ta nghe bạch tỷ tỷ nói hắn muốn bố một cái thiên lôi phong hỏa đại trận đến phá giải ngọc thanh môn hỗn nguyên thái cực đồ thiên lôi phong hỏa đại trận bên cạnh linh tuệ hòa thượng ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng nói ra hiên chính hạo quả nhiên là tính toán như vậy linh nhi nhìn về phía linh tuệ hòa thượng sau đó nói đúng vậy a à. diệu quá thay linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra la quân nhìn về phía linh tuệ hòa thượng hỏi cái gì là thiên lôi phong hỏa đại trận linh tuệ hòa thượng nói ra thiên lôi phong hỏa đại trận đại trận này hừ hừ còn chỉ có hiên chính hạo có bản sự này bày không nghĩ tới a, à, không nghĩ tới, cái này Hiên Chính Hạo so Bần Tăng trong tưởng tượng càng phải thông minh được nhiều. La Quân có chút buồn bực, nói ra, Hiên Chính Hạo thông minh cùng trí tuệ, ta theo không nghi ngờ. Có điều hắn luôn luôn không làm mua bán lỗ vốn, lần này thế mà chủ động phải cứu ta, như thế để cho ta thật bất ngờ. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, đó là đạo hữu ngươi còn không hiểu Hiên Chính Hạo người này a. À. Chẳng lẽ ngươi giải? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Hiên Chính Hạo Am hiểu sâu thiên đạo, nhất cử nhất động đều có thâm ý a." À. La Quân nói ra, "Tốt, ngươi trước đừng chạy đề. Ngươi nói cho ta một chút cái này Thiên Lôi Phong Hỏa Đại Trận." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Được." Hắn ngẫm lại, còn nói thêm, "Bần tăng càng ngày càng cảm thấy thiên nói bàn tay vô hình quá mức khủng bố." La Quân nói ra, "Trước tiên nói Thiên Lôi Phong Hỏa Đại Trận." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Ngươi gấp cái gì?" Hắn đón đến, nói cái này thiên lôi phong hỏa đại trận, thiên lôi phong hỏa vì bốn trận, còn muốn có nhất trung van xin đại trận. Trung ương đại trận càng lợi hại, uy lực thì càng vô cùng. Bần tăng nghĩ đến mấy điểm, thứ nhất, nhất nguyên chi chu. Thứ hai, sơn hà xã tắc đồ, đây thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, cái kia đế huyền còn có rất nhiều thuần dương đan thuốc đây. Bọn họ cái này vừa hợp tác, chủ trì thiên lôi phong hỏa đại trận, nhất định không tầm thường. La quân nói ra, ồ, Linh tuệ hòa thượng nói ra, đương nhiên, chỉ dựa vào như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì hỗn nguyên thái cực đồ bên trong có giữa xuân mưu tại, còn có ngọc thanh thế giới, thế giới chi lực. Linh tuệ hòa thượng nhưng nói là tâm như gương sáng, chỉ là, hắn nghĩ tới ba nghìn số lượng. Thế giới chi lực đối chiến thế giới chi lực, lấy giữa xuân mưu công lực, hiên chính hạo bên kia không ai cản nổi. Nhưng là, thiên lôi phong hỏa đại trận hỏa trận có thể đốt cháy thế giới chi lực. Thế giới chi lực muốn bị đốt cháy gì khó khăn, cần 3.000 số lượng. 3.000 hư tiên, chỗ đó tìm được 3.000 hư tiên. Linh Tuệ Hòa Thượng cùng La Quân nói rõ ràng về sau, hắn cũng xa vào đến trong trầm tư. La Quân cũng là người thông minh, lập tức minh bạch bên trong muốn chút. Hắn đối thế giới chi lực giải không sâu, nhưng lại biết 3.000 số lượng nguyên do. 3.000 thế giới, 3.000 đại đạo, 3.000 số lượng. Hết thảy đều là 3.000, thế giới vì 3.000, đây là có nguyên nhân thiên địa, âm dương, bát quái, thái cực, những vật này đều là đại đạo bên trong vật chân quý. Từ trước đại đạo thần thông người, ít có tại phía tây nhân thủ bên trong. Đây là bởi vì rất trọng yếu một vật, văn hóa, nội tình. Bởi vì, nói tại phía đông, tinh thần lực sinh ra về sau, muốn đem tinh thần lực, pháp lực phát huy đến cực hạn, thì không thể rời bỏ tinh thần, đạo lý, thái cực, bát quái, âm dương những vật này. Trận pháp, đạo học, đều là hoa hạ văn minh cường thịnh làm sao có thể có ba nghìn hư tiên? La Quân lập tức nói, chẳng lẽ hắn phải dùng cái kia nhất nguyên chi chu cùng thuần dương đan cưỡng ép kéo lên mọi người tiến vào hư tiên chi cảnh? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng không quá có thể thực hiện, thời gian cùng đan dược cũng không thể khiến người ta trở thành hư tiên, còn cần cơ duyên. Hắn mạnh như vậy được tăng lên, có thể sẽ trực tiếp giết chết ti rất lớn một nhóm người. La Quân nói ra, người nói ta hiểu, bất quá hiên chính hạo làm việc, luôn luôn đều là tính trước làm sau, hắn đã muốn làm như thế, khẳng định là có khác nguyên nhân. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt a. À? Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cuối cùng là có một tia hy vọng. Như vậy hiện tại chúng ta muốn làm liền là rất đơn giản hai chữ, còn sống. La Quân nói ra, sống thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vốn là người ta lại khó ngăn cản hỗn nguyên thái cực đồ lực lược, nhưng là Linh Nhi cô nương đến, vậy liền dễ làm nhiều. La quần nói ra, âm dương linh tu, linh tuệ hòa thượng nói ra, không sai. Âm dương chi lực hút lại hỗn nguyên thái cực đồ âm dương nhị khí. Trước đó chúng ta không cách nào tiêu trừ âm dương nhị khí, đó là bởi vì âm dương nhị khí thuộc tính. Hiện tại khác biệt, các ngươi cũng là âm dương nhị khí, lại có cái này ngũ cốc xá tắc thần thụ, chính là giữa xuân mưu xuất thủ, cũng phải hao tâm tốn sức. Linh nhi cô nương, đến tốt, tốt a. À. Là quần không khỏi đại hỉ hắn sau đó lại có chút kỳ quái nói ra linh nhi là hiên chính hạo để ngươi tới đi linh nhi lắc đầu nói ra không phải nàng tuy nhiên lạnh lùng nhưng cũng không phải là không tim không phổi việc này là nàng tự nguyện tức thời hiên chính hạo không nói nàng biết tình huống sau cũng tới cho nên nàng không nguyện ý là quân đi của trách hiên chính hạo nàng biết chính mình là trượng phu nghịch lân cho dù hiên chính hạo cử động lần này là vì cứu hắn nhưng nếu đến hy sinh chính mình, trưởng phu cũng sẽ không lĩnh chuyện này. La quần não tử chuyển rất nhanh, người khác nói láo hắn có thể nhìn ra. nhưng linh nhi lời này, hắn trong lúc nhất thời vẫn là thật phân biệt không ra thật giả. sau đó linh nhi nghĩ đến cái gì, nói ra chúng ta có thể hay không đem ngũ cốc xá tắc thần thụ hạt giống cho làm ra đến. nếu như có thể làm ra đến, như vậy thì không cần làm to chuyện. không có khả năng làm ra đến. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên lập tức nói. Còn chưa có thử đâu, là quân cùng Linh Nhi cùng một chỗ nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo sát kiếp, sát kiếp A. Không chê ti một nhóm người là không thể nào, không tin các người thử một chút đi, bất chi bất giác liền đi tới cục diện này. Ai cũng lui không, đạo hiếu, người cho rằng Ngọc Thanh Môn không muốn cùng bình xử lý sao. Nhưng là bọn họ nhất định phải làm ra cái này mai huyền hoàng thần cốc hạt giống không phải vậy lời nói, bọn họ cùng tiên giới bên kia không có cách nào bàn giao. Là quân cũng biết Linh Tuệ Hòa Thượng nói có đạo lý, hắn nhíu mày nói ra, hạt giống này, chẳng lẽ muốn cùng với ta cả một đời. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng không nhất định, hạt giống này là có linh tính. Nó cũng biết kề cận ngươi mới có đường sống, làm nó không cần ngươi thời điểm, ngươi lưu đô lưu không được. Là quân im lặng, nói ra, vốn cho rằng kiếm cái đại tiện nghi, ai biết là cái đại phiền toái. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng không thể nói như vậy, đạo hữu ngươi suy nghĩ thật kỹ, không có hạt giống này, ngươi chết đi bao nhiêu lần. La Quân sững sờ, sau đó cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhanh nhạy nói xác thực không sai, hạt giống này cứu mình vô số lần. Còn không bao gồm mang đến cho mình các loại chỗ tốt cùng tiện lợi. Ngày đó hắn gặp phải hạng ương lúc, cũng là huyền hoàng thần cốc hạt giống sinh ra kỳ hiệu, về sau lại tại phía tây vương giới, cùng tự trong thân thể tiểu túc mệnh thuật, thọ mệnh suy kiệt, cũng là huyền hoàng thần cốc hạt giống sinh ra hỗn độn quả bảo mệnh. Thậm chí về sau gặp được Hồng Liên phu nhân chờ chút. Chính mình cũng không thể bởi vì hạt giống mang tới một lần phiền phức, liền đem nó trước đó công lao toàn bộ mặt sát A. À. Là quần ngẫm lại về sau, hắn nói ra, nhanh nhạy, không nói cái khác. Người nói hạt giống này, nếu như giữ lấy, ta không phải kim đồng hồ đối cá nhân ta. Hạt giống này đối với con người mà nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Linh tuệ hòa thượng cũng liền nghiêm mặt lên, hắn nói ra, hạt giống này lưu tại đạo hữu trên tay, nhất định là nhiều tai nạn. Riêng là hiện tại, bí mật này đã để lộ, các tiên nhân sợ hãi hạt giống tương lai hội lần nữa cho bọn hắn tạo thành tai nạn. Nhưng là những cái kia muốn đối phó tiên giới người đâu. Bọn họ cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách muốn lấy được hạt giống này, đuổi gần nói, chỉ sợ về sau, linh tôn cái kia chiếc đế quốc thiên chu bên trong phái người đi ra, cũng là đầy đủ người uống một bình. Cho nên, Lấy Bần Tăng xem ra, muốn thật sự là có thể lấy xuống, lần này đem bọn hắn giao cho Ngọc Thanh Môn là tốt nhất kết cục. Hạt giống này lựa chọn ngươi, là một loại vận mệnh. Đạo hữu ngươi nếu có thể đưa nó lấy xuống, vậy liền gọi kỳ quái. Linh Tuệ Hòa thượng tiếp lấy còn nói thêm, Bần Tăng cũng rất tò mò, đến cùng có thể hay không lấy xuống. Cho nên, các ngươi còn là thử một lần cho thỏa đáng. Vạn nhất đâu, Bần Tăng cũng hy vọng Bần Tăng suy đoán là sai lầm. La Quân trầm giọng nói ra, "Tốt, không nói nhiều nói. Ta cũng xác thực cần cùng Linh Nhi linh tu một phen, điều trị gần đây thân thể bên trong lộn xộn lực lượng." Linh Nhi gật đầu, nói ra, "Tốt." Ngay sau đó, La Quân cùng Linh Nhi tương đối ngồi xếp bằng. Hai người bắt đầu điều động pháp lực, âm dương linh tu. Nhưng là, lần thứ nhất trực tiếp thì thất bại. Pháp lực va chạm để Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, La Quân cũng là sắc mặt trắng bệch, quanh thân khí huyết không thông linh nhi nghi hoặc nhìn về phía la quân la quân thì là có chút tâm hỏng linh tuệ hòa thượng nói ra la quân đạo hiếu người quá nhiều tạp niệm là đang lo lắng một ít gì đó đúng hay không ngươi không muốn để cho linh nhi cô nương biết có thể ngươi nếu là như vậy không chịu thẳng thắn như vậy các ngươi thì không cách nào linh tu không cách nào linh tu chính là một con đường chế ti may mắn hiện tại bọn hắn cho ba ngày thời gian bọn họ nếu là lúc này đến công sát chúng ta thì không đường có thể đi. Ta, là quân xấu hổ tới cực điểm. Hắn muốn làm sao nói cho Linh Nhi, hắn đã từng còn đối một nữ nhân làm ra không bằng cầm thú sự tình. Ta, là quân chính mình cũng khinh bỉ chính mình. Linh Nhi cũng không nói thêm gì, nàng chỉ là nắm chặt la quân tay, nói khẽ, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi không cần lo lắng. La quân nói ra, Linh Nhi, ta, tốt ra, hết thảy ngươi đều sẽ thấy thật xin lỗi, Linh Nhi, thực ta là vô cùng gay gâu người. Người không phải, Linh Nhi rất kiên định nói ra. Sau đó, hai người lần nữa Linh Tu. Lần này, thành công. Hai cỗ pháp lực, nhất âm nhất dương, hoàn toàn dung hợp. Cái này một cái chớp mắt, hai cái khác biệt cá thể trở thành cùng là một người. Tựa như là huyết mạch, kinh mạch toàn bộ kết nối cùng một chỗ, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Là quần trí nhớ, linh nhi trí nhớ lẫn nhau đều có thể nhìn đến lẫn nhau hết thảy. sau đó là quân nhìn đến linh nhi đau nhức cùng thích, còn có nàng tưởng niệm cùng nàng tại thần nông thế giới bên trong sinh hoạt. mà linh nhi thì nhìn đến là quân mưu trí, nhìn đến hắn đáp ứng ma đế đi cứu trần Diệp hàn, nhìn đến hắn là làm sao mang trần Diệp hàn đi ra. đương nhiên những vật này linh nhi cũng không muốn nhìn, nàng cho tới bây giờ đều lý giải la quân nhưng nàng cũng không thể tiếp nhận La Quân đi cùng sát hại gia gia của nàng cửu nhân cùng một chỗ. Linh Nhi sau đó liền thấy La Quân tại địa ngục tầng 18 bên trong chỗ bị hết thảy. Nàng nhìn thấy Nhã chân Nguyên móc xuống La Quân trong mắt, nhìn đến Nhã chân Nguyên đập La Quân, thấy được nàng bức bách La Quân quỳ xuống. Cái kia một cái chớp mắt, Linh Nhi thể nội nộ khí hung mãnh, lao nhanh. Nàng chưa bao giờ dạng này phẫn nộ qua. Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, nàng muốn nộ hống, muốn chém giết, muốn đem nhã chân nguyên chém thành muôn mảnh. Đó là nàng thích nhất nam nhân A. Lại dám, cái kia nhã chân nguyên lại dám như thế đối đãi hắn. Đáng chê ti, nên giết. Rất nhanh, Linh Nhi lại nhìn đến la quân đảo ngược, giận đánh nhã chân nguyên, thậm chí cả la quân tại không lý trí tình huống dưới, đem nhã chân nguyên cho cưỡng ép chiếm hữu. Linh Nhi lại trầm mặc đi xuống. La quân dùng ý niệm câu thông, nói ra, Linh Nhi, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện linh nhi giọng nói lạnh xuống nàng quả nhiên còn là sống khí la quân giọng nói đắng chát nói ra ngươi đi đi bọn họ sẽ thả ngươi đi không cần phải để ý đến ta ta không đáng ngươi quản linh nhi trầm mặc đi xuống đột nhiên pháp lực nghịch chuyển lên như kinh mạch đảo ngược cái kia một cái chớp mắt linh nhi sắc mặt ân hồng tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi tới la quân không khỏi hoảng sợ hắn vội vàng đến vịn linh nhi linh nhi hơi vung tay đem la quần tay cho hất ra ngươi đừng đụng ta linh nhi lạnh lùng nói ra nàng từng chịu qua trần diệc hàn bức nàng hận cực trần diệc hàn nhưng nàng thích nam nhân thế mà làm ra loại kia sự tình linh nhi có thể tiếp nhận rất nhiều thứ nhưng điểm này nàng vô pháp tiếp nhận nam nhân cùng nữ nhân trung quy là khác biệt la quân trầm mặc đi xuống hắn cũng không muốn giải thích cái gì vốn là không có cái gì tốt giải thích chuyện kia hắn có lỗi mà lại sai rất không hợp thói thường nhưng chính là tại cái kia dạng một cái tình huống dưới tại cái kia dạng một hoàn cảnh xuống không khí xuống hắn làm chuyện kia chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đều vô dụng hắn cảm thấy mình liền giữ lại linh nhi tư cách đều không có a di đà phật linh tuệ hòa thượng ở một bên nhìn đến hai người tình huống như vậy hắn cũng là ngốc cái này linh nhi cô nương chuyện kia có thể thông cảm được a à. linh tuệ hòa thượng nhịn không được nói ra linh nhi lúc này liền nhanh nhạy mặt mũi cũng không cho nàng không nói gì nàng vốn là cái không thích người nói chuyện chỗ lấy giờ phút này im miệng không nói là nàng quen dùng thái độ linh tuệ hòa thượng cũng có chút nổi nóng nói ra nói nhao 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 đến lúc nào rồi còn nhao nhao muốn không dứt khoát bần tăng đem cái này dây leo trứng mở ra các người đều đi chịu chế ti tốt. Dạng này đều 100, được hay không? Đem dây leo trứng mở ra, để cho nàng đi thôi. La quân theo rồi nói ra. Ta không đi, Linh Nhi bỗng nhiên hung dữ nói ra. Nàng mắt man là hung quang. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, từ đồ Linh Nhi, người có thể hay không nghe bẩn tăng nói mấy câu. Linh Nhi nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, nàng cũng cảm nhận được Linh Tuệ Hòa Thượng trịnh trọng. Linh Tuệ Hòa Thượng gặp Linh Nhi không có cực tuyệt, ngay sau đó nói ra, ngày đó sự tình, bần tăng nhất thanh nhị sở, nhìn là rõ ràng. Đương nhiên, bần tăng không phải nói là quân đạo hữu là đúng, nhưng giống được cùng giống cái xúc động phẫn nộ phương thức vốn là khác biệt. Như đối phương là giống được, bần tăng tin tưởng là quân đạo hữu sẽ trực tiếp giết hắn. Không đúng, cho dù là giống cái, đó cũng là sẽ bị la quân đạo hữu giết chết ti. Nhưng lúc ấy, la quân đạo hữu không thể giết, bởi vì hắn muốn dùng nàng để cứu kiều ngưng cô nương. Cho nên, lúc đó hắn tràn đầy phẫn hận không chỗ phát tiết, mới làm xuống cái này chuyện sai. Đây không phải lý do, Linh Nhi lập tức nói ra. Đúng, đây không phải lý do, nhưng đây là hoàn cảnh điều kiện. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng lại nói cho người điểm khác. Một người, nhất định hôm nay chế ti, tử vong địa điểm là hắn rất ít đi trường an phố, hắn mỗi ngày theo van xin đường phố đi. Nhưng là hôm nay, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, đi đi trường an phố, về sau, hắn bị một chiếc xe đụng chế ti. Ngươi biết đây là tại sao không? Linh Nhi nao nao, nói ra, bởi vì đây là thiên đạo ý tứ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không tệ, thiên đạo vô hình, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Pháp lực vô hình, nhưng pháp lực có thể rời núi lấp biển. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo, bần tăng năm đó khắp nơi để phòng thiên đạo, nhưng cuối cùng vẫn là não quất tới thể nghiệm một thứ thời không loạn tượng bần tăng luôn luôn biết không thể khiêu chiến thời không loạn tượng quy tắc nhưng bần tăng chính mình về sau đều cảm thấy rất là kỳ lạ vì cái gì ngày đó muốn thử một lần sau đó chính là bị đánh vào đến bình hành thế giới thân thể đều không có cái gì xương bá chưa thiên mộng toàn bộ thành công dã tràng người khả năng còn chưa thấy qua có người chuẩn bị đi cao ốc ngắm phong cảnh sau đó rất là kỳ lạ nhảy đi xuống Linh Nhi nhíu mày, nói, ngươi nói là, hắn cũng là thụ thiên đạo ảnh hưởng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, là quân đạo hiếu đến cùng là dạng gì người, còn muốn bần tăng đến nói cho ngươi sao. Ngươi cần phải bần tăng giải càng rõ ràng, hắn là ưa thích nữ nhân. Nhưng từ khi có ngươi về sau, hắn xưa nay không chủ động trêu hoa gẹo nguyệt. Cùng kiều ngưng cô nương, đó là bởi vì ngươi không biết hắn cùng kiều ngưng cô nương chung qua bao nhiêu sinh tử nghịch cảnh. Ngươi không phải cây cỏ, ai có thể vô tình, là quân đối người dùng tình sâu nhất, nhưng mời người tha thứ bẩn tăng nói thẳng, người là nỗ lực đến ít nhất. Đương nhiên, người lần này xả thân đến đây, cũng có thể triệt tiêu hết thảy. Làm người ngủ ở băng lãnh trong thủy tinh quan thời điểm, là quân đạo hữu vì cứu ngươi chịu đựng bao nhiêu gặp trắc trở, người biết không? Đời này, ai cũng có thể không hiểu là quân đạo hữu của trách là quân đạo hữu Nhưng duy chỉ có người không thể, bởi vì không có người hắn yêu người hơn không có người hắn càng quan tâm ngươi linh nhi lập tức trầm mặc đi xuống sau một lúc lâu linh nhi ngẩng đầu nói ra ta không hiểu thiên đạo tại sao muốn để hắn làm chuyện như vậy linh tuệ hòa thượng nói ra tất có nguyên nhân quả biết không cái kia nhã chân nguyên là ai tạo hóa cảnh tu vi nàng về sau còn có thể buông tha la quân đạo hữu sao lúc đó dẫn phát ra càng nhiều chuyện hơn tới nhất hoàn bộ nhất hoàn như cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ hiện tại không phải cũng là nhấc lên to lớn như thế phong ba sao. Còn không biết có bao nhiêu vô tội nói bạn muốn táng thân. Thiên hạ này nhân quả, sự kiện kia dám nói không có quan hệ gì với người tu đạo. Người đi nhìn, lần này là quân đạo hiếu bị nhốt, sinh tử một đường. Có bao nhiêu tu đạo người vốn là nhận cũng không nhận ra la quân đạo hiếu, nhưng sau cùng, bọn họ lại chết đi bởi trận này kiếp số phía dưới. Không ai cầm kiếm ở phía sau bước lấy bọn hắn đến, nhưng bọn hắn y nguyên hội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên qua đi tìm cái chê ti. Cái này quái là quân đạo hữu sao? Không thể trách, bởi vì đây là thiên số, kiếp số, vận mệnh. Linh Nhi rốt cục nhìn về phía La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Linh Nhi. Sau một lúc lâu, Linh Nhi chủ động vùi đầu vào La Quân trước ngực, ôm La Quân. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn có chút phản ứng không kịp, hắn đang muốn nói, người không trách ta sao? nào biết được lúc này linh nhi lại là hai mắt đẫm lệ nói thật xin lỗi la quân không khỏi cuồng hỉ hắn vội vàng nói là ta sai là ta không tốt linh nhi nói ra không trách ngươi nữ nhân kia ta cũng hận không thể giết nàng la quân tâm lý cuồng mồ hôi đồng thời hắn nhìn đến linh tuệ hòa thượng cõng linh nhi hướng hắn dồn xuống lông mày la quân không khỏi cảm kích nhanh nhạy nhưng càng nhiều vẫn là bội phục chính hắn đều sinh ra nghi hoặc lão tử thật chẳng lẽ là bị thiên đạo an bài ý chí cho nên mới đối nhã chân nguyên làm ra loại sự tình này nhưng mặc kệ như thế nào linh nhi vẫn là tha thứ la quân chuyện này vừa đến là bởi vì linh nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều thứ hai là linh tuệ hòa thượng quá mức giảo hoạt ba điều là linh nhi thủy trung yêu la quân đây cũng là trọng yếu nhất một chút bốn cũng là bởi vì linh nhi cũng cảm thấy nhã chân nguyên quá mức đáng hận nên bầm thây vạn đoạn nàng chỉ là không thể tiếp nhận la quân loại kia trả thù phương thức mà thôi nhưng mặc kệ như thế nào la quân nhân sinh chi cũng sẽ lưu lại cái này vĩnh viễn không thể rửa sạch vết bẩn đời này của hắn lại không phải không thẹn với lương tâm sau đó la quân cùng linh nhi lần nữa tiếp tục linh tu lần này linh tu y nguyên không thành công liên tiếp thử ba lần sau cùng mới thành công các loại sau khi thành công la quân cùng linh nhi đã đều thụ rất nặng nội thương cũng may mắn là thái hư chân nhân đám người kia cũng không hiểu biết không phải vậy lời nói vài phút phá cái này dây leo trứng hai tâm ý người lần nữa xung hợp ngược lại không phải là linh nhi còn lòng có khúc mắc mà chính là la quân có chút không cách nào tập hợp tinh thần linh nhi là cái rất thuần túy người không biết cố làm ra vẻ nàng hiện tại là hoàn toàn tin tưởng nhanh nhạy lời nói nàng cũng tin tưởng mình phu quân đỉnh thiên lập địa nếu không phải bị thiên đạo hại, đoạn sẽ không làm loại kia sự tình. Cho nên, nàng hiện tại là toàn tâm toàn ý. Là quần cũng thu nhiếp tất cả thay lòng đổi dạ, hắn đem cái kia tất cả lộn xộn tâm tư chặt đứt. Đã làm qua sự tình, không cần suy nghĩ tiếp, sau này đường, y nguyên phải lớn bước hướng phía trước vượt qua. Cửa ải hiểm yếu đừng nói đúng như sắt, bây giờ cất bước từ đầu càng. Hai người pháp lực dung hợp về sau, là quân bắt đầu tiêu tan hóa thể nội rất nhiều lộn xộn lực lượng bao quát tạo vật khí. đây là đối hai người có lớn lao trợ giúp. là quân mắt trong hạ thể lực lượng bao quát nhanh nhạy bên này lực lượng đó là một khoản tài phú khổng lồ. mà bây giờ là tiêu hóa thời điểm linh tuệ hòa thượng cũng lấy đại linh dịch thuật chuyển vận dinh dưỡng đi qua. là quân cùng linh nhi thương thế rất nhanh toàn bộ tốt mà lại lực lượng càng thêm tinh thuần tiến bộ càng thêm phi tốc la quân trong thân thể căn cơ liền bắt đầu từng bước vững chắc thậm chí dần dần tăng cường linh nhi hấp thu vô số lực lượng loại này lực lượng tại âm dương pháp lực tiêu hóa xuống biến đến càng thêm tinh khiết chính là không chi thánh lực linh nhi tu vi ngay tại từng bước kéo lên mười cái chu thiên vận chuyển phía dưới liền đến thiên vũ cảnh kỳ linh nhi tu vi vẫn luôn là bị đè ép tại nhưng bây giờ chính nàng cũng ép không được bởi vì muốn hấp thu lực lượng quá nhiều la quân ngược lại là không có bất kỳ cái gì đột phá nhưng hắn căn cơ càng phát ra vững chắc đây cũng là âm dương chi lực chỗ kỳ diệu linh nhi la quân đột nhiên hô một tiếng linh nhi nói ra ừm chúng ta thử nhìn một chút nhìn có thể hay không bóc ra huyền hoàng thần cốc hạt giống la quân nói ra linh nhi nói ra tốt sau đó âm dương pháp lực liền vận chuyển tới la quân chỗ mi tâm âm dương pháp lực bao trùm huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng nỗ lực để huyền hoàng thần cốc hạt giống chuyển rời đến âm dương pháp lực chi Chỉ cần đến âm dương pháp lực bên trong, cỗ này pháp lực có thể sinh ra thích hợp huyền hoàng thần cốc hạt giống sinh tồn đồ vật tới Nhưng là đáng tiếc, huyền hoàng thần cốc hạt giống không nhúc nhích tí nào La quân đều cảm giác được chính mình quanh thân mạch lạc toàn bộ cùng cái này huyền hoàng thần cốc hạt giống buộc chung một chỗ Chỉ cần hạt giống này một khi cưỡng ép rút đi, như vậy la quân sẽ lập tức tinh thần thác loạn toàn thân huyết băng, chê ti không táng sinh chi địa. Con đường này, quả nhiên đi không thông. Là quân cùng Linh Nhi liên tục thí luyện, thí nghiệm, nhưng sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Không có biện pháp nào. Linh Nhi xuất ra cái viên kia hiên chính hạo cho ngọc bội, nàng hỏi La Quân, nói ra, cái này mai ngọc bội, một khi mở ra, có thể trở lại thiên châu. Nhưng là hiên chính hạo cũng nói, tại quá tôn lầu chi vô hiệu. La Quân nhìn đến cái này mai ngọc bội, nao nao, hắn sau đó cười khổ, nói ra, loại ngọc này đeo, ta trước đó cũng có một cái. Nhưng là ngọc bội tại ngọc thanh môn phạm vi bên trong đều không thể sử dụng. Vẫn rất có hạn chế tính, ngọc thanh môn không có thể trở thành tới lui tự nhiên địa phương. Hắn tiện tay đưa cho Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng không nhìn, quá tôn lầu chính là tại thời không chỗ sâu. Cái gì truyền tống trận đều không có cách, chỉ có chính bọn hắn mới có thể tự do ra vào. La Quân cũng biết là kết quả này. Linh Tuệ Hòa Thượng sau đó cười một tiếng, nói ra, nếu thật có có thể rời đi nơi này pháp khí, vậy cũng tuyệt không có khả năng để Linh Nhi cô nương mang vào. Những tổ sư kia, có thể đều không phải người ngu. Linh Nhi ngay sau đó thu cái viên kia ngọc bội. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành. Tàn dương như huyết. Gió nổi lên, nơi xa sơn mạch cùng tầng mây kết hợp với nhau. Thiên địa cuồn cuộn. Hoàng Thành hư không, một đầu thuần dương sông vắt ngang tại tầng mây chỗ đầu này thuần dương sông dài tới mấy chục dặm lại rộng lớn vô biên đem chọn cái hoàng thành đều cho bao phủ chợt nhìn giống như là một đầu hồ nước màu vàng óng treo ngược tại bầu trời chi là như thế hùng vĩ mỹ lệ cùng thật không thể tin cái kia là một bộ cảnh cũng may hoàng thành dân chúng đều là thấy qua việc đời cũng biết thần tiên chi đạo cũng không có cảm giác quá mức kinh hãi. Đại Khang hoàng đế đem một đầu trăm ngàn tỷ thuần dương sông hệ thống treo đại Khang hoàng thành hư không, việc này ta sáng sớm nghe nói. Vốn là ta còn không tin, không nghĩ tới lại là thật. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh lấp lóe mà đến. Audio điện tử võ tấn bền. Đại Khang hoàng thành bầu trời xa xa, mấy tên tu sĩ nhìn chằm chằm không trung thuần dương sông, thèm nhỏ dãi muốn. Đây là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật a. À. Cái này mấy tên tu vi tu vi thấp là thái hư cửu trọng thiên, cao là động tiên cảnh, bên trong cũng không thiếu hư tiên cảnh. Nhưng lúc này, bọn họ đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Một tên hư tiên nói ra, ta nghe nói, đại khang hoàng đế hiên chính hạo, tu vi thâm bất khả chắc, đồng thời cùng trường sinh đại đế có chặt chẽ liên hệ. Hắn đồ, vật, cũng không tốt đoạt, mà lại, hắn đã dám bày ra đến, vậy liền nói rõ không sợ mọi người đoạt. Xem ra, chúng ta muốn có được một chút chỗ tốt cũng cũng không dễ dàng. Ngươi thật là ngốc nha, đạo huynh, một tên tu sĩ khác nói ra, chúng ta đương nhiên không đoạt, chúng ta đi đầu quân hắn liền tốt. Chúng ta không làm cái này chim đầu đàn, nhưng về sau tự nhiên sẽ có người tới ra tay. Đến lúc đó, chúng ta thì đều bằng bản sự, vơ vét liền đi mà. Đến mức đi tấn công cái gì Ngọc Thanh môn, ta là một chút hứng thú đều không có chẳng qua nếu như hiên chính hạo có thể gom góp thiên hạ anh hùng, chúng ta chưa hẳn liền không thể đi chuyến cái vũng nước đục, tham gia náo nhiệt. Có lẽ Ngọc Thanh Môn đánh xuống về sau, còn có chỗ tốt. Lại nói, hiên chính hạo có lẽ nặc, chỉ cần đi tấn công, sau khi chuyện thành công mỗi người không đều là có một tỷ đan dược sao. Một tỷ A, à, khái niệm gì A, à? lão tử đời này kỳ ngộ thì đều ở nơi này. Nói đến cũng đúng, có người lập tức phụ họa. Sau đó, đoàn người này thì đi đầu quân hiên chính hạo. Như trên mặt mấy vị này nhân huynh đồng dạng người thông minh, còn thật không ít. Trong ba ngàn thế giới, nghe được tin tức này cao thủ, có không ít người cũng nhịn không được chạy tới. Ban đầu điều động chúng tu sĩ đến đây, bất quá là lòng hiếu kỳ. Nhưng để bọn hắn tâm động thì là đầu kia thật sự tồn tại thuần dương sông. Mà lại, còn có không ít lão yêu, lão ma, tuyệt thế cao thủ đều chạy tới. Đại Khang Hoàng thành nơi này, quả nhiên là quần anh hội tụ. Đồng thời, ở vào trời cao tông lăng vân phong, khi biết là quân gặp nạn tin tức về sau, nghĩa bất dung từ tới. Hắn chả mang mấy tên cao thủ đến đây, vậy cũng là hắn tại du lịch nhân gian bằng hiếu. Lăng vân phong đến đến về sau, cùng hiên chính hạo gặp mặt. Hắn nói thẳng, đan dược hắn một hạt cũng không cần. Nhưng ở cứu la quân sự tình phía trên, nhưng có phân phó, sông pha khói lửa, không chối từ. Hiên chính hạo nao nao, trong lòng cũng là có chút cảm niệm Lăng Vân Phong trọng tình trọng nghĩa. Nhưng Hiên Chính Hạo vẫn là hỏi một cái khác sự tình, Lăng Đạo Hiếu, chúng ta cùng trời cao tông luôn luôn không tính hòa thuận. Người chính là trời cao tông trọng yếu đệ tử, như vậy một mình đến đây, không biết mang đến phiền toái cho người A. À. Lăng Vân Phong lúc này nói ra, Hoàng thượng không cần vì ta lo ngại, lần này đến là ta cùng la quân quan hệ cá nhân. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, chúng ta trí tôn cũng là thông tình đạt lý người. Ngay sau đó, Hiên Chính Hạo thì không nói thêm lời. Đón lấy, lại có đến từ Thánh Quang hội người, trước đến giúp đỡ nghĩ cách cứu viện La Quân. Lĩnh đội người gọi là Bạch Vân Trọng, Bạch Vân Trọng vị tiểu thiếu gia này trước đó đã từng bị La Quân đã cứu, một mực cảm niệm. Lần này nghe nói La Quân gặp nạn, liền liền nhanh chóng mang cao thủ đến đây. Hắn hết thảy mang 20 tên cao thủ đến, bên trong có hơn 10 người hư tiên cao thủ. Bạch Vân Trọng đến đây, cũng đặc biệt nói rõ, không muốn bất luận cái gì đan dược. Lần này đến, chính là là bởi vì bằng hữu chi nghĩa. Nếu là vì đan dược mà đến, cái kia cùng những cái kia su lợi mà đến hắn tu sĩ há không phải không có gì khác nhau. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đem cửa phía dưới cao thủ đều mang đến, các điện điện chủ, kiếm hồng bụi, ly thiên nhược, còn có những trưởng lão kia. Bởi vì hiên chính hạo nhu cầu là, không phải hư tiên cũng cũng có thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn không làm rõ ràng được Hiên Chính Hạo trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì, nhưng là nàng hiện tại là trăm phần trăm chống đỡ Hiên Chính Hạo. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đối môn hạ điện chủ, các đệ tử nói. Lần này là vì trả lại nàng tư nhân nhân tình, mọi người có tới hay không, đều là tự do. Việc này có đại hung hiểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên muốn đem chuyện xấu nói trước. Tuy nhiên nàng nói như thế, còn lại tất cả mọi người vẫn là nghĩa vô phản cố đến đây có là bởi vì cảm tình, có là bởi vì tình thế, bởi vì lão đại này có chuyện gì muốn làm, tuy nhiên lão đại ngoài miệng nói dễ nghe, nhưng lão đại gặp nạn lúc người không giúp đỡ, các loại lão đại chậm quá khí về sau thu được về tính sổ sách, người thực sẽ thời gian tốt hơn sao? tất cả mọi người không ngốc, mà lại cái này người đông thế mạnh, mọi người tổng cũng cảm thấy không biết nguy hiểm như vậy. về sau Kiều Ngưng cũng trở về tới, nàng cũng không là một người trở về đến trà có lục diệp chiếu cố lớn lên tần khả khanh, tần khả khanh cũng mang tiếp cận 20 tên cao thủ đến đây, hư tiên cũng có 6 tên, còn lại đều là tại thái hư cửu trọng thiên trở lên. Kiều Ngưng đi tìm tần khả khanh thời điểm, tần khả khanh thật có chút ngoài ý muốn. Nàng đối La Quân vẫn là có hận, hận La Quân giết nàng bắt muội Càng hận hơn La Quân liền giải thích đều khinh thường. Nhưng cuối cùng, tại La Quân sinh tử tồn vong thời khắc, Tần Khả Khanh vẫn là không nhịn được đến đây. Nàng tuy nhiên cùng bát muội cảm tình rất sâu, nhưng theo trong đáy lòng vẫn tin tưởng La Quân thuyết pháp. Đây là bởi vì nàng đối La Quân giải. Các phương cao thủ tụ tập hội tụ. Cái này bên trong còn có không quá bình tĩnh Thiên Châu thần tộc một phương. Thần tộc thái thượng các bên trong, cái kia hư vô nhất còn có máu có thể thực hiện lời thề son sắt nói qua, đã đem La Quân giết. Lúc đó Cửu U Thiên Đế con trai trưởng Lạc Thiên Tâm còn biểu thị đến hoài nghi về sau đi qua sở trưởng lão dùng đại thôi diễn thuật thôi diễn, cũng là không có cha ra la quân tung tích. Gia hỏa này không phải cần phải chết đi sao, tại sao lại sống tới? Cái này khiến thái thượng các các trưởng lão trên mặt không ánh sáng. Thần tộc cũng không có châm đối với chuyện này làm ra hắn phản ứng, nhưng là bọn họ cũng trong bóng tối phái cao thủ đến giám thị đại khang hoàng thành. Không chỉ là thần tộc, vũ hóa môn cùng trời cao tông cũng không có bình tĩnh trở lại. Bọn họ cũng đang âm thầm quan sát, nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ được đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này ba phái, trừ trời cao tông lăng vân phong đến đây tương trợ, thuộc về tư nhân tình cảm huynh đệ. Còn lại, cũng không phái ra nhân thủ đến trợ trận. Không quấy rối cũng không tệ, làm sao có thể trợ trận. Trước đó tất cả mọi người là có ân oán, hiện tại nếu như còn phái người đến giúp đỡ, nghĩ ra được đan dược, việc này ba phái làm sao cũng làm không được. Tất cả mọi người là trên giang hồ lăn lột, ai còn không sĩ diện a? À? Trên thực tế, lần này, Hiên Chính Hạo lần này biểu hiện cũng triệt để chấn nhiếp trời cao tông, vũ hóa môn cùng thần tộc. Hiên Chính Hạo tên, cũng tại trong ba ngàn thế giới, biến đến như sấm bên tai. Hắn danh tiếng, không lại cực hạn với Thiên Châu. Trước kia, ba phái vẫn luôn cảm thấy thực lực, nội tình vượt xa Hiên Chính Hạo. Nhưng khi đầu kia thuần dương sông tế đến bên trên bầu trời lúc, bọn họ mới biết mình sai rất không hợp thói thường hiên chính hạo tự thân cao thủ cũng toàn bộ tập kết hoàn tất, đồng thời, thiên trì các cao thủ cũng tập kết hoàn tất. Các loại cao thủ, bao quát cửu trọng thiên, tầng 10 vượt qua hư tiên, chờ một chút. Còn có theo các nơi trên thế giới chạy tới đầu nhập vào người, toàn bộ chung vào một chỗ, cao thủ đã đạt tới hơn 600 tên. Hơn 600 cao thủ A. Hoàn toàn có thể thực hành trước đó Thiên Châu muốn làm Thiên Châu kế hoạch, đã thông đến thế giới bao la thông đạo. Nhưng là, hiện tại cho tới bây giờ không ai nghĩ như vậy. Thiên Châu kế hoạch, còn có năm đó Trung ương thế giới cuồng vọng kế hoạch, cùng trước đó âm diện thế giới kế hoạch. Vân vân, đều là nhằm vào thế giới bao la, nhưng khi hết thảy thần bí lúc mở ra, mấy người này mới minh bạch, bọn họ phạm cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Bọn họ tựa như là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Ba nghìn thế giới, lấy thế giới bao la là thiên đạo tổng cương nhưng thế giới bao la bên trong lại là thần ma ít nhất địa phương liền một cái cửu trọng thiên cao thủ ở nơi đó đều có thể coi là một phương đại nhân vật cái này cũng chỉ làm thành chư thiên thế giới bên trong một cái ảo giác cảm thấy thế giới bao la khối này đại thịt mỡ a à, vì cái gì không đi ăn đâu bất quá khi cái này thiên địa sát kiếp càng diễn càng liệt một góc của băng sơn dần dần hiển lộ đến giờ này ngày này cũng liền lại không ai đối thế giới bao la có ý đồ xấu gì hơn 600 tên cao thủ, trùng trùng điệp điệp. Nhưng khoảng cách hiên chính hạo 3.000 số lượng, còn kém xa. Huống chi, hơn 600 tên trong cao thủ, còn có 2 phần 3 không phải hư tiên tu vi. Cái này khiến áo đen tố trinh sầu đến không được, ngược lại là hiên chính hạo một mực bình chân như vậy. Áo đen tố trinh cùng đế huyền, còn có hỏa hồng cân mấy lần hỏi thăm hiên chính hạo, đến cùng phải hay không còn có át chủ bài không có lấy ra. Hiên chính hạo chỉ là cười không nói tiếp hạ tam thiên bên trong, Trần Diệc Hàn đến. Hắn là thiên mệnh giả, nghe nói La Quân ra chuyện, lập tức đến đây. Trần Diệc Hàn hòa La Quân sự tình, Kiều Ngưng biết được rõ ràng nhất, cho nên Kiều Ngưng cũng không có nói thêm cái gì. Huống chi Trần Diệc Hàn này tới vẫn là vì cứu giúp La Quân. Trần Diệc Hàn lộ ra rất trầm mặc, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói lời gì. Nhưng gặp phải Kiều Ngưng lúc lại là cung nghênh hô tẩu tử, về sau chỉ có một người ngồi tại một cái cô độc địa phương. Hắn cũng nói với Hiên Chính Hạo, muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ phối hợp. Đến mức Lâm Phong, hắn là rất không thích Trần Diệc Hàn. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại Trần Diệc Hàn hòa La Quân quan hệ có chỗ cải thiện, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Về sau, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc mang theo Thanh Đồng Tiên Điện trở về. Phó Thanh Trúc mang 30 tên cao thủ, đồng thời cũng đem Thiên Mệnh Giả tề tụ. Đường Lăng cũng tới. Phó Thanh Trúc giao du rộng lớn lần này tìm đủ thiên mệnh giả, toàn bộ nhờ hắn tại xuất lực. Phó Thanh Trúc không nghĩ tới Trần Diệt Hàn sẽ đến, cho nên thiên mệnh giả hết thảy có 13 người. Đây cũng không phải vấn đề, người là càng nhiều càng tốt mà. Mà ở sau đó thời gian bên trong, thuần dương sông nhiều lần phát sinh mất trộm sự kiện. Không ngừng có người trộm đi thuần dương đan thuốc, một ngày tổn thất thuần dương đan thuốc cũng là mấy tỷ. Tuy nhiên cái này cùng toàn bộ thuần dương sông so ra, chính là chín châu mất sợi lông nhưng là số lượng này cũng là làm người ta kinh ngạc run sợ a à. một cái môn phái tất cả thuần dương đan thuốc mới bao nhiêu minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt cung mới không đến một tỷ thuần dương đan thuốc đây cái này khiến đế huyền đều cảm thấy thịt đau hắn nhịn không được chất vấn hiên chính hạo ngươi làm cái quỷ gì a à? cái này đều nhìn không được hiên chính hạo mỉm cười không làm giải thích thêm nhưng là tin tức rất nhanh liền truyền càng rộng Thiên Châu Đại Khang Hoàng Thành trên bầu trời, có một đầu thuần dương sông. Đan dược vô cùng vô tận, mà lại, còn đặc biệt tốt trộm. Có chút tu sĩ đã hướng người khác triển lãm hắn trộm được đan dược. Sau đó, vốn đang dục dịch những tu sĩ kia quả thực là sắp điên. Bởi vì, các tu sĩ cũng không ngu ngốc a, à. có rất nhiều cao thủ khinh thường, cũng có rất nhiều cao thủ cảm thấy đó là bẫy dập. Vân vân, thì cùng cổ phiếu thị trường chứng khoán tăng giá một dạng, vốn là còn chưa tin a, à cảm thấy lúc này sắp muốn sập bàn, nhưng khi bọn họ nhìn đến mua thức ăn bác gái một ngày đều kiếm lời mấy chục ngàn thời điểm, đây là thật không thể nhịn a. À. Luyện thép, đại luyện thép, đế huyền nói ra, có ý tứ gì? Hiên chính hạo nói ra, bước kế tiếp, muốn thành công, rất khó. Nhưng may mắn, chúng ta còn có một người. Có ý tứ gì, đế huyền vẫn không hiểu. Người chỉ là ai, áo đen tố trinh cũng hỏi. Hiên chính hạo ánh mắt lại đến lâm phong trên thân, cũng là ngươi, Lâm Phong. Lâm Phong nào nào, nhưng hắn vẫn là lập tức tách mọi người đi ra, cần ta làm cái gì? Hiên chính hạo nói ra, ta muốn thiết trí một cái trận pháp, gọi là dẫn tiên trận, trước mắt hư tiên chỉ có 500 tên, vượt qua hư tiên tồn tại là 200 tên. Chúng ta còn cần 2.300 tên hư tiên, nói cách khác, hiện tại tất cả mọi người cùng nhau, không phải hư tiên hết thảy còn có 3.200 tên ta muốn đem cái này 3.200 tên cao thủ tập kết tại dẫn bên trong tiên trận, lấy ngươi vì trận pháp hạch tâm. Chỗ có tâm ma, thống khổ, chỗ có nhân quả, toàn bộ đều sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Bọn họ thì hội rất bình ổn kéo lên, đương nhiên, có ít người hội chịu không được trực tiếp bạo thể. Nhưng chịu đựng được, thì sẽ tăng lên đến hư tiên chi cảnh. Nói cách khác, bọn họ đều không có người dạng này căn cốt, ta muốn ngươi một người tiếp nhận 3.200 tên cao thủ thống khổ, loại thống khổ này là phi nhân, người cũng có khả năng hội chịu không được, như vậy tử vong. Được, Lâm Phong không chút do dự, nói thẳng. Mọi người cơ hồ cũng còn không có kịp phản ứng. Hiên chính hạo cũng là ngốc ngẩn ngơ, Lâm Phong, người khả năng còn không biết, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta biết, ta tu vi cũng là như thế kéo lên tới. Kinh mạch đi ngược chiều, vỡ vụn thành từng mảnh, từng khúc tái tạo, có bao nhiêu đau nhức, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn đón đến, nói ra, chỉ cần ngươi có thể cứu ra ta tam đệ, ta thế nào cũng không đáng kể. Một bên kiều ngưng không khỏi hốc mắt phát ra châu lệ. Nhưng nàng không nói gì. Chúng đều là trầm mặc. Lăng Vân Phong, Bạch Vân Trọng, còn có Tần Khả Khanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Hỏa Hồng Cân, Đế Huyền những người này, bọn họ đều không nói gì. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cứu ra la quân. Người trong thiên hạ, mãi mãi cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái này bất quá là động tiên cảnh tu vi la quân, đến cùng là vì sao lại nắm giữ dạng này đại nhân cách mị lực. Thế mà có thể dẫn động nhiều như thế nhân kiệt vì hắn máu chảy đầu rơi, cử tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cử tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận. Lúc này, Kiều Ngưng trong lòng nói thầm, Phó Chi Trần, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, không nên động la quân. Hiện tại, chúng ta sẽ cho ngươi biết, có ít người, người chính là tuyệt đối không thể đụng vào. Ngọc Thanh trong môn, Thái Thượng Tôn trong lầu. Ba ngày kỳ hạn đã qua, Linh Nhi chưa hề đi ra. Cái này cũng không tính là Linh Nhi thất tín, Linh Nhi sớm có nói qua, nếu là không thành, liền tại bên trong bồi tiếp la quân cùng chế ti. Tuế Hàn Tam hữu tức giận không thôi, ba người bọn họ hợp lực lần nữa đánh giết dây leo trứng nhưng lúc này dây leo trứng bên trong đã là phòng thủ kiên cố bọn họ phát hiện so trước đó càng thêm khó có thể đánh tan thái hư chân nhân sắc mặt tái xanh lại lại không thể làm gì mà ngoại giới lần nữa truyền đến hiên chính hạo bên kia tin tức tin tức này cũng là hiên chính hạo đem thiên hạ anh hùng toàn bộ tính kế bây giờ đã tụ tập vô số cao thủ tại cái kia sơn hà xã tắc đồ bên trong hắn là muốn luyện trận hắn đến cùng muốn luyện cái gì trận thái hư chân nhân cảm nhận được nguy cơ. Bên kia làm ra to lớn như thế động tính, vậy liền tuyệt đối không phải đùa giỡn. Việc này, việc này lớn, liên quan đến tổn vong. Thái hư chân nhân tại cùng hai vị sư đệ thương lượng đồng thời, quyết định, bần đạo muốn đi bẩm báo trọng sư huynh, cái kia hiên chính hạo bày ra trận pháp bần tăng nhìn không thấu. Nhưng nếu thật chờ hắn trận pháp đại thành, đó mới là chúng ta tránh thức tai nạn. Thái hư chân nhân chỗ đó có thể có linh tuệ hòa thượng kiến thức, Linh Tuệ Hòa Thượng nghe xong manh mối, thì minh bạch tình huống. Mà Thái Hư chân Nhân lại là không hiểu, cho nên, hắn hiện tại liền nghĩ đến trọng sư huynh. Tại dây leo trứng bên trong, là quân thông qua cùng Linh Nhi Linh Tu, hắn tu vi dần dần vững chắc. Mà lại, trong lòng của hắn cũng càng phát ra yên ổn. Đối với chân nguyên sự tình, hắn có thể trực diện đối mặt, cũng sẽ không đi trốn tránh. Hắn sẽ không để cho như vậy một kiện sự tình trở thành trong lòng của hắn ma nếu thật như thế, đó mới là lớn nhất đại tai nạn. Mà để La Quân tâm an là, Linh Nhi thật không có lại trách hắn, thậm chí không có một tia khúc mắc. La Quân tại cùng Linh Nhi Linh tu quá trình bên trong hiểu được một chuyện. Cái kia chính là Linh Nhi thật cảm thấy đây là thiên đạo đang làm trò quỷ, trong mắt của nàng trượng phu, cũng là đỉnh thiên lập địa. La Quân trong lòng thầm kêu may mắn. La Quân cũng lặng lẽ hỏi qua Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, cho nên, ta đối nhã chân nguyên sự tình, là thiên đạo đang làm trò quỷ. Thả ngươi cái rắm Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người cái kia chính là tinh trùng lên não, bần tăng là vì hống linh nhi cô nương mới như vậy nói. Bất quá, việc này ngươi cũng không cần hối hận, người tại dưới tình thế cấp bách, sẽ làm ra khác hẳn với thường nhân cử động. Đổi lại là tầm thường, cái kia nhã chân nguyên chính là đối người đủ kiểu dụ hoặc, người cũng sẽ còn kiên quyết cự tuyệt. Nhưng khi đó tình huống, như thế hoàn cảnh, bần tăng cũng không cảm thấy ngươi làm gì sai bất luận cái gì chỉ trích người người, chỉ là bởi vì hắn đứng tại trên bờ. Trên bờ người, làm sao có thể giải chế ti đuối thống khổ. Cho nên, bọn họ tự nhiên có thể đứng tại đạo đức điểm cao phía trên. Việc này, hoàn toàn không phải sự tình, người cắt không vừa ý bên trong có bất kỳ chướng ngại. Là quân bị linh tuệ hòa thượng như vậy khuyên, thật đúng là thư sướng rất nhiều. Thái thượng tôn lầu, thuộc về giữa xuân mưu điện gọi là thời không chi điện, nơi này là thái thượng tôn lầu khu vực trung tâm. Từ nơi này tản mát ra vô cùng thời không khí tức để ngăn cản thiên đạo xâm nhập, cũng tiêu trừ hết thảy có hại từ trường. Tại thời không chi ngoài điện mặt, thương tùng phía trên tuyết trắng mênh mang. Ngọc Thanh Môn vốn là lâu dài tuyết động. Đại điện bên ngoài là một cái cùng loại hoa viên tồn tại, 10 phần rộng lớn, mỹ lệ. Thái hư chân nhân đi vào thời không chi cửa điện bên ngoài, hắn nhìn đến trong điện là một cái cửa đại bát quái. Thái hư chân nhân hít sâu một hơi, đi vào. Đi một bước, dưới chân bát quái trận liền di động một lần. Một lần di động, chính là quẻ tượng biến hóa. Nếu là không được cho phép, chính là thái hư chân nhân cũng khó có thể vào trận, sẽ trực tiếp bị thời không chi điện thời không chi lực rảo sát thành phấn vụn. Rất nhanh, thái hư chân nhân đi vào thời không chi điện, bát quái trận trung ương chỗ. Hắn trầm giọng hô, trọng sư huynh, bần đạo có chuyện quan trọng thương lược, Việc này việc quan hệ Ngọc Thanh môn sinh tử tồn vong, còn mời Trọng sư huynh ra gặp một lần. Hắn sau khi nói xong, liền không lại tiếp tục hô, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, phía trên tòa đại điện kia bài trong không khí đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Cái kia bài trống đi hiện gợn sóng, sau đó, một đạo hư không chi môn liền mở ra. Bên trong hiện ra một gian vắng vẻ, lịch sự tao nhã tính thất. Tính thất bài bổ đoàn một tên lão giả dâu bạc trắng tiên phong đạo cốt, hắn dáng người thon gầy, nhưng quanh thân đều có nồng đậm nhân huân chi khí vần quanh. Thái hư chân nhân thấy người này, lập tức khom người hành đại lễ, nói, thái hư tham kiến trọng sư huynh. Lão giả kia chính là Ngọc Thanh Môn khiêng đỉnh tổ sư, giữa Xuân Mưu. Giữa Xuân Mưu Tu Vi, chính là tại tiên giới, đó cũng là một đời nhân kiệt. Hắn nếu không phải vì tuân thủ địa cầu quy tắc, sớm đem Ngọc Thanh thế giới lực lượng chiếm thành của mình có điều hắn có hỗn nguyên thái cực đồ, cho dù là đi tiên giới. Lấy hỗn nguyên thái cực đồ, cũng là có thể chống lại thiên quân cùng ma quân. Bất quá, hỗn nguyên thái cực đồ cùng Ngọc Thanh thế giới cơ hồ là hòa làm một thể, lại không cách nào mang đi. Liền Ngọc Thanh thế giới đều mang không đi ra, càng đừng đề cập đưa đến tiên giới đi. Giữa xuân mưu một mực tại tu hành huyền công, chính là mấu chốt nhất giai đoạn. Hắn là ai đều không muốn gặp, khi hắn tu hành lúc, trong não vực như thế một cái thế giới đồng dạng tại triển khai các loại phức tạp phương trình thức tính toán loại vật này một khi đình chỉ hội vô cùng phiền phức chỗ lấy giờ phút này giữa xuân mưu nội tâm là phẫn nộ nhưng hắn cũng là có lòng dạ người mà lại thái hư chân nhân cũng là trong môn phái đỉnh phong cao thủ thêm thái hư chân nhân trước đến vẫn là vô cùng khách khí tôn kính bởi vậy giữa xuân mưu vẫn là nén lửa giận xuống không khỏi hiển nhiên nếu như thái hư chân nhân cho không ra một lý do tốt tới. Như vậy giữa xuân ngưu cũng sẽ không lại khách khí với thái hư chân nhân. Quá hư sư đệ, phát sinh chuyện gì? Giữa xuân ngưu trầm giọng nói ra. Hắn hai mắt mở ra, xa xăm mà lạnh lùng. Thái hư chân nhân trái tim nhảy một cái, biết mình vẫn là đắc tội trọng sư huynh. Ngay sau đó, hắn vội vàng nói, hồi bẩm trọng sư huynh, việc này việc quan hệ ta ngọc thanh môn sinh tử tồn vong. Bất đắc dĩ, bần đạo mới đến đây mạo muội quấy dày. Như có chỗ đắc tội, còn mời trọng sư huynh thứ lỗi. Chuyện gì phát sinh, giữa Xuân Mưu nhàn nhạt hỏi, hắn không đợi Thái Hư chân Nhân trả lời, liền lại trước khi nói ra, hỗn nguyên Thái cực đồ, ta đã cho ngươi dùng. Lấy các ngươi tạo hóa tu vi, cái này địa cầu chi, còn có cái gì địch thủ có thể nguy cấp đến Ngọc Thanh Môn? Chẳng lẽ viên giác còn chạy đến Ngọc Thanh Cửa? Cái kia thật không có, Thái Hư chân Nhân nói gấp, trọng sư huynh, mời ngươi nghe bần đạo tỉ mỉ nói tới. Giữa Xuân Ngưu nói, nói đi. Thái hư chân nhân nói ra, sự tình là cái dạng này, cái kia. Ngay sau đó, Thái hư chân nhân đem chuyện dưới mắt tỉ mỉ nói đến, bao quát ma quân tàn phá bừa bãi chờ một chút, toàn bộ đều nói. Thái hư chân nhân cường điệu nói trước mắt ngày đó Châu Hiên chính hạo sự tình. Thái hư chân nhân sau khi nói xong, còn nói thêm, trọng sư huynh, cái kia hiên chính hạo đã đem toàn bộ địa cầu một phần ba cao thủ quy kết. Trước mắt, bần đạo cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là, hắn đã làm cái này đại trận thế, nhất định là có nơi dựa dẫm. Và lại, na già lam nữ quân cùng đế huyền cũng tại trận, bần đạo là sợ tùy tiện tiến đến xem xét, hội bọn họ quỷ kế. Nhưng nếu không đi, lại sợ bọn hắn bố trận hoàn thành, đến lúc đó cho chúng ta Ngọc Thanh môn mang đến càng thêm không thể điều khống nguy hiểm giữa xuân mưu trầm ngâm đi xuống hắn cũng không nói lời nào thái hư chân nhân tâm lý hơi hơi thở phào gần nhất hắn áp lực rất lớn hiện tại đã đạt thiên thính cái này tất cả nan đề cái kia đều vứt cho trọng sư huynh tốt sau một hồi khá lâu giữa xuân mưu nói ra ta đi trước cùng các ngươi nhìn xem cái viên kia dây leo trứng nhìn có phải hay không có như vậy thần thái hư chân nhân nói ra như thế rất tốt trọng sư huynh xuất thủ tất nhiên là không có vấn đề Giữa Xuân Mưu gật gật đầu. Một giây sau, Giữa Xuân Mưu theo cái kia hư không chi môn bên trong đi ra đến, đến Thái Hư chân nhân trước mặt. Sau đó, Thái Hư chân nhân dẫn đường, cặp chân kia phía dưới bát quái trận biến hóa khó lường, nhưng lại tự tại trận pháp chi. Hai người rất mau ra thời không chi điện, tiếp lấy đến Thái Hư chân nhân chỗ cung điện chi. Thái Thanh chân nhân cùng Thái Huyền chân nhân gặp Giữa Xuân Mưu đến đây, lập tức thật sâu thở dài, cung kính không, không dám có chút ngạo mạn đây là thực lực phi tôn, lẫn nhau ở giữa, mặc dù là ngang hàng, nhưng giữa xuân mưu lại là bao trùm mọi người chi, không người dám có nửa điểm lười biếng. Giữa xuân mưu nhàn nhạt gật đầu, sau đó, hắn đi vào cái viên kia dây leo chứng tiến. Giữa xuân mưu không nói hai lời, trực tiếp thi triển pháp lực, liền muốn đem cái kia dây leo chứng cưỡng ép xé rách ra tới. Hắn là tạo hóa cảnh tứ trọng tu vi, thần biến chi cảnh. Tạo vật khí nồng đậm không? Cái này cỗ lực lượng kinh khủng theo bốn phương tám hướng xâm lấn dây leo trứng, thấy thần giết thần. Dây leo trứng chi, là quân cùng Linh Nhi còn có Linh Tuệ Hòa Thượng cũng cảm nhận được áp lực. Linh Tuệ Hòa Thượng đem pháp lực thi triển đến cực hạn, mà cái kia dây leo trứng cũng phát huy ra thần hiệu, không ngừng chuyển hóa, tịnh hóa giữa xuân mưu lực lượng. Là quân cùng Linh Nhi âm dương pháp lực cũng lập tức hấp thu giữa xuân mưu lực lượng. Giữa xuân mưu sắc mặt nhất thời biến, hắn tạo vật khí, thần biến lực lượng, không chỗ không thay đổi, loại nào quy tắc có thể tiêu trừ. Nhưng, khác đồ vật không thể, Huyền Hoàng Thần cốc hạt giống lại là có thể. Giữa Xuân Mưu cảm nhận được pháp lực mình thế mà đang bị cuồng mãnh hấp thu, cái này khiến hắn làm sao không kinh hãi. Nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, Giữa Xuân Mưu cũng là giận. Hắn ngược lại phát động càng cường đại pháp lực. Trong nháy mắt, Giữa Xuân Mưu thân thể dường như một cái thế giới đang lao nhanh đồng dạng, phiên sơn đảo hải, cuồng mãnh như thiên tai cỗ lực lượng này đem cái kia dây leo trứng vây lại, liền gặp thanh sắc pha trộn khí tức cuồn cuộn lao nhanh. Ẩn ẩn, giống trông thấy Sơn Hà tại dây leo trứng hư không lao nhanh một dạng. May mắn may mắn, dây leo trứng chi, Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nếu không phải Linh Nhi cô nương đến đây, cái này chúng ta thế nhưng là vạn vạn ngăn cản không nổi. Bây giờ muốn muốn phá giải chúng ta dây leo trứng, trừ phi giữa xuân ngư vận dụng 10 điểm báo thuần dương đan thuốc thêm hỗn nguyên thái cực đồ nhưng là Ngọc Thanh Môn chỗ đó có thể bỏ được, huống chi hiên chính hạo ở bên ngoài còn tại nhìn chằm chằm. Là quân cùng Linh Nhi điên cuồng hấp thu giữa xuân Mưu lực lượng, những lực lượng này, là quân đã không chịu nổi, sau đó đại bộ phận đều bị Linh Nhi hấp thu đi qua. Một đường cuồng đưa, thế mà đem Linh Nhi đưa đến thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng cái này cũng đến Linh Nhi cực hạn. Tu vi sự tình, chính là âm dương chi đạo, chính là tiến hành theo chất lượng. Như vậy cuồng mãnh kéo lên, trừ phi bọn họ là lâm phong, có thể thế bào vô cùng tách ra tịnh hóa, không phải vậy lời nói, là một con đường chế ti. Giữa xuân mưu cũng là đau lòng chính mình nguyên khí, như vậy chuyển vận, làm sao bỏ được. Hắn sau cùng thu thần thông, ngũ cốc xã tắc thần thụ, giữa xuân mưu ánh mắt mang lấp lóe không yên, hắn trầm giọng nói ra, quả nhiên không hổ là năm đó đem tiên giới tiên nhân đánh cho đau đến không muốn sống xã tắc thần vật, một cái tiểu tặc, không quan trọng con kiến hôi, Cầm ngũ cốc xã tác thần thụ nơi tay Lại có thể ngăn cản được ta công kích Như hắn là thiên quân tu vi Cầm cái này ngũ cốc xã tác thần thụ Chẳng phải là muốn tiếu ngạo tiên giới Thái hư chân nhân nói ra Không sai Trọng sư huynh Vật này tuyệt đối không thể lưu Thái huyền chân nhân nói ra Thế nhưng là Liền trọng sư huynh đều không có cách nào phá vỡ cái này dây leo trứng Thái hư chân nhân nói ra Còn mời trọng sư huynh định đoạt Giữa xuân mưu nói ra cái này ngũ cốc xá tắc thần thụ quá mức tà môn, càng công kích, bên trong lực lượng càng mạnh. Các ngươi không muốn lại tùy tiện đi dò xét. Thái hư chân nhân nói ra, bần đạo cũng phát giác được điểm này, cho nên không tiếp tục tiếp tục công kích. Giữa xuân mưu đột nhiên xuất thủ, hắn đem cái kia dây leo trứng một chảo, liền bắt bỏ vào đến hắn pháp bảo chi, cái này dây leo trứng, ta tới trước bảo quản. Lúc này, muốn phá cái này dây leo trứng còn không có quá dễ làm pháp, nhưng là thiên châu sự tình, thật là cần phải giải quyết. Hắn đón đến, tiếp tục nói, như vậy đi, ba người các ngươi theo ta cùng một chỗ, đi thiên châu một chuyến. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu là thuận tiện, trực tiếp đem phá hủy là được. Thái hư chân nhân nói ra, tốt, đã có trọng sư huynh ra mặt, cái kia tốt. Thái huyền chân nhân cười một tiếng, nói ra, dây leo trứng tại trọng sư huynh tay, cũng không sợ bọn họ điệu hổ ly sơn. Giữa xuân mưu cười lạnh một tiếng, nói ra, điệu hổ ly sơn. Bất quá là phàm nhân mưu kế, lấy chúng ta bây giờ thần thông, mười ngàn dặm cũng bất quá là một cái trước mắt, làm sao điều đều là chê cười. Hỗn nguyên thái cực đồ bởi vì đặc thù tính, cũng không thể di động đến hắn thế giới bên ngoài. Đây là rất quan trọng một chút. Hỗn nguyên thái cực đồ đã cùng Ngọc Thanh thế giới cơ hồ là hòa làm một thể. Mà hiên chính hạo muốn làm sơn hà xã tắc đồ, lại cùng hỗn nguyên thái cực đồ bản chất khác biệt. Hiên chính hạo muốn đem thiên châu thế giới chi lực chế tạo đến Sơn Hà xã tác đồ bên trong, lấy đại trận khống chế, song công tại chiến dịch. Về sau, thế giới chi lực vẫn là muốn còn tới thiên châu. Xem như tạm thời mượn dùng. Bản chất, thậm chí uy lực, vẫn là kém xa ngọc thanh thế giới thế giới chi lực. Nhưng, hiên chính hạo còn có thiên lôi phong hỏa đại trận, cho nên, vẫn là có sức liều mạng. Cứ việc hiên chính hạo trận chiến này chuẩn bị rất nhiều, nhưng sau cùng thắng bại vẫn là rất huyền. Lại nói lúc này, Giữa Xuân Mưu cùng Tuế Hàn Tam Hữu trực tiếp ra Ngọc Thanh thế giới, nhanh chóng hướng lên trời châu phi hành. Ngày đó Châu Thiết Lập có kết giới, Giữa Xuân Mưu cùng Tuế Hàn Tam Hữu cũng không có phá hư thiên châu kết giới. Lấy Giữa Xuân Mưu bọn người lực lượng, muốn phá kết giới cũng không khó. Nhưng trung quy là phiền phức, bọn họ cũng là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên dứt khoát theo cái kia truyền tống trận tiến vào. Bọn họ tiến truyền tống trận cũng không cần cho phép. Cái này giống như là tiến trong nhà người khác một dạng, tuy nhiên người khí lực lớn, có thể đem tường đạp hủy. Nhưng là bên cạnh có môn, vì cái gì không đi môn đâu. Một hàng bốn người theo truyền tống trận tiến vào, một giây sau xuất hiện tại Đại Khang Hoàng Thành Hư Không. Đại Khang Hoàng Thành Hư Không, Sơn Hà xã Tác Đồ đã sớm thu đến Thiên Long bát bộ phù đồ huyền tháp chi. Bốn người này vừa xuất hiện, Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền, còn có áo đen tố trinh xuất hiện tại Hư Không ba người đối mặt giữa xuân mưu bốn người. Thực lực đối tuyệt đối cách xa. Bất quá lúc này, hiên chính hạo lại như cũ bình chân như vậy. Các ngươi chi, ai là hiên chính hạo? Tầng mây chi, giữa xuân mưu tại ngoài trăm thước, hắn thần niệm bắn phá hiên chính hạo ba người, sau đó hỏi. Ta là, hiên chính hạo tách mọi người đi ra, đối mặt giữa xuân mưu, nói ra. Ngươi, giữa xuân mưu tỉ mỉ dò xét hiên chính hạo, là ngươi dạng này một con run dế, mưu toàn cùng ta ngọc thanh câu đối hai bên cánh cửa chiến hiên chính hạo mỉm cười nói ra không sai trọng xuân mưu không nói nhiều nói sau đó theo hắn tùy thân phòng bị tu di xuất ra cái viên kia dây leo trứng hắn trực tiếp đem cái kia dây leo trứng tế tại trong lòng bàn tay hắn mới cái này là các ngươi trăm phương ngàn kế muốn có được đồ vật ta hôm nay cho các ngươi đưa tới có bản lĩnh tới bắt đi áo đen tố trinh ánh mắt sáng lên đế huyền sắc mặt thì là thâm trầm mà Hiên Chính Hạo lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, vật này, hôm nay chúng ta cầm không đi. Nhưng là đợi đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ phá nát thời điểm, chúng ta nhất định sẽ đưa nó lấy đi. Đương nhiên, các ngươi nếu là thức thời, có thể hiện tại đem vật này giao ra. Như thế, liền cũng có thể miễn các ngươi tai họa ngập đầu. Ha ha ha, Trọng Xuân Mưu cười ha hả. Thái Hư chân nhân, Thái Thanh chân nhân, Thái Huyền chân nhân lại là mắt thả Hàn Quang. Cái này hiên chính hảo, thật sự là quá mức cuồng vọng. Trọng Xuân Mưu bỗng nhiên thu tiếng cười, mắt thả ra tinh mãnh liệt hàn quang đến, ngươi cái này con kiến hôi, chính là ỷ vào hôm nay thủ pháp khí, bên người hai nhân vật, liền cũng dám ở trước mặt bản tọa, phát ngôn bừa bãi lên. Trận pháp này, hai người kia, có thể bảo vệ ngươi một đời một kiếp sao? Như là không thể, ngày khác, bổn tọa nhất định để ngươi vì hôm nay cái này cuồng vọng ngữ điệu, trả giá bằng máu đến. Trọng Xuân Mưu lời nói nói năng có khí phách, hắn lời nói liền để cho áo đen Tố Trinh cùng Đế Huyền nghe, cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Để Trọng Xuân Mưu dạng này tuyệt thế cao thủ nhớ thương, cái kia cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Vậy tuyệt đối có thể khiến người ta ăn ngủ không yên. Mà lúc này, dây leo trứng chi, Linh Tuệ Hòa Thượng còn có la quân bọn họ lại là đều biết cái này tình huống bên ngoài. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là nhíu mày, nói ra, Bần tăng lúc này đều không nghĩ ra được Hiên Chính Hạo rốt cuộc muốn như thế nào chống cự Trọng Xuân mưu? La Quân lập tức nói ra, nhưng ta biết, Hiên Chính Hạo tuyệt không phải vô mưu người. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, nhưng hắn lời nói, xác thực cuồng vọng. Cái này chọc giận Trọng Xuân mưu, về sau chỉ sợ không có một ngày tốt lành qua. Nhưng hắn, tại sao muốn nói lời này? La Quân đều có chút nghĩ không thông. Liền cũng tại lúc này, Hiên Chính Hạo cũng mở miệng, cho nên, đối đãi chúng ta Binh Lâm Ngọc Thanh môn thời điểm, người khó thoát từ kiếp ta khuyên ngươi nhanh đi về hưởng thụ ngươi sau cùng mấy ngày an vui đi ta hiên chính hạo lời ra tất thực hiện mấy ngày sau nhất định lấy ngươi mảng chó nhóc con muốn chê ti thái hư chân nhân trước giận hắn không nói hai lời trực tiếp tế ra hắn thiên viêm kiếm thiên viêm kiếm hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang một cái trong nháy mắt bắn giết hướng hiên chính hạo hiên chính hạo cười lạnh một tiếng vung tay lên cái kia một cái chớp mắt, tại hiên chính hảo trước mặt, một bức tranh quyển triển khai. Chính là, Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà triển khai, thiên Sơn vạn thủy toàn bộ đem bầu trời bao phủ, đồng thời, thiên long bát bộ phù đồ huyền tháp cũng cùng Sơn Hà xã tắc đồ tiếp liền cùng một chỗ. Bầu trời, khắp nơi, ngôi sao, vũ trụ, tựa hồ toàn bộ ở đây. Mà những cái kia bị hiên chính hạo bọn họ trấn áp cao thủ giấu ở thế giới nơi hẻo lánh chi, căn bản sẽ không để Trọng Xuân Ngưu bọn họ tìm tới. Tại Trọng Xuân Ngưu hư không, lôi trận cấp tốc hình thành. Cái kia lôi trận dày đặc tại Bách Lý Vân hư không, nhìn qua là lôi trì hải dương, bên trong sấm sét màu tím lăn lộn lao nhanh, khủng bố không. Hiên chính hạo sớm đoán được những người này muốn tới, cho nên cùng đã sớm chuẩn bị. Lôi trận cùng phong trận, còn có thiên trận, van xin đại trận, đều đã hoàn thành. Phía bắc phong trận, cấp tốc hình thành liền gặp phía Bắc trăm dặm chi địa, toàn bộ đều là vòi rồng cuồng phong, cái này cuồng phong nộ hống, một mảnh màu đen sát khí ngút trời lao nhanh. Lúc này, là thế giới chi lực còn có hỏa trận không có bố cục hoàn thành. Nhưng cái này không sao cả, bởi vì trọng xuân mưu đến, cũng không có hỗn nguyên thái cực đồ cùng thế giới chi lực. Nếu như lần này làm đến tốt, trực tiếp đem bốn người này giết, vậy căn bản không cần phiền toái như vậy. Ngọc Thanh thế giới cũng đem không đủ gây sợ. Mà tại chính van xin nhất nguyên chi chu cũng đã chuẩn bị hoàn tất đáng giận trọng xuân mưu thấy một lần loại tình huống này liền biết không ổn trong nháy mắt đó hắn thừa dịp hiên chính hạo trận pháp còn chưa mở ra hoàn toàn liền cấp tốc mang tuế hàn tam hữu xé rách hư không tia chớp đào tẩu hắn thần biến lực lượng cấp tốc thoát ly sơn hà xã tắc đồ khống chế hiên chính hạo cười lạnh một tiếng nói tính ngươi chạy nhanh sau đó bầu trời chi khôi phục thư thái Hiên Chính Hạo triệt hồi Sơn Hà xã tắc đồ. Áo đen Tố Trinh cùng đế huyền cũng tới đến Hiên Chính Hạo bên người, đáng tiếc, nếu là hôm nay vây chê ti bọn họ, cái kia một chút nhiều phiền phức. Đế huyền nói ra, áo đen Tố Trinh nói ra, nếu là vây chê ti bọn họ, là quân cũng cứu ra. Hiên Chính Hạo nói ra, rất không có khả năng, chúng ta đại trận còn chưa hoàn thành. Bọn họ chi, chỉ cần có một cái tự bảo nguyên thần, có thể cho chúng ta đại trận tạo thành không thể xóa nhòa vết thương. Cho nên, ta cũng không có ý định vây chết ti bọn họ. Một khi đại trận bị hao tổn, cái kia xong đời. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tốt a." À. Nàng theo rồi nói ra, "Hiện tại ngươi đã đem Trọng Xuân Mưu cho làm mất lòng, lần này Ngọc Thanh chi chiến, như không giết chế ti hắn, ngươi ngày tháng sau đó hội rất khó chịu." Hiên Chính Hạo nói ra, "Một trận chiến này, ngay từ đầu các ngươi muốn rất khó khăn, cảm thấy không có khả năng có cơ hội. Nhưng bây giờ, các ngươi lại cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng thực tránh thức đối chiến lên chúng ta phần thắng y nguyên rất nhỏ ta đương nhiên biết đắc tội trọng xuân mưu không phải một kiện cử chỉ sáng suốt sự tình nhưng chỉ cần chúng ta bắt đầu chuẩn bị cứu la quân cái này đắc tội đã tránh cho không ta sở dĩ biết cái này chuyển đến đối trọng xuân mưu khiêu khích là bởi vì trận chiến này không phải hắn chế ti là ta vong không có đường lui cũng không thể cho mình lưu đường lui thảm liệt như vậy đế huyền bị kinh ngạc hắn kinh ngạc nhìn lấy hiên chính hạo nói ra xem ra người không phải như vậy khẳng khái bi ca chi sĩ hiên chính hạo nhạt cười một tiếng ánh mắt của hắn bên trong lại tràn đầy kiên nghị hoặc là không làm hoặc là oanh oanh liệt liệt không lưu đường lui đế huyền nói ra chỉ là ta rất quái lạ vì cái gì lần này người thái độ đại biến còn không tiếc mạng sống áo đen tố trinh đối hiên chính hạo không tính quá giải ở một bên vẫn chưa nhiều lời Hiên chính hạo nhìn đế huyền liếc một chút, sau đó nói, ngươi sẽ không hiểu, bất quá là ta nghĩ thông suốt một ít chuyện. Và lại, trận này thiên địa sát kiếp, ngươi nhìn ta là tại giấu tài, nhưng ngươi cần phải rõ ràng, giấu tài là vì song công tại chiến dịch. Trận này trận chiến, không hoàn toàn là vì la quân, với ta mà nói, cũng phi thường trọng yếu. Còn là vì cái gì, tương lai ngươi sẽ minh bạch. Ta chỉ biết là, người mà chế ti, hết thảy đều muốn không có ý nghĩa đế huyền trầm mặc sau một lúc lâu nói ra Hiên chính hạo nói ra đế huyền người danh hào là trường sinh đại đế cái danh hiệu này cực hạn ngươi ngươi quá mức để ý sinh tử ý đồ lấy trí tuệ sống được lâu lâu nhưng ngươi tâm lại có sợ hãi đại đạo sinh sợ hãi chi ý đây là trí mạng nhất cho nên vì cái gì doanh chính người mới xuất hiện bước tu vi lại tại ngươi chi đây là ngươi phải thật tốt muốn một vấn đề đế huyền trầm mặc đi xuống hiên chính hạo tuy nhiên đế huyền tuổi trẻ nhưng đế huyền cùng hiên chính hạo tiếp xúc càng lâu lại càng đối hiên chính hạo chịu phục ngọc thanh thế giới quá tôn lầu chi tại tuế hàn tam hữu trong đại điện trọng xuân mưu sắc mặt tái xanh ngồi tại bài tốt một cái hiên chính hạo trọng xuân mưu cắn răng nói ra lại là tại bố thiên lôi phong hỏa đại trận tuế hàn tam hữu lúc này cũng đã nhìn ra hiên chính hạo đại trận tình huống thái hư chân nhân lập tức nói ra thiên lôi phong hỏa đại trận trọng sư huynh trận này đã từng cũng không ít đại năng thi triển qua nhưng uy lực tựa hồ cũng chưa chắc không có nhiều bình thường nha trọng xuân mưu lạnh hừ một tiếng nói ra vậy phải xem là tài liệu gì người không thấy được sao hắn thiên trận vừa ra chính là thiên mệnh giả tập hợp thiên đạo hùng hồn rồi rào tri ý bày ra đến lộ ra không thể nghi ngờ hắn lôi trận càng là cuồn cuộn chín tầng lôi kiếp ao lôi điện có hình cầu tia chấp hình cung tia chấp bàn nhược tia chấp hết thảy 108 loại lôi điện. Loại này lôi trận, có bao nhiêu người có thể đầy đủ bày ra đến. Lại nhìn cái kia phong trận, đế huyền chủ trì. Sau cùng van xin đại trận càng là huyền diệu khó lường, ngay cả ta đều không nhìn ra huyền ảo tới. Cái kia hỏa trận tuy nhiên còn chưa thành, chỉ sợ mới là hung hiểm nhất một trận. Tuế hàn tam hữu nghe vậy, nhất thời thất sắc. Thái hư chân nhân nói ra, trọng sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Trọng Xuân Mưu nói ra, làm sao bây giờ? Bọn họ muốn chiến, khó nói chúng ta còn muốn e sợ chiến hay sao? Hắn đón đến, nói ra, cũng tốt, nhiều năm như vậy, rốt cục có người có thể cho ta chế tạo áp lực, mấy ngày nay, ta muốn lần nữa bế quan, lĩnh hội sau cùng cửa trước. Nếu có thể một lần hành động đột phá, chính là thành mệnh ta đếm. Thái hư chân nhân các loại liền nói ra, chúng ta ở đây trước cầu chúc trọng sư huynh một lần hành động công thành. Trọng Xuân Ngưu gật gật đầu, nói tiếp cái này dây leo trứng tại tay ta để đó tại trọng sư huynh để tay lấy tự nhiên là tốt nhất mặc cho bọn họ âm mưu quỷ kế cũng là vô kế khả thi thái hư chân nhân nói gấp trọng xuân mưu ngay sau đó không nói thêm lời quay người đi dây leo trứng chi linh tuệ hòa thượng thần sắc càng ngưng trọng thêm lên làm sao la là quân hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng hiện tại mới nhớ tới một việc tới la quân nói ra sự tình gì linh nhi cũng nhìn về phía linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng nói ra hỗn nguyên thái cực đồ cùng thiên lôi phong hỏa đại trận đối kháng thời điểm nếu như trọng xuân mưu đem cái này dây leo trứng để vào đến hỗn nguyên thái cực đồ khu vực trung tâm đến lúc đó như thế lực lượng chúng ta đều chống cự không đến lúc đó trực tiếp phá trứng mà ra sao bần tăng chỉ sợ cho dù ngọc thanh thế giới bị hiên chính hạo đánh bại chúng ta mấy người lại là một con đường chế tia la quân không khỏi run lên nói ra tình huống như thế nào linh tuệ hòa thượng nói ra trọng xuân mưu nhất định sẽ làm như vậy người bình thường đều sẽ như thế làm nói như vậy lên chúng ta là một con đường chế ti la quân không khỏi mặt hiện đắng chát linh tuệ hòa thượng nói ra chiến trường thay đổi trong nháy mắt có lẽ sẽ có mặt khác đường đi mấu chốt là phải nhìn trọng xuân mưu nghĩ như thế nào hắn nhất định sẽ phá vỡ dây leo trứng còn phá vỡ về sau Chúng ta rơi vào đến hắn tay hội có kết quả gì, cái này khó mà nói. Bần tăng cũng không biết, Hiên Chính Hạo đến cùng tính toán gì, hắn hẳn là có thể nghĩ tới chỗ này. Nhưng hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Thuần Túy là muốn cứu ngươi sao? Theo bần tăng xem ra, chuyện này không có khả năng lắm. Hắn nhất định có chính hắn bản tính. La Quân ngược lại không phải là người ngây thơ, biết trên đời này người nào đều có thể xử trí theo cảm tính, nhưng duy chỉ có Hiên Chính Hạo sẽ không. Có lẽ Hiên chính hạo muốn làm tránh thức mục đích, cũng không phải là cứu hắn. Mà chính là phải hoàn thành hắn việc của mình. Mà lại, hiên chính hạo đã dám làm, thì nhất định sẽ làm không chê vào đâu được, để bạch tố trinh đều không lời nào để nói. Là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vốn là hắn tràn đầy hy vọng, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút đau đầu. Bóng ma tử vong cứ như vậy bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Hiện tại bần tăng còn có một chiêu nhưng có một đường sinh cơ. Linh Tuệ Hòa Thượng bỗng nhiên nói ra, cái chiêu gì? là Quân lập tức như bắt cây cỏ cứu mạng một dạng bắt lấy Linh Tuệ Hòa Thượng cây tay. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu như người đem đại số mệnh thuật tỉnh lại, có lẽ chúng ta còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Trọng Xuân Mưu công kích. Thậm chí kiên trì đến Hiên Chính Hạo đánh bại Trọng Xuân Mưu, chúng ta không thể đem Hiên Chính Hạo muốn trở thành là hỏng, nhưng có chút khó khăn, cũng nhất định phải chính chúng ta đến giải quyết. Tỉnh lại đại số mệnh thuật, La Quân ngốc ngẩn ngơ ta cũng muốn có thể ta không biết làm sao tỉnh lại la quân nói tiếp linh tuệ hòa thượng ánh mắt biến đến xa xăm lên hắn nói ra vậy liền nhìn ngày này lúc mệnh số đi đến cùng trường đại kiếp nạn này sẽ như thế nào không ai nói rõ được mà lại hiện tại trọng xuân mưu đã bắt đầu bế quan hiên chính hạo gây áp lực cho hắn nếu là hắn lại đột phá chúng ta phần thắng càng thêm xa vời thiên châu đại khang hoàng thành Hiên Chính Hạo cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu vượt qua một cái bình tĩnh ban đêm. Bình tĩnh bất quá là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Vĩnh Lạc Hoàng hậu nội tâm thực vẫn luôn là tại ba đào hung dũng. Bọn họ chỗ ở tầm cung hào hoa mà rộng rãi, mặt đất cửa hàng tơ vàng nhung thảm. Cái này trong tầm cung có Hiên Chính Hạo pháp lực bảo vệ, đông ấm hè mát, ở bên trong nô tỳ ở lâu, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời bắt đầu sinh sinh ra pháp lực. Hiên Chính Hạo nhi tử gọi là Hiên Chi Vũ, Trước kia hiên chính hạo còn muốn làm che giấu, để nhi tử tính đại khang lão tổ tông tính, nhưng bây giờ, hiên chính hạo hết thảy nắm giữ nơi tay, đã cũng không kiêng kỵ. Hắn không có bạc đái đại khang đám kia lão thần tử, nhưng quyền lực, lực lượng đều đã chuyển giao đến thế lực mới trong tay. Hắn nhi tử hiên chi vũ cũng là duy nhất thái tử. Hiên chi vũ bây giờ đã nhanh năm tuổi. Hiên chi vũ lúc này ở vĩnh lạc hoàng hậu trong ngực núng nịu, hắn tuy nhiên sinh ở hoàng gia, nhưng cũng không có tạo thành kiêu sa chi khí. Hiên chính hạo cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu đối với hắn giáo dục là rất để ý. Mạt, Vĩnh Lạc Hoàng hậu để cung nữ cùng vũ em mang theo Hiên Chi vũ đi về nghỉ. Hiên Chi vũ cùng vũ em ngủ thời gian dài, cũng là không nháo. Sau đó, Vĩnh Lạc Hoàng hậu vung đẩy trong tầm cung tất cả cung nữ. Hiên chính hạo đối Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, sáng sớm ngày mai, ta muốn bắt đầu tế luyện hỏa trận. Vĩnh Lạc Hoàng hậu gật đầu nhưng nàng không tự giác địa vừa đỏ hốc mắt nàng gần nhất luôn luôn nhịn không được thương tâm bởi vì nàng biết trượng phu ngay tại đi một đầu vô cùng nguy hiểm đường hoàng thượng thần thiếp không hiểu vĩnh lạc hoàng rồi nói ra thần thiếp không hiểu thật tốt vì cái gì ngươi nhất định muốn dạng này đi làm thần thiếp gần đây thường xuyên làm không mộng đẹp nếu là ngươi không tại thần thiếp thì mang tiểu vũ cùng một chỗ đi xuống tìm ngươi dù sao ngươi không tại chúng ta ở chỗ này cũng không sống khác nói mò, hiên chính hạo trầm giọng nói ra, vĩnh lạc, tức thời ta không tại, thiên long bát bộ phù đồ tại, đế huyền tại, bạch tố trinh tại, bọn họ đều có thể bảo đại khỏe mạnh không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn như cũng ra chuyện đâu, vĩnh lạc hoàng rồi nói ra. Hiên chính hạo nói ra, sẽ không, vĩnh lạc hoàng rồi nói ra, có thể những thứ này đều không trọng yếu, thần thiếp muốn không phải nửa đời sau an ổn, thần thiếp muốn là hoàng thượng có thể bồi tiếp thần thiếp cùng tiểu vũ, Hiên chính hạo trầm giọng nói ra, Vĩnh lạc người không hiểu. Vĩnh lạc hoàng rồi nói ra, thần thiếp là không hiểu, không hiểu có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Hiên chính hạo nói ra, chấm hắn đột nhiên đổi tên hô, nói ra, chấm chính là vì còn sống, loại này đại phong miệng phía dưới, một vị thủ thành sớm muộn đều sẽ không thành có thể thủ. Nhìn đúng thời cơ, thì nhất định muốn đi ngược dòng nước. Tại thế giới bao la khủng hoảng tài chính bên trong, chấm nhìn qua rất nhiều công ty. Vững vàng đánh vững vàng buộc, thủ thành, bảo thủ, nhưng sau cùng lại rất là kỳ lạ chết ti tại phong trong miệng. Hiên Chính Hạo trấn áp địa cầu cơ hồ 1 phần 3 cao thủ, nhưng cái này cũng không hề nói là Hiên Chính Hạo nắm giữ 1 phần 3 lực lượng. Bởi vì là chân chính còn lại cao thủ, rất đa tài là tuyệt đỉnh. Những người kia, sành sỏi, cũng không có hành động. Mà lại, còn có rất nhiều bị quản chế tại môn phái quy củ, vẫn chưa đến đây. Nhưng lần này, Hiên Chính Hạo lại đem rất nhiều tán binh còn có một số thường xuyên sờ không tới một bên đều hấp dẫn tới. Những người này tựa như là không có lên hộ khẩu tồn tại một dạng, rất khó lấy bắt mò ra. Lần này lại là hiên chính hạo dụng kế cho thiên đạo bang một đại ân. Ánh bình minh vừa ló dạng, mỹ lệ ánh bình minh ở chân trời ngang treo. Thần phong quét, làm cho người tâm thần thanh thản, chính là đầu mùa hè thời tiết, sớm như vậy sáng sớm làm say lòng người. Phong cảnh như họa, giang sơn như thử đa kiều, nhưng lúc này lại không người có tâm tư đi thưởng thức phong cảnh mỹ lệ. Bởi vì tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong, Hiên Chính Hạo muốn chính thức bố trí xuống hỏa trận. Tại bố hỏa trận trước đó là tàn khốc nhất hoàn, Hiên Chính Hạo muốn tới tế luyện 3.200 tên cao thủ, đem bọn hắn cưỡng ép tăng lên tới hư tiên tu vi. Cái này bên trong, sẽ chê ti rất nhiều người, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người trổ hết tài năng, thành tựu hư tiên chi vị. Kiều Ngưng quyết định cùng đi tham gia, nàng cũng phải trở thành hư tiên, sau đó tới hỗ trợ bố trận cứu vãn la quân. Lúc này, nàng như không hề làm gì, nàng nhân sinh sẽ hối hận. Tại la quân bằng hiếu, huynh đệ toàn bộ đều đến không màng sống chết ti thời điểm, nàng cũng không cho phép chính mình cứ như vậy ở một bên làm bàng quan. Mà khiến Kiều Ngưng ngoài ý muốn là, tại luyện trận trước đó, tôi yên nhiên đột nhiên cũng tới. Nàng không để ý hắn hết thảy, trước đến về sau, nói với Hiên Chính Hạo, thêm ta một suất. Đế huyền cũng là biết tô yên nhiên, hắn khẽ nhíu mày, nói ra, tiểu tô. Tô yên nhiên lập tức đối đế huyền hành lễ, nói ra, tham kiến chủ thượng. Đế huyền trầm giọng nói ra, ngươi đến thêm cái gì loạn. Trở về đi, nơi này không cần ngươi. Tô yên nhiên trầm giọng nói ra, chủ thượng, yên nhiên xuất sinh thì ở thiên trì các, cả đời dâng hiến cho thiên trì các. Hôm nay đến đây, chính là vì chính mình, là quân tại yên nhiên nắm chắc lần ân tình, hôm nay yên nhiên muốn còn phía dưới cái này ân tình. Người tu vi thấp, khả năng rất lớn sẽ chê ti, mà lại, người chê ti không có chút ý nghĩa nào. Đế huyền lạnh lùng nói ra. Mời chủ thượng thành toàn, tô yên nhiên quỳ đi xuống. Ngươi, đế huyền sau đó nổi nóng nói ra, tùy ngươi. Tô yên nhiên rồi mới lên tiếng, đa tạ chủ thượng. Kiều ngưng thì là đối tô yên nhiên thật sâu vái chào, nói, cảm ơn. Tô yên nhiên mỉm cười, lại không có nói thêm cái gì. Trên mặt nàng, có thấy chê ti không sờn thần sắc. Về sau, kiếm hồng bụi, còn có minh nguyệt cung một số đệ tử, đều lựa chọn muốn gia nhập đại trận bên trong. Bọn họ cũng phải tiếp nhận luyện hóa. Minh nguyệt tiên tôn không có ngăn cản. Bao quát lăng vân phong mang đến bằng hiếu, còn có tần khả khanh một số thủ hạ, toàn bộ đều muốn cầu tiến vào đại trận bên trong. Ngược lại không phải là nói, chỗ có bằng hữu đều đối là quân hiệp can nghĩa đảm. Vậy cũng không thực tế, có ít người đi vào, là ở vào bằng hữu chi nghĩa. Có ít người đi vào, thì là muốn thật giận luyện kim, muốn tại trong nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Đó là một trận truy cầu đại đạo tàn khốc truy đuổi. Nếu là thắng lợi, cũng là hư tiên. Nếu là thất bại, chính là vẫn lạc. Tại Sơn Hà xã tác đổ bên trong, Sơn Hà hùng vĩ mỹ lệ. Hết thảy tiếp cận 3.300 tên cao thủ. Hiên chính hạo đem toàn bộ trấn áp tại Sơn Hà xã tắc đồ lửa trong trận. Cái kia hỏa trận là một tòa bát quái đan lô. Cái kia bát quái đan lô cao có 100 trượng, bên trong diện tích chừng 6.000 mét vuông. Xem ra, giống như nguy nga như núi lớn. Lúc này, hiên chính hạo vận chuyển đại pháp lực, đem cái kia bát quái đan lô vồ bắt mà lên, trực tiếp vận đến miệng núi lửa phía trên. Tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, có một chỗ khu vực là núi lửa bạo phát khu vực. Cái này núi lửa bạo phát cũng không phải là pháp lực gây nên, chính là là chân chính núi lửa. Chẳng qua là đại pháp lực đem tất cả núi non sông suối, núi lửa thu sạch tiến sơn hà xã tắc đổ bên trong. Mà lúc này, bát quái đan lô cũng là bố trí tại miệng núi lửa phía trên. Hư không bên trong, áo đen tố trinh, Lăng Vân Phong, Đế Huyền, Tần Khả Khanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tần Lâm chờ một chút tất cả hư tiên lấy phía trên cao thủ, đều đứng sau lưng Đế Huyền. Đồng thời lâm phong mặc một thân áo giáp màu đen đi vào hiên chính hạo trước mặt lâm phong sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm mọi người cũng đều nhìn về lâm phong hắn có thể chịu đựng lấy sao áo đen tố trình biểu thị hoài nghi cùng không đành lòng hiên chính hạo nhìn áo đen tố trinh liếc một chút sau đó hồi đáp không biết hắn sau đó cũng nhìn về phía lâm phong nói ra cái này bên trong thống khổ ta vô pháp tưởng tượng cũng không cách nào hình dung chính là rơi vào a tị địa ngục chảo dầu lo lắng, cũng không kịp người cái này vạn nhất thống khổ khổ. Mà lại, người như tách ra chế, cũng có thể sẽ chê ti, là tử vong, người biết không? Lâm Phong nhìn về phía hiên chính hạo, nói ra, bắt đầu đi. Hắn không chút do dự. Nhưng hắn lại đột nhiên nói với Tần Lâm, nhị đệ. Tần Lâm hốc mắt đỏ, tiến lên nói ra, đại ca. Lâm Phong nói ra, nếu như ta không có chống nổi đến, nói cho ta biết nữ nhi, ba ba của nàng không phải không yêu nàng chỉ là người cả đời này có một số việc là nhất định phải làm ba ba vĩnh viễn yêu nàng so thích bất luận kẻ nào đều yêu nàng dạng này bàn giao không khỏi làm người thấy chua sót tần lâm nhịn xuống tràn mi mà ra nước mắt gật gật đầu nói ra tốt phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn bên trong thiên địa tràn ngập ra một loại khí tức bi tráng đến nhưng là bất kỳ người nào trong lòng đều không có sinh ra một chút lùi bước cùng hối hận lâm phong sau đó nói với hiên chính hạo bắt đầu đi hiên chính hạo trầm giọng nói ra cái kia tốt sau đó hiên chính hạo đem bàn tay lớn vồ một cái liền đem lâm phong tế đến bát quái đan lô đan trong miệng đan miệng mở ra lâm phong lơ lửng tại đan trên miệng tại bát quái trong lò đan xích viêm pha trộn khí thức tràn ngập khiến người ta hỗn loạn trận pháp phun trào tại Sơn Hà xã tác đồ khống chế xuống, những cao thủ này bị trấn áp về sau, toàn bộ không cách nào siêu thoát. Chỉ có mấy cái tự nguyện đi vào cao thủ, mới một số tự do. Đây là cái gì? Có cao thủ lúc này bắt đầu khôi phục một tia thanh minh, nhìn thấy cái này trước mắt địa ngục cảnh tượng, nhịn không được hoảng sợ hô. Lại có người hoảng sợ hô lớn, đây là bát quái đan lô, trời ạ, à, bọn họ đây là muốn đem chúng ta luyện hóa. Không, không, một cái bát quái đan lô, liền muốn luyện hóa chúng ta nhiều người như vậy sao? Si tâm vọng tưởng, cái này bát quái đan lô, lại là chuẩn bị dùng núi lửa bạo phát đến luyện hóa chúng ta, quá điên cuồng, quá điên cuồng. Chúng ta không thể ngồi chờ chế ti, chúng ta muốn chạy đi. Bát quái đan lô bên trong loạn thành một đống, hoảng sợ, kêu rên, các loại thanh âm liên tiếp. Ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đón lấy, kim sắc vần dương chi long hướng bên trong tràn vào tiến đến trực tiếp là 100 tỷ thuần dương đan thuốc bị đánh tiến bát quái trong lò đan. Bát quái đan lô trên không chính là vô tận thuần dương chi khí, tựa như là hải dương đồng dạng. 100 tỷ đan dược, ngàn tỷ cấp bậc, đem chọn cái bát quái lô đều tràn ngập. Đồng thời, thiên chính hạo thanh âm truyền vào tới, chư vị không cần kinh hoàng, hôm nay không phải luyện hóa các ngươi, mà chính là muốn trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Các ngươi nơi này, hết thảy 3.302 bên cao thủ tồn tại, ta muốn đem toàn bộ các ngươi tăng lên tới hư tiên tu vi đi. bên này ta chuẩn chuẩn bị trận pháp hạch tâm đến giúp đỡ các ngươi cùng nhau ngăn cản tiến hóa thống khổ cùng tâm ma. nhưng cuối cùng các ngươi có thể hay không chịu đựng lấy, có thể thuận lợi đến hư tiên, vậy phải xem các ngươi cơ duyên và tạo hóa. nếu là không may mắn, chết ti ở chỗ này mặt đó cũng là mệnh số gây ra. cái gì cưỡng ép tăng lên, chính là đại thần thông giả, cưỡng ép tăng lên một người đến hư tiên đều là khó khăn. Người thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đem chúng ta toàn bộ tăng lên. Người có tài đức gì, dám hạ cái này cửa biển. Có người lập tức nghi vấn. Tùy tiện người tin hay không đi, hiện tại ta muốn bắt đầu. Hiên chính hạo lại là lười nhác nói nhảm. Đồng thời, hắn hướng áo đen tố trinh cùng đế huyền nháy mắt ra dấu. Lập tức, đế huyền khu động pháp lực, đem lửa trong ngọn núi các loại điều kiện bức bách thành thục. Lửa trong ngọn núi dung nham liền bắt đầu nhấp nhô, chạy bốc lên. Đồng thời, áo đen tố trinh thi triển ra trước đó bố trí xong lôi trận. Bên trên bầu trời, lôi điện hải dương dày đặc hình thành. Lôi điện cuồn cuộn lao nhanh, làm người ta kinh ngạc run sợ. ầm ầm tại cái kia một cái chớp mắt, núi lửa rốt cuộc bạo phát. Cùng lúc đó, lôi điện chém giết điên cuồng xuống tới, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Đón lấy, hiên chính hạo pháp tướng trang nghiêm, khu động cường đại pháp lực. Giống. Cái kia thuần dương chi hải gào thét lao nhanh, bên trong có thuần dương chi long bay ra, đem chọn cái bát quái đan lô quấn chặt lấy. Núi lửa dung nham, còn có lôi điện cùng nhau chém vào đến thuần dương chi long trong thân thể. Cường đại điện lực, chính là núi lửa nhiệt lực toàn bộ truyền vào đến bát quái đan lô bên trong. Cái này quả nhiên là một bộ hùng vĩ cảnh tượng, cũng như nói là khủng bố địa ngục. Khiến người ta cảm thấy thiên địa vi lô, tạo hóa vì vật thần kỳ thuần dương chi long ở ngoại vi phù hợp bát quái đan lô phía trên bát quái phù văn, đem cái kia khủng bố lôi điện chi lực cùng núi lửa chi lực toàn bộ tiến hành điều hòa. Núi lửa lực lượng cũng hoàn toàn bị chấn áp xuống, hướng cái kia bát quái đan lô bức bách mà đi. Tại bát quái trong lò đan, thuần dương chi hải đã sôi trào, những thứ này thuần dương chi khí hướng những cao thủ kia trong thân thể chui vào, không có thể ngăn cản. Thuần dương chi khí còn giống như là có sinh mệnh, muốn trốn ở người trong thân thể mà những cao thủ kia duy nhất có thể làm cũng là tiếp nhận thuần dương chi hải, sau đó tiêu hóa bọn họ. Nếu như có thể tiêu hóa, lâu như vậy có thể thuận lợi tăng cao tu vi. Nếu như chịu không được, cái kia đó là một con đường chế ti. Lâm Phong, tại đan lô lối vào, La Khuynh Tâm đột nhiên nói chuyện. Người bị lợi dụng, La Khuynh Tâm nói ra. Nàng là tại Lâm Phong trong não vực nói, nàng đã cùng Lâm Phong câu thông qua rất nhiều lần. Nhưng Lâm Phong căn bản lờ đi nàng. Lâm Phong đến giờ này khắc này, vẫn không có để ý tới La Khuynh Tâm. Người bây giờ rời đi, còn kịp, La Khuynh Tâm tiếp tục nói. Người còn dám rông dài, ngày khác ta nhất định giết ngươi. Lâm Phong ánh mắt lạnh đi xuống, nói ra, La Khuynh Tâm, ta để ngươi ở tại trong thân thể ta, không có nghĩa là ta chịu lấy chế ở ngươi. Vạn tiến xuyên tâm ta cũng như thế có thể tiếp nhận, ta cũng không tin ta tìm không thấy giết chế ti ngươi biện pháp. Ngươi dám lại tiếp tục châm ngòi ly rán, ta chính là không muốn cái mạng này, cũng phải đem ngươi giết chết ti. Lâm Phong, ngươi cái này hỗn đản, là khuynh tâm mắng, ngươi chính là cái đổ ngốc, ta là duy nhất đối ngươi tốt người. Hiên chính hạo là đang lợi dụng ngươi, ngươi tám chín phần mười là muốn chết ti. Lúc này tốt nhất tình huống cũng là để ngươi tam đệ đi chết, về sau hết thảy đều sẽ có lợi cho ngươi. Lâm Phong trầm giọng nói, là khuynh tâm, hôm nay ta nếu là chết ti, coi như số ngươi gặp may. Ta nếu không chết đi, cứu ra ta tam đệ về sau. Ta nhất định sẽ không lại tha cho ngươi, tam đệ bên người có trùng hoàng tại, hắn nhất định có biện pháp đối phó ngươi cái này tiện tì. Ngươi, là khuynh tâm tức chế ti, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cũng không dám nói thêm gì nữa. Bát quái đan lô bên trong đã đến hừng hực khí thế bước. Hiên chính hạo nan đề là, không có khả năng từng cái từng cái cưỡng ép tăng lên, vậy quá hao phí tinh lực. Sau đó, thống nhất tăng lên, hơn nữa còn phải giải quyết dư thừa sát khí cùng tâm ma hắn là lấy bát quái đan lô đem những người này tất cả sát khí tâm ma đều lấy ra sau đó để lâm phong để tiêu hóa bởi vì sát khí tâm ma đều là tu vi bản thân tồn tại đồ vật lấy ra về sau như không tiêu hóa rơi liền lại hội trở lại tu đạo người trên người chỉ có đem những thứ này lung ta lung tung đồ vật triệt để tiêu hóa bọn họ mới có thể thành tựu tránh thức hư tiên màu đen sát khí cùng tâm ma hỗn hợp mà thành tại bát quái đan lô trên không tụ tập, tựa như là màu đen long quyển phong một dạng. Cỗ này vòi rồng rất phong tráng kiện vô cùng, bên trong ẩn chứa rất lực, tâm ma gào thét, lao nhanh, khiến người ta nhìn một chút, đã cảm thấy tu la địa ngục liền ở trước mắt. Đây là tất cả mọi người ác nghiệp, tạp niệm, cảm xúc tiêu cực. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng toàn bộ sông về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có tránh né, hắn đột nhiên thì thi triển ra đại thôn phệ thuật. Giống, Lâm Phong tiến hành thôn vệ, trong nháy mắt đó, hắn đại thôn vệ thuật trực tiếp vỡ tan. Đại thôn vệ thuật hạt giống đều vỡ tan, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này lực lượng. Dạng này lực lượng, cũng là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không dám cưỡng ép thu lấy. Lâm Phong bạo giống một tiếng, đó là một loại cảm giác gì, là đan điền vỡ vụn cảm giác. Hắn thống khổ gào thét một tiếng, đón lấy, thất khiếu chảy máu tất cả rất lực cùng tâm ma tựa như là hấp huyết biên bức nghe thấy được mùi máu tươi đồng dạng, ùa lên. 10 triệu nặng rất lực, vô số rất lực, tâm ma phân tử hướng lâm phong toàn thân cao thấp chui vào. Bộ kia cảnh tượng giống như một người bị 10 triệu kiến đen toàn tâm, lít nha lít nhít, người xem đều tê cả ra đầu. Dưới tình huống bình thường, hẳn là đảo mắt lâm phong thì sẽ trở thành bạch cốt. Nhưng là, làm rất lực trùng kích lâm phong não vực lúc, lâm phong não vực đều không ngừng chữa trị làm rất lực tâm ma gặm nuốt lâm phong thân thể kinh mạch lúc kinh mạch đứt gãy về sau lại lần nữa ngưng tụ đây là tàn nhẫn nhất hình phạt tuy nhiên lâm phong có thể vô hạn lại sinh nhưng là đau đớn lại là thật sự lâm phong không ngừng rú thảm rên rỉ loại kia tiếng kêu thảm thiết chính là người bình thường nghe đều sẽ cảm giác đến khắc cốt ghi tâm không thể chịu đựng được kiều ngưng tần khả khanh các loại nữ ở bên ngoài được nghe loại kia thanh âm đều là nhịn không được nước mắt rơi như mưa chính là áo đen tố trinh nàng là bền bỉ như vậy giờ phút này nhưng cũng là nhịn không được trầm mặc đi xuống nàng tâm cũng cảm thấy vô cùng đau đớn Là quân a à là quân trên đời này chính là ngươi có đại ca ruột thịt cũng không thể là vì ngươi làm đến bước này ngày sau ngươi chính là phụ tận người trong thiên hạ cũng nhất định muốn đối ngươi vị đại ca kia cảm ơn có thừa nếu không ngươi chính là không bằng heo chó áo đen tố trinh nghĩ như vậy ta không thể chế ti ta không thể chế ti lâm phong cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ hắn quá đau đau đến hận không thể tự mình kết nhưng là những thứ này rất lực như không tiêu hóa phía dưới những cao thủ kia liền đều là một con đường chế ti bọn họ toàn bộ chế ti cũng không gấp có thể tam đệ không thể chế ti thống khổ như vậy nếu không phải dựa vào ý chí cường đại lực đến chèo chống tuyệt đối là chống đỡ không nổi lâm phong giờ phút này đột nhiên rất muốn ngủ lớn lên ngủ không nổi nhưng ngay tại hắn ý chí lực yếu kém thời điểm, hắn sâu trong linh hồn lại lại truyền tới cường đại tín niệm. Giống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn bắp thịt lần nữa tái tạo, tất cả huyết mạch đoạn lại lần nữa liền lên. Thân thể của hắn bạch cốt xâm xâm, nhưng lại rất nhanh dài ra mới bắp thịt tới. Vỡ vụn thành từng mảnh, từng khúc tái tạo. Đây là nhân gian cực hạn thống khổ. Lại nhìn cái kia bát quái trong lò đan, trận này luyện hóa, kéo lên, giống như cho người ta đánh gây mê một dạng, không cảm giác được tấn thăng thống khổ. Nhưng là, đối thân thể thương tổn là không ai có thể thay thế. Cho nên, không ít người cảm giác mình còn rất thuận lợi thời điểm, đột nhiên mãnh liệt phun máu tươi, trực tiếp bạo thể mà chế ti. Bát quái đan lô bên trong, xương máu tràn ngập, nguyên một đám cao thủ ngã xuống, cũng có nguyên một đám cao thủ tại dạng này kéo lên bên trong tấn thăng. Sớm nhất tấn thăng cũng là kiều ngưng, kiều ngưng rất thuận lợi đến hư tiên cảnh. Nàng tích lũy vốn là rất đủ đầy đủ, cho nên lần này tấn thăng, một cách tự nhiên. Mà lại, Kiều Ngưng cũng là phía dưới nhẫn tâm, tiếp tục hấp thu thuần dương đan thuốc, luyện hóa trước đó thu lấy nguyên thủy thiên lôi. Nàng như cá gặp nước hấp thu thuần dương chi khí. Mà giờ khắc này, tội yên nhiên lại cũng không thuận lợi, nàng dù sao pháp lực có hạn, như vậy kéo lên, rất nhanh liền kéo lên đến tầm 10, nhưng cũng đã đến nàng cực hạn. Có thể cái kia thuần dương chi lực còn đang không ngừng rót vào. Kiều Ngưng cùng Tô Yên Nhiên cùng một chỗ, nàng thấy thế về sau, lập tức lấy nguyên thủy thiên lôi bảo vệ Tô Yên Nhiên. Nhưng là bát quái này trong lò đan, thuần dương chi khí chỗ nào cũng có, cho dù là nguyên thủy thiên lôi cũng không ngăn cản nổi thuần dương chi khí. Bất quá, điều này cũng làm cho Tô Yên Nhiên tốt hơn rất nhiều. Kiếm hồng bụi thuận lợi đến hư tiên chi cảnh, nàng thực lực là đầy đủ. Nhưng còn có một số minh nguyệt cung đệ tử bạo thể mà chết đi. Vô số người tấn thăng, vô số người bảo thể mà chế đi. Không biết lúc nào, Lâm Phong đột nhiên ngồi xuống. Hiên chính hạo chăm chú nhìn Lâm Phong. Không nghĩ tới, hắn thế mà ngộ ra. Pháp lực cội nguồn, đến từ tâm linh cường đại. Như vậy cha tấn, không chỉ có không có tiêu hao hắn ý chí, ngược lại để hắn tâm linh càng khủng bố hơn. Hắn vốn là tâm linh cũng là cứng cỏi như núi, nhưng lúc này đã đến tâm như minh mông biển cả, cuồn cuộn, rồi rào, không có kẽ hở lâm phong bắt đầu hấp thu rất lực tâm ma những lực lượng này ngược lại tại bắt đầu kéo lên hắn cảnh giới để hắn cường đại lâm phong màu đen rất lực còn cố ý mà tại đem thân thể của hắn đoán tạo vô cùng thuần dương khí tức cũng bị lâm phong hấp thu hắn đan điền vỡ vụn tái tạo hắn não vực tế bảo vỡ vụn tái tạo biến dị hắn là tại một cái quá trình như vậy cưỡng ép kéo lên tu vi động tiên kỳ động tiên đỉnh phong oanh trong chấp nhóm này lâm phong đi thẳng đến thiên vũ cảnh sơ kỳ tu vi hắn có được trời yêu ái yêu thế hắn có thể vô số lần thất bại hắn tại thất bại thống khổ hấp thu kinh nghiệm cho nên hắn hiểu được thời gian pháp tắc đến thiên vũ cảnh tu vi về sau lâm phong lại tiếp tục bạo lực kéo lên không ai có thể nắm giữ lâm phong dạng này tốc độ hắn rất nhanh lại đến thiên vũ cảnh kỳ về sau trực tiếp nhảy lên tới thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi Đến cái này một nấc thang, Lâm Phong rốt cuộc dừng lại. Hắn xông phá thiên vũ cảnh, chính là là bởi vì đang không ngừng thất bại, giải thời gian chân lý. Nhưng ngày này vì cảnh thiên vị ý thức, đây không phải là hiện giai đoạn Lâm Phong có thể lý giải. Mà lại, Lâm Phong tuy nhiên có thể không ngừng thất bại, không ngừng trọng sinh, nhưng tu vi tăng lên nhất định phải vẫn là muốn có một cái quá trình. Lại hướng tăng lên, làm sao đều khó có khả năng. Lâm Phong liền bắt đầu tiêu hóa, hắn tiêu hóa mọi người lực lượng, rất lực, tâm ma, cũng tiêu hóa chính mình tâm ma. Tiêu hóa không, liền tại lần lượt tái tạo lần nữa tiêu hóa. Lâm Phong ý chí lực mạnh đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Tâm như mênh mông biển cả, dồi dào, cuồn cuộn, cứng cỏi, không thể xóa nhòa. Bên trong thiên địa, thương khung bên trong, vạn vật mục nát, duy tinh thần bất hủ. Chỉ cần là có người địa phương, tinh thần năng truyền thừa tiếp. Bát quái đan lô chi, cái kia là một bộ hừng hực khí thế đại địa ngục cảnh tượng vô số cao thủ bạo thành một đoàn xương máu cũng có vô số cao thủ thuận lợi tấn thăng cuối cùng hết thảy bình tĩnh lại lâm phong rời đi bát quái đan lô hắn trực tiếp ngất đi cả người hắn biến thành huyết nhân áo đen tố trinh lúc này đối lâm phong quan tâm nhất nàng lập tức đem lâm phong tiếp được cũng bắt đầu kiểm tra lâm phong tình huống thân thể minh nguyệt tiên tôn quan tâm nhất hiển nhiên là nàng minh nguyệt cung đệ tử còn có kiểu ngưng. Lúc này, đế huyền lấy đại pháp lực phòng ấn núi lửa. Hiên chính hạo đem bát quái đan lô rời xa ra miệng núi lửa. Áo đen tố trinh kiểm tra đến lâm phong tình huống cũng không có trở ngại, hắn thân thể vết thương cấp tốc phục hồi như cũ, kết phải, đồng thời dài ra mới bắp thịt tới. Hắn loại này biến dị tiến hóa năng lực, chi năm đó ma la đại đế chính là chỉ có hơn chứ không kém. Khác biệt là, ma la không có chút nào pháp lực mà lâm phong lại là pháp lực cũng mạnh mẽ vô cùng lâm phong trong thân thể pháp lực y nguyên lao nhanh mãnh liệt tạm thời lâm phong còn không có cách nào thi triển lực lượng hắn phải dùng một đoạn thời gian để tiêu hóa trong thân thể lực lượng áo đen tố trinh cũng không nghĩ nhiều sau đó lấy tia chấp hình cầu vì lâm phong điều trị thân thể cái kia tia chấp hình cầu không giống với trước kia tia chấp loại này tia chấp có một loại sức mạnh đặc biệt đó là tìm kiếm một chút như có thể đem một quyển sách một trang giấy chạm thành phấn vụn. Nhưng hắn trang sách không hư hao chút nào, còn có thể một đạo thiểm điện chém xuống, tờ thứ nhất sách là hủy, trang thứ hai là tốt. Trang thứ ba lại là hủy. Đây là một loại vô cùng tinh chuẩn lực lượng. Tia chấp hình cầu tại áo đen tố trình khống chế xuống, cấp tốc xâm nhập lâm phong thân thể chi, đem lâm phong trong thân thể rất nhiều không hàng phục tạp chất toàn bộ thối luyện tranh thủ thời gian. Áo đen tố trinh như vậy điều trị đi xuống, nàng cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi nàng lúc trước tu vi tiến triển cũng tuyệt đối tính được là thần tốc nhưng là cùng lâm phong như vậy tăng lên lại là có chút tiểu vu gặp đại vu nàng cũng cảm nhận được lâm phong tình huống thân thể áo đen tố trinh biết lâm phong tình huống là có không thể phục chế tính cái này đổi lại là người khác chết ti sớm trăm ngàn lần nhưng lâm phong lại ỉ vào thân thể vô hạn tái tạo cưỡng ép đi đến một bước này tại nàng tia chấp hình cầu điều trị xuống Lâm Phong thân thể cấp tốc phục hồi như cũ, hết thảy tạp chất cùng không hàng phục lực lượng đều phải đến chân áp. Lâm Phong rất nhanh cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Bất quá trong thân thể của hắn còn có một số tình huống tồn tại, nhưng cái này đều không muốn gấp. Những tình huống này đối với người khác tới nói là chí mạng, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là mưa bụi a. À. Lâm Phong hồi tỉnh lại về sau, áo đen tố trinh cũng thu tay lại. Lâm Phong đứng dậy hướng áo đen tố trinh trầm giọng nói ra, đa tạ. Áo đen tố trinh từ tốn nói, không dùng. Lâm Phong cũng không nói thêm lời. Bát quái đan lô, kiều ngưng, kiếm hồng bụi còn có một đám các bằng hữu chỉ cần là còn sống, đều bị hiên chính hạo kéo ra tới. Minh Nguyệt cung bên trong chê ti mấy cái tên đệ tử, nhưng cũng sống sót không ít đệ tử. Sống sót, đều thành hư tiên. Kiếm hồng bụi tự nhiên là không có việc gì, kiều ngưng cũng không có việc gì, Nàng đã kéo lên đến Hư Tiên Kỳ tu vi, chỉ một lúc sau có thể đến tới Hư Tiên đỉnh phong. Mà Tô Yên Nhiên lại là bản thân bị trọng thương, vẫn không có tấn thăng đến Hư Tiên, bất quá là tầng 10 kỳ. Đây là kiều ngưng một mực bảo hộ nàng, mới khiến cho nàng sống sót. Bát quái đan lô, chê ti đi cao thủ, lên thân thể linh hồn toàn bộ tầng bổ bát quái đan lô bản thân, đã hóa thành hư vô. Sống sót ước chừng có 2.000 tên 200 tên cao thủ toàn bộ đều là hư tiên tu vi. Nơi này liền lại xuất hiện một vấn đề, đó là y nguyên không đủ 3.000 số lượng. Còn kém 200 tên hư tiên cao thủ. Hiên chính hạo cũng không nhiều lời, hắn trùng đế huyền nói ra, vậy làm phiền ngươi mang một số người đi hướng thần tộc, trời cao tông, vũ hóa môn mượn chút hư tiên tới. Chỉ cần bọn họ chịu một phương cho mượn 60 tên cao thủ đến, cho bọn hắn một phương 11 tỷ thuần dương đan thuốc. Đế huyền gật gật đầu, nói ra, tốt, nếu là không mượn, Vốn đại đế mang ra bọn họ Sơn môn. Sau đó, Đế Huyền trực tiếp đi. Chẳng phải là còn kém 20 tên, áo đen Tố Trinh hỏi Hiên Chính Hạo, đây là nói, Đế Huyền có thể thuận lợi mượn đến tình huống dưới. Hiên Chính Hạo nói ra, vấn đề không lớn, chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, cho bọn hắn một số khen thưởng, để bọn hắn đi mời một hai chục người bằng hữu đến, cái kia vẫn là có thể. Ngay sau đó, Hiên chính hạo lại triệu tập những cái kia không tại trong lò đan một số cao thủ. Hắn cho ra khen thưởng, chỉ cần ai có thể mời một tên hư tiên đến đây, cái kia cho khen thưởng 500 triệu thuần dương đan thuốc. Được mời đến bằng hữu thì không có khen thưởng, đây là hiên chính hạo tính kế, nếu như được mời đến đều cho khen thưởng, cái này 3.000 hư tiên chẳng phải là đều tâm lý không thăng bằng. Hiên chính hạo chỉ nói nói, tấn công Ngọc Thanh môn hạ đến về sau, sống sót, mỗi người cũng còn có một tỷ thuần dương đan thuốc. Hiên chính hạo cái này 100 điểm báo thuần dương sông, cũng có thể để hắn có tư cách khoa trương phía dưới dạng này cửa biển. Đế huyền bên kia đi cho người mượn, cũng là rất là thuận lợi, trong vòng một ngày tìm đến 150 tên hư tiên. Thật sự là tam đại phái tay cũng không có nhiều như vậy, có thể mượn đều mượn. Ba phái ngược lại không phải là chân thực nhiệt tình, chủ yếu là đế huyền tu vi ở chỗ này. Một bên là đại bổng, một bên là Cả rốt, ba phái còn có thể thế nào, còn không phải muốn mượn chẳng lẽ chờ lấy đế huyền đến diệt môn sao? Những cái kia nguyện ý đến hư tiên cũng nghe nói sau khi chuyện thành công cũng có đại lượng đan dược, liền cũng không tính quá mức miễn cưỡng. Tất cả mọi người tới, mà những cái kia còn lại tán tu cao thủ trước đi mời, cũng tại trong vòng hai ngày trở về, còn thật mang một nhóm cao thủ trở về. Hết thảy thế mà mang về hơn 50 tên, sau đó, 3.000 số lượng tại thời khắc này, chính thức gom góp. Đế huyền sau cùng đối hiên chính hạo cảm khái, nói ra, ngươi lần này có thể đem sự tình hoàn thành, nhờ có vốn đại đế đầu này thuần dương sông. Nếu là không có cái này thuần dương sông, ngươi làm sao bây giờ? Hiên chính hạo nói ra, mọi thứ đều không có nếu như, lịch sử đại sự kiện phát sinh, thường thường đều là rất nhiều ngẫu nhiên cùng tất nhiên đến hình thành. Cho nên, ta sẽ không nghĩ, nếu như ngươi không có sẽ như thế nào sự tình. Đế huyền nói ra, lão tử lúc trước tìm ngươi hợp tác, là muốn hốt du ngươi hiện tại lão tử cảm giác mỗi ngày bị ngươi hốt du. Hắn cùng Hiên Chính Hạo tiếp xúc lâu, cũng hiểu hốt du hai cái này hiện đại hóa từ ngữ. Hiên Chính Hạo cười ha ha, nói ra, tương lai, ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định này. Ba nghìn số lượng đã tề tựu. Bởi vì tôi yên nhiên bị thương nặng, lần hành động này nàng không cần tham gia, tiếp tục hồi thiên chỉ cắt đi. Đế huyền ngược lại là rất thưởng thức tô yên nhiên, cho nàng một số thánh dược chữa thương. Về sau, Hiền chính hạo có khuyên kiều ngưng, lần này hỏa trận chi, vẫn sẽ có rất nhiều người sẽ chê ti, ta khuyên ngươi, không muốn đi vào mạo hiểm. Mạng ngươi, bọn họ cao quý, nếu là la quân cứu ra, mà ngươi lại ra chuyện. Ta lại thế nào đi hướng la quân bàn giao, la quân chẳng phải là muốn ôm hận cả đời. Kiều ngưng ánh mắt kiên định, nàng nói ra, từ đồ linh nhi vì cứu la quân, đi phó hiểm địa, cử tử nhất sinh. Trầm mặc nùng ở hậu phương yên ổn hết thảy mà ta nếu chỉ ở một bên xem các người nỗ lực đổ máu ta làm không được mỗi người đều sẽ chê ti nếu là ta chê ti tại đây là mệnh ta nếu như là mệnh ta ta nhận mệnh nàng ánh mắt cứng cỏi kiên định không thể nghi ngờ hiên chính hạo cũng không khỏi đối kiều ngưng nổi lòng tôn kính sau đó hiên chính hạo cũng đồng ý kiều ngưng thêm vào tiếp đó hiên chính hạo bố hỏa trận thiên trận lấy thần long tiểu cửu cùng lạc tuyết cầm đầu chỉ huy còn lại 11 tên thiên mệnh giả chủ trì. Lôi trận, tự nhiên là áo đen tố trinh. Phong trận, đế huyền một người chủ trì. Bao quát minh nguyệt tiên tôn các nàng những người này, lăng vân phong chờ một chút, toàn bộ đều gia nhập vào hỏa trận chi. Là những người này toàn bộ thêm vào, mới chính thức là 3.000 số lượng. Vì kiếm đủ đếm, lâm phong cũng đến hỏa trận chi. Bạch vân trọng, đỗ quản ra một đoàn người, cũng đều tại lửa trong trận hỏa trận từ hỏa hồng cân đến chủ trì. Lại có tứ đại thủ hộ thần thú chấn thủ sơn hà xã tắc đồ tứ phương. Hiên chính hạo chủ trì van xin đại trận. Thuần dương sông treo lơ lửng bầu trời. Một chuyện cuối cùng, đó là hấp thu thiên châu thế giới chi lực. Hiên chính hạo lo liệu thiên lôi phong hỏa đại trận, lại có thần long tiểu cửu cái này thiên châu thiên mệnh chi vương tồn tại, lấy thiên đạo ý chí, tứ đại thủ hộ thần trợ giúp, như thế hấp thu thế giới chi lực, cũng là dễ như trở bàn tay cũng chỉ có dạng này lực lượng mới có thể chân chính trưởng khống thiên châu thế giới chi lực. Trong nháy mắt đó, thiên lôi phong hỏa đại trận triệt để khởi động. Sơn hà xã tác đồ ở trên không vô hạn phòng lớn, đem chọn cái màn trời bao phủ, liền để cho toàn bộ thiên châu đều tại sơn hà xã tác đồ bao phủ phía dưới. Ở trên trời châu bên trong, không có tham gia tràng chiến dịch này thần thông giả nhóm ngẩng đầu nhìn lên trời, liền nhìn thấy. Thần Thông giả nhóm liền có thể nhìn thấy tầng mây chi, thế giới ngược lại treo lơ lửng. Sơn Hà xã tác đồ triển khai, lại hình như là cảnh không thực. Lúc này, tứ phương thần thú toàn bộ nghe theo Hiên Chính Hạo hiệu lệnh. Bọn họ là không thể kháng cự, bởi vì Thần Long tiểu cửu chính là Thiên Châu Thiên mệnh chi vương, nó ý chí lực những thần thú này nhóm không thể không theo. Hiên Chính Hạo đứng tại Nhất Nguyên chi chu, đây cũng chính là van xin đại trận. Nhất Nguyên chi chu to lớn vô cùng, phiêu phù ở thế giới chi, như minh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền con. Lại cái này thuyền muốn hướng đi điểm cuối cũng không phải là bên kia bờ đại dương, mà chính là đại đạo bỉ ngạn. Phan xin đại trận triển khai, thần long tiểu cửu chỉ huy chúng thiên mệnh giả khống chế tế đàn, đem thiên trận uy lực thi triển đi ra. Làm hết thảy lực lượng triển khai, thiên châu chi, vô cùng màu trắng nhân quân chi khí bị thu nạp đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Sơn hà xã tắc đồ, nhân quân chi khí càng ngày càng đậm hơn. Toàn bộ sơn hà xã tác đổ bên trong cũng bắt đầu bị nhân quân chi khí tràn ngập. Đây là thế giới chi lực. Nhưng cái này thế giới chi lực rất khó tiêu hóa. Rất có thể sẽ để thi pháp giả hút vào tự bạo mà chết đi. Không phải mỗi một cái tạo hóa cảnh cao thủ đều có thể tiêu hóa thế giới chi lực. Cho nên, hiên chính hạo mượn nhờ thiên mệnh chi vương, thiên đạo lực lượng. Cái này như thời cổ một số quyền thần, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu đồng dạng. Đồng thời, Phan xin đại trận, Nhất Nguyên Chi Chu bắt đầu vận chuyển lại. Cái kia Nhất Nguyên Chi Chu huyễn hóa ra vô cùng hư ảnh, cái này hư ảnh phiêu tán tại các nơi trên thế giới, khắp nơi đều là thuyền ảnh. Mỗi một chỗ thuyền ảnh đều có vô số ảo diệu trận pháp, phương trình thức biến hóa khó lường. Hiên Chính Hạo tay cầm ma điển, hết sức chăm chú, mỗi một chỗ phương trình thức cùng thế giới chi lực đều phát sinh kịch liệt va chạm, nhưng sau cùng đều bị phương trình thức thu nạp dạng này tràng cảnh để áo đen tố trinh đế huyền bọn người nhìn kinh hồn bạt vía nhìn mà than thở cái này quá bất khả tư nghị áo đen tố trinh nhịn không được nói ra hắn còn là người sao đầu hắn đến cùng là cái gì làm dạng này tràng diện ta vạn vạn khống chế không đế huyền nói ra bạch cô nương hiên chính hạo người này là kinh thiên động địa tuyệt mới người này mưu đồ sâu xa trí tuệ siêu quần cái này nhất nguyên chi chu trước kia cho tới bây giờ không nhân xâm phá qua nhưng hắn lại tham phá tất cả chuyện không có khả năng tại hắn tay đều biến thành khả năng bất quá đáng tiếc đáng tiếc cái gì áo đen tố trinh hỏi đế huyền đế huyền nói ra đáng tiếc hắn cũng không phải là thiên mệnh giả áo đen tố trinh nói ra hắn đổ cùng la quân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu la quân trí tuệ không kịp hiên chính hạo nhưng là vận khí nhân cách mị lực đều muốn hiên chính hạo mạnh Hiên chính hạo tuy nhiên nhân cách mị lực cùng vận khí không bằng la quân, nhưng là trí tuệ đền bù hết thảy. Cho nên hai người này thường thường cũng có thể làm đến nhìn như không thể nào làm được sự tình. Ngọc Thanh Thế Giới bên trong Ngọc Thanh Môn Tại Vân Đính Điện, Phó Tri Trần nghe thủ hạ báo cáo. Tất cả trưởng lão, phó trưởng giáo nhóm, các đệ tử đều tại. Cái kia tên thủ hạ nói ra, căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, Hiên Chính Hảo đã tề tụ 3.000 hư tiên, đồng thời dùng sơn hà xã tác đồ thu nạp thiên châu thế giới chi lực. Cái này tên thủ hạ sau khi nói xong, đại điện một trong mảnh trầm mặc. Phó Chi Trần đều không có tâm tình cùng mọi người thương lược, hắn nói ra, mọi người làm tốt chống cự chuẩn bị đi, bản tôn muốn đi quá tôn lầu một chuyến. Hắn rất nhanh đi quá tôn lầu, mà nạp lan vân tuyết cũng đi cùng quá tôn lầu, nàng tự nhiên là đi gặp sư phụ. Nhã chân nguyên tại chính mình trong đình viện vẫn luôn là tu thân dưỡng tính, không hỏi qua bên ngoài là không phải lại chuyện gì phát sinh nhã chân nguyên hỏi nạp lan vân tuyết trầm giọng nói ra sư phụ đại sự không ổn nhã chân nguyên nhíu mày nói ra sự tình gì chẳng lẽ thiên châu bên kia lại ra yêu thiêu thân theo vi sư biết liền trọng sư huynh đều rời núi ngày đó châu có trăm ngàn tỷ thuần dương sông có ngày phía dưới anh hùng hào kiệt cũng không đủ gây sợ huống chi chúng ta còn có hỗn nguyên thái cực đồ Hỗn nguyên thái cực đồ không thể đi tấn công người khác, nhưng là thủ thành uy lực, là bất luận kẻ nào đều vô pháp tưởng tượng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, sư phụ, căn cứ chúng ta tình báo nhân viên trở lại báo cáo tin tức, đối phương lần này, đến có chuẩn bị. Làm sao cái có chuẩn bị pháp? Nhã chân Nguyên hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Thiên Châu Đại Khang Hoàng đế Hiên Chính Hạo sử dụng sơn hà xã tác đổ bố trí xuống thiên lôi phong hỏa đại trận, tụ tập 3.000 hư tiên thành 3.000 số lượng, cũng bố thành hỏa trận mà lại, còn hấp thụ thiên châu thế giới chi lực, bây giờ hiên chính hạo chờ xuất phát, liền muốn tiến công tới. Nhã chân nguyên trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nhã chân nguyên mới phản ứng được, là một cái động tiên cảnh tiểu tặc, vì hắn, thiên châu bên kia chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến. Bọn họ điên sao, đúng là điên, khắp thiên hạ đều điên đi. Từ khi trong môn phái bắt đầu muốn đối phó tiểu tặc này, chính là tổn binh hao tướng vô số. Vi sư cũng tại lịch kiếp khó, Hiện tại ngược lại tốt, liền cả môn phái đều muốn bao phủ ở bên trong, còn phải đối mặt sinh tử tồn vong. Hắn rốt cuộc là ai? Nhã Chân Nguyên cảm thấy mình đều có chút muốn điên. Nạp Lan Vân Tuyết trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, "Lúc này, sư phụ, ngài nói tổ sư nhóm có khả năng hay không sẽ thỏa hiệp, đem cái kia La Quân trả lại?" "Không có khả năng." Nhã Chân Nguyên thở dài, nói ra, "Trận chiến này không thể tránh được, đối phương không phải người ngu." bọn họ thật vất vả tập kết một trận chiến này, coi như chúng ta trả lại la quân, bọn họ cũng sẽ tiếp tục giết tiếp. Bởi vì bọn hắn đã không có lui lại đường, bọn họ không đem chúng ta đánh cho tàn phế, bọn họ sẽ biết sợ ngày sau chúng ta trả thù. Bọn họ muốn tập kết một lần, quá khó khăn, đạo lý này, không ai không hiểu. Tại thời không chi trước điện mặt, Tuế Hàn Tam Hữu cùng Phó Chi Trần đều tại yêu cầu gặp trọng Xuân Mưu. Các ngươi lại đi chuẩn bị, ta sẽ một mực trưởng khống hỗn nguyên thái cực đồ, mọi người tùy thời chuẩn bị ứng chiến đi năm đó chúng ta tổ tiên cùng đi tiên nhân đem kepler cường giả lật đổ hôm nay chẳng lẽ chúng ta có thể sợ những thứ này ti tiện nhân loại sao trọng xuân mưu nói ra ngọc thanh thế giới bầu trời một mảnh trong vắt trời xanh như tẩy bạch phân du du ánh nắng tươi sáng đối với ngọc thanh thế giới dân chúng bình thường nhóm tới nói hết thảy đều cùng bình thường không có cái gì khác biệt nhưng hết thảy bình tĩnh đều tại một sát na kia bị phá hư hầu như không còn nhìn có dân chúng hoảng sợ hô kêu lên tại thời khắc này rất nhiều dân chúng các cái địa phương dân chúng thậm chí các loại sinh linh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời cái kia thiên không chi không khí xuất hiện vô số gợn sóng gợn sóng giống như là hải dương một dạng không khí sền sệt như thủy thế mà ba đào hung dũng không biết đang nổi lên cái gì đón lấy hư không bắt đầu xuất hiện cùng loại cảnh không thực đồ vật đám dân chúng nhìn đến bầu trời chi, cái kia không khí gợn sóng chi xuất hiện sông núi, dòng sông, phiên chợ, các loại sinh linh. Vân vân, giống như là lớn nhất nguyên thủy thế giới một dạng, tại bầu trời chi xuất hiện. Cái kia là mộng ảo một màn, là thật không thể tin một màn, là hùng vĩ một màn. Sơn Hà xã tác đồ đem chọn cái Ngọc Thanh thế giới bao phủ lại. Bao quát Ngọc Thanh môn hư không? Tại Ngọc Thanh trong môn, chúng đệ tử lập tức cũng phát hiện tình cảnh này. Tại Ngọc Thanh môn hư không, bát quái đan lô hiển hiện, hỏa trận hoành không. Lôi trận gào thét, phong trận bao phủ phương Bắc, van xin đại trận tỏa trấn van xin. Hiên chính hạo tại van xin đại trận chi, cũng là nhất nguyên chi chu bên trong. Thiên trận chi, thiên đạo uy nghiêm tràn ngập ra, giống như thiên đạo ý chí đồng dạng. Thiên lôi phong hỏa đại trận liền triệt để chế tạo thành công, tại cái kia hư không còn có thuần dương sông vắt ngang lấy, Toà đại trận này uy nghiêm khiến người ta hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Chính là thiên vị cảnh phó chi Trần Đối mặt dạng này đại trận, đều cảm thấy run lẩy bẩy, cảm thấy mình giống như là con kiến hôi. Trận này căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Van xin đại trận chi, hiên chính hạo vận chuyển pháp lực. Trong nháy mắt, thiên lôi phong hỏa đại trận triệt để khởi động, bốn trận cùng một chỗ truyền tống lực lượng đến van xin đại trận chi. Cái kia một cái chớp mắt, Phan xin đại trận biến hóa ra vô cùng hư ảnh, những thứ này hư ảnh sau cùng hình thành một người bộ dáng. Người này chính là Hiên Chính Hạo. Cự nhân Hiên Chính Hạo. Cái này Hiên Chính Hạo cao có 100 trượng, bàn tay to bao trùm xuống, có thể đem một tòa nhà trực tiếp xé rách lên. Cái này Hiên Chính Hạo đôi mắt tinh sáng tỏa ánh sáng, bên trong lấp lóe, toát ra hỏa diễm, giống như là hai cái mặt trời. Liền cũng tại lúc này, Ngọc Thanh Môn bên này cũng làm ra phản ứng tại ngọc thanh trong cửa xuất hiện mấy người mấy người này chính là trọng xuân mưu cùng tuế hàn tam hiếu trọng xuân mưu một thân hắc bào nghiêm túc cùng cực hắn vung tay lên đột nhiên không khí xuất hiện gợn sóng đồng thời cái kia gợn sóng bên trong hiện ra một cánh cửa trong môn là hỗn nguyên thái cực đồ hắn để tuế hàn tam hiếu tiến vào thái cực đồ đón lấy lại một tay cầm ra một cái dây leo bóng cái kia dây leo bóng bên trong chính là la quân cùng linh nhi hắn đem cái kia dây leo bóng cũng trực tiếp ném vào đến trận pháp hạch tâm chi sau đó trọng xuân mưu bàn tay lớn vồ một cái cái kia hỗn nguyên thái cực đồ đột nhiên vô hạn thu nhỏ thế mà giống một cái la bàn lớn nhỏ đồng dạng bị trọng xuân mưu chụp vào tay hắn đem cái kia dây leo bóng ném vào đến trận pháp hạch tâm chi là có ý gì áo đen tố trinh tại hiên chính hạo thân thể hư ảnh bên trong nàng nhìn thấy cái này tình huống không khỏi bị kinh ngạc nàng thế nhưng là người thông minh liếc một chút nhìn ra quan trọng vị trí hiên chính hạo liền đối áo đen tố trinh nói ra hắn phải dùng trận pháp hạch tâm tất cả lực lượng đến luyện hóa dây leo bóng la là quân làm sao có thể chịu được áo đen tố trinh nghe vậy hoảng sợ thất sắc đối với nàng tới nói làm ra hết thảy đều là vì nghĩ cách cứu viện la quân nếu như la quân chế ti như vậy hết thảy đều muốn không có ý nghĩa hiên chính hạo trầm giọng nói ra vậy phải xem chúng ta công kích đến mạnh biết bao để hắn không rảnh đi bận tâm dây leo bóng, kể từ đó, có lẽ là quân còn có một đường sinh cơ. Không phải vậy lời nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Người sớm dự liệu được điểm này, đúng hay không? Áo đen tố trinh lập tức nói ra. Không sai, hiên chính hạo nói ra. Áo đen tố trinh trầm mặc đi xuống, người tốt nhất đừng bị ta phát hiện, người có mưu đồ khác. Đây là áo đen tố trinh sau cùng nói với hiên chính hạo lời nói. Cùng lúc đó, cái kia Trọng Xuân Mưu đi vào cự Nhân Hiên Chính Hạo trước mặt. Thân hình hắn tại Hiên Chính Hạo trước mặt lộ ra nhỏ bé không, nhưng là, hắn lại có nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Trọng Xuân Mưu nhìn về phía Hiên Chính Hạo, hắn ánh mắt bình tĩnh không, nào đó mấy ngàn năm qua này, ít có uy, hôm nay, nào đó liền muốn mượn ngươi đến ma luyện nào đó tu vi. Hiên Chính Hạo từ tốn nói, ta đường còn rất dài, nhưng ngươi đường đã đến cuối cùng. Trọng Xuân Mưu nghe vậy không khỏi giận quá thành cười nói ra, thật là cuồng vọng. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, ta lấy không quan trọng chi thân, khiêu chiến toàn bộ Ngọc Thanh, cái này bản thân liền là cả gan làm loạn sự tình. Còn có sau so đây càng cả gan làm loạn sự tình sao? Trọng Xuân ngư ngay sau đó cũng thì không cần phải nhiều lời nữa, nói ra, tốt, ra tay đi, nào đó hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, người trận này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hiên chính hạo trong mắt tuôn ra tinh quang, người sẽ thấy hắn bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Đây là kỳ diệu một màn, khi hắn mở hai mắt ra lúc, bên trong thiên địa sáng ngời tới cực điểm, đồng thời khắp nơi đều tràn ngập nóng bức nóng bức vị đạo. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời liền thì tối lại. Tựa như là, mặt trời xuống núi. Hiên chính hạo tựa như là một cái siêu cấp cơ giáp đồng dạng, sừng sững không chung, cái này toàn bộ sơn hà xã tắc đồ, bầu trời, thiên địa lực lượng đều để cho hắn sử dụng hắn đầu tiên nắm chặt quyền đầu nhất quyền hướng trọng xuân mưu đánh giết tới một quyền này hiển nhiên chỉ là thăm dò mà thôi nhưng chính là cái này đơn giản thăm dò theo hắn quyền đầu vung lên cái kia thuần dương sông bên trong thuần dương đan liền bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên hắn quyền đầu giống như một tòa phòng ốc rộng nhỏ chợt nhìn chính là một tòa núi nhỏ hướng trọng xuân mưu đập tới một quyền này vận dụng trong nháy mắt liền để không trung gợn sóng lăn lộn lại có gợn sóng mãnh liệt thái độ. Đơn giản nhất quyền, lại là thế giới lực lượng ẩn chứa bên trong. Một quyền này ra ngoài, chém giết tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ đều không nói chơi. Đây cũng là thế giới lực lượng chỗ kinh khủng, cũng là vì cái gì trên địa cầu, hội bố trí quy tắc, không cho phép cao thủ nắm giữ tránh thức thế giới lực lượng chi nguyên nhân. Một quyền này bên trong, thiên trận phát động, từ thần long tiểu cửu chỉ huy chúng thiên mệnh giả vận chuyển thế giới chi lực. Bốn trận cung cấp trung ương Trung ương đại trận khống chế hết thảy, điều khiển như cánh tay. Trọng Xuân Mưu nhìn đến một quyền này phủ đầu từng đánh chệ ti đến, chính là hắn cũng cảm thấy muốn tránh cũng không được, chỉ có ứng chiến. Cái kia một cái chớp mắt, hắn không nói hai lời, nhất quyền đánh giết ra ngoài. Tại cánh tay hắn trung gian, gợn sóng dập dờn, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ hư ảnh dần hiện ra tới. Một quyền này bên trong, Ngọc Thanh thế giới thế giới chi lực vận chuyển, mà lại, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong Tuế Hàn Tam hữu toàn lực phát động. Vô cùng thuần dương đan cũng bắt đầu thiêu đốt, rót vào đến cái kia thái cực đồ hạch tâm trong trận pháp. Ầm ầm. Trọng Xuân Mưu quyền đầu cùng Hiên Chính Hạo quyền đầu đánh giết cùng một chỗ, hai cỗ thế giới chi lực quấy lay động, chém giết. Toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, là chân chính run rẩy. Sau đó, tại phía sau hai người, không khí lăn lộn cuồng bạo, tựa như là biển động bao phủ đồng dạng. Đó là khủng bố một màn. Cái này lần thứ nhất giao thủ, hai người chính là tương xứng. Về sau, hai người này cũng khôi phục lại bình tĩnh. Ngọc Thanh trong môn, Thái Thượng Tôn trong lầu, Nhã Trân Nguyên cùng Nạp Lan Vân Tuyết đều quan tâm nhìn lấy bầu trời này một màn. Phó Tri Trần cùng chúng đệ tử, trưởng lão, phó trưởng giáo cũng đều nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Bọn họ đều là thông thiên nhân vật, nhưng tại cấp bậc như vậy chiến đấu trước mặt, bọn họ cảm thấy mình cũng là con kiến hôi. Bọn họ lực lượng căn bản không dám tới gần loại này cấp bậc chiến đấu. Nhã Chân Nguyên cũng nhìn đến cái viên kia dây leo trứng bị ném vào đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ Hạch Tâm trong trận pháp. Trong nội tâm nàng phức tạp tới cực điểm, nàng là hy vọng La Quân chế ti đi như thế. La Quân một ngày không chế ti, nàng liền sẽ một mực bị đính tại nội tâm của nàng Sỉ Nhục Trụ phía trên. Nhưng là, nàng trong bụng, nàng có thể nghe được rất nhỏ nhảy lên âm thanh, đó là nàng và La Quân cốt nhục. Nàng nghĩ, tương lai đứa nhỏ này biết mình tại phụ thân nàng trước khi chế ti, chính mình cũng không có làm qua bất luận cái gì nỗ lực, hài tử có thể hay không tự trách mình đâu. Mặc kệ nhã chân nguyên tâm tình như thế nào phức tạp, nàng từ đầu đến cuối không có biểu lộ nửa phần, cũng không có tính toán làm bất luận cái gì hành động. Nàng không có khả năng đi cứu La Quân, tức thời nàng muốn cứu, cũng cứu không. Chỉ cần vừa nghĩ tới La Quân, trong nội tâm nàng liền sẽ bốc lên ra to lớn sỉ nhục cảm giác đến. Vĩnh viễn ma diệt không rơi xỉ nhục cảm giác. Là quân, người thì an tâm đi chế đi, nhã chân nguyên ở trong lòng thì thảo nói ra. Hiên chính hạo cùng trọng xuân mưu cũng không có gấp xuất thủ, vòng thứ nhất là thăm dò, sau đó, hai người đều khôi phục lại bình tĩnh. Hiên chính hạo thủy chung nhắm hai mắt, mà trọng xuân mưu cũng từ đầu đến cuối không có lại ra tay, hắn đang trầm tư, người nào cũng không biết, ở cái này trong lúc mấu chốt, trọng xuân mưu đến cùng suy nghĩ cái gì. Tại cái kia hỗn nguyên thái cực đồ hạch tâm trong trận pháp, là quân cùng Linh Nhi đồng thời phun ra ra máu tươi. Vừa mới trọng xuân mưu cùng tuế hàn tam hữu hợp lực, đồng thời vận chuyển vô cùng thuần dương đan thuốc, tăng thêm hỗn nguyên thái cực đồ lực lượng. Bọn họ một quyền kia đánh đi ra, thì như lũ quét biển động bạo phát đồng dạng, là quân cùng Linh Nhi thì là lại sơn hồng biển động trung gian tiếp nhận dạng này lực lượng. Tuy nhiên không đến mức tất cả lực lượng đều rơi xuống trên người bọn họ, thế nhưng dạng lực lượng cũng là đủ rất khủng bố. La Quân cùng Linh Nhi bao quát nhanh nhạy đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cứ việc La Quân cùng Linh Nhi đã ở vào âm dương pháp lực dung hợp trạng thái, Linh Tuệ hòa thượng cây mắt trong nháy mắt này tràn ngập huyết hồng. Hắn hướng La Quân quát, vừa mới lực lượng vẫn là món ăn khai vị, hiện tại ngươi lại không tỉnh lại đại số mệnh thuật, chúng ta thì thật muốn xong đời. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt tràn ngập cứng cỏi, không hối hận. Nàng cũng không thúc giục La Quân nàng tâm ý, là quân minh bạch. Cái kia chính là, chê ti cùng một chỗ, chê ti cũng không tiếc. Là quân hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại. Hắn cũng là như thế, càng nguy hiểm, hắn thì càng chấn tĩnh. Tại hắn não bộ bên trong, viên kia đại số mệnh hạt giống im ắng, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Là quân trước đó đã từng nỗ lực tỉnh lại qua nó vô số lần. Cứ việc, là quân ở sâu trong nội tâm cũng không thích đại số mệnh thuật, bởi vì loại này lực lượng để hắn trầm mê, để hắn không cách nào tự kiềm chế. Nhưng hắn vẫn luôn muốn tỉnh lại Lam Tử Y. Lúc này, hắn bỗng nhiên không có sử dụng pháp lực. Ta một mực động dùng pháp lực, chẳng lẽ là sai? Là quân ám đạo. Sau đó, hắn bắt đầu dùng chính mình ý niệm đi tỉnh lại số mệnh hạt giống. Ý niệm, ý chí lực. Ý chí lực, mỗi người đều có. Tại người rủ xuống chê ti thời điểm, ý chí lực liền có thể rất tốt thể hiện. Có người tại phế tích bên trong, có thể dựa vào hết thảy có thể dựa vào sống sót. Có người sống không qua ba ngày. Lâm Phong tại rủ xuống chê ti thời điểm, đem ý chí lực tăng lên tới ý như minh mông biển cả, cuồn cuộn, rồi rào. Lúc này, là quân cũng bị tử vong liêm đao ở phía sau thúc đuổi, sau đó, hắn cầu sinh ý chí lực bắt đầu thức tỉnh. Hắn ý chí cường đại lực rót vào đến lớn số mệnh hạt giống bên trong đi. Là quân vốn là có lấy cường đại ý chí cứng cỏi lực lúc trước hắn đối chiến tu la đại đế trầm mặc nhiên hoang thần vương khôi lỗ, thả chết đi chứ không chịu khuất phục, thành công ngăn cản một chàng tai nạn. Thẳng đến sau cùng, đánh lui địch nhân, hắn mới ngất đi. Hắn không ở trong tuyệt cảnh từ bỏ, mà là tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm hết thảy có thể có thể sống sót thừa số. Ý như biển cả, tại cái kia một cái chớp mắt, là quần ý chí lực nhảy lên tới cực hạn, vì Linh Nhi, vì cái kia hết thảy hết thảy Hắn đều không cho phép chính mình cứ như vậy chết ti ở chỗ này. Tại một sát na kia, Là Quân đột nhiên minh bạch thứ gì? Nguyên lai, đại số mệnh thuật điểm mấu chốt là ở chỗ này. Hắn một mực không có nghĩ rõ ràng, hiện tại rốt cuộc nghĩ rõ ràng. Cái kia chính là, đại số mệnh thuật vốn cũng không tính toán tại pháp thuật một đường bên trong, quy tắc cũng vô pháp cực hạn đại số mệnh thuật. Số mệnh là bao trùm chúng sinh phía trên lực lượng. Số mệnh một khỏa tinh cầu cũng có chính mình số mệnh, một hạt cát đá cũng có số mệnh. Số mệnh, đầu đầu cũng có, lại tựa hồ như lại chưa bao giờ tồn tại. Số mệnh hai chữ này là nhân loại định nghĩa. Có thể tỉnh lại số mệnh không phải pháp lực, mà là đến từ tâm linh ý chí lực lượng. Ý chí lực lượng giống như số mệnh, nó cũng là loài người định nghĩa. Nó tại tiểu thảo trên người có thể hiện, tại nhân loại trên người có thể hiện, ý chí lực ở khắp mọi nơi, nhưng cũng tựa hồ theo không ai thấy qua, chính là cùng số mệnh không có sai biệt. Số mệnh hôm nay bình tĩnh, nhưng ý chí cứng cỏi lực có thể làm cho số mệnh hướng tốt phương hướng đi. Ý chí lực lượng mới có thể tỉnh lại số mệnh. La quân dường như cảm giác được não vực chỗ sâu, cái kia một hạt giống ngay tại bắt đầu nảy mầm, tỏa ra sinh cơ đến. Giờ khắc này, đại số mệnh thuật, thức tỉnh. Ẩn ẩn, La quân minh bạch một ít gì đó. Làm người oán niệm quái vận mệnh, số mệnh thời điểm, người quên còn có một thứ đồ vật. Cái kia chính là ý chí cứng cỏi lực có thể đem không tốt số mệnh hướng tốt phương hướng dẫn đạo. Oán trời trách đất lực lượng là không thể nào cải biến bất luận cái gì đã tồn tại sự thật. Duy cầm giữ có ý chí lực, tăng thêm hành động lực mới có thể cải biến số mệnh. Nói cho đúng, không tính là cải biến, mà chính là dẫn đạo. Dẫn đạo số mệnh, đại số mệnh thuật triệt để thức tỉnh. Là quân theo tu vi tiến dai, hắn thọ mệnh đã đạt tới vạn năm lâu. Cho nên hiện tại, hắn thọ mệnh cũng là miễn cưỡng đủ. Mà lại, Linh Nhi cũng có vượt qua vạn năm thọ mệnh, nàng và La Quân dung hợp về sau, La Quân đại số mệnh thuật cũng có thể mượn dùng Linh Nhi thọ mệnh. Ngoại giới, Hiên Chính Hạo cùng Trọng Xuân Mưu một mực tại rằng co. Hiên Chính Hạo xuất thủ lần nữa, hắn đã nhìn ra Trọng Xuân Mưu như cú tại lĩnh ngộ, lão thất phu này là muốn xông phá tạo hóa cảnh tứ trọng ràng buộc hướng tạo hóa cảnh tầng thứ 5 đi vào phát. Hiên chính hạo như thế nào cũng không thể cho trọng xuân ngưu cơ hội này. Đón lấy, hiên chính hạo đại thủ vận chuyển, cái kia hư ảnh bên trong, một miệng lôi kiếm hiển hiện. To lớn vô cùng lôi kiếm, cái này lôi kiếm quét ngang hư không ngàn dặm như lôi điện bốn phía thoáng hiện, đem thiên địa đun sôi. Thế giới chi lực rót vào trong lôi trên thân kiếm. Hiên chính hạo đồng thời vận chuyển phong trận, tay trái lôi kiếm, tay phải băng kiếm. Băng kiếm lực lượng đến từ phong trận gia trì, đồng thời có thiên đạo chi lực quán thâu bên trong. Thần Long Tiểu Cửu cung cấp Hàn băng chi phách chống đỡ. Lôi kiếm cùng băng kiếm mỗi người tại hư không quét ngang, tiếp lấy chém tới Trọng Xuân Mưu. Lôi kiếm, băng kiếm hướng Trọng Xuân Mưu đỉnh đầu chém giết mà đến. Bên trong thiên địa, một mảnh kiếm quang, lôi quang cùng băng phách dung hợp, lừa gạt thương khung, phá nát chư thiên. Trọng Xuân Mưu trong mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang tiếp lấy nhất trưởng đẩy ngang mà ra. Trước mặt hắn, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ vô hạn phóng đại. Cái kia một cái chớp mắt, trước mặt hắn hình thành một bức tường, bức tường này cao đến ngàn trượng, đứng thẳng vào mây trời thương khung, bức tường này nhìn kỹ phía dưới chính là Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong, bát quái, thái cực vận chuyển, lôi kiếm cùng băng kiếm chém giết đi vào, lập tức liền như châu đất xuống biển đồng dạng, không chút nào có thể hiệu quả đồng thời trọng xuân mưu theo bạo giống một tiếng hắn cũng xuất thủ giống thiên địa sinh thái cực âm dương vô cực giết trọng xuân mưu tránh thức lần thứ nhất xuất thủ vừa ra tay cũng là âm dương vô cực giết cái kia cử đại thái cực đồ bên ngoài bát quái vận chuyển thái cực đồ bên trong vô cùng thuần dương đan rót đi vào tuế hàn tam hữu cùng một chỗ đem pháp lực hướng trận pháp hạch tâm rót vào trọng xuân mưu cũng vận đủ pháp lực thậm chí Ngọc Thanh thế giới thế giới chi lực toàn bộ bị điều động. Cái này vừa ra tay, nhất định là thạch phá thiên kinh. Trong khoảnh khắc đó, phương viên mấy ngàn giảm khí thức biến hóa, thế mà hóa thành một đen một trắng âm dương nhị khí. Bên trong thiên địa, đen trắng phân biệt rõ ràng. Âm âm, hắc khí đại biểu âm, âm khí bao phủ bên trái thế giới, màu trắng đại biểu dương, dương khí bao phủ bên phải thế giới. Hai cỗ khí lưu cấp tốc dung hợp, sau đó thì hình thành to lớn lốc xoáy vòng xoáy này to lớn không thể tưởng tượng toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng thành một cái lốc xoáy âm dương lốc xoáy đem hiên chính hạo triệt để bao phủ hiên chính hạo đưa thân vào âm dương lốc xoáy bên trong liền cảm giác được âm dương lốc xoáy bên trong có cỗ nói không rõ không nói rõ lực lượng đem rất nhiều quy tắc pháp tắc toàn bộ hòa tan như núi kêu biển gầm âm dương lốc xoáy trực tiếp đem hiên chính hạo đầu bao phủ hắn đầu chính là trung ương đại trận nơi mấu chốt Trọng Xuân Ngưu muốn đem Hiên Chính Hạo Trung ương đại trận cho triệt để phá hủy. Nhưng, Hiên Chính Hạo Trung ương đại trận nếu là như vậy dễ dàng phá hủy, cái kia Hiên Chính Hạo cũng cũng không phải là Hiên Chính Hạo. Tại cái kia âm dương lốc xoáy xoắn giết tới thời điểm, Hiên Chính Hạo miệng lớn mở ra, phun ra ra hàn băng chi phách. Ầm ầm. Cái này hàn băng chi phách không sợ bất luận cái gì quy tắc, lại là liền cái kia âm dương lốc xoáy trực tiếp đóng băng hàn băng chi phách chính là là đến từ lạc tuyết lực lượng, từ thần long tiểu cửu hướng hiên chính hạo cung cấp. Hàn băng chi phách ở trung ương đại trận chống đỡ dưới, tại thế giới chi lực chống đỡ dưới, biến đến càng thêm cuồng bạo, mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng là, cái kia âm dương lốc xoáy chỉ là vừa bị đông lại, sau đó liền trực tiếp bị âm dương lốc xoáy rào sát thành phấn vụn. Liền cũng tại lúc này, hiên chính hạo hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó, hai đạo xích viêm thần hỏa trực tiếp đốt cháy đi qua. Cái này hai đạo xích viêm thần hỏa chính là từ hỏa hồng cân khống chế, 3.000 hư tiên số lượng. Thuần dương đang tiếp tục thiêu đốt, xích viêm thần hỏa một tiếng ẩm vang, liền đem cái kia âm dương lốc xoáy đốt cháy thành cho bụi. Lần giao thủ này, lần nữa không phân thắng thua. Cùng lúc đó, là quân cùng Linh Nhi tại dây leo trứng bên trong, cũng lấy âm dương pháp lực thôi động đại số mệnh thuật. Bọn họ lần này liền trực tiếp dùng đại số mệnh thuật lực lượng đem đến từ ngoại giới lực lượng tiêu hóa là quân cùng Linh Nhi đã không dám hấp thu những lực lượng này, loại này lực lượng cùng thực vật một dạng, cho một tên tráng hán một xe bánh bao, đó là sẽ đem hắn dọa cho chế ti. Đại số mệnh thuật lực lượng cũng dung hợp đến dây leo bóng bên trong, để huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng càng thêm lợi hại, thuần túy. Không có huyền hoàng thần cốc hạt giống tồn tại, là quân cùng Linh Nhi đại số mệnh thuật là quả quyết ngăn không được dạng này dòng nước lũ lực lượng. Nhưng dù vậy, là quân cùng Linh Nhi thọ mệnh đều tại điên cuồng thiêu đốt. Linh Nhi rõ ràng nhìn đến, tại la quân trong não vực, số mệnh phù lục phiêu phiêu miểu miểu, làm thọ mệnh thiêu đốt về sau chỗ sinh ra lực lượng liền có thể thôi động số mệnh phù lục. Sau đó số mệnh phù lục thì sinh ra càng thêm huyền diệu số mệnh lực lượng. Tuế Hàn Tam Hữu tại trận pháp nơi trọng yếu một mực tải toàn lực thôi động pháp lực, đồng thời cũng tại trận tâm bên trong dây leo trứng. Cái này dây leo trứng thế mà chịu đựng lấy như thế cường hãn hai lần công kích, phải biết vừa mới hai lần công kích, quang thuần dương đan thuốc thì dùng tiếp cận 100 tỷ A. Thái hư chân nhân kìm nén không được trong lòng kinh hãi cùng rung động, cái kia la quân bất quá là cái động tiên cảnh sơ kỳ tiểu mau tặc, chính là nắm giữ cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, lại có thể ngay cả chúng ta hỗn nguyên thái cực đồ thậm chí thế giới chi lực đều có thể chống lại. Cái này quá bất khả tư nghị, khó trách này cây sẽ bị các tiên nhân coi trọng như vậy, cũng khó trách này cây năm đó có thể đem tiên giới các tiên nhân kém chút toàn bộ nô dịch ngoại giới bên trong trọng xuân mưu lại nhắm mắt lại hắn tại chiến đấu cũng tại lĩnh ngộ hiên chính Hạo hít sâu một hơi sau đó hắn bắt đầu biến trận trong lúc này đại trận hư ảnh biến mất nhưng lúc này tình hình biến hóa lại là ngũ đại trận đem trọng xuân mưu cho bao vây vào giữa đây là hiên chính hạo vòng thứ nhất để trọng xuân mưu tiến vào trận pháp trung gian để trọng xuân mưu trở thành trong trận người dạng này liền có thể trên diện rộng cắt giảm rơi trọng xuân mưu âm dương bố cục Trọng xuân mưu cảm giác được chính mình ở vào một mảnh trong hư vô, trước mắt hắn không rõ một mảnh, trước mắt thế giới tất cả đều là không rõ một mảnh, cái gì đều không thể trông thấy. Phong trận, lên, hư không bên trong, hiên chính hảo hét lớn một tiếng. Lập tức, mười ngàn giảm thiên địa, cuồng phong nộ hống, kẹp lấy băng phách trị ý. Triệu tỷ tỷ băng nhận phong đao lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật hướng trọng xuân mưu chém giết mà đến. Mỗi một đạo phong trong đao, đều có thiên đạo ý chí thế giới lực lượng trọng xuân mưu song trưởng đẩy ra tại hắn xung quanh cấp tốc hình thành thiên địa âm dương thái cực bát quái đồ vô cùng phong đao chém giết tiến đến Mây đen áp thành dày đặc đến nhìn không thấy ánh mặt trời cấp độ quả nhiên là sơn hà thất sắc nhật nguyệt vô quang tựa như ngày tận thế tiến đến thiên địa đều muốn đóng băng nhưng cái này tất cả lực lượng phong đao tiến vào thái cực đồ bên trong toàn bộ bị âm dương nhị khí tiêu trừ phong trận tiếp tục chém giết, thuần dương đan thuốc không ngừng tiêu hao. Hỏa trận, công, hiên chính hạo lại quát một tiếng. Hai đạo xích viêm hỏa mang tráng kiện đạt tới 300 mét vuông gạo cấp độ, dạng này hỏa trụ ầm ầm bên trong chém giết tiến thái cực đồ bên trong. 3.000 hư tiên bị hỏa hồng cân khống chế, cùng một chỗ phát ra lực lượng, 3.000 số lượng hỏa diễm đại biểu thiên số, đại biểu 3.000 thế giới. Tăng thêm thiên đạo chi lực bảo vệ, Dạng này lực lượng trực tiếp đem thái cực đồ triệt để nhen nhóm. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bốc cháy lên, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là liệt diễm ngút trời. Tựa hồ là toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên. Ngọc Thanh thế giới tổng thể nhiệt độ cấp tốc kéo lên, mặt đất hết thảy thực vật bắt đầu khô héo, động vật nóng chết ti, nhân loại tìm kiếm hạ nhiệt độ địa phương. Trận chiến đấu này đối với Ngọc Thanh thế giới nhân loại tới nói, cũng là một trận to lớn tai nạn làm ngọc thanh thế giới nhân loại tại dạng này địa ngục chi hỏa dày vò bên trong lúc, trong lòng đất, đột nhiên truyền đến phạm sướng. Cái này phạm sướng chính là một triệu yêu ma cùng một chỗ cầu nguyện sinh ra nguyện lực, kim sắc nguyện lực bao phủ lại phạm vi ngàn dặm, để sinh linh có thể kéo dài hơi tàn. Phát ra phạm sướng người dĩ nhiên chính là địa tàng vương Bồ Tát, địa tàng vương Bồ Tát cũng không có mang yêu ma tới, hắn mặc màu đen tăng y, thì trên mặt đất câu thông một triệu yêu ma, đồng phát ra phạm sướng bảo hộ sinh linh. Địa tàng vương Bồ Tát lần này đến, không vì la quân, chỉ vì thương sinh. Ngọc Thanh thế giới hậu thế bên trong, rất nhiều bách tính bắt đầu thờ phụng địa tàng vương Bồ Tát. Trong truyền thuyết, đem một ngày này ghi chép là thiên phạt ngày. Mỗi một năm hôm nay, dân chúng cầu nguyện dâng hương, khẩn cầu trời xanh bất giận. Dân chúng trong mắt cũng không nhìn thấy hiên chính hạo cùng trọng xuân ngưu. Bọn họ thậm chí cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, bọn họ duy vừa nhìn thấy chính là không khí lăn lộn như biển gầm, đón lấy, ngàn dặm bầu trời toàn bộ thiêu đốt, toàn bộ nhân gian đều đã biến thành địa ngục. Tại bọn họ sắp muốn chê ti lúc đợi, là một tên hòa thượng phạm sướng thanh âm phát ra kim quang đem bọn hắn cứu trở về. Về sau có người nói, hòa thượng kia cũng là địa tàng vương Bồ Tát. Hiên chính hạo cùng trọng xuân mưu đánh giết là hạn ở không chung, bọn họ cũng không muốn tạo thành càng giết nhiều hơn lục, gia tăng nhân quả. Còn cái kia nhiệt lực, chính là dự uy đây cũng là địa tàng vương Bồ Tát có thể tiêu trừ nguyên nhân vị trí. Thêm hơn một triệu yêu ma cùng địa tàng vương Bồ Tát nguyện lực, bản thân cái này cũng là một loại lực lượng cường đại. Dự uy tới trên mặt đất, bản thân thì không mạnh. Nếu là đủ mạnh lời nói, liền trực tiếp để khắp nơi hết thảy thiêu hủy. Hỗn nguyên thái cực đồ lao nhanh thiêu đốt. Trọng xuân mưu cũng tại trong biển lửa, dạng này hỏa diễm thiêu đốt, hắn y phục trên người, dâu tóc trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi dạng này biển lửa chi lực đem cái kia âm dương nhị khí đều cho đốt cháy thành cho bụi đây chính là hiên chính hạo chỗ bố trí hỏa trận chi uy lực mà lại đây bất quá là tầng thứ hai trận pháp trọng xuân mưu y nguyên nhắm mắt lại thái cực đồ tuy nhiên điên cuồng thiêu đốt nhưng y nguyên đem hỏa thế khống chế tại thái cực đồ bên trong tuế hàn tam hữu liều mạng lấy pháp lực thôi động trận pháp hạch tâm cái kia cổ âm dương chi lực đem bọn hắn bảo vệ lấy cái này trọng xuân mưu thật lớn mật lại là hoàn toàn không có đem chúng ta làm làm đối thủ, một lòng ma luyện tu vi. Hiên chính hạo ở trong hư không đối đế huyền cùng áo đen tố trinh nói ra. Cái kia lúc này như thế nào xử lý? Áo đen tố trinh nói ra, cái kia thôi động lôi trận A. Lôi trận cùng trời trận triệt để dung hợp. Hiên chính hạo nói ra, ta đến thôi động trung ương đại trận, một kiếm này đi xuống, hắn hoặc là chế ti, hoặc là siêu thoát. Thì xem chúng ta vận khí. Lập tức làm việc, ta sợ là quân hội chống đỡ không nổi. áo đen tố trinh nói ra. tốt, thiên chính hạo nên. sau đó thiên trận ra, thiên đạo chi lực, thế giới chi lực dung hợp. đón lấy, lôi trận bên trong ấp ủ ra một miệng lôi kiếm, ba loại sức mạnh hỗn hợp. đại thế giới thiên đạo lôi kiếm. âm âm, một đạo lôi quang hoành không chém giết xuống, bay thẳng đến cái kia trọng xuân mưu đỉnh đầu bổ giết tới giống như thiên kiếp buông xuống tại trọng xuân mưu trên thân đồng dạng, một kiếm này uy lực, so thiên kiếp còn mạnh hơn tuyệt lợi hại mấy lần. Một kiếm này, Hiên chính hạo biết, nếu như trực tiếp đi trảm thái cực đồ trận pháp hạch tâm mới là chính xác nhất. Đáng tiếc, là quân ngay tại trận pháp hạch tâm bên trong, cho nên hiên chính hạo không thể làm như thế. Chuyến này đến mục đích, chính là vì nghĩ cách cứu viện la quân. Nếu là mình một kiếm đem la quân đánh chế ti, như vậy sau đó chính mình không dùng Trọng Xuân mưu xuất thủ, những cái kia La quân huynh đệ bằng hữu đều sẽ đem chính mình cho sinh sinh xé nát. Đây là Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ. Đây cũng là Trọng Xuân mưu kế sách, Trọng Xuân mưu vì đột phá, cũng vì đánh tan dây leo trứng, càng vì bảo vệ trận pháp hạch tâm, để Hiên Chính Hạo sợ ném chuột vỡ bình, hắn đây là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Đây cũng là Dương mưu, Hiên Chính Hạo vô luận như thế nào cũng không thể phá tính. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này sinh tử thành bại, tất cả đều tại đạo này đại thế giới thiên đạo lôi trên thân kiếm. Áo đen tố trinh lôi kiếm vốn là thiên hạ vô song, giờ khắc này lại ra chỉ thiên đạo lực lượng, thế giới chi lực. Một kiếm này, có một không hai, thiên hạ vô địch. Trọng Xuân ngưu đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hiển nhiên cũng ý thức được một kiếm này lợi hại. Cái kia một cái chớp mắt, hỗn nguyên thái cực đồ bên trong thuần dương đan thuốc hung mãnh thiêu đốt, phương viên mấy ngàn dặm thanh sắc nhân quân chi khí đột nhiên toàn bộ xuất hiện, đem cái kia vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt xé rách, thôn phệ, sau cùng lại toàn bộ ngưng tụ đến trọng xuân mưu trên thân. Trọng xuân mưu trên thân xuất hiện to lớn hư ảnh, như chống trời như người khổng lồ. Cái này chống trời cự trên thân người có hắc bạch nhị khí lưu truyền, dung hợp. Audio điện tử võ tấn bền Trọng xuân mưu thân thể hắc bạch nhị khí như đen trắng thần long điên cuồng nhấp nhô, đem hết thảy quy tắc pháp tắc bao quát thế giới chi lực toàn bộ thôn phệ tan rã. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới nhìn lớn nhất toàn tiểu thuyết. Lúc này thiên đạo lôi kiếm chém xuống. Khẩu này thiên đạo lôi kiếm cũng là sắc bén đến không thể tưởng tượng cấp độ giống như là cắt đậu phụ cắt vào đến đen trắng thần long chi. Hai đầu thần long cũng quấn quanh khẩu này thiên đạo lôi kiếm song phương lẫn nhau xé rách vô số lần va chạm. Long trời lở đất thiên diêu địa động trận này tuyệt sát chi chiến chính thức đẩy hướng tối cao đỉnh đầu. Cái kia hỗn nguyên thái cực đồ hạch tâm chi, tuế hàn tam hữu pháp lực cùng thuần dương đan hung mãnh thiêu đốt. Bên trong dây leo trứng tại cái này biển động dòng nước lũ chi, lại như cũ độc lập trèo trống, cũng không phá nát. Tình cảnh này là để tuế hàn tam hữu cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Cái này dây leo trứng, cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, thật chẳng lẽ không thể phá giải sao? Bọn họ nhưng lại không biết, bên trong la quân cùng linh nhi đại số mệnh thuật chính tại điên cuồng thiêu đốt lên bọn họ thọ mệnh. Loại này thiêu đốt tốc độ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trọng xuân mưu đen trắng thần long lúc này cũng ngăn cản không nổi thiên đạo lôi kiếm. Thiên đạo lôi kiếm thế như trẻ tre, một đường chém giết mà. Mắt thấy trọng xuân mưu muốn chê ti oan chê ti uổng, nhưng ở loại này tử vong uy xuống, trọng xuân mưu thân thể khí tức lại là đột nhiên mờ mịt. Thân hình hắn cũng mờ mịt. Không tốt, là tạo hóa cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới. Đế huyền thấy thế, không khỏi thất sắc. Tạo hóa cảnh tầng thứ năm, chính là vạn tượng cảnh. Cái gì gọi là vạn tượng cảnh? Vạn tượng là vô cùng tưởng tượng, cũng là vô cùng lực lượng ý tứ, cái gọi là phong phú toàn diện, chính là đạo lý này. Trọng Xuân mưu quả nhiên không hổ là một đời nhân kiệt, ở cái này mấu chốt, thế mà một mực tại dùng tử vong bức bách chính hắn. Hắn cư lại vào lúc này muốn đột phá. Lại chém, Hiên chính hạo thấy thế, bạo giống một tiếng. Sau đó, mọi người phát lực. Hỏa trận chi phun ra ra càng cường đại hỏa trụ đến. Hiên chính hạo bên này lần nữa phát ra thiên đạo lôi kiếm. Thuần dương sông, đan dược cuồng mãnh thiêu đốt. Lại một đường thiên đạo lôi kiếm chảm giết tới. Trọng xuân mưu thân thể đột nhiên toát ra thuần tinh khí màu vàng óng đến. Cỗ này tinh khí vọt thẳng nhập trời cao, uy chấn thiên địa. Tại thời khắc này, trọng xuân mưu rốt cục đột phá hắn thân thể xuất hiện vô số hư ảnh bầu trời chi xuất hiện vô số trọng xuân mưu những thứ này trọng xuân mưu biến hóa vô cùng đột nhiên bọn họ toàn bộ đi ra quyền vạn đạo quyền đầu hợp lực cùng một chỗ đột nhiên ngưng tụ thành nhất tôn quyền đầu nhất tôn to lớn vô cùng quyền đầu trực tiếp đánh giết tới đem cái kia hai cái thiên đạo lôi kiếm toàn bộ đánh thành phấn vụn giờ khắc này trọng xuân mưu rốt cuộc đến tạo hóa cảnh tầng thứ năm vạn tượng cảnh chính là đến tiên giới cũng có thể thiếu ngạo trọng xuân mưu cười ha ha hắn tiếng cười ẩn chứa vô cùng ma lực khiến người ta nghe được tâm thần chập chờn cảm thấy là thiên hạ diệu âm lại cảm thấy là địa ngục la sát thanh âm vạn tượng vạn tượng phong phú toàn diện làm trọng xuân mưu cười rộ lên thời điểm thanh âm hắn cũng đã làm cho người như ngã vào đến vạn tượng quy tắc chi đây là tạo hóa cảnh tầng thứ năm lợi hại nếu là hiên chính Hạo không có trận này tương trợ đơn độc ngộ trọng xuân mưu Trọng Xuân Mưu liền bằng tiếng cười có thể giết Hiên Chính Hạo. Lúc này, thiên lôi phong hỏa đại trận, mọi người cũng là tâm thần chập chờn. Hiên Chính Hạo không nói hai lời, khu động van xin đại trận. Cái kia van xin đại trận trồi lên vô số hư ảnh, hư ảnh phương trình thức biến hóa, cấp tốc đem Trọng Xuân Mưu tiếng cười hoàn toàn tiêu trừ. Vạn tượng cảnh, vạn tượng cảnh, hắn thế mà đến tạo hóa cảnh tầng thứ 5 vạn tượng cảnh. Hiên Chính Hạo, xem ra chúng ta hôm nay là muốn bại đế huyền tuyệt vọng hô. Không có khả năng, hiên chính hạo quả quyết nói ra. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, nói, theo ta bố trận, hôm nay, tuyệt sẽ không thua, cũng không thể thua. Chịu chê ti đi, hiên chính hạo, trọng xuân mưu chỗ đứng chỗ, đột nhiên thành hỗn nguyên thái cực đồ trận pháp hạch tâm. Dưới chân hắn, chính là thái cực thế giới, bát quái bên ngoài, thái cực ở bên trong. Hắn sau đó bạo giống một tiếng, ầm ầm một chút, ngọc thanh thế giới thế giới chi lực bành trướng mãnh liệt rồi rào hùng vĩ tựa như biển gầm đồng dạng tất cả thế giới chi lực cấp tốc bị hắn sóng âm khống chế hắn sóng âm dung hợp hỗn nguyên thái cực đồ lực lượng, thế giới chi lực cùng âm dương nhị khí dung hợp sau cùng tại hắn sóng âm khống chế xuống hình thành một đầu trắng đen sen kẽ thần long cái này thần long tráng kiện như ngọc thanh tuyết núi nó đầu lâu như một ngọn núi cái này đen trắng thần long hướng hư không chi đụng giết mà đi lại là vừa vạn hướng hiên chính hạo van xin đại trận đụng giết mà đến. Hắn chính là muốn hủy van xin đại trận. Lôi trận, hiên chính hạo không nói hai lời. Tại trong chớp mắt ấy, lôi điện hình thành điên cuồng biển động, dày đặc phạm vi ngàn dặm, đem cái kia đen trắng thần long bao phủ tại hải dương chi. Áo đen tố trinh đột nhiên xuất hiện, nàng mắt hàn quang thoáng hiện. Thiên đạo chi lực, thế giới chi lực điên cuồng hướng nàng thân thể rót vào. Nàng lóe lên ở giữa, xông vào đến đen trắng thần long trong bụng. Vạn tượng cảnh vạn tượng chi lực, thế giới chi lực, âm dương nhị khí toàn bộ hướng áo đen tố trinh tuôn ra giết đi qua. Tại cái kia thần long bụng chi, áo đen tố trinh trực tiếp bị xé rách thành ngàn viên toái phiến. Âm ầm một giây sau, ngàn viên toái phiến đột nhiên ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một miệng lôi điện thần kiếm. Khẩu này thiên đạo lôi điện thần kiếm hướng lên trời trùng sát, liền đem cái kia đen trắng thần long chém ra một đạo cự đại lỗ hồng áo đen tố trinh tế ra thiên lôi chi thành thiên lôi chi thành vô cùng lôi điện ngưng tụ thành lôi điện thần trụ chém giết điên cuồng đi xuống cái kia đen trắng thần long cuối cùng bị đánh tan thành cho tàn nhưng đây bất quá là trọng xuân mưu giống to một tiếng mà thôi đón lấy trọng xuân mưu đột nhiên đánh giết ra ba quyền ầm 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 oanh long 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 nhất quyền ra biển động tuôn ra cao ngàn trượng quyền thứ hai cự đào cuồn cuộn chín ngàn dặm Quyền thứ ba, điên cuồng hóa thành voi lớn thần thú, trong nháy mắt, bên trong thiên địa khắp nơi là thần thú xé rách, điên cuồng cắn giết tới. Cuồng thú cùng nhau cuồng hống, thiên địa giao động. Cái kia tiếng giống chỗ sinh ra sóng âm khủng bố tuyệt luân. Thiên địa xé rách, nhật nguyệt đều muốn bị giống đến lung lay sắp đổ. Sơn hà xã tác đổ bên trong, tất cả quy tắc cũng bắt đầu sụp đổ, thế giới chi lực cũng bắt đầu sụp đổ, tiếng giống chỗ nào cũng có, tất cả trận người đều cảm thấy đau đầu không, bao quát áo đen tố trinh, đế huyền. Càng đừng đề cập người khác. Làm trọng xuân mưu đột phá đến tầng thứ 5 vạn tượng cảnh thời điểm, thắng lợi cân bằng cũng đã chính thức nghiêng. Đây là trọng xuân mưu vẫn muốn, hắn là muốn nhờ hiên chính hạo áp lực đến đột phá cảnh giới. Người này, có đại phách lực, đại trí tuệ, cho nên, hắn thành công. Lúc này, trọng xuân mưu bắt đầu chính thức phản kích. Cái này ba quyền, chính là hắn lực lượng tinh hoa là hắn vận chuyển hốn nguyên thái cực đồ, đem âm dương, bát quái, thái cực đạo ý toàn bộ dung hợp thể hiện. Cái này ba quyền, đủ để đóng đô càn khôn. Cái này ba quyền, đã để Sơn Hà xã tác đồ triệt để đại loạn, hiên chính hạo bên này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đem thất bại thảm hại. Giờ này khắc này, hiên chính hạo bên này người mỗi người đáy lòng đều sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực, bao quát áo đen tố trinh, đế huyền, lan đình ngọc, phó thanh trúc bọn họ bọn họ cảm thấy tựa hồ là một người đang đối kháng với toàn bộ thế giới, tựa hồ là một người lực lượng, tại chống lại thiên tai cùng thế giới hủy diệt. Không thể kháng cự, không thể chịu cự. Đúng lúc này, Hiên Chính Hạo xuất thủ lần nữa. Ở thiên địa quần ma loạn vũ, nhật nguyệt vô quang thời điểm, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng, lại trùng điệp thở dài một tiếng. Sau đó, phan xin đại trận, lần nữa sinh ra hư ảnh. Một cái cự đại hiên chính hạo xuất hiện. Cái này hiên chính hạo giống như chín ngày Phật tổ, hắn ngồi ngay ngắn van xin, chính là quần ma loạn vũ, tôn này hiên chính hạo cao đến vạn trược, nhìn không thấy hắn khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn to lớn đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Trong chấp nhóm này, hiên chính hạo nắm giữ ngũ đại trận. Mặc cho Sơn Hà xã tác đồ như thế nào dao động, hắn lại là ngồi vững van xin. Đón lấy, van xin đại trận có hỏa diễm sông tới, sau đó, bát quái đan lô nổ tung, hỏa trận thoát ra ngập trời hỏa quang tới. Sau đó, lôi trận chi, lôi điện cướp cò, hỏa quang cùng lôi điện lẫn nhau thấp thoáng. Phong trận gợi lên, đem hỏa thế càng thổi càng mạnh. Phan xin đại trận, hiên chính hạo nơi trái tim trung tâm có hỏa diễm bốc cháy lên, nguyên lai, đây hết thảy căn nguyên đều là tới từ trái tim của hắn chỗ hỏa diễm. Đây là tâm hỏa. Toàn bộ hiên chính hạo hư ảnh đều triệt để bốc cháy lên, hỏa thế càng ngày càng mãnh liệt những cái kia voi lớn thần thú bị ngọn lửa đốt tới, bắt đầu thống khổ, gầm hét lên, toàn bộ bầu trời đều bốc cháy lên, sơn hà xã tác đồ cũng bị bốc cháy lên. Thế giới chi lực, thuần dương đan đều là nhiên liệu. Người điên, không muốn sống sao, trọng xuân mưu nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hoảng sợ. Lấy tâm châm lửa, cái thứ nhất muốn thiêu chê ti là chính ngươi. Trọng xuân mưu không nghĩ tới, hiên chính hạo thế mà lựa chọn dạng này ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn cả tòa thuần dương sông đều bốc cháy lên. Thiên địa, biến thành địa ngục, địa ngục, liệt hỏa địa ngục. Đó là cả đời khó quên cảnh tượng. Trọng Xuân mưu vạn tượng cảnh lúc này cũng áp chế không nổi cái này thao thiên hỏa diễm, làm 3.000 số lượng gom góp, làm hỏa trận triển khai, làm tất cả mọi thứ đều trở thành nhiên liệu thời điểm, tia lửa đã liệu nguyên. Trọng Xuân mưu liều mạng vận chuyển hốn nguyên thái cực đồ, âm dương nhị khí tại hỏa diễm gào thét, thôn phệ, nhưng rất nhanh lại bị ngọn lửa một lần nữa thiêu đốt. Hai bên đều đang liều, liều pháp lực, liều đan dược. Trận chiến này, gai cấn đến nước này, cũng là mỗi người đều bất ngờ. Trọng Xuân ngưu ánh mắt nghiêm túc, hắn che ti bảo vệ tự thân, sau đó co vào chiến tuyến, lấy âm dương chi khí bảo vệ được hỗn nguyên thái cực đồ. Hắn bắt đầu không lại cùng hiên chính hạo tranh phong, mà chính là lấy thủ thế. Lúc này, tại dây leo trứng chi, là quân cùng linh nhi thọ mệnh thiêu đốt đến mỗi người chỉ còn lại có một ngàn năm cấp độ. Còn tốt, lúc này, bên ngoài thế công rốt cục chậm dần. Là quân cùng linh nhi hơi hơi thở phào. Làm trọng xuân mưu không lại chủ động lúc công kích, là quân cùng linh nhi thời gian mới khá hơn một chút. Là quân mở mắt ra, hắn nhìn về phía linh tuệ hòa thượng, linh tuệ hòa thượng sắc mặt cực chi ngưng trọng. Nhanh nhạy, làm sao? Là quân bị kinh ngạc, lập tức hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra sự tình cực kỳ không ổn la quân cùng linh nhi đồng thời kinh hãi linh nhi lời nói thiếu không hỏi la quân nhịn không được hỏi làm sao lại thế lúc này thế công đã chậm dần ta xem bọn hắn chiến đấu đã không sai biệt lắm chẳng lẽ là hiên chính hạo muốn thua linh tuệ hòa thượng nói ra đây cũng không phải cái kia là chuyện gì xảy ra la quân nhất thời không hiểu linh tuệ hòa thượng nói ra trọng xuân mưu tuy nhiên tính khí nóng này nhưng người này là ngút trời mới. Tại này nhân gian giới bên trong, thế mà đều có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Linh Tuệ Hòa thượng tiếp tục nói, tại vừa mới, hắn thế mà mượn nhờ sinh tử áp lực đột nhiên đến vạn tượng cảnh. Là Quân nói ra, cho nên dưới mắt Hiên Chính Hạo bên này muốn thua. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không phải, mẹ, hắn đột nhiên bạo câu nói tục, nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bần tăng đời này không có phục qua bất luận kẻ nào trừ thiên đạo. Nhưng bây giờ, bần tăng phục cái này hiên chính hạo. Nguyên lai tiểu tử này đã sớm chuẩn bị, giống như thiên phía dưới thứ gì đều không thể gạt được hắn đồng dạng, hắn sớm tính tới trọng xuân mưu hội mượn hắn đột phá. Sự thật, hắn cũng là đang mượn trọng xuân mưu đến ma luyện tu vi, lúc này, hắn thiêu đốt tâm hỏa. Hắn cũng có tâm hỏa, là Quân giật mình. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, mỗi người đều có lòng lửa, nhưng là người bình thường tâm hỏa là khó có thể khai quật đợi đến có pháp lực, người đưa người trái tim bốc cháy lên, hội sinh ra tâm hỏa. Tâm hỏa từ đại não khống chế, từ ý chí lực khống chế. Có đầu người rơi, lại có thể giấy ruộng không chế ti, đó là lòng hắn lửa chưa diệt. Hiện tại hiên chính hạo thiêu đốt tâm hỏa, tất nhiên sẽ để rất nhiều người theo bị thiêu chế ti. Hắn thiêu chế ti các cao thủ đến đốt cháy hỗn nguyên thái cực đồ. Mà lúc này, trọng xuân mưu bảo vệ hỗn nguyên thái cực đồ, hắn cũng đang đợi, các loại hiên chính hạo tâm hỏa thiêu đốt hầu như không còn, sau đó phản công. Vậy ngươi lo lắng là cái gì? La Quân lập tức hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tâm hỏa đem hỗn nguyên thái cực đồ đều có thể cho thiêu, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị thiêu chế ti. Ngươi nói bần tăng lo lắng cái gì? La Quân nói ra, đại số mệnh thuật cũng không thể trèo chống sao. Quá trình này rất dài, bần tăng nhìn cái này trọng xuân mưu tuy nhiên lợi hại, nhưng đoán chừng là chơi không lại hiên chính hạo. Hiện tại, trốn là không trốn thoát được, đại số mệnh thuật cũng không phải vạn năng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp, hiện tại, còn có một biện pháp cuối cùng. Là quân đại hỷ, nói ra, vậy thì tốt, ta biết, mặc kệ từ lúc nào, người đều hội có biện pháp. Linh Nhi nhìn chăm chú Linh Tuệ Hòa Thượng, nàng cũng không nói thêm gì, nhưng nàng nghe rất nghiêm túc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người tiểu túc mệnh thuật đã từng bỗng dương sáng tạo ra qua một cái bất hủ chi thành người nghe bần tăng nói đến thời điểm mấu chốt nhất người lấy đại số mệnh thuật dùng người ý niệm cùng số mệnh kết hợp bỗng dương sáng tạo một cái kim chung cháo đến đem toàn bộ dây leo bóng bảo vệ muốn ngăn cản tâm hỏa người cũng muốn thiêu đốt tâm hỏa hiên chính hạo có toàn bộ đại trận nhưng người có số mệnh thuật gia trì còn có cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ nói không chừng có thể có một đường sinh cơ thiêu đốt tâm hỏa linh nhi ở một bên thất sắc nói ra vậy hắn sẽ có cái gì hậu quả linh tuệ hòa thượng lắc đầu nói ra bần tăng cũng không biết bởi vì không ai như thế thử qua đây là bần tăng tưởng tượng có thể hay không có tác dụng còn phải khác nói hắn trả lời linh nhi đồng thời còn lặng lẽ cùng la quân ý niệm giao lưu làm la quân nghe linh tuệ hòa thượng lời nói sau cả người hắn thân thể run lên nhưng là hắn trung quy là làm đến bất động thanh sắc không có để linh nhi nhìn ra dị dạng tới sơn hà xã tác đồ bốc cháy lên năm đó thánh nhân nữ oa nương nương cầm chi ngang dọc thương khung tiên khí bây giờ triệt để thiêu đốt đế huyền ở trong lòng máu đây là hắn muốn muốn đồ vật a hiện tại cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát còn có thiên châu thế giới chi lực cũng bốc cháy lên thiên châu thế giới chi lực bị thiêu đốt về sau thiên châu bên trong sẽ còn sinh ra mới thế giới chi lực như không khí một dạng ngược lại sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sơn Hà xã tác đồ bên trong, núi lửa bộc phát ra, hỏa diếm cũng bị hỏa trận thiêu đốt. Hỏa trận đem hết thảy đồ vật thiêu đốt, tất cả mọi thứ đều trở thành nhiên liệu. Trọng Xuân mưu càng ngày càng vất vả. Bọn họ bây giờ cách mặt đất rất xa, rốt cục không lại tác động đến dân chúng bình thường. Tuế Hàn Tam hữu kêu khổ liên tục, bọn họ cũng ngăn cản được rất vất vả. Hỗn Nguyên Thái cực đồ âm dương nhị khí quấn quanh không nghỉ. Trận này đại hỏa, bùng nổ, không có chút nào ngừng ý tứ. Đón lấy, ba nghìn hư tiên chi, bắt đầu có người trực tiếp biến thành nhiên liệu, triệt để đốt bốc cháy. Chê ti một cái hư tiên, tâm hỏa liền lợi hại một phần. Không ngừng có người tại hỏa trận chống đỡ không nổi, sau đó tử vong. Trận này lửa, lửa trong trận người cũng khó chịu. Tâm trí không đủ kiên định người, trực tiếp tự mình bốc cháy lên. Tâm hỏa, hiên chính hạo tâm hỏa mạnh bao nhiêu ngọn lửa này có bao nhiêu hung một ngày một đêm đi qua sơn hà xã tác đồ đã bị đốt cháy đến 78 phần bên trong núi cùng bờ sông bao quát bị khốn trụ thần thú ma thú toàn bộ bị thiêu chế ti ngàn dặm dòng sông mênh mông biển lớn đều bị đốt cháy thành khí vụ hỗn nguyên thái cực đồ một mực tại kiên trì trọng xuân mưu bạo giống liên tục tại hắn chống đỡ không nổi thời điểm hắn cũng nhen nhóm chính mình tâm hỏa cái kia âm dương nhị khí nhất thời cường đại lên bắt đầu chống lại đại lửa đốt cháy đối với năm đó lan đình ngọc tới nói tâm hỏa bất diệt người thì không chế ti hắn hình thái là lửa cho nên không sao đối với người khác tới nói tâm hỏa thiêu đốt về sau rất khó lại có đường sống trái tim thiêu đốt đại não theo thiêu đốt nơi đó còn có đường sống hiên chính hạo tâm hỏa làm cho tất cả mọi người đều bị buộc lấy ý chí cường đại lực đến chống cự hỏa diễm xâm lấn tâm trí không kiên người chế ti đối với trọng xuân mưu tới nói hắn hiện tại đối hiên chính hạo không có ưu thế hiên chính hạo tu vi tuy nhiên không bằng trọng xuân mưu nhưng là hiên chính hạo sử dụng hỏa trận ba số lượng sử dụng trận pháp đã đem cái tranh lệch này bù đắp riêng là cái kia thuần dương sông vô cùng thiêu đốt hỏa trận chi ba hư tiên chỉ kém không có chửi mẹ cái kia thuần dương sông thiêu đốt bọn họ sau đó còn có đan dược có thể cầm sao nhưng bây giờ bên ngoài liệt diễm ngập trời bọn họ cũng chạy không thoát. Chỉ có không ngừng chống cự, bọn họ pháp lực cuối cùng vẫn là trở thành hỏa diễm nhiên liệu. Toàn bộ đều là bị Hiên Chính Hạo tính kế. Trọng Xuân Mưu hiện tại cùng Hiên Chính Hạo là tinh thần lực, ý chí lực. Âm dương nhị khí triệt để thông suốt Trọng Xuân Mưu ý niệm. Là quân bên này, tại Trọng Xuân Mưu bảo vệ dưới, ngược lại không có việc gì. Tại Hiên Chính Hạo trong não vực, ý như biển cả, mênh mông mà cuồn cuộn, không thể lay động. Tại trọng xuân mưu trong não vực, ý như vũ trụ tinh thần, không thể suy nghĩ, không thể nhìn trộm, không thể lay động. Tâm hỏa liều. Hiên chính hạo thân thể bắt đầu thiêu đốt, hắn tay bị đốt cháy thành bạch cốt, bạch cốt trở thành cho tàn. Tình hình chiến đấu thảm liệt đến nước này, quả nhiên là tất cả mọi người bất ngờ. Riêng là cái kia ba nghìn hư tiên, vốn là nghĩ đến đến tham gia náo nhiệt, ai muốn đến họp đi đến nước này a à? Xuân tàm đáo tử ti phương tấn, trá cự thành hôi lệ thủy can. Đại trận thiên châu các cao thủ vốn đang cảm thấy hiên chính hạo công tại tính kế, cảm thấy hắn quá u ám, vĩnh viễn sẽ không theo người thổ lộ tâm tình. Nhưng lúc này, làm các cao thủ nhìn đến bả vai hắn, thân thể bắt đầu bị đốt đốt thành cho lúc, tất cả mọi người ngây người. Áo đen tố trinh nói không ra lời. Dạng này tâm hỏa, nàng đều muốn sợ hãi, có điều nàng tu vi cao thâm, ý chí lực càng thêm kiên định, cho nên không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng cũng bị hiên chính hạo bộ này tình huống cho rung động. Tu đạo, tu đạo, cái gì là tu đạo? Cái gì là đại đạo? Người tu đạo tu là cái gì? Cùng trời kháng lệnh, vốn nên muốn chê thi người, chống lại thiên mệnh sống sót, cho nên đây mới gọi là nghịch thiên. Cũng không phải là cùng trời có thù, mà là muốn sống sót. Con đường lớn kia, tràn ngập cô tịch, tràn ngập tịch mịch, tràn ngập khó khăn, tràn đầy trông gai. Nhưng là, như hiên chính hạo, như rừng phong, bọn họ đều tại con đường này kiên định không đi tới, bọn họ đã sớm sáng tỏ, thì có thể chế ti. Người nào tâm, không từng có chấp nhất. Ngươi, đầy đủ chấp nhất sao? Ngươi nguyện ý vì ngươi chỗ thích đồ vật, lạp cự thành hôi lệ thủy càn sao? Có người không thể, có người có thể, có thể người, hoặc là chế ti, hoặc là siêu thoát. Hỏa trận chi lâm phong hỏi não vực la khuynh tâm, nói ra, tại trong lòng ngươi, trừ tính kế, còn có người tâm cùng cảm tình sao? Người nói hiên chính hạo công tại tính kế, hắn cho dù tính kế, hắn phần này phó nói chi tâm như thế nào ngươi có thể? Người xem thường trùng hoàng, người cảm thấy hắn ngu xuẩn, cho nên rơi xuống cái kia bước ruộng đất. Nhưng là, hắn đã từng chiến đấu qua, thiêu đốt qua, có thể ngươi thì sao? Ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể trốn ở tối tăm trong góc tính kế, ta xem thường ngươi, la khuynh tâm. Há lại, ngươi không xứng họ la có cái gì, còn sống còn trọng yếu hơn sao? La Khuynh Tâm nói ra, người mà chia ti, hết thảy thành không. Cái gì đại đạo, đạo lý gì, có làm được cái gì? Chỉ có thiêu đốt kích tình, mới là đáng giá không muốn cả đời. Cầu thả cả một đời, dạng này còn sống, lại có cái gì tốt không muốn? Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. La Khuynh Tâm ngốc ngẩn ngơ, sau đó, nàng trầm mặc đi xuống. Hiên chính hạo cùng trọng xuân mưu thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên, Hư ảnh thiêu đốt, hết thảy thiêu đốt. Trọng Xuân Mưu tâm hỏa như vũ trụ, như tinh thần, như vạn vật, như không thể diệt chi vật. Mà Hiên Chính Hạo tâm hỏa cũng xuất hiện vũ trụ, ngôi sao, vạn vật, nhưng về sau, cái kia tâm hỏa xuất hiện một người. Người kia là Hiên Chính Hạo chính mình. Trọng Xuân Mưu dần dần bị thiêu đốt, tạo vật khí tiết ra ngoài, hắn thân thể đều thiêu đốt, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cũng bốc cháy lên. Vì cái gì, vì cái gì? Trọng Xuân Mưu không hiểu không hiểu, hắn thân thể đang bị hủy đi, hắn ngăn không được thân thể này hủy diệt, hắn ý chí, y nguyên cứng cỏi, nhưng hắn. Bại, tại sao có chính ngươi, vì cái gì ngươi không có bại, hiên chính hảo, vì cái gì, trọng xuân mưu lệ hống, hắn không cam tâm tới cực điểm. Ta ý, tức thiên ý, thiên ý tức ta ý. Hiên chính hạo tâm hỏa phát ra cường đại ý niệm đến, cỗ này ý niệm nói ra, người cho rằng, người tâm ý đến vũ trụ, ngôi sao là cuối cùng nói sao? chẳng lẽ không đúng sao? trọng xuân mưu tuyệt vọng chu lên, hiên chính hạo nói ra, sự vật hết thảy cuối cùng đều muốn trở về đến bản chất tới, giống người sinh tồn hết thảy đều muốn trở lại thân thể người tới, làm ta tin tưởng ta mình là trời ý lúc như vậy, thần ý, thiên ý chính là ta ý nghĩ, không ai có thể làm đến điểm này, nhưng ta có thể. oanh, cái kia một cái chớp mắt. Trọng Xuân Mưu Triệt để đốt cháy thành cho bụi. Đệ nhất đại kiêu, tuyệt thế cao thủ rốt cục đi đến sinh mệnh cuối cùng, này thân tử đạo tiêu. Đồng thời, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ cũng bốc cháy lên. Hiên chính Hạo Tâm Hỏa, hỏa diễm đem Tuế Hàn Tam Hữu cũng vây lại. Tuế Hàn Tam Hữu cuồng vận pháp lực ngăn cản, Trọng Xuân Mưu tử vong cho bọn hắn mạnh phi thường hoảng sợ cùng rung động. Thiên địa, âm dương, bát quái chính là đạo thuật tinh túy vị trí âm dương càng là thiên địa sinh ra đạo lý, làm âm cùng dương kết hợp về sau, liền sinh ra vạn vật. Hỗn nguyên thái cực đồ đại biểu âm dương, thế mà bị tâm hỏa thiêu đốt, đây là cỡ nào thật không thể tin. Nhưng, thiên chính hạo sở dĩ làm như vậy, cũng là có hắn đạo lý. Hết thảy, ngọn nguồn tại thiên đạo. Thiên đạo là thiên trận, chính là đại biểu thiên đạo phát hạ thánh chỉ. Ba nghìn hư tiên tạo thành hỏa trận đại biểu ba nghìn số lượng, cũng là ba nghìn thế giới ba nghìn số lượng tạo thành hỏa diễm, thêm thiên đạo thánh chỉ, liền có thể đốt cháy âm dương. Dù sao, hỗn nguyên thái cực đồ đại biểu âm dương, nhưng đại biểu không thiên hạ tất cả âm dương. Cho nên, không phải âm dương có thể phá, mà chính là hỗn nguyên thái cực đồ âm dương là có thể phá. Tâm hỏa thiêu đốt, ba nghìn hư tiên hao tổn hơn phân nửa, ý chí không kiên người, toàn bộ biến thành cho bụi. Lăng vân phong các bằng hiếu, còn có một số quen thuộc, cũng có rất nhiều đã phó sát kiếp sát kiếp khó thoát. Tâm hỏa bốc cháy lên, tranh luận dập tắt. Hiên chính hạo thân thể, bao quát đầu toàn bộ đều bị đốt cháy thành cho bụi. Nhưng là cái kia đoàn tâm hỏa y nguyên còn đang thiêu đốt hừng hực. Tuế hàn tam hữu đang giấy ruộ, hỗn nguyên thái cực đồ đang thiêu đốt, ngọc thanh thế giới chi lực cũng bị bốc cháy lên, trận này đại hỏa, không thể dập tắt. Đây là thiên địa luyện lửa. Hỗn nguyên thái cực đồ bốc cháy lên, trọng tổ sư đã thân tử đạo tiêu. Tại ngọc thanh trong môn, có trưởng lão hô to, đó là tuyệt vọng hô to. Lúc này, Phó tri Trần ngây ra như phóng, hắn cảm nhận được hoảng sợ, rung động, hắn đột nhiên nhớ tới đã từng kiều ngưng cảnh cáo. La quân là có dạng này ma lực, hắn bản sự không lớn, lại có thể đem bất kỳ địa phương nào đều quấy đến gió tanh mưa máu. Các ngươi nơi này, ta nhìn bí ẩn cực kỳ, mà lại bản sự cũng rất lớn, ta khuyên ngươi, thật, lời hay khuyên bảo. Vội vàng đem ta cùng tiên tôn đem thả, dạng này các ngươi không đến mức tổn thất nặng nề. Nếu không lời nói, chỉ sợ ngươi hội hối tiếc không kịp. Ngươi nói là, là quân sẽ đem bản tôn Ngọc Thanh Môn cũng quấy đến long trời lỡ đất. Ta biết, ngươi không tin, trước kia mỗi cái bị hắn quấy lật thế giới, những cái kia các đại lão ngay từ đầu cũng không tin. Nhưng ta tin tưởng, nếu như bọn hắn có thể lại một lần, nhất định sẽ cung cung kính kính đưa đi La Quân. Nhưng bọn hắn không có cơ hội này, có thể, ngươi còn có cơ hội này. Ta hy vọng người có thể đem nắm. Ha 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 ha. Phó tri Trần tâm đắng chắc không, làm vừa nghe thấy những lời kia, giống như ăn nói khủng biên. Nhưng bây giờ xem ra, kiều ngưng chữ câu chữ câu, thế mà đều đã thành sấm. Nếu như, còn có thể lại một lần, hắn nhất định sẽ không lại làm như thế. Động lòng người sinh cho tới bây giờ đều không có làm lại a à. Tuế Hàn Tam Hiếu cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi, coi chừng lửa thiêu đốt đến bọn họ thân thể lúc bọn họ cũng theo gào thét kêu thảm sau cùng chế ti bởi tâm hỏa chi toàn bộ hỗn nguyên thái cực đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát tuế hàn tam hữu trọng xuân mưu toàn bộ ứng kiếp mà chế ti bọn họ tại quá tôn lầu dốc lòng khổ tu không hỏi thế sự nhưng khi sát kiếp tiến đến lúc cuồn cuộn sát khí cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ứng kiếp mà chế ti vô luận người cỡ nào cẩn thận cẩn thận nhưng sau cùng số mệnh khó thoát dây leo bóng bên ngoài đã là một cái biển lửa, tâm hỏa thiêu chê ti tuế hàn tam hữu, đồng dạng thiêu hướng dây leo bóng. La quân đột nhiên nghe được một thanh âm, là hiên chính hạo thanh âm. Ta theo phòng thí nghiệm đi tới thời điểm, ta nói cho ta biết chính mình, từ đó, không có người có thể chúa tể ta nhân sinh. Ta đi thật lâu, ta cùng thần đế đấu thắng, ta cùng trầm mặc nhiên đấu thắng, ta phụ trợ qua môn chủ. Ta về sau kém chút chê ti tại trần thiên nhai tay, ta chạy đến thiên châu, ta cử tử nhất sinh đoạt xá trở thành đại khang hoàng đế, ta một mực tại chạy, nhưng ta cho tới bây giờ đều không chạy nổi ta nội tâm hoàng sợ. Mà tại hôm nay, ta tính kế người trong thiên hạ, không phải vì cứu ngươi, không phải vì thuận theo thiên đạo, bất quá là vì chạy qua ta nội tâm hoàng sợ. Là quân, bây giờ, tâm hỏa bốc cháy lên, ta cũng diệt không. Ngươi nếu như có thể minh bạch, cái gì là thần ý, cái gì là thiên ý, cái gì là ta ý, vậy ngươi có thể tại lửa siêu sinh mệnh ta vận đã cùng ngươi cột vào một khối ngươi mà chế ti ta chế ti ngươi như sống sót tương lai ta có thể theo tâm hỏa tái tạo thân thể hoàng là quân sợ hãi mà kinh hãi trong lòng hắn đập mạnh hắn đột nhiên cảm thấy nguyên lai hắn chưa từng có tránh thức giải qua hiên chính hạo nội tâm hoảng sợ ai có thể chạy qua nội tâm hoảng sợ người nào nội tâm không có hoảng sợ dây leo bóng tại lửa từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo La Quân lần này không tiếp tục hợp tác với Linh Nhi, mà chính là rốt cuộc bằng vào tự thân lực lượng thôi động đại số mệnh thuật. Hắn sử dụng đại số mệnh thuật tạo nên kim quang bao bọc, kim quang che chở ở dây leo bóng. Đồng thời, hắn nhen nhóm tâm hỏa. Hoàng, người nói ngươi không phải là vì cứu ta, ngươi là vì chạy qua nội tâm hoảng sợ. La Quân tâm thì thảo nói ra, mà ta, ta nội tâm hoảng sợ là cái gì? Không phải ta sinh tử, ta sợ Linh Nhi sẽ chết ti sợ nhanh nhạy sẽ xảy ra chuyện, sợ kiều ngưng các nàng hội bị thương tổn. Ta một mực chỉ là muốn các nàng bình an, chỉ thế thôi, vì bọn nàng, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, ta nguyện ý đi trải qua gian khổ, nhận hết tất cả khổ sở. Hỗn nguyên thái cực đồ ngăn không được ngươi tâm hỏa, đại số mệnh thuật cũng ngăn không được ngươi tâm hỏa. Nhưng ta nhất định phải có đại số mệnh thuật cùng ngũ cốc xã tác thần thụ tới làm cơ sở, mà duy nhất tránh thức có thể ngăn cản ngươi tâm hỏa, chỉ có ta tâm lửa. Ngươi nói, thần ý thiên ý tức ta ý ta hiểu ta như thế nào không hiểu hỏa quang thấp thoáng trận này đại hỏa thiêu ba ngày ba đêm đem chọn cái bầu trời đều muốn bốc cháy mà đại hỏa cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm ngọc thanh thế giới khôi phục lại bình tĩnh đại hỏa dập tắt thời điểm dây leo bóng rốt cục chậm rãi triển khai bên trong xuất hiện la quân linh nhi linh tuệ hòa thượng trở lại ngũ cốc xã tắc thần thụ bên trong Linh Nhi vịn La Quân, nàng một mực bồi thiếp La Quân. Nàng lo lắng tới cực điểm, nhưng La Quân một mực mỉm cười nói chuyện cùng nàng, nói cho nàng, hắn rất tốt. Linh Nhi tuy nhiên không yên lòng, nhưng cũng không có hắn biện pháp. Mà lúc này, La Quân còn rất tốt. Linh Nhi mới chính thức yên lòng. Áo đen Tố Trinh, Đế Huyền, Kiều Ngưng, còn có Lâm Phong, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Đường Lăng, Tần Khả Khanh, cùng Lăng Vân Phong, bạch phân trọng chờ một chút một nhóm lớn bằng hữu đón lấy la quân cùng linh nhi hỏa hồng cân chậm rãi trước quỳ đi xuống hô đệ tử bái kiến sư phụ la quân nhìn lấy đây hết thảy nhìn lấy hắn bằng hữu nhóm người thân hắn còn nhìn thấy phía sau cái kia một đám sống sót cao thủ toàn bộ đều là mỏi mệt không chịu nổi la quân ôm quyền thật sâu thở dài ta la quân nhận được chúng anh hùng như thế cứu giúp cảm kích khôn cùng cũng hổ thẹn nếu có ngày khác la quân tất kiệt lực hồi báo chúng ta đi trước đi áo đen tố trinh nói với la quân kiều ngưng cũng đến đây đỡ dậy la quân sau đó một đoàn người rời đi ngọc thanh thế giới ngọc thanh thế giới kết giới bị hủy rời đi không lo ngọc thanh thế giới quá tôn lầu còn có cao thủ tồn tại cho nên áo đen tố trinh bọn họ cũng không nghĩ lấy tiếp tục công sát mà ngọc thanh thế giới những cao thủ nhìn đến trọng xuân mưu tuế hàn tam hữu đều chia ti bọn họ sớm đã lạnh gan chỗ đó còn dám đi ngăn cản áo đen tố trinh đoàn người này. Thêm trận chiến này thật sự là quá mức thảm liệt, hiện tại tất cả mọi người tâm lý đều không muốn tiếp tục đánh xuống. Ngọc Thanh thế giới tổn thất nặng nề, đầy đất lông gà. Quá tôn lầu có mặt khác tổ sư đi ra một lần nữa bố trí kết giới, mau chóng để Ngọc Thanh thế giới khôi phục như cũ diện mạo. Tuy nhiên Ngọc Thanh thế giới thực lực đã thật to bị hao tổn, nhưng Ngọc Thanh thế giới tại 3.000 thế giới chi, vẫn là đỉnh cấp tồn tại cũng không phải cái gì A Miu A Cầu có thể nhớ thương. Tại Quá Tôn trong lầu, Nạp Lan Vân Tuyết cùng Nhã chân Nguyên lần nữa triển khai đối thoại. Lần này, Nhã chân Nguyên lộ ra rất trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng mới đối Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, người nói, là quân cùng vợ hắn vẫn không có sự tình, bọn họ theo dây leo bóng đi ra, rời đi ngọc thanh thế giới. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, vâng. Nhã chân Nguyên nói ra, trận kia lửa, thiêu chê ti tuế hàn tam hiếu, thiêu chết ti trọng sư huynh, lại không thiêu chết ti một cái la quân. nạp lan vân tuyết nói ra, tuy nhiên thật không thể tin, nhưng sự thật thật là như thế. nhã chân nguyên nói ra, làm một cái la quân, chúng ta ngọc thanh môn tổn thất nặng nề, đến sau cùng, cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ y nguyên hoàn hảo không lo. nạp lan vân tuyết nói ra, nhưng nghe nói, cái kia hiên chính hảo đã chết ti. chết ti sao? nhã chân nguyên nói ra, chắc chắn chứ. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, cơ bản có thể xác định. Nhã Trân Nguyên nói ra, bây giờ, Thiên Châu lại là cái gì tình huống? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, cái này, đệ tử cũng còn không rõ ràng lắm. Nhã Trân Nguyên thở dài, nói ra, tốt, người đi về trước đi. Vi sư phải thật tốt tính dưỡng một phen, giang sơn đời nào cũng có người tài, trọng sư huynh đi, một đời mới nhân tài cũng sẽ quật khởi. Đúng, sư phụ. Nạp Lan Vân Tuyết rời đi. Thiên Châu, áo đen tố trinh chỉ huy thủ hạ tàn binh trở lại thần nông thế giới, nàng không có nói cho thủ hạ, la quân là giả Lam Vương. Bởi vì thời cơ chưa tới, hỏa hồng cân cũng cùng đi theo. Nàng nói, nàng sẽ ở thần nông trong thế giới trở lấy sư phụ đến. Áo đen tố trinh cùng đế huyền từng có một trận nói chuyện với nhau. Đế huyền bội phục áo đen tố trinh, áo đen tố trinh cũng nói, ngày sau có chuyện, chỉ cần phân phó. Phần nhân tình này, nàng vĩnh viễn ghi lấy đế huyền cũng cười một tiếng nói ra ngày khác rồi nói sau đế huyền từ đầu đến cuối cũng không cùng la quân nói thêm cái gì mọi người tâm lý đều là lòng dạ biết rõ nói thêm cái gì vô ích đế huyền là làm một trận cự đại đầu tư theo mặt ngoài đến xem là bệnh thiếu máu nhưng về sau đến cùng sẽ như thế nào vậy phải xem la quân thành nếu như la quân bất hạnh chê ti yểu hoặc học không thành cái kia đã không còn gì để nói đế huyền đi làng vân phòng hòa la quân đạo khác về sau cũng đi tam đại phái người đều đi đế huyền đối tam đại phái những người kia nói về sau sẽ cho bàn giao hắn đổ là coi hiên chính hạo là thành bằng hiếu hiện tại hiên chính hạo đi thảm liệt như vậy một bước hắn tự nhiên muốn giúp hiên chính hạo xử lý hậu sự đến mức đường lăng hắn cũng đi tần khả khanh càng là một câu không nói dẫn người rời đi bạch Vân trọng bên này cũng hòa la quân hàn huyên sau một lúc dẫn người rời đi đông đảo hư tiên cao thủ, ai đi đường nấy. Đến mức Lâm Phong, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc những người này đều vào ở tại Thiếu Uy Phủ. Linh Nhi cũng cùng với La Quân trở lại Thiếu Uy Phủ. Kiều Ngưng đương nhiên không cần phải nói, cũng là nương theo lấy La Quân vào ở Thiếu Uy Phủ. Thần Long tiểu cửu trực tiếp mang theo Lạc Tuyết rời đi, đây không phải thụ Lạc Tuyết khống chế. Đến mức Trần Diệt Hàn, sau đó cũng trực tiếp đi. Tiểu cửu trở Lạc Tuyết hư không ngao du, trong nháy mắt đến một chỗ biển rộng mênh mông chi. Lạc Tuyết không nói gì, nàng có rất nhiều nghi vấn. Về sau, tiểu Cửu tại một chỗ hải đảo dừng lại. Lạc Tuyết từ tiểu Cửu dưới thân đến, nàng nhịn không được nhìn chăm chú tiểu Cửu. Tiểu Cửu lại là nằm dạp trên mặt đất, cũng không nhìn Lạc Tuyết, càng không nói một lời. "Ngươi, là Lan Đình Ngọc, ngươi không là tiểu Cửu, đúng hay không?" Lạc Tuyết hỏi ra nàng nghi vấn, từ tiểu Cửu biểu hiện ra siêu cường lực lượng thời điểm, Lạc Tuyết bắt đầu hoài nghi tiểu cửu. Có điều rất nhanh, tiểu cửu cũng nói. Thanh âm hắn hình thành ý niệm, trực tiếp truyền vào đến Lạc Tuyết não vực chi, ta không phải Lan Đình Ngọc. Vậy sao ngươi hội hắn thần thông? Lạc Tuyết hỏi, người đến cùng là ai? Tiểu cửu nói ra, Lan Đình Ngọc đã chê ti, ta là nhất cửu viêm tâm lửa thêm ngươi băng phách chi lực một lần nữa dựng dục ra kiếp sau mệnh. Ta cùng Lan Đình Ngọc đã chặt đứt tất cả quá khứ. Người rõ ràng là Lan Đình Ngọc, người còn nắm giữ hắn trí nhớ không phải sao lạc tuyết nhất thời kích động tiểu cửu trầm mặc một cái chớp mắt sau đó nói giết người muội muội lan đình ngọc bỏ qua hết thảy thân thể huyết mạch toàn bộ đều bỏ qua ta tại ngươi nhiệt độ cơ thể vuốt ve an ủi tư nhuận một lần nữa dựng dục ra sinh mệnh bộ này thần long thân thể mới là ta bản thể ta cùng lan đình ngọc không có liên quan trong thân thể ta có dòng máu của ngươi người ta là một thể Ngươi là Lan Đình Ngọc, Lạc Tuyết nói ra. Nàng không thể tiếp nhận kết quả này, không sai về sau đứng dậy, nói ra, ta muốn về Thiên Châu, tiễn ta về đi. Về sau, ta đều không muốn lại nhìn thấy ngươi. Tiểu Cửu Đong đưa đầu lâu, sau đó nhắm mắt, dứt khoát không để ý Lạc Tuyết. Ngươi, Lạc Tuyết khó thở. Tiểu Cửu sau đó đột nhiên vẫy đuôi một cái, sau đó đem Lạc Tuyết một lần nữa cuốn tới thân thể, tiếp lấy mang theo Lạc Tuyết bay trên trời hư không lại đột nhiên dù cho nhập trong hải dương, như thế sung sướng, trêu đùa, đem lạc tuyết dọa đến kêu sợ hãi liên tục, chỉ có thể ôm thật chặt tiểu cửu, không dám buông tay. Tiểu cửu giữa không chung, đón mặt trời mới mọc, lên tiếng gào thét, tiếng long ngâm, truyền bá đến bốn phương tám hướng. Tiểu cửu nói nó không phải Lan Đình Ngọc, nó xác thực thì cho là như vậy. Lúc trước đủ loại, nó đều đã còn, làm nó tự bạo tâm hỏa, đem thân thể, đem hết thảy bỏ qua lúc trước kia đủ loại ân oán đều muốn cùng nó không còn có quan hệ nó trước kia làm qua chuyện sai nhưng nó che ti qua một lần lần này sống sót là thiên ân ban thưởng nó sẽ không lại cảm thấy áy náy cảm thấy có lỗi với đảm nhiệm người nào nó muốn thống thống khoái khoái sống sót lạc tuyết nó cũng sẽ không buông tay mà lại nó cũng tối tăm chi cảm giác được thiên tướng nó cùng lạc tuyết bó buộc chung một chỗ nó chỉ có cùng với nàng lúc mới có thể đem lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế người chỉ có mất đi mới sẽ biết chân quý tiểu cửu tại lan đình ngọc một đời kia hắn dứt khoát lựa chọn tử vong đến chung kết hết thảy nhưng bây giờ nếu để nó lại lựa chọn lần nữa nó không nguyện ý chính mình cả đời là như thế hoang đường cùng bi ai cho nên một thế này nó sẽ không lại lưu lại cho mình tiếc nuối thiếu uy phủ trước đó chưa từng có náo nhiệt lên Lâm Phong cùng Tần Lâm tại Đại Khang Hoàng Thành rất ít đợi qua, bây giờ cũng cảm thấy nơi này còn rất không tệ. Tần Lâm đều nói nói, các loại có cơ hội, nói cái gì cũng mang Bảo Nhi cùng Bảo Nhi mẹ tới chơi một chuyến, coi là du lịch. Lâm Phong nghe xong mỉm cười, nói ra, ta cũng có thể đem tử thanh mẹ con mang tới chơi, bất quá ta nữ nhi còn quá nhỏ. Toàn phủ xuống, hòa thuận vui vẻ. Mà La Quân lại là trước tiên đi Hoàng Cung. La Quân lúc này lớn nhất chuyện trọng yếu, là phục sinh hiên chính hạo. Không nên nói là phục sinh, mà chính là trợ giúp Hiên Chính Hạo tái tạo thân thể. Hiên Chính Hạo đang chuẩn bị đi con đường này lúc đã sau khi chuẩn bị xong đường. La Quân đến hoàng cung về sau, Vĩnh Lạc Hoàng hậu lập tức tiếp kiến La Quân. Sau đó, Vĩnh Lạc Hoàng hậu dẫn La Quân đi vào Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp. La Quân đứng tại một nguyên chi cầu, Vĩnh Lạc Hoàng hậu đem một cái phòng bị tu di giao cho La Quân. Về sau Vĩnh lạc hoàng hậu lui qua một bên, lo lắng nhìn lấy La Quân. La Quân ngồi xếp bằng, hắn đem phòng bị Tu Di bên trong đồ vật lấy ra, cái kia là một bộ trái tim, một bộ nhảy lên trái tim, bị ngâm mình ở một loại rượu tiên thủy chi. Trang bị trái tim chính là một cái hồ lô, này hồ lô chính là một kiện pháp khí, gọi là thanh tâm hồ lô. La Quân Minh Bạch Hiên chính Hạo làm ra hết thảy, có lẽ là trước, Hiên Chính Hạo đem chính mình trái tim cho cắt một bộ xuống tới người tu đạo có thể đem tổn hại trái tim trưởng thành hoàn hảo trạng thái, gãy cánh tay, bị đào trong mắt chờ một chút, đều có thể một lần nữa dài ra lại. Nhưng là trái tim bị cắt bỏ, lại còn có thể sống, đây là rất hiếm thấy, cơ hồ là không thể nào. Cũng là thật không thể tin. Nhưng, Hiên Chính Hạo lại làm đến. Là quân minh bạch đây là có chuyện gì, Hiên Chính Hạo về sau trong lời nói, tương đương với vị La Quân công bố hết thảy. Đó là, thần ý tức thiên ý, thiên ý tức tạ ý. Hiên chính hạo ý chí lực cường đại đến cực điểm, bộ này trái tim tuy nhiên bị cắt bỏ, nhưng lại tràn ngập pháp lực, đồng thời cùng hiên chính hạo bản thể sinh ra liên hệ. Sau cùng, tại bộ này trái tim cùng hiên chính hạo ý chí cường đại lực xuống, thế mà làm đến vô sinh có, để hiên chính hạo một lần nữa lại dài ra một bộ trái tim. Sau đó, hiên chính hạo nhiều một bộ trái tim. Như vậy lúc này, là quân là muốn trợ giúp hiên chính hạo sử dụng bộ này trái tim một lần nữa dài ra một cỗ nhục thân đến giống như là nhân bản một dạng. Tại cái này thiên long bát bộ phù đồ huyền trong tòa tháp, khắp nơi đều tràn ngập hiên chính hạo lưu lại tinh thần lực. Những thứ này tinh thần lực là hiên chính hạo nguyên thần, linh hồn. Dựa vào thiên long bát bộ phù đồ nuôi nhốt linh hồn, nguyên thần, làm không rời. Lại sử dụng trái tim tái tạo thân thể. Hiên chính hạo sớm làm tốt hết thảy chuẩn bị. Sau đó, là quân thi triển ra đại số mệnh thuật, tại đại số mệnh thuật trợ giúp xuống, bộ kia trái tim bắt đầu sinh trưởng. Thiên Long bắt bộ phù đồ huyền trong tòa tháp, vô số tinh thần lực bắt đầu ngưng tụ, vô số từ trường phân tử bắt đầu ngưng tụ. Là quân thọ mệnh chỉ còn lại có 500 năm, lần này thi triển, lại dùng đi 300 tuổi thọ mệnh. Nhưng cái này đã đầy đủ, hiên chính hạo lại không bao lâu về sau, liền một lần nữa sống tới. Cái kia là dựa vào từ trường phân tử các loại năng lượng vật chất ngưng tụ ra, chỉ có tâm tạng là chân thật nhất nhưng bất kể như thế nào tại la quân cùng vĩnh lạc hoàng hậu trước mặt hiên chính hạo đều sống tới hắn người mặc màu vàng sáng áo choàng ánh mắt ôn nhuận đứng tại trước mặt hai người là thân hình y nguyên có chút phiêu miểu hoàng vĩnh lạc hoàng hậu thấy thế không khỏi lệ rơi đầy mặt sau đó bước nhanh trước nhào vào hiên chính hạo hoài hiên chính hạo ôm ở vĩnh lạc hoàng hậu sau đó nhỏ giọng an ủi đừng sợ hết thảy đều đã đi qua lúc này hiên chính hạo hiền nhiên ôn nhu cùng cực. Sau đó, Hiên Chính Hạo để Vĩnh Lạc Hoàng hậu lui xuống đi. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cũng nhìn ra Hiên Chính Hạo có lời muốn cùng La Quân nói, ngay sau đó gật gật đầu, sau đó lui ra một nguyên chi cầu. Tiếp đó, Hoàng Liên muốn dựa vào ý niệm chi lực, tiếp tục tái tạo thân thể. Ngài mặc dù không có nắm giữ thế giới chi lực, nhưng ngài ý chí lực cường đại đến trình độ như vậy, toàn bộ Thiên Châu, ngài đem lại vô địch thủ. Thiên Châu rất nhiều lực lượng, quy tắc đều muốn tại ngài ý chí phía dưới thần phục. Ngày sau, ngài muốn trèo lên tạo hóa cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá là cái vấn đề thời gian A. La Quân ôm quyền, nói ra, chúc mừng Hoàng. Hiên chính hạo nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, trong lòng ngươi, oán niệm chấm. La Quân nói ra, đương nhiên sẽ không. Hắn nhìn về phía Hiên chính hạo, nói ra, tuy nhiên Hoàng ngài làm nhiều như vậy, hao phí vô số nhân lực, vật lực, đều bất quá là vì đi đến một bước này nhưng ta tại cái này, ít nhất phải đến một đường sinh cơ. Điểm ấy thị phi phân biệt năng lực, ta vẫn là có. Hiên chính hạo nói ra, người đang đáng tiếc những người kia chế ti. Người cảm thấy vậy coi như là người nợ. La quân nói ra, ta biết, đây là kiếp số. Nhưng không phải cái gì đều có thể đẩy đến kiếp số đi, bọn họ xác thực là bởi vì ta sự tình mà chế ti, ta không có khả năng thản nhiên làm làm cái gì đều không phát sinh. Hiên chính hạo trầm mặc đi xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, người còn có bao lâu thời gian. La Quân mắt lóe qua đắng chát. Hắn, xác thực không có có bao lâu thời gian. Lấy số mệnh lực lượng cùng tâm hỏa đồng thời thiêu đốt, đồng thời thôi động ngũ cốc xã tắc thần thụ lực lượng, như thế mới bảo trụ Linh Nhi cùng nhanh nhạy tánh mạng. Nhưng hắn cũng trả giá đắt, trái tim của hắn ngay tại suy kiệt, nói cho đúng, trái tim của hắn tâm hỏa còn không có dập tắt, còn đang thiêu đốt. Cái này tâm hỏa muốn đem hắn đốt đốt thành cho bụi, tâm hỏa một khi nhen nhóm, không thể dập tắt. Chỉ bất quá, là quân lấy số mệnh lực đem tâm hỏa áp chế đến cực hạn. Kể từ đó, là quân mới có thể miễn cưỡng còn sống. Nhưng, là quân đã sống không quá ba ngày. Ba ngày thời gian, hiện tại đi qua một ngày, còn có hai ngày thọ mệnh có thể sống. Là quân nói với Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, Hai ngày sau đó, tâm hỏa triệt để đưa người trái tim thiêu đốt. Là quân nói ra, không sai, số mệnh lực cũng vô pháp đem tâm hỏa dập tắt. Ta trái tim đã bị hao tổn đến không thể bổ cứu cấp độ. Là số mệnh lực tại bổ sung trái tim cần thiết phật. Đáng tiếc, hiên chính hạo nói ra, nếu như người trái tim bản thân là hoàn chỉnh, lấy người ý chí lực lượng, một dạng có thể giống chấm như vậy, một lần nữa lại dài ra một bộ hảo tâm tạng tới. Là quân trầm giọng nói ra, ta cảm giác được toàn thân đều tại bắt đầu suy kiệt, chỉ sợ lần này là không có thuốc nào cứu được. Hiên chính hạo nói ra, chấm, chấm muốn đối phó trọng xuân mưu, đối phó thái cực đồ, chia cho 3.000 số lượng hỏa diễm cùng tự thân tâm hỏa, không có hắn biện pháp có thể phá giải. Hy vọng người có thể hiểu được. La quân nói ra, ta minh bạch, nếu như không có hoàng ngài, ta đã sớm chết đi, bây giờ ta còn có thể tự do tự tại đi ở chỗ này, đây là được đến phúc phận. Nhiên Chính Hạo nói ra, nhất định còn có biện pháp giải cứu ngươi, nhân xà tộc huyết thịt, dựa vào ngươi đại số mệnh thuật, có thể hóa thành quả thực bổ sung ngươi thọ mệnh. Cái kia địa ngục chi còn có ma quân, chấm có thể cho Đế Huyền đi giúp ngươi bắt ma quân huyết nhục đi ra, đền bù ngươi thọ mệnh. Về sau, ngươi lấy vô cùng thọ mệnh đến tiếp tục bổ sung trái tim, nói không chừng còn có thể diệt tâm lửa. Ma quân huyết nhục, La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, ta xác thực cần một số ma quân huyết nhục để đền bù linh nhi thọ mệnh bất quá ta tâm hỏa không phải đại số mệnh thuật có thể giải quyết đại số mệnh thuật cũng không phải là vạn năng hiên chính hạo nói ra làm sao ngươi biết không có thể giải quyết la quân nói ra cái này có chút phức tạp ta cũng nói không rõ lắm nhưng chính ta có thể cảm giác được đại số mệnh thuật cũng không làm gì được tâm hỏa nếu là đại số mệnh thuật có thể không biết sao tâm hỏa ta không dùng nhen nhóm tâm hỏa linh tuệ hòa thượng ân là ngươi biết trùng hoàng hắn cũng nói Đại số mệnh thuật không thể dập tắt ta tự thân tâm hỏa. Coi ta thọ mệnh đầy đủ thời điểm, có lẽ có thể dập tắt người khác tâm hỏa, nhưng y nguyên dập tắt không hoàng ngươi tâm hỏa. Bởi vì ngươi tâm hỏa quá cường đại, mà ta tâm lửa giống như hòa hoàng, hoàng tâm hỏa không khác nhiều. Trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Hắn nói tiếp, như vậy, đạt được ma quân huyết nhục sự tình, việc này không nên chậm trễ. Còn mời hoàng tốc độ xuất động. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, hắn nói ra, trùng hoàng chấm có thể gặp gặp hắn sao? Có lẽ chấm thương lượng với hắn một phen, có thể tìm tới cứu chữa người biện pháp. Chấm không tin, người có thể như vậy vẫn lạc. Là. là... quân nói ra, trước mắt hắn tại tính dưỡng, lần này hắn nguyên khí tổn hại rất lợi hại. Hiền chính hạo nói ra, tốt, ta đi trước đem ma quân huyết nhục chuẩn bị cho người đi ra. Là quân nói ra, ta biết phía tây vương dưới địa ngục tầng 18 bên trong, có cái hỗn thế ma quân tồn tại. Hiên chính hạo ánh mắt sáng lên, nói ra, cái kia càng tốt hơn. Là quân tâm tư nặng nề, theo rồi nói ra, Hoàng, ta đi trước. Hiên chính hạo nói ra, tốt, hắn đón đến, sau đó nói, chúng ta thật vất vả đi đến một bước này, ngày mai không biết điểm cuối, sau này càng sẽ không là điểm cuối. Là quân mỉm cười, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Về sau, là quân rời đi một nguyên chi cầu, ra Hoàng Cung. Các loại là quân sau khi đi, đế huyền đi ra. Ngươi vừa mới cũng nghe được, Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, nếu như ngươi không đi cho La Quân làm ra Ma Quân huyết nhục, như vậy ngươi trước đầu tư đều tính toán đổ xuống sông xuống biển. Đế Huyền không khỏi im lặng, nói ra, lão tử xem như ngươi thuyền giặc. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói tiếp, tốc độ hành sự đi, yên tâm, có ta ở đây, ngươi đầu tư không thực sự đổ xuống sông xuống biển. Tối thiểu, thông qua sự kiện này, ngươi là La Quân thuyền. Hắn thuyền không phải vốn đại đế quan tâm, đế huyền nói ra. Hiên chính hạo nói ra, về sau, người tuyệt đối sẽ không cảm thấy như vậy. Đế huyền nói ra, tính toán, vốn đại đế đi trước phía tây vương giới. Lấy đế huyền tu vi, hắn ghé qua ba nghìn thế giới, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần không đi thế giới bao la, địa phương khác đều tốt nói. Đế huyền thông qua thiên châu truyền tống trận thuận lợi đến phía tây vương giới phía tây vương giới bên trong, Gai A đã rời đi, đế huyền đến đây, căn bản không cần bất kỳ cố kỵ nào. Về sau, đế huyền thẳng nhập địa ngục tầng 18. Hắn lấy thần niệm bốn phía bắn phá, hắn thần niệm trải rộng địa ngục mấy vạn dặm, rất nhanh tìm kiếm được cái kia hỗn thế ma quân vị trí. Hỗn thế ma quân mền á thông thiên tiệt giáo bia vây khốn, một mực không cách nào siêu thoát. Tu vi cũng giảm bớt đi nhiều. Tại cái kia hắc ám vô biên trong không gian, thông thiên tiệt giáo bia phù lít nha lít nhít, những thứ này phù tạo thành xiềng xích, đem hỗn thế ma quân cho chế ti vây khốn. Hỗn thế ma quân đầu có 3.000 cái sợi tóc, mỗi một cây sợi tóc đều là uy mãnh vô song. Là lúc này, đế huyền đi vào hỗn thế ma quân trước mặt. Người đến người nào, hỗn thế ma quân vốn là buồn ngủ, đột nhiên, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, lập tức mở to mắt. Ngay sau đó, hỗn thế ma quân nhìn đến đế huyền. Tạo hóa cảnh cao thủ hỗn thế ma quân thấy rõ ràng đế huyền về sau không khỏi hoảng sợ thất sắc hắn toàn thịnh thời kỳ thời điểm tự nhiên là không e ngại đế huyền nhưng bây giờ hắn nhìn thấy đế huyền lại là muốn hô ra ra đế huyền ngạo mà đứng đối hỗn thế ma quân nói ra ta chính là trường sinh đại đế đế huyền không biết hỗn thế ma quân cảnh giác nói ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến ngươi muốn làm gì đế huyền mỉm cười nói ra mượn ngươi một số huyết nhục Hỗn Thế Ma Quân cắn răng, nói ra, vì cái này. Đế Huyền nói ra, không sai, Hỗn Thế Ma Quân rất là lưu manh, nói ra, không dùng mượn, bản quân đưa ngươi. Đế Huyền nao nao, theo rồi nói ra, cái kia càng tốt hơn. Hỗn Thế Ma Quân sau đó đem hắn vô số dinh dưỡng huyết nhục chém xuống, sau đó đưa cho Đế Huyền. Đế Huyền cũng muốn nhiều, chọn vẹn muốn 500 cân huyết nhục. Đế Huyền cũng không làm rõ ràng được những vật này có làm được cái gì bởi vì hắn thấy những thứ này huyết nhục vô cùng khó có thể thuần hóa một khi ăn có thể kịch độc nhưng là đã là quân cần đó nhất định là không sai đế huyền đem chân tàng để vào phòng bị tu di sau đó nói như vậy đa tạ tiền bối vốn đại đế muốn đi hỗn thế mà quân cái biệt khuất đó a à. nhưng hắn cũng không thể tránh được hắn sau cùng nhịn không được hỏi vì cái gì ngươi sẽ tìm đến bản quân ai để ngươi đến hắn gọi là quân đế huyền suy nghĩ một chút nói ra giống như hắn trước kia làm qua người huyết nhục lại là cái kia tiểu xúc sinh hỗn thế ma quân bừng tỉnh đại ngộ hắn nhịn không được chu lên tên tiểu xúc sinh này lại nhiều lần lại nhiều lần đến đoạt bản quân thiên sát xúc sinh không bằng heo chó xúc sinh a à. đáng chê ti a à. đế huyền cười ha ha sau đó rời đi chân trời mây cuốn mây bay đình tiền hoa nở hoa tàn thiếu uy phủ náo nhiệt không Linh Nhi tính tình thanh lãnh, mà lại không tốt ngôn từ, cho nên thu xếp mọi người sự tình giao cho Kiều Ngưng xử lý. Kiều Ngưng tuy nhiên cũng không tính rất ưa thích làm những chuyện lặt vặt này, nhưng vóc dáng thấp bên trong tìm tướng quân, lúc này cũng chỉ có thể nàng. Linh Nhi đối Kiều Ngưng biểu đạt ra thiện ý, nàng và Kiều Ngưng ở giữa là phát triển mở một lần trò chuyện. Linh Nhi nói là cảm ơn. Một tiếng cảm ơn đã để Kiều Ngưng để xuống chỗ có gánh nặng trong lòng. Lâm Phong, Tần Lâm, Phó Thanh trúc bọn họ tại thiếu uy phủ. Bất quá lúc này, bọn họ cũng cảm thấy quái, đó là từ khi lần này sau đại chiến, rất ít nhìn đến La Quân. La Quân tâm tình rất lạnh, đây cũng là để bọn hắn cảm thấy quái. Kiều Ngưng tâm lý không yên lòng, nhưng La Quân đi hoàng cung, một mực không có trở về. Nàng cũng muốn các loại La Quân sau khi trở về hỏi thăm rõ ràng. La Quân lại là ngồi tại một chỗ sơn phong chi, chân trời tàn dương như huyết hắn dạng này ngồi bất động một ngày. Ba ngày sinh mệnh, cái này đã là ngày hôm sau. Hắn đột nhiên, rất muốn một người an tĩnh đợi. Hắn sợ hãi cái kia ly biệt tràng cảnh, sợ hãi mọi người không muốn cùng nước mắt. Hắn đột nhiên chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh, yên tĩnh cảm thụ một người tử vong. Hắn vô số lần tại sinh trước khi chê ti liều mạng giấy ruộng, dạng này sinh hoạt, để hắn cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu như, lão thiên người thật muốn ta chê ti, vậy ta như ngươi mong muốn, được chứ? Tại dạng này tính mịch, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên hồi tỉnh lại, hắn lập tức hỏi La Quân, đạo hữu, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, còn tốt, cảm giác còn có thể sống một ngày. Tâm hỏa dập tắt thời điểm, là ta sinh mệnh đi đến cuối cùng thời điểm. Quả nhiên là như thế, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn đón đến lại nói, ngươi như thế nào bình tĩnh như vậy? La Quân cười cười, nói ra, có thể là, ta đã thành thói quen đi. Linh tuệ hòa thượng trầm mặc đi xuống, sau đó, hắn nói ra, chúng ta còn không thể buông tha, người không thể mất đi đấu trí. La quân nói ra, có thể ta cũng là cá nhân, cũng có hội mệt mỏi thời điểm. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vì trợ giúp qua ngươi người, vì người nhà ngươi, thân nhân. La quân nói ra, nếu như ta chê ti, ta cái gì đều không cần nghĩ. Linh tuệ hòa thượng trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu hắn nói ra tốt a à, đạo hữu bần tăng hiểu ngươi không đứng tại ngươi tình cảnh bần tăng khuyên ngươi cái gì đều không thỏa đáng thưa dịp còn có một số thời gian đem ngươi cái kia làm sự tình trước toàn bộ làm đi la Là quân hít sâu một hơi sau đó nói không sai có một số việc ta xác thực còn phải làm hắn sau đó thu đến hiên chính hạo thần niệm la quân mắt lóe qua tinh quang tiếp lấy bay thẳng hồi đại khang hoàng thành tại một nguyên chi cầu bên trong, La Quân cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. Hiên Chính Hạo đem hỗn thế ma quân huyết nhục cho La Quân. La Quân ngay sau đó liền thi triển đại số mệnh thuật đem những thứ này huyết nhục rất nhiều đạo lý cấp tốc luyện hóa. Hỗn thế ma quân huyết nhục chỉ có đại số mệnh thuật có thể luyện hóa. La Quân thọ mệnh cấp tốc tiêu hao đến chỉ còn lại có 10 năm, nhưng hắn đã thối luyện ra 10 khỏa hỗn nguyên quả tới. Không sai, hỗn thế ma quân huyết nhục đi qua đại số mệnh thuật thối luyện về sau, là lúc trước hỗn nguyên quả. Một khỏa hỗn nguyên quả chính là 250 tuổi thọ mệnh. Là quân lập tức đem 10 cái hỗn nguyên quả nuốt vào bụng. Rất nhanh, hắn tăng trưởng 2.500 tuổi thọ mệnh. Cái này một cái chớp mắt, là quân cảm giác được thọ mệnh cuồn cuộn tiếp tế. Nhưng là, thọ mệnh muốn gia tăng, vẫn là cần đại số mệnh thuật trợ giúp. Người khác sau khi thôn phệ, sẽ chỉ gia tăng dinh dưỡng. Là quân liên tiếp luyện hóa những thứ này huyết nhục hắn hiện tại cũng sắp chết ti, căn bản không sợ đại số mệnh thuật kiếp hỏa. Không quan trọng, hết thầy cũng không đáng kể. Là quân liều mạng luyện hóa, sau cùng luyện hóa ra 200.000 mai hỗn nguyên quả. Một cái hỗn nguyên quả là 250 tuổi thọ mệnh, thứ này cũng không phải một cái thuần dương đan có thể tướng. Là quân trực tiếp thôn phệ, hắn thôn phệ 100 khỏa hỗn nguyên quả, đem thọ mệnh tăng lên tới 25.000 năm. Về sau, La quân lại mạnh mẽ lấy đại số mệnh thuật đến chấn áp tâm hỏa, đền bù trái tim thậm chí toàn thân tổn thương. Đại số mệnh thuật luân phiên thôi động, số mệnh phù lục tại La quân não vực không ngừng thôi động. Tối tâm chi số mệnh lực lập tức khu động. Nhưng là cái kia tâm hỏa lại bắt đầu càng thêm hung mãnh lên. Vốn là tâm hỏa đã bị đại số mệnh thuật ngăn chặn, nhưng là lần này thúc động tâm hỏa lại có loại hỏa tá phong thế cảm giác. Cái này khiến La quân hoảng sợ kêu to một tiếng lập tức dừng lại. Vì sao lại dạng này? La Quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, tâm hỏa là tâm chi hỏa, người đem tâm chi hỏa nhen nhóm, chính là thiêu đốt người ý chí lực. Chỉ cần ngươi còn sống, ý chí lực hội tồn tại. Chỉ có ngươi chê ti, ý chí lực mới có thể biến mất, hiểu chưa? La Quân không khỏi nói ra, thế nhưng là số mệnh lực vì cái gì cũng không thể tránh được. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vấn đề này, bần tăng lúc trước đã cùng đạo hữu ngươi đã nói đại số mệnh thuật cũng có thể dập tắt người khác tâm hỏa nhưng dập tắt không ngươi cũng dập tắt không hiên chính hạo la quân nói ra tốt a à. hắn đón đến nói thật không có biện pháp nào sao linh tuệ hòa thượng trầm giọng nói ra cũng không phải không có biện pháp nào tóm lại a à, đều là khó giải quyết sự tình la quân nói ra đều đến lúc này thì sợ gì khó giải quyết linh tuệ hòa thượng sau đó cười một tiếng nói ra ha ha xem ra đạo hữu ngươi còn là muốn sống sót mà la quân sờ mũi một cái sau đó nói nói nhảm hắn hội nhất thời uể oải tinh thần xa suốt nhưng hắn không biết một mực uể oải tinh thần xa suốt bởi vì hắn là la quân uể oải tinh thần xa suốt chẳng qua là bởi vì hắn cuối cùng vẫn là một người người nắm giữ cảm xúc tiêu cực hắn không có khả năng hoàn toàn không có mau nói đi la quân thúc giục linh tuệ hòa thượng Linh tuệ hòa thượng nói ra, chuyện này, tràn ngập sự không chắc chắn. Không nói trước đi, người trước đem trong tay sự tình nhanh chóng xong xuôi. Trong tay sự tình, là quân nghi hoặc. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đi cáo biệt đi, mỗi người cáo biệt một chút. Không nên để lại phía dưới tiếp núi, bần tăng nói cái này biện pháp, nắm chắc thực sự không lớn. Người không nên ôm có cái gì hy vọng. Là quân nói ra, người trước tiên nói nói nhìn mà. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đi ngoài vũ trụ bên trong, tìm kiếm một loại cực hàn trùng động. Tại trùng động bên trong, có lẽ có thể dập tắt tâm hỏa. Chỉ cần tâm hỏa dập tắt mà ngươi người không chết đi, người trái tim liền có thể lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Là quân đại hỉ, nói ra, có bực này kế sách thần kỳ, sao không nói sớm. Linh tuệ hòa thượng im lặng, nói ra, ngươi là không hiểu trùng động A. À. Trùng trong động, không gian, thời gian, các loại vạn vẹo, mỏi mòn chờ đợi về sau, nguy hiểm là vô pháp tưởng tượng. Cũng có khả năng, người hội nhốt ở bên trong một giờ, nhưng đi ra đã là trăm ngàn năm sau. Cũng có khả năng ở bên trong bị nhốt trăm ngàn năm, đi ra chỉ là một giờ, ở trong đó, thiên quân đều không dám tùy tiện đi vào. Người cái này đi vào, bần tăng là không biết sẽ phát sinh cái gì. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, bần tăng luôn luôn lạc quan, nhưng là cái kia trùng trong động, bần tăng cũng vui vẻ xem không đứng dậy. Người muốn có chuẩn bị tâm lý, chuyến đi này, khả năng cũng là vĩnh biệt. La Quân nói ra, ta đối trùng động nhiều ít có chút giải, ta minh bạch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ừm. Um. Sau đó, La Quân liền trước đi một chuyến Hoàng Cung. Hắn tìm tới Hiên Chính Hạo. Nơi này có 200.000 mai hỗn nguyên quả, toàn bộ đều là diệu dụng vô cùng. Trường sinh Đại Đế cùng Hoàng Thượng ngươi trợ giúp ta không ít, tặng cùng các ngươi một người 50.000 mai hỗn nguyên quả. La Quân nói thẳng. Hiên chính hạo cũng không có chối từ, nói ra, tốt, những vật này đối với chấm tới nói, thật có dùng. Sau đó, là quân liền cáo từ. Cái này hỗn nguyên quả chính là đế huyền thu hồi lại, là quân cho bọn hắn là đầu to, hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Về sau, là quân tìm đúng vị trí, đi hướng một chuyến thần nông thế giới. Thần nông thế giới bây giờ đã có thể ra vào, bất quá là muốn thông qua truyền tống trận. La Quân trực tiếp ở thiên trì trong các truyền thống đến thần nông thế giới. Hắn tại đi thần nông thế giới trước đó cũng cùng Tô Yên Nhiên gặp mặt một lần. Hắn biết Tô Yên Nhiên bị thương nặng, ngay sau đó hai không nói nhiều nói, lấy hỗn nguyên quả tăng thêm đại số mệnh thuật, cưỡng ép đem Tô Yên Nhiên thương thế khôi phục. Một phen ngôn ngữ trì về sau, La Quân cũng không nhiều lời chính mình tình huống, sau đó liền đi thần nông thế giới. Thần nông thế giới bên trong, La Quân đến lập tức kinh động áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh phát ra thần niệm, đem la quân dẫn tới giả lam điện bên trong. Tại giả lam điện một chỗ vắng vẻ đình viện trong lầu các, la quân cùng áo đen tố trinh rốt cục chính thức ngồi xuống. Người đi rất nhanh, ta quay đầu còn muốn theo ngươi nhiều phiếm vài câu thời điểm, người trước hết cùng hỏa hồng cân đi. La quân mỉm cười, nói ra. Áo đen tố trinh một thân màu đen váy dài, trong lầu các không gió từ trống, nàng tay áo tung bay, để cho nàng cả người xem ra, mỹ lệ đến cực hạn nhưng hai đầu lông mày lại khó nén khí khái hào hùng. Nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc đó người bằng hữu rất nhiều, ta thì không tiếp cận cái này náo nhiệt. Hiện tại thần nông thế giới cửa lớn đã mở ra, người muốn phải tới thăm nhìn ta người bạn cũ này, cũng rất thuận tiện. Lần này, đa tạ ngươi, là quân hít sâu một hơi, hắn hai đầu lông mày che đậy giấu không được một tia yêu sầu. Áo đen tố trinh nói ra, giữa chúng ta, không cần muốn nói chuyện này. La quần nói ra, cái kia ngược lại là năm đó người cũng không có nói với ta cảm ơn. Áo đen tố trinh cười ha ha một tiếng, nàng sau đó lại nghiêm mặt nói ra, người muốn đối linh nhi đỡ một ít. Là quần nao nao, sau đó nói đương nhiên. Áo đen tố trinh khe khẽ thở dài, nói ra các ngươi tốt, vậy ta cũng yên lòng. Là quần trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra những năm này người còn tốt đó chứ. Áo đen tố trinh ánh mắt ảm đạm đi nàng trầm mặc rất lâu, về sau mới lên tiếng, thường xuyên vẫn là sẽ làm mộng, mộng thấy nàng, nàng vốn là xinh đẹp như vậy, nhưng về sau tại trên giường thời điểm, đã già nua không tưởng nổi. Nàng muốn phải cố gắng sống sót, nàng sống đến cẩn thận từng ly từng tí. Ta lại là cầm sinh mệnh làm trò đùa, tùy ý làm bậy. Nhưng sau cùng đúng là mỉa mai, ta không chế ti, nàng cũng đã sớm không tại. Là quần nhịn không được nói ra, người đừng như vậy một mực tra tấn chính mình. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nàng chỉ cần nâng lên muội muội, liền sẽ nhịn không được thương tâm cùng tiếc nuối. "Ngươi biết không, ta hối hận nhất sự tình là cái gì?" Áo đen Tố Trinh nói ra. Là quần nói ra, là cái gì? Áo đen Tố Trinh trong mắt phát ra nước mắt, nàng lúc còn sống, ta không có đối nàng thật tốt nói một câu, không có hô qua nàng một tiếng muội muội. Nếu như ta có thể đối nàng đỡ một ít, ta hiện tại liền không có nhiều như vậy tiếc nuối. La quân thân thể chấn động, hắn mãi mãi cũng nhớ đến. Năm đó áo đen tố trinh tại muội muội về phía sau, lặp đi lặp lại nhắc tới cũng là câu nói này. Không phải nói thời gian có thể hòa tan hết thảy sao? La quân nhìn về phía áo đen tố trinh, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, người thật giống như còn vĩnh viễn dừng lại vào năm ấy, ngày nào đó áo đen tố trinh cũng nhìn về phía La quân, có điều nàng rất nhanh liền rời ánh mắt. Khả năng con người của ta cũng là so sánh bướng bỉnh đi nếu như thời gian hòa tan hết thảy cái kia có lẽ hôm nay ta sẽ không đi giúp ngươi cái kia ngược lại là la quân nói ra áo đen tố trinh nói ra ta còn nghĩ qua lúc trước ngươi như không nhiều chuyện cứu ta có lẽ liền không có đằng sau nhiều chuyện như vậy la quân nói ra ta cứu ngươi xuất phát từ công danh lợi lộc ta muốn lấy được ngươi máu và nước mắt nói đến ta cái kia hổ thẹn mới là áo đen tố trinh nói ra ta giải ngươi làm người Ngươi không cần hổ thẹn." La Quân nói ra, kém chút quên một việc, ngươi không phải đã mất đi thiên phú sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, cũng không có, máu và nước mắt chảy ra về sau, xác thực để cho ta đình trệ một đoạn thời gian rất dài. Nhưng về sau chậm rãi, hết thảy cũng đều khôi phục. La Quân nói ra, thì ra là thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, không ôn chuyện. Nói cho ngươi điểm hiện thực đồ vật, cái này Già Lam Điện là người ban đầu tư tưởng hiện tại đã cơ bản thành thục nhưng là ta không cùng bất luận kẻ nào nói người chính là giả lam vương người minh bạch ta ý nghĩ sao la quân nói ra ta minh bạch hiện tại ta còn chưa đủ tư cách làm giả lam vương áo đen tố trinh nói ra người minh bạch liền tốt sau đó la quân nói ra ta tới còn muốn cho người đưa vài thứ áo đen tố trinh nói ra ồ oh, la quân xuất ra 50.000 mai hỗn nguyên quả đó là trang bị tại phòng bị tu di bên trong. Hắn nói ra, vật này không tệ, ngươi thu đi. Cho ta những thứ này làm gì, ta không cần. Áo đen tố trinh nói ra, nàng tiếp lấy hỏi lại, nói ra, thế nào, đến làm tạ lễ. Không phải, là quân nói ra, ta biết ngươi lần này tổn thất rất thảm trọng, những vật này căn bản đền bù không ngươi tổn thất. Ta bất quá là trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Áo đen tố trinh khoát khoát tay, nói ra, ta không cần những vật này, người giữ lấy chính mình dùng đi. Người thật tốt đem tu vi làm lên đến, đây chính là đối với ta lớn nhất lòng biết ơn. Là quân sướng sở sướng sở. Hắn cũng liền không tiếp tục kiên trì, liền nói ra, vậy được rồi. Áo đen tố trinh tiếp lấy bỗng nhiên nói ra, người biết không, người có một cái đại ca tốt. Là quân nào nào, sau đó nói, ta đại ca xác thực một mực đối với ta rất tốt. Áo đen tố trinh nói ra, lần này, hắn vì cứu ngươi, chịu đựng khổ, người vô pháp tưởng tượng hắn tại cái kia bát quái đan lô phía trên tiếp nhận tất cả rất lực cùng tâm ma mỗi một tấc gân cốt bắp thịt vỡ vụn thành từng mảnh từng khúc tái tạo loại đau khổ này vô pháp tưởng tượng như không phải là bởi vì hắn có một cố cường đại niềm tin tại ta nghĩ hắn là vô luận như thế nào cũng khó có thể kiên trì lúc đó hắn đều thành một cái huyết nhân là quân chính là thân sinh huynh đệ lại có mấy cái có thể làm được như hắn như vậy là quân thân thể chấn động hắn có chút hội thẫn thờ ta đại ca không nói gì la quân thì thào nói ra áo đen tố trinh nói ra hắn là chân hắn tử đương nhiên sẽ không nói những vật này nhưng là phát sinh qua đồ vật chúng ta không thể làm làm không không phải sao người nhớ kỹ về sau người cô phụ người nào đều không thể cô phụ ngươi đại ca biết không ta biết la quân khóe miệng liên lụy ra một tia không thể phát giác đắng chát hắn nói thầm đại ca người tình nghĩa chỉ sợ ta là còn không la quân chính mình lâm vào sợ sệt lúc này áo đen tố trinh nói ra người cũng gặp người một chút đại đồ đệ đi la quân nói ra tốt về sau áo đen tố trinh liền rời đi đình viện lầu các đón lấy hỏa hồng cân lóe lên mà hiện liền tới đến trong lầu các hỏa hồng cân vĩnh viễn tựa hồ cũng là hùng hùng hổ hổ một thân hỏa hồng nàng đi vào la quân trước mặt khuôn mặt đỏ bừng cứ việc nàng bây giờ đã là cao thủ một đời, tu vi tại phía xa la quân phía trên. Nhưng nàng y nguyên có một khỏa tấm lòng son, nàng đứng tại la quân trước mặt, thật giống như còn là năm đó cái kia xin muốn bái sư tiểu nữ hài một dạng. Đệ tử bái kiến sư phụ, hỏa hồng cân quỳ đi xuống, hướng la quân dập đầu. La quân vốn là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thấy thế vội vàng nói, mau dậy đi. Hỏa hồng cân cái này mới đứng dậy, sau đó, nàng hi hi cười một tiếng, nói ra, sư phụ, ngài làm sao tới à nha. La quân mỉm cười, nói ra, tới thuận tiện nhìn xem. Diệp tử thanh hỏi hiên viên nhã đan, hiên viên nhã đan cũng nói, thật có chút quái. Các nàng đối La quân là ấn tượng rất không tệ, các nàng vĩnh viễn nhớ đến lúc trước La quân thân chúng kỳ tà chi độc, nhưng vì không xâm phạm các nàng, làm ra sai lầm sự tình. Hắn không tiếc đem chính hắn đông lạnh thành một bộ tượng băng. Đêm như vậy mực, Tối nay không có trăng sáng, không có chấm nhỏ. Yến Kinh ban đêm đèn đuốc sáng chói, đèn neon lấp lóe. La quân tại một chỗ cao ốc trên sân thượng triệu Hoán Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng tại quốc an sáu nơi chính tại xử lý một ít chuyện, nhưng nàng trong óc bỗng nhiên thì thu đến la quân tín hiệu. Cái kia một cái trước mắt, Trầm Mặc Nùng cuồng hỉ không hiểu. Nàng chính trong phòng làm việc, trước mặt nàng còn có hai tên kiệt ngao bất thuần đặc công ngay tại báo cáo công tác cái kia hai tên đặc công đều là thân thủ không tệ tinh anh bọn họ vốn là đối trầm mặc nùng còn có chút không phục cảm thấy một nữ nhân thế mà quản lý quốc an sáu nơi cũng không gặp nữ nhân này có bản lãnh gì a à. nhưng vào lúc này bọn họ kiến thức đến bởi vì tại cái này một cái chớp mắt trầm mặc nùng nói ra ta có việc muốn đi trước trầm chỗ chúng ta công tác còn không có báo cáo hoàn tất ngày mai lại nói trầm mặc nùng bỗng nhiên thì thi triển ra đại na di thuật đón lấy trầm mặc nùng thì biến mất tại nguyên chỗ sau đó cũng chỉ còn lại có cái kia hai tên đặc công tại nguyên chỗ trợn mắt hốc mồm ngày hôm đó trên đài theo cái kia chỗ cao nhìn có thể nhìn đến yến kinh đại bộ phận diện mạo trầm mặc nùng sau đó thì xuất hiện sau lưng la quân la quân không có quay người trầm mặc nùng bước nhanh về phía trước từ phía sau chăm chú vây quanh ở la quân nàng hốc mắt hồng hồng châu lệ rơi ta mỗi ngày đều đang mong đợi ngươi trở về cảm ơn trời đất, người rốt cục trở về. La Quân cảm nhận được trầm mặc nùng tâm tình, trong lòng hắn chua chua. Hai người cứ như vậy yên tĩnh lặng im lấy. Sau một hồi khá lâu, La Quân trầm giọng nói ra, mặc nùng, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Trầm mặc nùng run lên, nói ra. La Quân quay người, hắn đối mặt trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng nhìn chăm chú La Quân, La Quân cũng nhìn chăm chú nàng. La Quân nói ra, sự kiện này, ta còn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên. Nhưng ta nghĩ, ta nhất định phải muốn nói với ngươi. Bởi vì, trong lòng ta, ngươi so với người khác muốn kiên cường một chút. Trầm mặc nùng thân thể mềm mại lớn rung động, nói ra, ngươi muốn nói cái gì? La quân không dám nhìn nữa trầm mặc nùng đôi mắt, hắn quay đầu qua, nhìn về phía trước. Vừa mới ta đã đi xem quan niệm từ, ta đi thời điểm ôm ấp hắn, ta muốn rất nhiều, ta không biết, vậy liệu rằng là một lần cuối cùng ôm hắn la quân người đang nói cái gì lung ta lung tung đồ vật người không nên làm ta sợ có được hay không trầm mặc nùng bối rối nôn nóng sợ hãi la quân nói ra người nhất định phải nghe ta nói đi xuống bởi vì ta thời gian không nhiều người nghe ta nói ta không muốn nghe ta không muốn người có việc trầm mặc nùng đột nhiên thì ôm chặt lấy la quân cái kia một cái chớp mắt nước mắt rơi như mưa nàng nói ra vì cái gì ngươi luôn cảm thấy ta rất kiên cường, ngươi biết không? Ta thường xuyên làm ác mộng, ta thường xuyên ở trong mơ nhìn đến ngươi máu me khắp người, ta thường xuyên mộng thấy ngươi ra chuyện. Gần nhất, ta còn mộng thấy ngươi tại hư vô hắc động bên trong an nghỉ bất tỉnh, ta lớn tiếng gọi ngươi, có thể ta không kêu được. Ta không có ngươi tưởng tượng kiên cường. Là quân ấy náy tới cực điểm, hắn nói ra, thật xin lỗi, mặc nùng. Thật thật xin lỗi, ta liền tối thiểu cảm giác an toàn đều cho không ngươi cái này cũng không trách ngươi cái này cũng không trách ngươi trầm mặc nùng lại bận bịu an ủi la quân rất rất lâu về sau trầm mặc nùng mới một chút an định lại la quân nói ra lần này đại chiến ta thiêu đốt tâm hỏa mới miễn cưỡng sống sót tâm hỏa hắn cùng trầm mặc nùng giải thích tình trạng cơ thể sau cùng mới lên tiếng ta cần phải đi ngoài vũ trụ bên trong tìm kiếm cực hàn trùng độc nếu như ở nơi đó ta có thể đem thân thể tâm hỏa dập tắt như vậy ta thì có thể thu được trọng sinh nếu như không thể ta thì về không được tỷ lệ rất nhỏ nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp trở về người tin tưởng ta được không ta cùng đi với ngươi trầm mặc nùng lập tức nói đừng ngốc la quân nói ra lấy ngươi tu vi ở nơi đó ngươi căn bản nhịn không được người đi cũng không có tác dụng gì nữ nhi của ta hứa một lời đã mất đi ba ba cùng mụ mụ ta không tưởng niệm từ cũng giống vậy Người phải chiếu cố thật tốt niệm từ, biết không? Trầm mặc nùng thống khổ tới cực điểm, nhưng nàng vẫn là đáp ứng la quân. Hai người cùng một chỗ vuốt ve an ủi thật lâu. Hồi lâu sau, la quân mới lên tiếng, thời gian của ta không nhiều, muốn đi. Trầm mặc nùng lau khô nước mắt, nàng nói với la quân, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt bọn họ. Người cũng nhất định muốn trở về, được không? La quân nói ra, ừm, ta đáp ứng ngươi. Hắn đón đến, Nói ra, đúng, khối kia hồn tinh ngọc tại tay ngươi a. Là Lam Tử Y nơi ở ngọc, Trầm Mặc Nùng nói ra, tại ta chỗ này, ngươi cần. La Quân nói ra, ừm, ta muốn trước đi một chuyến địa ngục tầng 18, thu hồi liệt diễm thần đan. Có liệt diễm thần đan cùng đại số mệnh thuật, ta có thể tỉnh lại Lam Tử Y. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, ngươi lần này đi, an toàn sao? La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi ta có đại số mệnh thuật tại thân, không ai có thể làm khó dễ được ta. Trầm mặc nùng nói ra, có thể cái kia đại số mệnh thuật không phải. Nàng cũng biết đại số mệnh thuật có rất mạnh phản vệ năng lực. Là quần ánh mắt hơi hơi nhất ảm, hắn nói ra, một người đã độc, còn sợ lại nhiều uống một số rượu độc sao. Trầm mặc nùng đột nhiên hôn la quân môi. Nụ hôn này, điên cuồng mà hừng hực, tràn ngập nồng đậm không muốn cùng triền nguyên. Ta không cho phép ngươi nói như vậy rời môi về sau trầm mặc nùng nói ra người nhất định sẽ không có việc gì la quân gật đầu hắn tiếp lấy lại cười cười nói ra lần này rất tốt cũng may mắn lần đi phía tây vương giới trước đó ta sống sót nếu như chúng ta ly biệt là giống lần kia tan giã trong không vui đó mới là vĩnh viễn tiếc nuối chỉ cần ngươi có thể trở về tính toán từ đó nhìn không thấy ngươi ta cũng nguyện ý trầm mặc nùng nói ra hắn cái gì đều có thể ta chỉ cần ngươi còn sống. Là Quân cảm nhận được trầm mặc nùng thâm tình, hắn trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nói, thật xin lỗi, mặc nùng, trước kia, ta nói qua ngươi không bằng Linh Nhi, ta thu hồi ta câu nói này, trong lòng ta, các ngươi đều là giống nhau trọng yếu. Trầm mặc nùng nao nao, nàng cả người ngốc ngẩn ngơ. Sau một hồi khá lâu, nàng nước mắt mãnh liệt xuống. Là Quân Thủy chung là hiểu nàng. Câu nói kia, trầm mặc nùng xưa nay không nhắc đến, nhưng trong nội tâm nàng nhưng lại chưa bao giờ để xuống qua, nhưng bây giờ, khúc mắc triệt để giải khai. Về sau, La Quân quay người, rời đi. Có quá nhiều người cùng sự để La Quân nhớ nhung, nhưng La Quân cũng không muốn đi cáo biệt. Sinh mệnh, luôn có người sẽ đi tán. Nếu như mình chia ti, như vậy, bọn họ coi mình là tẩu tán khách qua đường đi. Sự thực là như thế hiện thực cùng tàn nhẫn. Thời gian đối với tại La Quân tới nói, cũng là phi thường gấp gáp. Hắn đương nhiên cũng còn nhớ rõ, linh hồn trong tinh thạch còn có cái vĩnh hằng ma quân tồn tại. Nhưng hết thảy, hắn đều muốn đi trước gặp mặt Địa Tàng Vương Bồ Tát một chuyến. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành. Thiếu Uy phủ, đối với La Quân một mực chưa hề quay về, Lâm Phong bọn người rốt cuộc cảm thấy có chút kỳ quặc. Liền luôn luôn thanh lãnh trầm ổn Linh Nhi cũng có chút đứng ngồi không yên. Linh Nhi muốn đi hoàng cung một chuyến, Lâm Phong nói với Linh Nhi, ta cùng đi với ngươi một chuyến. Kiều Ngưng ở một bên từ cũng lo lắng, nhưng nàng vẫn luôn rất ẩn nhẫn. Đã Linh Nhi muốn đi, nàng cũng không có theo nói cùng đi. Nàng còn phải làm bộ lạc quan, không cho Linh Nhi lo lắng quá mức. Lâm Phong cùng Linh Nhi đi Hoàng Cung, Hoàng hậu nương nương để cho hai người đi Thiên Long bát bộ phù đồ bên trong. Tại cái kia Thiên Long bát bộ phù đồ huyền trong tháp, hai người tại một nguyên chi cầu nhìn đến Hiên Chính Hạo. Tiền bối, người không chế ti, Lâm Phong nhìn đến Hiên Chính Hạo về sau, Vạn phần kinh ngạc. Hắn cũng không biết Hiên Chính Hạo đã phục sinh, Linh Nhi cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nàng cũng cảm thấy có chút lạ. Hiên Chính Hạo ngồi xếp bằng, hắn trước khi nói ra, các ngươi ngồi. Lâm Phong cùng Linh Nhi nhịn ở tính tình, theo lời ở trước mặt hắn cũng ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm cũng không có sự tình, bây giờ, chấm đã tái tạo thân thể. Đây hết thảy vẫn là nhờ có La Quân giúp đỡ. Linh Nhi lập tức nói ra, La Quân đâu? nàng căn bản không quá đi quan tâm hiên chính hạo đến cùng vì la quân giao ra bao nhiêu, lại là làm sao sống tới. Lúc này, nàng chỉ muốn biết, trượng phu nàng đến đó. Hiên chính hạo cũng biết Linh Nhi tính tình, hắn nói ra, chấm cũng không rõ ràng, bất quá các người yên tâm, hắn rất nhanh hội trở về thiếu uy phủ. Tiền bối, cái này nhất định có chút chúng ta không biết ẩn tình, đúng không? Không phải vậy lời nói, ta tam đệ không hội cổ quái như vậy. Lâm Phong nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói ra, có phải hay không hắn tại cái kia hỗn nguyên thái cực đồ trận pháp trong trung tâm, bị cái gì không thể nghịch chuyển thương tổn. Linh Nhi ở một bên nghe vậy nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Chẳng lẽ, tâm hỏa thiêu đốt là không thể nghịch, Linh Nhi biết là quân thiêu đốt tâm hỏa, nhưng nàng coi là, hết thảy đều đã đi qua. Linh Nhi sau đó lo lắng hướng hiên chính hạo nói, trượng phu ta hiện ở nơi nào. Hắn đến cùng là tình huống như thế nào, người mau nói cho ta biết. Hiên chính hạo cảm nhận được Linh Nhi lo lắng, hắn thậm chí cảm nhận được, nếu như mình không như thật nói ra lời nói, Linh Nhi chỉ sợ muốn liều lĩnh rút kiếm đối mặt. Hiên chính hạo tự nhiên là không e ngại Linh Nhi, nhưng là vì vậy mà sinh ra một số không tất yếu hiểu lầm, hoàn toàn không cần thiết. Ngay sau đó, hiên chính hạo nói ra, chấm lời nói thật cùng các người nói đi, là quân chỉ có một ngày mệnh. Trong ngày này nếu là tìm không ra giải quyết tâm hỏa phương pháp, hắn là một con đường chế ti hắn hiện tại đi nơi nào, chấm cũng không biết, nhưng là muốn đến, hắn hội trở về cùng các ngươi gặp một lần. Không, Linh Nhi thân thể mềm mại kịch chấn, nàng tiếp lấy rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên rời đi một nguyên chi cầu, ra thiên long bắt bộ phù đồ huyền tháp. Hiên chính hạo đương nhiên sẽ không ngăn đón Linh Nhi. Lâm Phong bị kinh ngạc, hắn lo lắng Linh Nhi ra chuyện, lập tức theo bay ra ngoài. Vân Hải rong rủi, Linh Nhi thi triển thuật pháp, nhanh như điện chớp lâm phong tu vi cũng đến thiên vũ cảnh đỉnh phong tuy nhiên còn chưa vững chắc nhưng lực lượng cũng ở nơi đây cho nên còn có thể miễn cưỡng cùng linh nhi tốc độ đệ muội đệ muội lâm phong ở phía sau hô to linh nhi cũng không quay đầu lại lâm phong đuổi đến gấp linh nhi đột nhiên trở tay bắn ra một đạo chỉ kiếm không muốn theo tới linh nhi nghiêm nghị quát lớn lâm phong lâm phong nao nao linh nhi lực lượng không thể khinh thường hắn một chút trốn một chút chuồn trước mắt liền mất đi Linh Nhi tung tích. Lâm Phong tâm sự nặng nề, hắn không nghĩ tới, trăm cây nghìn đắng cứu ra tam đệ, sau cùng đổi lấy chỉ là tam đệ còn có một ngày tánh mạng. Lâm Phong cảm thấy mình cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Đệ muội hẳn là sẽ không nghĩ quần A. Lâm Phong có quá lo lắng nhiều, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lần nữa lộn vòng thân hình, trở lại một nguyên chi cầu. Linh Nhi đi vào một chỗ linh tú sơn phong chi, nàng bỗng nhiên khóc giống lên, cái kia một cái chớp mắt, nàng lệ rơi đầy mặt. Nàng khóc đến nước mắt như mưa, khiến người ta nhìn đau lòng không thôi. Nàng luôn luôn sẽ không ở người trước hiển lộ tâm tình, mà lần này, nàng không thể kìm được, nước mắt như mưa lớn. Nàng sao có thể tiếp nhận, là quần chỉ có một ngày tánh mạng đâu. Lâm Phong lần nữa đối mặt hiên chính hạo. Tiền bối, ngài có thông thiên bản sự, nhất định có thể tìm được ta tam đệ ở nơi nào, ta tin tưởng, cũng nhất định còn có xử lý pháp có thể cứu được hắn hắn sẽ không như thế đưa xong tánh mạng, đây không phải mệnh vận hắn. Lâm Phong nói ra, Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Phong, người tin tưởng chấm, trước hừng đông, hắn hội trở về. Bởi vì, hắn không có khả năng không đến cùng các người tạm biệt. Lâm Phong nói ra, nhất định còn có biện pháp cứu hắn, tiền bối, ta biết ngài có ma điển, trường sinh đại đế có vãng sinh la bàn. Mang mang vũ trụ, tất nhiên sẽ có tiền phương cứu chữa ta tam đệ, cầu ngài xuất thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta cũng không phải vạn năng, nếu là có biện pháp làm sớm xuất thủ. Ngay vào lúc này, hư không chi xuất hiện gợn sóng, Đế Huyền xuất hiện. Đế Huyền đi vào một nguyên chi cầu, Lâm Phong hướng Đế Huyền hành lễ, nói: "Tham kiến đại đế." Đế Huyền nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra: "Ngươi cùng vốn đại đế, thực có chút ngọn nguồn." Lâm Phong nói ra: "Đúng." lúc trước vãn bối đã từng từng chiếm được ngài luân hồi la bàn đế huyền mỉm cười nói ra đó bất quá là ta trước kia dùng pháp khí bị các người cái kia thông thiên động phủ cầm lấy đi ngược lại xem như tổ tông thánh vật cung phụng bất quá đây cũng là một trận duyên phận lâm phong nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ đế huyền nói ra chẳng qua hiện nay người tu vi đến tận đây cũng coi là không tệ như tới làm vốn đại đế truyền nhân cũng là có thể người có bằng lòng hay không bái vốn đại đế vi sư lâm phong lập tức nói ra thật có lỗi đại đế vãn bối đã có sư phụ chưa sư phụ cho phép không dám thay đổi địa vị ngươi nói là cái kia trầm mặc nhiên đế huyền khẽ nhíu mày nói ra lâm phong nói ra không sai đế huyền nói ra hắn tu vi hiện tại còn chưa hẳn tại ngươi chi có tư cách gì làm sư phụ ngươi một ngày là thầy cả đời là cha lâm phong nói ra đế huyền nao nao sau đó cười to ba tiếng nói ra rất tốt không tệ lâm phong sau đó hướng hiên chính hạo cùng đế huyền cáo từ trở lại thiếu uy phủ lệnh hắn vui mừng là linh nhi cũng trở về tới bất quá linh nhi không nói gì một người tránh trong phòng nàng xưa nay là như thế tính tình kiều ngưng cũng không tiện hỏi nhiều nhưng lâm phong vừa về đến kiều ngưng nhịn không được trước hỏi tình huống như thế nào nàng lâm phong lớn rất nhiều cho nên tiếng đại ca này là làm sao cũng không kêu được lâm phong trầm giọng nói ra còn không có tam đệ tin tức bất quá hoàng nói hắn trước hừng đông hẳn là sẽ trở về la quân không có xảy ra chuyện gì a à? kiều ngưng bất an hỏi lâm phong mắt nhìn kiều ngưng hắn bất động thanh sắc nói ra cần phải không có việc gì đi ta cũng không có gặp người hắn không xác định tin tức này có nên hay không nói cho kiều ngưng hắn cảm thấy có một số việc cần phải để la quân chính mình tới nói Kiều Ngưng Trung Quy là không an lòng, nhưng lúc này, nàng cũng có chút không thể làm gì. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc ở một bên cũng là lo lắng cực kỳ. La Quân tiến về địa ngục, là đi trước hướng Tây Phương Vương Giới. Mặc dù bây giờ Ngọc Thanh thế giới thực lực đại tổn, nhưng cũng không có tổn hại đến có thể cho La Quân tới lui tự nhiên cấp độ. Hắn cũng sợ dạng này vừa đi, hội rơi vào miệng cọp. Ngược lại là phía Tây Vương Giới, hiện tại không có gai A, tương đương với không có hàm răng lão hổ không đủ gây sợ tới. La Quân cấp tốc thông qua truyền tống trận đến phía Tây Vương Giới, sau đó tìm tới địa ngục cửa vào, tiến về địa ngục tầng 18. Bây giờ La Quân tay cầm đại số mệnh thuật, hắn thân thể còn có 90.000 mai hỗn nguyên quả. Thêm hắn cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, cho nên thi triển đại số mệnh thuật không cố kỵ chút nào. Cho nên, hắn đến phía Tây Vương Giới hoàn toàn không cố kỵ chút nào, là đến cái thiên vị cảnh cao thủ, hắn cũng giống vậy có thể đem chi đánh lui. Huống chi, phía tây vương giới liền thiên vũ cảnh cao thủ đều ít càng thêm ít. Cái kia thần vương rất cũng bất quá là động tiên cảnh. Là quân tính toán không vận dụng đại số mệnh thuật đều có thể treo đánh thần vương rất. Rời đi thế giới bao la lúc, là quân cũng không có nghĩ qua muốn đi gặp viên giác. Hắn nghe Kiều Ngưng nói một miệng đi cầu viên giác xuất thủ sự tình. Là quân đối viên giác có rất rõ ràng nhận biết, viên kia cảm giác tuy nhiên xem ra hỏa ái vô hại, nhưng thực chất là không có bất kỳ cái gì một cái nhân tình cảm giác. Luận giao tình chờ một chút, căn bản là dư thừa. Là quân đối viên giác cũng nói không ghét, dù sao mình vẫn là bị viên giác cứu mấy lần, điểm ấy thì phi hắn vẫn là phân rõ ràng. Lúc này, là quân tại địa ngục ghé qua, hắn thần niệm bắn phá đến bốn phương tám hướng. Rất nhanh, hắn cũng tìm tới cái kia hỗn thế ma quân chỗ. Cái này hoàn toàn là trùng hợp. Là quân tâm tư nhất động, thân hình lóe lên, một giây sau hắn xuất hiện tại hỗn thế ma quân trước mặt cái kia hỗn thế ma quân bị vây ở thông thiên tiệt giáo bia hắn duy nhất công sát thủ đoạn là 3.000 cái sợi tóc hỗn thế ma quân nguyên khí tổn hại không ít lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng là cái này vừa mở mắt lập tức nhìn đến la quân lại là ngươi tên xúc sinh này hỗn thế ma quân vừa thấy được la quân lập tức cái kia giận a à. hắn quả thực là muốn rách cả mí mắt nhưng trong lòng của hắn lại sợ la quân trước kia la quân bất quá thái hư cửu trọng thiên để đầu hắn đau huống chi hiện tại la quân tu vi thế mà đến động tiên cảnh đỉnh phong la quân gặp hỗn thế mà quân cái phản ứng này hắn không khỏi cảm thấy buồn cười hắn cũng không tức giận cười ha ha nói ra thật là khéo ta là đi ngang qua nơi này không nghĩ tới chúng ta lão giữa bằng hữu lại gặp mặt người xéo đi nhanh lên người muốn làm gì Hỗn Thế Ma Quân coi La Quân là làm ôn thần. La Quân nói ra, chúng ta lão bằng hữu gặp mặt, ngươi làm gì không vui như vậy nghênh ta đây. Hỗn Thế Ma Quân nao nao, sau đó quan sát La Quân tới. Hắn nói tiếp, cho ngươi. Sau đó, con hàng này lại tự động cho La Quân ước chừng 100 cân huyết nhục. La Quân sướng sờ sướng sờ, hắn thật đúng là không có ý tứ này. Ngươi làm gì, ta là đi ngang qua, La Quân nói ra. Hỗn Thế Ma Quân nói ngươi không phải là muốn ăn cướp bổn tọa sao? Bổn tọa hiện tại là trở thịt. Là quân khoát khoát tay, nói ra, coi như vậy đi, ta đủ. Dù sao ta cũng không sống mấy ngày, muốn ngươi đổ vật làm gì? Không muốn, hỗn thế mà quân vội vàng thu hồi huyết nhục, những thứ này huyết nhục đều là hắn dinh dưỡng nguyên khí A. Hắn thực chỗ nào bỏ được? Về sau ta cũng sẽ không đến ăn cướp ngươi, ngươi yên tâm đi. Là quân nói tiếp hỗn thế ma quân vốn là hận la quân hận muốn chế ti lúc này bởi vì la quân cự tuyệt ngược lại hận ý tiêu tan hơn phân nửa hắn nhìn về phía la quân nói ra người không sống mấy ngày đâu tình huống như thế nào la quân nói ra nói rất dài dòng không nói a à, đoán chừng chúng ta về sau không có cơ hội gặp mặt vậy ngươi có thể hay không giúp một chút đem bổn tọa đem thả hỗn thế ma quân hỏi la quân nào nào hắn sau đó lắc đầu nói ra ai biết thả ngươi người hội làm cái gì muốn mạng sự tình đi ra không thả ta đối với ngươi không hiểu hỗn thế ma quân nói ra bổn tỏa bất quá là cùng gai a có ân oán mà thôi năm đó tiên giới ma quân cùng thiên quân là khác biệt trận doanh trận doanh phân thuộc khác biệt ngươi cũng là người thu đạo khi biết cái này nhân quả cùng đúng sai nơi đó có cái gì quá lớn liên quan la quân nói ra ta còn một mực không hiểu ma quân cùng thiên quân đến cùng là tình huống như thế nào đây hỗn thế ma quân nói ra lúc trước những người đi trước đến tiền giới về sau lý niệm sản sinh chia rẽ thiên quân coi trọng huyết mạch truyền thừa coi trọng bản chính căn nguyên ma quân cho rằng hữu giáo vô loại bình thường kẻ tin ta đều có thể nhập ta nói về sau chúng ta trong giáo lại vừa lúc xuất hiện mấy cái ma đầu trêu ra một ít chuyện bởi vậy thiên quân đối với chúng ta triển khai thảo phạt chúng ta cũng hận những cái kia ma đầu gây chuyện nhưng cũng không thể bởi vì một hai cái người xấu mà đem chọn cái giáo phái hủy bỏ. Thiên quân chi, một dạng không phải cũng có bại loại xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn họ xuất hiện bại loại, nói những bại hoại này là nhập mẹ hắn ma, nói bọn họ là chúng ta trận doanh. Đây quả thực là thả hắn nương chó rắm thối, người nói là A. À. Là quân không khỏi buồn cười, nói ra, cái này thật là không quá giảng đạo lý. Hỗn thế ma quân nói ra, về sau, vì cùng bọn hắn phân chia ra đến, chúng ta dứt khoát gọi ma quân. Đợi đến một ngày như vậy, chỉ cần chúng ta đủ cường đại, có lẽ, ma quân là ca ngợi, thiên quân là hỏng đây. La quân nói ra, như thế, bất quá, các người trận kia doanh kêu cái gì? Hỗn thế ma quân nói ra, chúng ta là tiệt giáo A. La quân không khỏi mắt trợn tròn, nói ra, chẳng lẽ thiên quân là siển giáo? Đó cũng không phải là, hỗn thế ma quân nói ra, nguyên lai người biết những thứ này A. La quân nói ra, cái này thông thiên tiệt giáo bia sao có thể trấn áp ngươi? Cái này không phải là các ngươi tiệt giáo đồ vật. Là quân dự liệu được tiệt giáo tồn tại, lại không nghĩ rằng tiệt giáo lại là ma quân trận doanh. Hắn biết xiển giáo là bởi vì thế giới bao la phong thần chuyện nói. Là quân theo rồi nói ra, cái kia giáo chủ của các ngươi là. Thông thiên thánh nhân, hỗn thế ma quân nói ra. Là quân nói ra, chẳng lẽ lại, xiển giáo giáo chủ là nguyên thủy thiên tôn. Chính là, nguyên thủy thánh nhân mà. Hỗn thế mà quân nói ra, bất quá chúng ta giáo chủ và nguyên thủy thánh nhân đã rất nhiều năm cũng không thấy, về sau sự tình, đều là chính chúng ta đang lộng. Này cũng không thể trách nguyên thủy thánh nhân như thế nào. Là quân suy nghĩ một chút, hắn nói ra, cái này thông thiên tiệt giáo bia làm sao lại đến chân áp ngươi thì sao? Hỗn thế ma quân nói ra, cái này thông thiên tiệt giáo bia là thông thiên thánh nhân trước kia một kiện tiện tay pháp khí, cũng là phẩm đạo khí mà thôi vốn là đây là bổn tọa pháp khí nhưng là về sau bổn tọa miền á cho đánh bại bất quá gai a cũng không có nịnh ngọt bị bổn tọa cũng bị đả thương nương lúc đó còn không phải ở chỗ này nàng đem thông thiên tiệt giáo bia đoạt tới nàng luyện hóa một phen sau đó lại đem bổn tọa cho trấn áp tại nàng địa đầu bên trong thông thiên tiệt giáo bia sơn hà xã tắc đồ la quân lẩm bẩm nói những thứ này thánh nhân pháp khí tất cả đều lưu lạc bên ngoài bây giờ sơn hà xã tác đồ cũng bị hủy lại còn có cái gì là bất hủ đâu la quân chỉ cần ngươi thả bổn tỏa đi qua ân hoán bổn tỏa cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua mà lại ngươi phần nhân tình này bổn tỏa về sau nhất định còn ngươi hỗn thế mà quân chờ đợi nhìn về phía la quân la quân nói ra ta đều sắp muốn chế ti muốn ngươi còn cái gì tình hỗn thế mà quân vội vàng nói bổn tỏa có thể còn cho nhà ngươi người bằng hữu la quân nói ra ngươi chờ một chút ta suy nghĩ một chút hắn lập tức hỏi huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng nói ra có cần thiết hay không cứu hắn linh tuệ hòa thượng cũng một mực tại nghe hắn nói ra vừa mới hắn lời nói ngược lại không phải là lời nói dối la quân nói ra ta làm sao một mực không nghe ngươi đề cập qua ngươi cũng không có hỏi a à. linh tuệ hòa thượng nói ra la quân nói ra na cái á cũng không phải cái gì người tốt Linh tuệ hòa thượng nói ra, gia hỏa này cũng đầy đủ thảm, đường đường đệ nhất ma quân, bị vây ở chỗ này, lại bản thân bị trọng thương. Trông thấy người dạng này con kiến hôi đều muốn chó vẩy đuôi mừng chủ. Theo bần tăng xem ra, thả cũng không sao, người hẳn phải biết, một người tại nước ngạt thở đến cỡ nào khó chịu, người bây giờ là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Là quân nói ra, tốt a, à. hắn đón đến, hướng hỗn thế ma quân nói ra, ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi. Ngươi nói, chỉ cần bổn tỏa có thể đáp ứng người điều kiện, đều được. Hỗn thế ma quân ánh mắt xuất hiện cuồng nhiệt chờ mong. Là quân nói ra, không phải điều kiện gì, người phát cái lời thề, đi ra về sau, tuyệt không làm loạn vô tội. Làm một người tốt, như làm trái thề, thiên chu địa diệt, chê ti không yên lành. Loại này lời thề đối với hỗn thế ma quân tới nói, là phi thường có chấn nhiếp lực. Hỗn thế ma quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, tìm gai A báo thù, không tính tai họa vô tội a." À. La Quân nói ra, "Ân oán nhân quả, ta nơi đó quản nhiều như vậy." Hỗn Thế Ma Quân nói ra, "Tốt." La Quân nói ra, "Vậy ngươi phát thệ đi." Hỗn Thế Ma Quân ngay lập tức thề, phát xong lời thề về sau, hắn ánh mắt hỏa nhiệt nhìn lấy La Quân. Ánh mắt kia, giống nhìn tình nhân giống như. La Quân ngay sau đó cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị trợ giúp Hỗn Thế Ma Quân thoát khốn. Hỗn Thế Ma Quân nói ra, Lần Minh Thần Hades cùng mấy tên chuẩn bị đến giải cứu ta, giúp bọn hắn làm việc. Nhưng về sau Gaia xuất hiện, ngăn cản bọn họ. Cái này thông thiên tiệt giáo bia bên trong, đoán chừng còn có Gaia trận pháp tại, có lẽ ngươi sẽ kinh động Gaia." La Quân nói ra, nghe nói Gaia đã bị viên giác buộc rời đi địa cầu. Hắn cũng không biết tình huống cụ thể, đây đều là linh tuệ hòa thượng phỏng đoán. "Rời đi, chẳng lẽ nàng thương thế đã khôi phục?" Hỗn Thế mà Quân bị kinh ngạc nói ra là quân nói ra không chỉ có khôi phục còn tu vi phóng đại đây hắn nhưng là tại vĩnh hằng ma quân chỗ đó giải rất rõ ràng hỗn thế ma quân nói ra cái kia tốt nhưng lúc này là quân mi tâm chi cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng lại nói gai a à bây giờ thần thông vô địch nàng người không tại địa cầu không có nghĩa là nàng lực lượng không thể tới tới địa cầu riêng là cái này thông thiên tiệt giáo bia bên trong còn có gai a lưu lại trận pháp nàng còn thật có thể hạ xuống nhất tôn nguyên thần tới la quân nhíu mày hỗn thế ma quân không biết la quân tại cùng linh tuệ hòa thượng nói chuyện với nhau hắn lập tức nói với la quân la quân ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi sẽ không sợ sệt a à. la quân nói ra gai a hiện tại hạng gì lợi hại ta như thế nào không sợ hỗn thế ma quân nói ra nhưng ngươi nói nàng không tại địa cầu la quân nói ra nàng muốn là thông qua trận pháp truyền lại một tia nguyên thần tới cũng đầy đủ ta uống một bình hỗn thế mà quân nói ra người cái này la quân nói ra ta muốn trước đi một chuyến nơi khác Người không thể thấy chê ti không cứu a à. hỗn thế mà quân đều nhanh muốn khóc la quân nói ra ta sẽ trở về hỗn thế mà quân nói ra dù sao ngươi đều phải không sống lâu sợ cái gì a à. Hỗn Thế Ma Quân lời nói này là đầy đủ trực tiếp. La Quân ngược lại không ghét, cũng không để ý Hỗn Thế Ma Quân tự tư hành động. Người nào lại người nào tốt bao nhiêu đâu, đứng tại Hỗn Thế Ma Quân lập trường, đây là hắn bị nhốt nhiều năm, duy nhất đi ra cơ hội. Lúc này, người còn có thể chỉ trích hắn sao? Chỉ trích hắn không có vì La Quân đặt mình vào hoàn cảnh người khác sao? Cái kia lại có ai thay hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đâu? Thế có hai loại thánh nhân, một loại thánh nhân đứng tại chính mình góc độ, suy nghĩ thế gian hết thảy cần phải thiện lương. Còn có một loại thánh nhân, tránh thức thánh nhân, lấy đại đạo giáo nghĩa, giải thích thiên vận chuyển. Bọn họ không nói thiện lương, nói chí lý. Là quân mắt nhìn hỗn thế ma quân, sau đó nói, ta còn có chuyện lớn muốn làm, người trước chờ xem. Hắn sau khi nói xong không tiếp tục để ý hỗn thế ma quân, sau đó trực tiếp bỏ chạy. Hỗn thế ma quân hô lớn, người nhất định muốn trở về nha. La Quân trực tiếp đi Ngọc Thanh thế giới địa ngục tầng 18, những cái kia cửa ải khó hiểm trở đối bây giờ La Quân tới nói, cũng không phải là nan đề. La Quân tốc độ rất nhanh, ngàn dặm 10 ngàn dặm, đều là trong chớp mắt. Cho nên hắn rất mau tới đến địa tàng Vương Bồ Tát chỗ đi về đông núi. Đi về đông núi, yêu ma phổ độ, kim quang nguyện lực đem mảnh này đi về đông núi biến thành Phật gia thánh địa. Nơi đây chính là Bồ Tát đạo tràng. La Quân đến đi về đông núi, hắn vừa đến địa tàng vương Bồ Tát mở miệng. Tiểu thí chủ, mau mời tiến. La quân thân hình lóe lên, đi vào trong động phủ. Tại cái kia động phủ van xin, địa tàng vương Bồ Tát lấy màu xám tăng y, ngồi xếp bằng, hắn là như thế mộc mạc, lại không tranh quyền thế. Tựa hồ, đời này không có cái gì tham lam cùng dục vọng có thể làm cho lòng hắn hổ lên một tia dập dờn. Vãn bối gặp qua Bồ Tát, là quân mã hành lễ, nói ra. Địa tàng vương Bồ Tát liền nói ra, ngồi la quân lúc này ngồi xuống địa tàng vương bồ tát nói ra hôm đó đại chiến bần tăng đi qua ngọc thanh thế giới bần tăng ở đây chúc mừng tiểu thí chủ đến thoát nhà tù la quân không khỏi cười khổ nói ra trốn là đào thoát bất quá lại là một lời khó nói hết há chỉ giáo cho địa tàng vương bồ tát cảm thấy quái la quân nói ra ngài dựng một dựng vãn bối tay liền biết hết thảy hắn nói xong vươn tay địa tàng vương bồ tát ngay sau đó cũng là lấy tay bắt mạch một cái chớp mắt về sau địa tàng vương bồ tát bị kinh ngạc trái tim đang thiêu đốt địa tàng vương bồ tát kinh ngạc nói la quân cười khổ nói không sai không cách nào dập tắt địa tàng vương bồ tát hỏi la quân nói ra vãn bối lấy đại số mệnh thuật cũng vô pháp sắp tắt tâm hỏa tâm chi hỏa không sai một khi thiêu đốt đoạn khó dập tắt nếu không phải ngươi lấy đại số mệnh thuật áp chế người sớm cái kia đã không tại nhân thế địa tàng vương bồ tát nói ra la quân nói ra không sai địa tàng vương bồ tát còn nói thêm này lửa nhân gian lực lượng đều không đủ lấy dập tắt la quân nói ra đúng bằng hữu của ta có hàn băng chi phách nhưng cũng không đủ dập tắt ta tâm lửa ta có địa sát chi tinh lôi từ chi lực cũng không đủ dập tắt địa tàng vương bồ tát trầm mặc đi xuống hắn đang trầm mặc sau một lúc lâu nói ra tiểu thí chủ đến đây la quân nói ra thu hồi vãn bối đổ vật địa tàng vương bồ tát gật gật đầu nói ra tốt hắn nói xong đem la quân trước đó lưu lại như vậy như chuông còn có rất nhiều phòng bị tu di trả lại la quân la quân thu hồi hắn nói tiếp vãn bối hiện tại phải dùng đại số mệnh thuật đến đem lam tử y bánh xe phụ hồi cứu tỉnh còn mời bồ tát vì vãn bối lược trận địa tàng vương bồ tát gật đầu nói ra tốt là quân ngay sau đó không nói nhảm nữa hắn theo phòng bị tu di tìm ra trước đó tại mặt nhật phần chàng được đến liệt diễm thần đan sau đó hắn lại lấy ra hồn tinh ngọc hồn tinh ngọc mượt mà mỹ lệ như thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật địa tàng vương bồ tát nhìn đến hồn tinh ngọc lúc hơi kinh hãi hắn nhịn không được nói ra này ngọc không thể coi thường a à. thế mà ẩn tàng khủng bố như thế tinh khiết linh hồn chi lực không thể tưởng tượng ai thế mà có bản lĩnh này chế tạo dạng này một khối ngọc thô. La Quân nói ra, này ngọc là tinh chủ tặng cho, chuyên môn vì Lam Tử Y tìm sống yên ổn chỗ. Địa tàng vương Bồ Tát gật gật đầu, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, xem ra, cái này Lam cô nương kiếp nhưng cũng là một loại cơ duyên. Luân hồi cùng linh hồn, ngộ ra hai cái này chân lý, như vậy Lam cô nương tại tất nhiên sẽ nhiều đất dụng võ. Huống chi, Lam cô nương còn từng khám phá thai chi mê. Chỉ sợ lần này, làm cô nương hội rất có ích lợi la quân ngưng trọng nói ra hy vọng như thế đi ngay sau đó la quân pháp lực vận chuyển cái này hồn tinh ngọc liền bị tế tại la quân trước mặt là quân pháp lực thăm dò vào hồn tinh ngọc bên trong cái này một cái chớp mắt la quân cảm nhận được hồn tinh ngọc bên trong thế giới phật đã nói nhất diệp nhất bồ đề một hạt cát một thế giới mà tại hồn tinh ngọc bên trong là một cái linh hồn thế giới là quần biển linh hồn cùng cái này hồn tinh ngọc bên trong thế giới lên, liền là tiểu vu gặp đại vu. Tại cái này hồn tinh ngọc bên trong, có thật sự, phương viên 300 giảm tinh khiết linh hồn. Xem ra, giống là chân chính hải dương, minh mông, linh hồn chập trùng ba động, úy vi tráng quan. Là quân thần niệm bắn phá, tại biển linh hồn chỗ sâu tìm kiếm được hôn mê bất tỉnh Lam Tử Y. Là quân pháp lực lập tức khóa chặt Lam Tử Y, cũng đem hướng lôi kéo. Đồng thời, hắn đem liệt diễm thần đan nắm lên trực tiếp tế nhập hồn tinh ngọc bên trong hắn muốn trước đem liệt diễm thần đan cho lam tử y phục dụng nhưng tại lúc này la quân chợt nghe một thanh âm nói cho đúng là một loại ý niệm la quân không thể là lam tử y thanh âm la quân bị kinh ngạc sau đó lại cảm giác đại hỷ nói ra lam tử y không sai là ta lam tử y nói ra nàng thanh âm vẫn là như vậy êm tai, êm tai chi lộ ra trầm ổn. Người sớm tỉnh, là quân nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. Không có, Lam Tử Y nói ra, ta còn tại trùng điệp luân hồi chi, bất quá linh hồn lực lượng đã chảy vào. Bây giờ ta chính đang hấp thu linh hồn cùng luân hồi lực lượng, cái kia đại luân hồi thuật tinh yếu đã bị ta nắm giữ. Gai A chỉ có đại luân hồi thuật, lại không hiểu đại linh hồn thuật, bây giờ ta muốn dùng đại linh hồn thuật cùng đại luân hồi thuật làm một thể, chế tạo ra siêu thoát đại luân hồi thuật tồn tại, là quân ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. hiện tại ta có thể theo ngươi câu thông, đây là ta thủ đoạn. ngoại giới phát sinh cái gì, ta không rõ lắm, nhưng ngươi không muốn phá hư ta hiện tại hình thái, đợi đến ta tránh thức công thành thời điểm, ta sẽ một lần hành động thành không tạo hóa chi cảnh, đó là ta trung cực truy cầu. tốt, tốt, là quân vì làm tử y cảm thấy cao hứng, nói ra, ngươi không có việc gì quá tốt đã ngươi có yêu cầu ta đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi đa tạ lam tử y nói ra la quân không khỏi đắng chát nói ra ngươi nói với ta đa tạ đó cũng không phải ta thích nghe luôn cảm thấy lạ lẫm lam tử y bên kia trầm mặc một cái chớp mắt sau đó cười cười nói ra làm sao đột nhiên như thế giả mồm la quân ngốc ngẩn ngơ tiếp lấy cười ha ha một tiếng nói ra mở cái trò đùa lam tử y ngừng một lát nói ra người cái kia sẽ không phát sinh chuyện gì tình A. Đương nhiên không có, La Quân lập tức nói ra. Hắn không biết ích kỷ như vậy, bởi vì chính mình sự tình muốn đem Lam Tử Y theo đại kỳ ngộ cưỡng ép lôi kéo đi ra. Hắn tiếp lấy mỉm cười nói, ta hiện tại tu vi đã là động tiên cảnh đỉnh phong, mà lại, ta có đại số mệnh thuật nơi tay, lại có đại bản nguyên thuật. Ta ngựa lực đến 15 tỷ, năm đó trùng hoàng nhanh nhạy, tạo hóa cảnh chín tầng đỉnh phong, cũng bất quá là 30 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực mà thôi. Lam tử y cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi là đến cùng ta đắc ý, cho là ta ngủ ở chỗ này lấy, ngươi có thể siêu việt ta. La quân nói ra, đúng vậy a, à, nhưng hiện tại xem ra, vẫn chưa được a. À. Lam tử y nói ra, ngươi tiến bộ xác thực rất nhanh, xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực mới được. Không phải vậy tương lai, để ngươi tiểu ra hỏa này xem thường tốt vậy ta không theo ngươi nhiều lời ngươi an tâm tu luyện đi la quân nói ra lam tử y gật đầu nói ra tốt sau đó la quân thu hồi pháp lực cùng thần niệm hắn đem liệt diễm thần đan thu nhập phòng bị tu di lúc này hắn là lớn lên thở phào một hơi bất kể như thế nào lam tử y không có việc gì cái kia tốt lòng hắn trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn để xuống khụ khụ tại lúc này linh tuệ hòa thượng có chút không sảng khoái âm truyền lại đến la quân trong não vực. Cái gì gọi là mới 30 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực? Đạo hữu người rất xem thường bần tăng năm đó a à. La quân nao nao, sau đó, hắn không khỏi nhịn không được cười lên, người cùng ta tính toán cái này. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng năm đó không lấy lực lượng sở trường, người cho rằng về sau cảnh giới tăng lên là lực lượng A. Là quy tắc, tinh thần, là đối với thiên địa giảng hòa vận dụng ngươi cho rằng, đều là mãng phu quyền đầu A, trí giả phí sức, kẻ ngu lao lực, 15 tỷ, tốt không tầm thường A, hừ hừ. Ha 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 ha, La Quân nói ra, tốt tốt tốt, ta sai được hay không? Hắn cảm thấy cái này chơi rất vui, nhanh nhạy thế mà còn thật có điểm để ý. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, càng đi đi, liều càng không phải lực lượng. Lực lượng tuy nhiên cũng trọng yếu, nhưng không phải trọng yếu nhất. Đón lấy! là quân hướng địa tàng vương Bồ Tát cáo từ. Hắn thật sự là còn có quá nhiều chuyện muốn làm, hắn thời gian xác thực không nhiều. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Địa tàng vương Bồ Tát trầm giọng nói ra, tiểu thí chủ, này vừa đi, bần tăng ở đây hy vọng, ngày khác còn có thời điểm gặp lại. Là quân nói ra, cực khổ Bồ Tát vì vãn bối lo lắng, thật sự là vãn bối sai lầm. Ngày khác, vãn bối cũng hy vọng có thể có gặp lại ngày. Địa tàng vương Bồ Tát nói ra, Bần Tăng cũng không nhìn thấy tương lai mê vụ, nhưng Bần Tăng nhìn tiểu thí chủ tuyệt không phải đoàn mệnh chi nhân, Bần Tăng tin tưởng, tiểu thí chủ nhất định sẽ liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, nói không chừng sẽ còn lại tầng lầu. Nhận Bồ Tát cắt ngôn, là quân ôm quyền, hành lễ, sau đó mới chậm rãi rút đi. Là quân rất mau rời đi Ngọc Thanh thế giới địa ngục tầng 18, sau đó trở về phía Tây Vương giới địa ngục tầng 18 chi. Là quân tiếp lấy lại tìm đến hỗn thế ma quân, hỗn thế ma quân nhìn thấy la quân một cái trước mắt lệ nóng doanh tròng dân chúng lúc trước nhìn thấy giải phóng quân thúc thúc còn kích động hơn hắn nói ra là quân tiểu hữu a bổn tọa xem như đợi đến ngươi audio điện tử võ tấn bền Là quân liền nghiêm mặt nói ra hỗn thế ma quân ngươi cứ yên tâm ta hiện tại còn muốn về trước nhân gian một chuyến chờ ta xử lý tay sự tình liền tới tìm ngươi ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ vì ngươi làm được. Ngươi cũng không thể để cho ta mang theo tiếc núi đi chết, đúng không? Hỗn thế mà quân cũng nghiêm mặt, nói ra, là quân tiểu hiếu, bổn tỏa tin ngươi, ngươi đi đi. Là quân hơi có chút ngoài ý muốn, nói ra, không sợ ta lừa ngươi. Hỗn thế mà quân nói ra, tiểu hữu như muốn gạt ta, làm gì đến vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bổn tỏa thân thể có, ngươi nếu muốn, bổn tọa lại nào có thể cự tuyệt. Là quân nói ra, vậy cũng đúng sau đó la quân rời đi từ phía tây vương giới trực tiếp đạt đến thiên châu vẫn là đi truyền tống trận bất quá la quân vẫn là không có về trước thiếu uy phủ mà chính là thừa dịp lúc ban đêm lại đi một chuyến minh nguyệt cung minh nguyệt cung bên trong đèn đuốc sáng trưng minh nguyệt cung chỗ hải đảo chung quanh mặt biển bình tĩnh không lay động bên trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch la quân tiến vào minh nguyệt cung về sau thuận lợi nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Minh Nguyệt trong điện tĩnh tỏa, là quân một đến về sau, thần niệm bắn phá, lập tức cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thần niệm đụng vào nhau. Sau đó, là quân tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cho phép dưới, trực tiếp tiến Minh Nguyệt Điện. Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫn là một bộ công tử ca cách ăn mặc, toàn thân áo trắng, phiêu nhiên xuất trần. Bất quá giờ phút này, nàng thân thể nhiều một tầng tĩnh khí. Trước kia Minh Nguyệt Tiên Tôn, chính là khí khái anh hùng hừng hực, Khí thế ngạo nhân, bây giờ lại là có khác biệt lớn, đây cũng là đi qua một sự rèn luyện đi. Tiên tôn, La Quân hành lễ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến La Quân, mỉm cười, sau đó nói, ngồi. La Quân nói ra, lần này nhận được tiên tôn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ, nói ra, lần này ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Cái kia cảm tạ người không phải ta, người cần phải thật tốt cảm ơn người đại ca. Còn có Bạch Tố Trinh tiền bối. Bọn họ vì ngươi, nỗ lực rất nhiều. Là quân nói ra, Bạch Tố Trinh cùng ta đại ca, ta tự nhiên là muốn cảm tạ. Nhưng tiên tôn đợi ta tâm ý, ta cũng là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, tốt, không nói những thứ này. ngươi đến, chuyên là vì nói một tiếng này cảm ơn sao. Giữa chúng ta, cũng không cần như thế khách sáo đi. Là quân nói ra, dĩ nhiên không phải chỉ vì cảm tạ mà chính là muốn nói cho Tiên Tôn ngươi một tin tức. "Hả? Tin tức gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn có phần cảm thấy hứng thú. La Quân nói ra, Lam Tử Y đã không có việc gì, bây giờ nàng tại hồn tinh ngọc bên trong, lĩnh ngộ đại linh hồn thuật cùng đại luân hồi thuật sự ảo diệu. Tương lai nếu là đi ra, nhất định là có kinh người tu vi. "Vậy quá tốt." Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe vậy đại hỉ, nàng tiếp lấy còn nói thêm, "Nữ nhân này, thật sự là vĩnh viễn không thể đánh giá thấp nàng." Ta cho là ta Tu Vi đã vượt xa nàng, không nghĩ tới, nàng sớm đã chạy đến phía trước. La Quân mỉm cười, hắn nói tiếp, vì lý do an toàn, ta sẽ tiếp tục đem nàng cùng hồn tinh ngọc phóng tới Yến Kinh bên kia đi. Cũng được, bên kia thật là an toàn nhất, không ai đi quấy rầy nàng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. La Quân cười cười, nói tiếp, ta còn có một số việc muốn trong đêm xử lý, không quấy rầy Tiên Tôn ngài. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, còn có chuyện khẩn cấp sự tình gì? La Quân nói ra, cũng không nhiều lắm sự tình. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền biết La Quân không nguyện ý nói tỉ mỉ, ngay sau đó cũng không hỏi thêm nữa. La Quân tiếp lấy lại đưa 5.000 mai hỗn nguyên quả cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Về sau, liền trực tiếp rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhận lấy La Quân hỗn nguyên quả, nàng tâm không khỏi phức tạp không? Nàng hưởng thụ La Quân chỗ tốt, thật sự là quá nhiều. Nàng không nghĩ tới, lúc trước gặp phải La Quân, tưởng rằng một trận phiền phức, nhưng bây giờ lại là quân sau đó lại hồi thế giới bao la, hắn pháp lực hùng hậu, tới lui tự nhiên. Đêm, đêm đã khuya, hắn không có cùng Trầm Mặc Nùng chào hỏi, mà chính là trực tiếp tướng hồn tinh ngọc bắn ra đến Trầm Mặc Nùng tay. Ly biệt tư vị cũng không tốt đẹp gì. Hắn lúc chạy lưu lại một câu, chiếu cố tốt con của chúng ta, ta sẽ mau chóng trở về, chớ đọc. Trầm Mặc Nùng nắm chặt cái kia hồn tinh ngọc tiểu niệm từ tại nàng mang thai. Nàng xem thấy nhi tử ngủ an tường, tâm lại là cực kỳ bi ai khó tả, chỉ cảm thấy cổ họng có đồ vật gì ngăn chặn một dạng, thế mà không phát ra được một chút thanh âm tới. Là quân sau đó lại tiến truyền tống trận, hắn lại muốn về Thiên Châu. Bất quá khi hắn đứng tại truyền tống trận lúc, chuẩn bị thi triển pháp lực. Cái kia một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu mục đích dây cung, một loại cực đoan cảm giác buồn nôn vào tới. Lập tức, hắn khô khốc một hồi nôn sau cùng cũng chỉ là nôn ra một số nước trong tới ta đây là làm sao nhanh nhạy là quân nhịn không được hỏi linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng khe khẽ thở dài nói ra đây là thiêu đốt tâm hỏa tác dụng phụ người bây giờ tương đương thời thời khắc khắc tiếp nhận cắt thịt thống khổ bất quá cái kia đại số mệnh thuật giống như là thuốc tê một dạng để ngươi không cảm giác được đau đớn nhưng thân thể ngươi thương tổn cùng mất máu chưa từng có biến mất qua là đạo lý này thêm ngươi một ngày một đêm qua, vẫn luôn đang đuổi đường. Ngươi tốt nhất trước nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi cái giám A, à. là quân nói ra, ta hiện tại là cùng tử vong tại thi chạy, còn nghỉ ngơi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xem ra đạo hữu người thật là một cái trời sinh lao lực mệnh A. À. Là quân lần nữa vận chuyển đại số mệnh thuật đem loại này buồn nôn cùng mệt nhọc cho chấn áp xuống dưới, hắn vận chuyển về sau, mới cảm giác dễ chịu rất nhiều, có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Nếu là tầm thường, không là sinh tử một đường, hắn là tuyệt đối sẽ không đụng cái này đại số mệnh thuật. Nhưng bây giờ ngược lại là một chút cố kỵ đều không có. Sau đó, là quân sử dụng truyền tống trận trở lại Thiên Châu, đi thẳng đến Đại Khang trong hoàng thành truyền tống trận. Đón lấy, là quân hồi thiếu uy phủ. Thiếu uy phủ, đèn đuốc sáng trưng. Liên hạ người đều không có một cái ngủ, lúc này, bình minh sắp tới. Là quân còn chưa đi tiến thiếu uy phủ, trước mặt hắn bóng người liên tục lấp lóe kiều ngưng cùng linh nhi cơ hồ là đồng thời không hẹn mà cùng đi vào trước mặt hắn linh nhi trực tiếp nhào vào la quân trong ngực nàng ôm chặt lấy la quân la quân cũng ôm linh nhi hắn ngẩng đầu nhìn về phía kiều ngưng kiều ngưng vội vàng gạt ra một cái nụ cười đến biểu thị chính mình không ngại nàng sau đó chuẩn bị quay người đi vào trong phủ cái này một cái chớp mắt la quân cảm thấy nếu như mình tùy ý kiều ngưng như vậy đi vào vậy quá ủy khuất kiều ngưng. Sau này chê ti sống không biết, lại sao nhẫn tâm lại để cho nàng thụ một tiêu ủy khuất. Là quân liền vội vươn tay, kéo lại kiều ngưng tay, sau đó lại đem nàng cũng kéo vào hoài. Kiều ngưng sướng sờ sướng sờ, nhưng không thể phủ nhận là, cái này một cái chớp mắt, nàng tâm cảm giác ủ ấm. Nàng vẫn luôn biết là quân đối linh nhi cảm tình, chính nàng là chủ động lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng lúc này, là quân quan tâm để cho nàng cảm động mà linh nhi đâu linh nhi vốn là không biết để ý nàng chỉ là không có nghĩ nhiều như vậy mà thôi huống chi hiện tại trong nội tâm nàng đối la quân đau lòng đến tột đỉnh cấp độ sau một hồi khá lâu kiều ngưng có chút xấu hổ nói ra ta đi vào trước a người cùng linh nhi thật tốt tâm sự đi nàng sau khi nói xong cưỡng ép tránh ra chợt lách người biến mất linh nhi thật xin lỗi ta không nên bắt chuyện không bỏ đi mất lâu như vậy la quân nói với linh nhi thế mà linh nhi cũng không trả lời la quân cái gì la quân liền cho là mình vẫn là chọc giận nàng sinh khí hắn đỡ dậy linh nhi lúc lại nhìn đến linh nhi đã lệ rơi đầy mặt la quân giật mình vội vàng tiếp tục nói xin lỗi nói ra thật xin lỗi thật xin lỗi linh nhi ta sai ta không nên linh nhi quay lưng đi nàng liều mạng muốn muốn nhịn xuống nước mắt nhưng nàng càng nghĩ nhịn xuống lại càng là nhịn không được sau cùng dứt khoát ngồi xổm xuống la quân chỉ nghe được nàng khóc thút thít âm thanh bả vai nàng không ngừng run run Là quân ngây người hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua linh nhi như vậy mất khống chế qua hắn thậm chí rất ít gặp linh nhi khóc qua cái này một cái chớp mắt là quân cũng minh bạch linh nhi biết hết thảy biết mình sắp không còn sống lâu trên đời Là quân tâm cũng cảm giác chua sót nhưng hắn vẫn là muốn an ủi linh nhi hắn mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy nàng thương tâm hắn nguyên bản định đem chân tướng nói cho kiều ngưng nhưng tuyệt không nói cho linh nhi bởi vì la quân biết kiều ngưng có thể đi tới nhưng linh nhi linh nhi tuy nhiên không tính yếu ớt nhưng nàng quá đơn thuần linh nhi ta không sao ta đã nghĩ đến biện pháp người quên sao ta còn có nhanh nhạy giúp ta hắn nói cho ta biết ta chỉ cần đi hư không chi tìm tới một cái cực hàn trùng động sau khi đi vào có thể dập tắt tâm hỏa la quân giải thích linh nhi nghe vậy nhất thời ngừng nước mắt nàng nước mắt như mưa nhưng lại không che giấu được đôi mắt vui sướng nói ra thật ngươi không có gạt ta tuyệt không lừa ngươi la quân nói ra vậy thì tốt ta cùng đi với ngươi linh nhi nói ra hiện tại đi la quân ngốc ngẩn ngơ nói ra ta một người đi tốt chỗ đó có chút nguy hiểm người ở chỗ này thật tốt chờ ta trở lại có được hay không không tốt linh nhi quả quyết cự tuyệt nàng nói ra người đi đâu vậy ta đi chỗ nào ngươi muốn là chết ti, ta theo ngươi đi. Tiểu muội lúc trước có thể bồi tiếp ngươi theo bình hành thế giới tới, ta cũng có thể bồi tiếp ngươi đi bất kỳ địa phương nào, bao quát tử vong. Nàng nói đến kiên định không, nàng ánh mắt cũng không nghiêm túc. Thanh Tịnh chi lộ ra kiên nghị. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống. La Quân nói ra, ngươi không chỉ là một mình ngươi, ngươi còn có tiểu muội, còn có hứa một lời, đây đều là ngươi trách nhiệm. Ngươi nhân sinh không chỉ là có ta ngươi không phải còn muốn đi tìm Trần Diệc Hàn báo thù sao? Ta mặc kệ, cái gì ta đều mặc kệ, Linh Nhi nói ra. La Quân cũng cái gì cũng không nói, hắn đem Linh Nhi kéo lên, lần nữa gấp ôm chặt vào hoài. Nhân sinh đến như thế ái thê, lại còn còn cầu mong gì đâu. Linh Nhi, ngươi biết không, ta căn bản không xứng với người đối ta như vậy tốt, ngươi là cửu thiên tiên tử, mà ta bất quá là cái trần thế tục nhân. Ta tham lam háo sắc, đầy người ô uế, mà ngươi không nhuốm bụi trần ta làm sao đáng giá ngươi ta mặc kệ linh nhi y nguyên chỉ đáp lại la quân ba chữ này la quân liền cái gì đều nói không được thiếu uy phủ lúc này tần lâm phó thanh trúc kiều ngưng liền đều biết la quân đã là không còn sống lâu nữa kiều ngưng biết tin tức này về sau nàng cảm thấy đau đến không muốn sống nàng suy nghĩ nhiều đi gào khóc suy nghĩ nhiều đem la quân ôm ấp ở nàng cỡ nào không muốn nhưng nàng vẫn là cái gì đều làm không tốt tốt là quân lúc này nói ra ta mang ngươi cùng đi linh nhi nghe vậy lúc này mới chuyển buồn làm vui về sau là quân tiến thiếu uy phủ hắn trước cùng lâm phong tần lâm còn có phó thanh trúc tiến gian phòng bên trong trò chuyện tần lâm hốc mắt hồng hồng nói ra tam đệ ngươi là quân cười một tiếng nói ra nhị ca ngươi yên tâm mệnh ta cứng rắn không chê ti Lâm Phong nện là quân nhất quyền, hung dữ nói ra, lão tử liều chê ti cứu ngươi, ngươi thiếu lão tử nhiều như vậy, mạng ngươi là lão tử, lão tử không chừng ngươi trước khi chê ti, không cho phép ngươi chê ti, biết không? La quân trong lòng chua chua, hắn nhìn về phía Lâm Phong, sau đó nói, đại ca, ngươi vì ta làm ra hết thảy, ta đều biết. Ngươi yên tâm, không cho ngươi ta trước khi chê ti, ta tuyệt không cảm tử. Cái này còn tạm được, Lâm Phong nói ra, phó thanh trúc ở một bên nói ra la quân ngươi là thiên đạo tổng cương nhận định ngươi không có việc gì mỗi một lần nguy cơ đều sẽ trở thành ngươi kỳ ngộ la quân vừa cười vừa nói đó là đương nhiên hắn tiếp lấy đem bàn nhược chuông cùng rất nhiều phòng bị tu di lấy ra hắn nói với lâm phong đại ca lần này ta muốn đi cực hàn trùng trong động những vật này người trước thay ta bảo quản đúng trong này còn có một số đồ vật là ta lưu cho lam tử y nếu như nàng tỉnh mà ta còn chưa có trở lại, người nhớ đến cho nàng. Chính người bảo quản, chính người trở về cho nàng. Lâm Phong lạnh giọng nói ra. La Quân nào nào. Lâm Phong sau đó không nói một lời, quay người thì rời phòng. Tần Lâm cũng mắt đỏ nói ra. Tam đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cái này không phải cố ý để cho chúng ta khó chịu sao? Cái này một lần lại một lần, có ý tứ sao? La Quân sờ mũi một cái, có chút tự diễu nói ra là thẳng không có ý nghĩa. Hắn đem những vật kia bỏ lên trên bàn về sau, quay người cũng đi theo ra. Ra trước khi đi, hắn nói ra, nếu như ta về sau không có trở về, các người thì nhìn lấy xử lý những vật này đi. La Quân đi ra ngoài thời điểm, đã nhìn thấy Linh Nhi cùng Kiều Ngưng đều giữ ở ngoài cửa. La Quân nói với Linh Nhi, ta cùng Kiều Ngưng trò chuyện, đợi sẽ tìm đến ngươi. Linh Nhi gật đầu. La Quân tiến lên kéo Kiều Ngưng tay, mang kiều ngưng tiến trong phòng. Trong phòng, là quần đem biển linh hồn phóng xuất ra, hắn cùng kiều ngưng ngay tại biển linh hồn bên trong đợi. Ở bên trong là rộng lớn vô biên, tư mật vô cùng. Là quần đem nhanh nhạy đều cho phong bế. Về sau, là quần thì cùng kiều ngưng hôn cùng một chỗ. Một cái nồng đậm, nóng rực, điên cuồng hôn. Lúc này, là quần trong lòng không có một tia tỷ y hát. Lúc này, là không thể nào có phương diện nào dục vọng bởi vì hắn là một người. Hôn xong về sau, là quân nói ra, ta sau đó sẽ cùng Linh Nhi cùng đi cực hàn trùng trong động. Hắn bưng lấy Kiều Ngưng khuôn mặt, mỉm cười, nói ra, ta biết, Kiều Ngưng, ta thật biết rõ, người cũng muốn cùng ta đi, cho dù là đi chịu chê ti. Nhưng là, ta không có dũng khí lại đem ngươi lôi kéo cũng đi mạo hiểm. Linh Nhi cùng ngươi khác biệt, đúng, cũng là bởi vì ngươi so với nàng kiên cường, cho nên ta lại muốn ủy khuất ngươi ta một mực tải để ngươi thụ ủy khuất, thật xin lỗi. Ta không muốn ngươi đi, cũng không muốn nàng đi, ta hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt còn sống. Ngươi không có ủy khuất ta, là quân, ngươi đừng nói như vậy. Kiều ngưng nước mắt ngăn không được rơi xuống, như cắt đứt quan hệ hạt châu giống như, ngươi cái gì đều không cần nói với ta, ta đều hiểu. Ta không cầu ngươi khác, nỗ lực, trở về, được không? Ta nhất định đem hết toàn lực trở về, là quân hướng kiều ngưng hứa hẹn có lẽ, chúng ta không nên gặp gỡ. La quân sau đó lại có vẻ hơi hưu quạch, hắn nói ra, ta mang cho qua các ngươi cái gì đâu. Ta cho mặc nùng, mang cho người tới là vĩnh viễn lo lắng hãi hùng. Cũng may mắn, ta cùng tô tình, tống ninh đoạn, ta loại này người, thực cần phải chỉ có một người sống hết đời. Kiều ngưng ôm chặt lấy La quân, nói ra, lại tới một ngàn lần, một vạn lần, ta vẫn là hội nguyện ý cùng ngươi gặp gỡ, làm ngươi nữ nhân. Ta vĩnh viễn không hối hận hai người vuốt ve an ủi một lát, về sau, Kiều Ngưng liền nói, người đi nhanh lên đi, nhiều đi một khắc, thì nhiều một phần phần thắng. La Quân gật đầu, Kiều Ngưng nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng, Tần Khả Khanh ngươi còn nhớ chứ. La Quân nói ra, ừm, um, ta nhớ được, nàng giống như cũng tới. Kiều Ngưng nói ra, ta đi mời nàng, nàng không nói gì thì dẫn người tới. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thua thiệt Tần Khả Khanh, ngươi đi tìm ta đại ca cầm một số đan dược sau đó đi gặp tần khả khanh người giúp ta đền bù tổn thất một chút nàng thuận tiện nói với nàng lúc trước nàng bát muội thật là đã biến linh nhi không giết các nàng các nàng thì có thể giết ta nhóm đến lúc này ta không cần thiết cùng với nàng nói láo tốt kiều ngưng nói ra nàng đối đoạn ân oán kia cũng không rõ ràng nhưng nàng hiện tại không nguyện ý hỏi nhiều nàng hy vọng la quân nhanh điểm đi cái kia đáng chết ti cực hàn trùng động nhanh điểm trở về. Sau đó, La Quân thì cùng Linh Nhi rời đi, không nói thêm nữa, không làm lưu lại. La Quân mang theo Linh Nhi lấy trước truyền tống trận hướng Tây Phương Vương giới, hắn cũng nói với Linh Nhi, trước khi đi còn muốn làm một việc, cái kia chính là giải cứu Hỗn Thế Ma Quân. Linh Nhi gật đầu, nàng hầu ở La Quân bên người thì mới đạt được tránh thức yên tĩnh. Mặc kệ La Quân nói muốn đi nơi đó, Thiên Đường Phúc Địa nàng cũng đi, A Tu La Địa Ngục nàng cũng không nhăn lông mày. La quân thuận lợi đến địa ngục tầng 18, đồng thời lần nữa nhìn thấy hỗn thế ma quân. Hỗn thế ma quân nhìn đến la quân đến, cái kia cao hứng bừng bừng, quả thực là lộ rõ trên mặt, tiểu hiếu, bổn tỏa có thể tính đem ngươi trông. Trước sau cũng không có hai giờ đây, la quân nói ra. Hỗn thế ma quân cười ha ha một tiếng, hắn vừa nhìn về phía Linh Nhi, nói ra, vị cô nương này như thế khuynh thành mỹ mạo, chắc là tiểu hữu phu nhân A. Không sai, La Quân nói ra hỗn thế ma quân nói ra trai tài gái sắc trai tài gái sắc a à. tiểu hữu có phúc lớn a à. la quân cười ha ha nói ra đại khái đây là ngươi nhân sinh lần thứ nhất vuốt mông ngựa a à. chỉ mong ta cứu ngươi về sau ngươi hẳn là chuyện thứ nhất muốn giết ta vậy làm sao có thể hỗn thế ma quân nghe vậy trước là có chút xấu hổ sau là có chút tức giận nói ra tiểu hữu ngươi sao có thể đem bổn tọa nghĩ đến như thế ác tha không chịu nổi bổn tòa cũng không phải như thế người. Không quan trọng á, La Quân nói ra, tốt, ta hiện tại muốn bắt đầu cứu ngươi. Bồn tòa cái này thông thiên tiệt giáo bia bên trong có một tòa hỗn nguyên đại trận, ngươi nhìn. Hỗn thế mà quân nhắc nhở La Quân, La Quân nói ra, ừm, um, ta trước suy nghĩ một chút. Hắn sau khi nói xong, liền thi triển pháp lực thăm dò vào đến cái kia thông thiên tiệt giáo bia bên trong. La Quân lập tức liền cảm giác được thông thiên tiệt giáo bia bên trong tình huống, cái này thông thiên tiệt giáo bia bên trong tự thành không gian, trung gian có hỗn nguyên trận pháp tự thành, bốn phía chính là xâm nghiêm tế đàn, trên tế đài có vô số phù văn. Bên trong còn có thật nhiều tiệt giáo pháp tắc tồn tại. Càng có tiệt giáo giáo quy tồn tại. Này bia năm đó là thông thiên thánh nhân sử dụng, nhưng cơ hồ không ai có thể chân chính phát huy ra tiệt giáo bia lực lượng. Bởi vì tiệt giáo bia bên trong nắm giữ là thông thiên thánh nhân tinh thần cùng ấn ký, còn có thánh nhân khí tức. Hỗn Thế Ma Quân nói với La Quân. Hắn nói tiếp, nhưng là dù vậy, bổn tọa lúc trước phát ra cái này tiệt giáo bia 10% lực lượng, cũng là lợi hại phi phàm. La Quân gật gật đầu, nói ra, không có không được pháp khí, chỉ có không được người. Hắn theo rồi nói ra, cái này Hỗn Nguyên trận pháp muốn trực tiếp phá vỡ rất là không dễ, cần dẫn vào hắn lực lượng, phá hư nó thuần túy. Như thế về sau, mới tốt đánh tan, chỉ cần phá Hỗn Nguyên trận pháp cái này thông thiên tiệt giáo bia liền không thể chấn áp ngươi. Hỗn thế ma quân lập tức tán thưởng nói ra, tiểu hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt luân. Cái này như thế tình diệu đại trận, không có mấy người có thể nhìn ra quan trọng tới. Tiểu hữu ngươi lại là tìm tòi liền biết rõ bên trong muốn hại. La quân cười ha ha, nói ra, được rồi, ngươi vẫn là khắc nịnh nọt ta, ta nghe khó chịu. Hỗn thế ma quân nói ra, trong địa ngục có cực ô uế hắc ám bổn nguyên, trước đó minh vương hades trưởng quản là quân nói ra muốn cái gì dơ bẩn nhất tinh khiết nhất cũng có thể hắn lập tức vận chuyển hai huyền hoàng dịch sau đó hướng cái kia trong pháp trận mặt bắn ra đi vào hỗn nguyên trận pháp trong nháy mắt phát động phòng hộ lực lượng là quân lần nữa vận chuyển đại số mệnh thuật trong nháy mắt đại số mệnh thuật thì phá vỡ hỗn nguyên trận pháp phòng ngự nhưng tại lúc này huyền hoàng dịch vẫn không có thuận lợi tiến vào hỗn nguyên trận pháp bởi vì tại hỗn nguyên pháp trận trung tâm khu vực, đột nhiên xuất hiện một đảo hư không chi môn, hư không chi môn bên trong, một đạo nguyên thần thoáng hiện. Đạo này nguyên thần đem cái kia hai huyền hoàng dịch trực tiếp đốt cháy thành cho bụi. Sau đó, một cỗ kỳ mạnh vô cùng lực lượng hướng là quân pháp lực nghiền giết tới. Là quân lập tức liền thu hồi pháp lực, lui ra thông thiên tiệt giáo bia. Theo đi ra nguyên thần chính là Gai A. Gai A một thân tử sắc váy dài, tóc vàng mắt xanh, mỹ lệ tuyệt luân. Nàng xem ra cũng không phải tổ mẫu bộ dáng, mà chính là 17-18 mỹ thiếu nữ. Tiểu súc sinh, gai a nhìn thấy là quân về sau, có thể không có cái gì hảo ngôn ngữ. Nàng lập tức liền mắng một tiếng, một cái xinh đẹp như vậy nữ tử trách mắng một câu nói như vậy, xác thực là có chút rất phong cảnh. Hỗn thế mà quân thì mắng to, gai a, người cái lão vu bà, làm sao còn chưa có chế ti. Người chế ti, ta cũng sẽ không chế ti. Gai A lạnh hừ một tiếng, nàng nói tiếp, hỗn thế ma quân, có bản quân chấn áp, đời này kiếp này, vĩnh viễn, người cũng đừng nghĩ đào thoát. Hỗn thế ma quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, người cái này lão vô bà, thiếu giả vờ giả vịt. Người đến bất quá là một tia nguyên thần, cái này tia nguyên thần còn không có mang theo một tia thế giới chi lực. Là quân nắm giữ ngũ cốc xã tắc thần thụ, căn bản cũng không sợ ngươi. Hừ, gai A cười lạnh một tiếng, nàng nói ra, cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ khắc chế phương pháp, sớm đã bị chúng ta nghiên cứu ra tới. Hắn nếu là tạo hóa, tay cầm ngũ cốc xá tắc thần thụ, chúng ta còn muốn kiêng kỵ một số, đáng tiếc, hắn vẫn là con kiến hôi một cái. Hôm nay, sau đó, gai ả à ánh mắt liền đến La Quân trên thân, hôm nay, chính là người tử kỳ. Người thì thổi người châu đi, La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia ngọc thanh thế giới trọng xuân mưu tạo hóa cảnh ngũ trọng cầm hỗn nguyên thái cực đồ đều bị chúng ta giết. Chỉ bằng ngươi bây giờ một tia nguyên thần, cũng dám nói khoác mà không biết ngược. Ngươi nói cái gì, gai A nghe vậy nhất thời giật nảy cả mình. La quân nói ra, lười nhắc theo ngươi lặp lại. Ngươi xúc sinh này, thật lớn mật, dám như thế nói chuyện với bản tôn. Gai A giận tím mặt. Ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang hướng gai A chém giết tới. Sát lục chi khí ngút trời mà ra chính là linh nhi đại lục tuyệt thuật cùng lục tiên kiếm dung hợp, lục tiên kiếm ảo nghĩa, tinh thần bị linh nhi phát huy đến cực hạn. Dạng này một kiếm, đủ để chém giết thiên vũ cảnh cao thủ. Dạng này một kiếm, tại toàn bộ trong ba ngàn thế giới, đều coi là khủng bố tuyệt luân. Nhưng cũng tiếc, Linh Nhi gặp phải là siêu thoát ba nghìn thế giới bên ngoài gai ha. Là đại địa thiên quân, là liền địa cầu đều dung không được siêu nhiên tồn tại. Đối mặt Linh Nhi siêu nhiên một kiếm, gai a à mắt cũng không chớp, chính là búng một ngón tay. Một đạo chạm ánh kiếm màu xanh lam bắn ra mà ra, liền cùng Linh Nhi sát lục chi kiếm chém giết cùng một chỗ. Cái kia màu xanh thăm thẳm chỉ kiếm nhìn như bình thường, không lộ bất luận cái gì hỗn nguyên ở bên ngoài. Nhưng mà bên trong lại giống như vũ trụ minh mông lực lược, vô cùng vô tận, không cách nào chôn vùi, không cách nào bị chấn áp, không cách nào bị siêu thoát. Địa cầu hết thảy, tựa hồ cũng tại cái này chỉ kiếm bên trong tạo hóa cảnh thất trọng cao thủ, quản chi chỉ là nho nhỏ một tia nguyên thần đường xa mà đến, nhưng cũng không phải Linh Nhi có thể chống lại. Cái này màu xanh thăm thẳm chỉ kiếm gọi là vô song chi kiếm. Vô song chi kiếm cấp tốc đem Linh Nhi sát lục kiếm quang trảm thành phấn vụn, đồng thời, cái này vô song chi kiếm chém chê ti Linh Nhi sát lục kiếm về sau, tiếp tục hung hãn tuyệt luân hướng Linh Nhi chảm giết tới. Linh Nhi bị kinh ngạc, cấp tốc lần nữa chém ra một đạo sát lục kiếm quang. Đón lấy, nàng đem chư thiên chi nhãn cũng tế ra tới. Chư thiên chi nhãn bên trong khí linh nguyên đêm cấp tốc phát động, linh nhi pháp lực toàn lực thôi động. Nhất thời, chư thiên chi nhãn phát ra thánh khiết vô cùng quang mang tới. Thánh quang ngưng tụ thành một miệng thánh kiếm, tia chớp chém giết tới. Chư thiên chi nhãn chính là tiên khí, không thể coi thường. Có thể lúc này, thánh kiếm tiếp xúc đến gai A vô song chi kiếm, vẫn không có bất luận cái gì may mắn cùng ngoài ý muốn thánh kiếm cũng không có bất kỳ cái gì dễ dụa, cấp tốc mền á vô song chi kiếm chảm thành phấn vụn. Cùng lúc đó, Linh Nhi cảm nhận được cái kia vô song chi kiếm bên trong pháp tác đã thông qua thánh kiếm buông xuống đến trên người nàng. Cái kia một cái chớp mắt, Linh Nhi cảm nhận được thiên địa, thương khung, vũ trụ, cuồn cuộn. Nàng cảm thấy mình như phiêu miểu cho bội tại trong vũ trụ, nàng so lục bình còn muốn không bằng, không thể chính mình, không có một chút tự do năm đó làm tử y dựa vào bất hủ chi thành tại gai a thương dưới tình huống đều không lấy được một tia thượng phong lúc này linh nhi bất quá là thiên vũ cảnh đỉnh phong càng thêm không thể chống cự càng khiến người ta không thể tiếp nhận là liền gai a một đạo chỉ kiếm cũng không thể chống cự liền cũng tại lúc này la quân thân hình lóe lên ngăn ở linh nhi trước mặt linh nhi bị kinh ngạc nói la quân nàng biết la quân tu vi không bằng nàng nàng muốn bảo vệ la quân a yên tâm, lão công ngươi vĩnh viễn là lão công ngươi, không cần ngươi bảo hộ. La quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lạnh hừ một tiếng, nói, gai a, à, ngươi cũng không gì hơn cái này. Sau đó, La quân không nói hai lời, cũng là bắn ra một đạo chỉ kiếm. Là linh hồn chỉ kiếm. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, gai a à cười lạnh một tiếng. Linh nhi thiên vũ cảnh đỉnh phong, liền là dựa vào ba nghìn đại đạo, dựa vào lục tiên kiếm, dựa vào chư thiên chi nhãn đều trên tay nàng không có chút nào sức chống cự la quân một cái hố tiên cảnh đỉnh phong lại dám ở trước mặt nàng nói khoác mà không biết ngượng gai a đều muốn cười nhưng rất nhanh gai a thì cười không nổi bởi vì la quân linh hồn chi kiếm cùng nàng vô song chi kiếm đã chém giết cùng một chỗ cái kia một cái trước mắt một cỗ đến từ linh hồn run rẩy còn có một loại số mệnh giống như mệnh trung chú định tập tới gai a dùng mình một cái một giây sau Vô song chi kiếm liền bị La Quân chạm thành phấn vụn. Gaia, à, người trước chưa từng bại qua, làm Tử Y cũng bại trong tay người phía trên. Nhưng là ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, từ giờ phút này bắt đầu, từ nay về sau, người bố cục muốn cải biến. Từ nay về sau, người hội vĩnh viễn tại ta bóng mở phía dưới, người sẽ bại bởi ta. Cái này là lần đầu tiên, làm người bại lần thứ ba thời điểm, cũng là người tử kỳ. La Quân lúc này pháp tướng trang nghiêm hắn toàn lực thôi động đại số mệnh thuật. Hắn thọ mệnh không cần tiền bốc cháy lên, một vạn năm thọ mệnh thì như vậy ầm vang thiêu đốt, khí thế to lớn số mệnh liệt diễm lao nhanh. Số mệnh chi hỏa đem gai A vây lại, gai A liều mạng rằng co, nàng nộ hống, gào thét, nói, không, không, điều đó không có khả năng là bản tôn số mệnh, giết, giết. Nàng giống to, nhưng là nàng rất nhiều quy tắc, rất nhiều pháp lực toàn bộ tại số mệnh chi hỏa phía dưới bị đốt đốt thành cho bụi chỉ một lúc sau tôn này nguyên thần liền bị la quân đốt chế ti tươi tốt cái kia hỗn thế mà quân nhìn ở trong mắt hắn trong mắt chỗ sâu có một chút sợ hãi nhưng hắn nhìn đến gai a cái này một tia nguyên thần bị thiêu chế ti về sau vẫn là cao hứng vô cùng linh nhi cũng cảm giác kinh ngạc không nghĩ tới chính mình phu quân lại có thủ đoạn như thế linh nhi đối đại số mệnh thuật là lạ lắm, bởi vì nàng sau khi đi ra la quân thì mất đi đại số mệnh thuật sau đó La Quân liền bắt đầu giải cứu hỗn thế ma quân. Giải quyết gai A nguyên thần về sau, lần nữa giải cứu hỗn thế ma quân thì đơn giản nhiều. La Quân dùng huyền hoàng dịch phá hư hỗn nguyên trận pháp, về sau lại lấy đại số mệnh thuật cưỡng ép phá giải. Không lâu sau đó, thông thiên tiệt giáo trong bia xiềng xích toàn bộ một lần nữa hóa thành phù văn, trở lại thông thiên tiệt giáo trên tấm bia. Hỗn thế ma quân chính thức khôi phục tự do, cái kia thông thiên tiệt giáo bia vài cái biến hóa, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến hắn trong nghi tâm. Sau đó, hỗn thế mà quân ba ngàn cái thần thông sợi tóc cũng bắt đầu co vào. Nửa ngày về sau, hỗn thế mà quân lấy toàn thân áo đen, hắn khuôn mặt cũng có biến hóa. Trước đó trên mặt hắn có vô số huyết văn, xem ra rất là khủng bố. Nhưng bây giờ, hắn xem ra cũng là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, bất quá tự thân còn mang một tia kiêu hùng khí chất. Kiêu hùng khí chất bên trong lại có một tia không nói ra thanh thú là một cái mâu thuẫn thể hỗn thế ma quân trong thân thể nguyên khí lưu chuyển một cỗ cường đại khí thức tại trong địa ngục lan tràn la quân hơi hơi cảnh giác nhìn về phía hỗn thế ma quân hỗn thế ma quân cũng nhìn về phía la quân tiểu hữu yên tâm bổn tọa không biết lấy oán báo ân hỗn thế ma quân sau đó cười một tiếng nói ra la quân cười ha ha nói ra người bây giờ thương thế không có khôi phục thật ra tay với ta Người cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Hỗn thế mà quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu hữu tuy nhiên tu vi không được tốt lắm, nhưng vừa mới ngọn lửa kia quả thực cổ quái, mang theo số mệnh uy lực. Nếu như bổn tỏa không có đoán sai, đó phải là uy chấn chư thiên đại số mệnh thuật A. Là quân thẳng thắn, nói ra, không sai. Hỗn thế mà quân nói ra, này thuật bao trùm chư thiên phía trên, nhưng dùng phản phệ rất lớn, tiểu hữu người phải cẩn thận ta còn có cái gì phải sợ? La Quân lần nữa cười ha ha, hỗn thế mà Quân nao nao, hắn lập tức cũng hiểu La Quân ý tứ. La Quân sau đó không nói thêm lời, nhân tiện nói, ta muốn đi, chính ngươi cũng cẩn thận nhiều đi. Cái này trong ba ngàn thế giới, còn có pháp thần viên giác đây. hỗn thế mà Quân nói ra, bổn tọa biết, bây giờ bổn tọa lực lượng suy nhược, cần phải còn không đến mức cực khổ viên giác xuất thủ, bổn tọa giờ phút này cũng phải rời đi trước địa cầu các loại triệt để khôi phục thương thế, sau này hãy nói. Như có cơ hội, tiểu hữu không chê ti, ngày khác bổn tọa lại gặp nhau, bình tĩnh báo hôm nay to lớn ân. La quân cười cười, cũng ôm quyền nói ra, mà quân thì đừng nói như vậy, giữa chúng ta không tồn tại cái gì ân huệ. Ngươi huyết nhục giúp ta không ít đại ân. Hỗn thế mà quân nói ra, một mã thì một mã. La quân nói ra, tốt ha, à, tùy ngươi nghĩ ra sao. Hỗn thế mà quân nói ra, tiểu hữu nếu như ngươi có thể còn sống về sau cũng muốn nhiều chú ý người cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ chính là tiên giới chỗ không cho la quân có chút buồn rầu nói ra ta cũng biết nhưng ta cũng không thể làm gì cái đầu chơi này cùng ta hợp thành một thể xử lý nó chính ta chết đi trước cho nên đi một bước nhìn một bước đi núi xanh còn đó nước biếc chảy dài hỗn thế ma quân nói ra cáo từ la quân cũng nói về sau hỗn thế mà quân liền trực tiếp biến mất. Là quân liền mang theo Linh Nhi rời đi địa ngục. Là quân trước tìm một nơi, lại lấy ra hỗn nguyên quả cho Linh Nhi phục dụng. Hắn sử dụng đại số mệnh thuật giúp Linh Nhi khôi phục thọ mệnh. Chỉ một lúc sau, Linh Nhi thọ mệnh cũng khôi phục lại 20.000 năm. Sau khi làm xong, là quân còn muốn làm một việc. Hắn vận chuyển đại số mệnh thuật, liều mạng thiêu đốt pháp lực, liền đem linh hồn trong tinh thạch vĩnh hằng ma quân cái kia một tia thần niệm tỉnh lại. Vĩnh Hằng Ma Quân cái này một tia thần niệm vốn là không tính thường đại, tại bản thể hắn sau khi chết ti, đây là thần niệm cũng là dấu ở biển linh hồn bên trong mới bảo trì không rời. Nhưng cái này tia thần niệm hấp thu không ngoại lai lực lượng, cho nên nó nếu không ngủ say liền sẽ tiêu vong. La Quân hiện tại muốn làm liền là trợ giúp Vĩnh Hằng Ma Quân hấp thu năng lượng để cái này tia thần niệm cường đại lên, giống như lúc trước trợ giúp Áo Đen Tố Trinh một dạng, La Quân đại số mệnh thuật liều mạng thiêu đốt số mệnh lực tư nhuận vĩnh hằng ma quân thần niệm, cái này thần niệm dần dần có phản ứng. Thần niệm vốn là không có năng lực hấp thu ngoại giới nguyên khí, nhưng là la quân trực tiếp đem hỗn nguyên quả luyện hóa, lấy đại số mệnh thuật biến hóa bản chất. Sau đó, vĩnh hằng ma quân cái này thần niệm liền bắt đầu hút thu lại. Ngoại giới bất luận cái gì nguyên khí, vĩnh hằng ma quân vốn là đều là không có khả năng hấp thu. Nhưng là đại số mệnh thuật chẳng khác gì là đem bất luận cái gì nhóm máu đều biến thành có thể sử dụng nhóm máu, Đại số mệnh thuật cải biến sự vật bản chất, đồng thời giao phó vô thượng vận khí ở bên trong. Thật giống như ngươi đi bộ phía trên, trên trời rơi xuống đổ vật nện ngươi. Kết quả, nện ngươi chính là một sắp trồng tiền, đây là số mệnh, là ngươi mệnh trung chú định. Vĩnh Hằng Ma Quân tham lam hấp thu. Số mệnh lực giúp hắn bảo trì bản nguyên, nếu không phải đại số mệnh thuật, khả năng những thứ này ngoại lai lực lượng muốn bao phủ Vĩnh Hằng Ma Quân, để Vĩnh Hằng Ma Quân tự thân cũng thay đổi thành thuần túy nguồn năng lượng. Vĩnh Hằng Ma Quân trọn vẹn hấp thu 1000 mai hỗn nguyên quả lực lượng. Hắn bắt đầu trở nên cường tráng. Lúc này, Vĩnh Hằng Ma Quân triệt để tỉnh lại. Hắn thế mà hình thành nhất tôn nguyên thần, cũng là lúc trước Vĩnh Hằng Ma Quân bộ dáng. Ha 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 ha, Vĩnh Hằng Ma Quân tại La Quân biển linh hồn bên trong cất tiếng cười to, trời không tuyệt ta Vĩnh Hằng, nghĩ không ra, lão tử còn có lại sống tới một ngày. Tiền bối, La Quân ngay sau đó thì hô một tiếng vĩnh hằng ma quân ngẩng đầu một cái liền trông thấy la quân cùng linh nhi linh nhi không rõ ràng cho lắm nhưng nàng cũng không có kiêu căng nàng cũng nhìn về phía vĩnh hằng ma quân vĩnh hằng ma quân quét mắt một vòng linh nhi hắn hơi hơi kinh ngạc sau đó nói trời sinh linh thể lại là thiên mệnh giả tiểu cô nương không đơn giản a à. hắn lại hỏi la quân tiểu cô nương này là ngươi là thê tử của ta la quân nói ra Vĩnh Hằng Ma Quân ngược lại không ngoài ý muốn, hắn đoán được. Hắn bất quá là chứng thực một chút, sau đó, hắn liền cười nói, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thiên hạ này, trung quy là các ngươi thiên hạ. La Quân mỉm cười, nói ra, tiền bối hiện tại cảm giác như thế nào? Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta hiện tại muốn đi ngọc thanh thế giới trong địa ngục, hiện tại ta đã có thể tự mình hấp thu pháp lực, lớn mạnh nguyên thần. Mà lại, cái này trời không tuyệt ta, ta lại đi hắc ám thâm huyên, cái kia hắc ám thâm huyên bên trong còn có ta còn sót lại rất nhiều nguyên khí, tới đó ta có thể tái tạo thân thể. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra, muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực là rất khó, bất quá người sống có cơ hội, không phải sao. Ngay vào lúc này, cái kia linh tuệ hòa thượng đột nhiên theo la quân mi tâm chi nhảy ra. Rất nhanh, hắn trưởng thành thụ nhân bộ dáng. Vĩnh hằng ma quân có chút không rõ ràng cho lắm, hắn quái dị nhìn về phía cây này người đây là vĩnh hằng ma quân hỏi la quân còn chưa mở miệng linh tuệ hòa thượng liền nói ra vĩnh hằng ma quân bần tăng nhanh nhạy nhanh nhạy vĩnh hằng ma quân lắc đầu nói ra không biết linh tuệ hòa thượng mỉm cười nói ra bần tăng trước kia có cái biệt hiệu nguyện nghe tường vĩnh hằng ma quân nói ra hắn lần này trọng sinh cảm xúc khá lớn trước kia cũng điệu thấp rất nhiều linh tuệ hòa thượng nói ra người xưng trùng hoàng Trùng Hoàng, vĩnh hằng ma quân sướng sờ sướng sờ, sau đó, hắn không khỏi giật nảy cả mình, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, nói ra, ngươi là Trùng Hoàng. La quân nhìn ở trong mắt, lòng hắn cũng là nhảy một cái. Trong lòng của hắn nghĩ tới vô số lần linh tuệ hòa thượng đã từng phong quang vô hạn. Nhưng hắn tưởng tượng lại mãi mãi cũng không cách nào chân thực trở lại như cũ, nhanh nhảy cũng vĩnh viễn hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn cùng lợi hại. Giống trước mắt vĩnh hằng ma quân, cỡ nào không ai bị nổi nhưng là đang nghe nhanh nhạy trước kia biệt hiệu về sau vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được cảm thấy không thể tin linh tuệ hòa thượng nói ra không sai vĩnh hằng ma quân nói ra cái này điều đó không có khả năng a à. trung hoàng không phải đã chết ti sao không có cái gì là không thể nào linh tuệ hòa thượng nói ra giống vĩnh hằng ngươi không cũng hẳn là đã chết đi sao cái kia ngược lại là vĩnh hằng ma quân giật mình hắn nói tiếp ta chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên, không nghĩ tới, không nghĩ tới a." À. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Vĩnh Hằng, Bần tăng trước kia gặp qua ngươi một lần, cũng đã được nghe nói ngươi một ít chuyện." Vĩnh Hằng Ma Quân hít sâu một hơi, sau đó nghiêm mặt nói ra, "Tại trước mặt ngài, ta là vãn bối." Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Linh Tuệ Hòa thượng mỉm cười, nói ra, "Hồi bài đã là ngàn năm thân thể, chuyện cũ trước kia, không chịu nổi nhắc lại." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, tiền bối cũng là gặp rủi ro về sau, vì la quân tiểu hữu cứu sao. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lời này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội rồi nói sau. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, tốt, hắn đón đến, nói, tiền bối đột nhiên đi ra, nhưng là muốn chỉ điểm vãn bối. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xác thực là có nhiều thứ muốn chỉ điểm ngươi. Chỉ điểm Ma Quân, cũng là Linh Tuệ Hòa Thượng có cái này hào khí cùng bản sự. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng ngoan ngoãn nói ra, vãn bối lắng nghe tiền bối dạy bảo đừng nói vĩnh hằng ma quân hiện tại muốn tại nhanh nhạy trước mặt ngoan ngoãn chính là hắn toàn thịnh thời kỳ vậy cũng phải nghe nhanh nhạy chỉ điểm la quân thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút buồn cười hắn bình thường thật đúng là đối nhanh nhạy không quá tôn trọng a cùng ca hai tựa như có thể bên ngoài bao nhiêu đại nhân vật đều muốn đối nhanh nhạy tất cung tất kính a linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng đối người giải không nhiều chỉ nghe nói năm đó người cùng Đại La Thiên Quân có ân oán, Đại La Thiên Quân đưa người vĩnh hằng tiên phủ chu diệt. Nghe nói là người trộm Đại La Thiên Quân pháp bảo, thật sao? Vĩnh hằng ma quân nghe vậy không khỏi giận quá thành cười, nói ra, đây là thả hắn nương chó rắm thối, Đại La cái kia tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng là hắn ngấp nghé ta định thiên dụng cụ. Không nên nói là hắn pháp bảo bị ta trộm, sau đó mượn cơ hội cửa. Hắn tìm đúng ta bế quan đến thời khắc mấu chốt xuất thủ, sau cùng lại đem tất cả sai lầm đều đẩy đến đầu ta. Thù này không báo, ta vĩnh sinh khó có thể bình an. Như thế bị ổi, là quân ở một bên nghe được lòng đầy căm phẫn. Vĩnh hằng ma quân nói ra, hắn đem thê tử của ta, hài nhi toàn bộ giết chế ti, đem ta cũng trấn áp tại cái này địa ngục chi. Vĩnh hằng ma quân nhớ tới chuyện cũ, y nguyên bi phẫn khó bình. Là quân nói ra, như thế nào những thiên quân này, đều là bị ổi thế hệ. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái kia ngược lại cũng không phải. Hắn đón đến, nói ra, bị ổi cùng quân tử là hai quần thể, nhưng bị ổi không có nghĩa là thiên quân, quân tử cũng không có nghĩa là ma quân. Bị ổi người đại biểu bị ổi, quân tử đại biểu quân tử. Ma quân chi, một bụng ý nghĩ xấu, làm đủ trò xấu cũng không ít. Thiên quân bên trong, cũng có nhân nghĩa thế hệ, nói cái kia vũ hóa môn tổ sư tiêu linh, đó là người khiêm tốn. Mà ma quân bên trong, cái kia âm diện ma quân, chuyên môn ăn tiểu đồng cục cưng, làm đủ trò xấu. Một nhóm nhỏ người, là đại biểu không một cái quần thể. Vĩnh hằng ma quân nói ra, cái kia ngược lại là, như nhân tính một dạng. Lại hắc ám bên trong nhân tính, cũng sẽ có một tia thiện lương. Lại thiện lương người tính bên trong, cũng sẽ có một tia hắc ám. Linh tuệ hòa thượng không có nhận vĩnh hằng ma quân cái này một gốc dạ, hắn nói tiếp, Năm đó, Bần Tăng bị Thiên Đạo áp chế lúc cùng Tiêu Linh giao thủ qua một lần. Một điểm tiện nghi cũng không có lấy đến, cái kia Tiêu Linh không đơn giản a." À. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Tiền bối có thể đừng nói như vậy, ngài bị Thiên Đạo áp chế lúc, thực lực chỉ ít giảm bớt một nửa. Cái kia Tiêu Linh ở trên trời quân chi vốn là nhân tài mới nổi, người nổi bật. Nhưng ngài Y Nguyên vững vàng chiếm phong, lúc đó, ngài phong thái, vô luận là Tiệt giáo vẫn là Xiển giáo, hoặc là hắn phái đều đối với ngài phong thái là hướng tới không thôi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tốt, đi qua sự tình, cũng không có gì tốt sách. Vĩnh Hằng, bần tăng lần này đi ra, là muốn vì ngươi chỉ một con đường sáng. Vĩnh Hằng ma quân nói ra, xin tiền bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Linh tuệ hòa thượng mỉm cười, theo rồi nói ra, người đi hấp thu hắc ám thâm uyên bên trong hắc ám vật chất cũng không nhiều lắm tác dụng, tái tạo thân thể càng là không đáng nhắc tới. Bần Tăng đề nghị ngươi đi tìm Đại Khang Hoàng đế Hiên Chính Hạo, hắn có thể giúp ngươi trở lại ngày xưa Huy Hoàng. Hắn trước đó tình huống ngươi tốt không bao nhiêu, nhưng hắn sau này hội lúc trước Huy Hoàng hơn. Thật có chuyện này ư, Vĩnh Hằng Ma Quân khó có thể tin hỏi. Bần Tăng lúc này còn đùa giỡn với ngươi hay sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, đa tạ tiền bối đề điểm, chỉ là. Ta cùng cái kia Đại Khang Hoàng đế vô thân vô cố. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không ngại, để La Quân mang người tới đi. Hiên Chính Hạo là người thông minh, cái này không cần bất luận kẻ nào tình, Bần tăng liệu định hắn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, tốt, như thế làm phiền La Quân tiểu hữu ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt, nếu như thế, chúng ta lên đường thôi. Ừm, Vĩnh Hằng Ma Quân gật đầu. Đại Khang Hoàng Thành, một nguyên chi cầu, La Quân mang Linh Nhi cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. La Quân nói, sắp tiến về cực hàn trùng động. Hiên chính hạo nao nao, nói ra, chấm đối trùng động giải không nhiều, cũng không có tránh thức tới kiến thức qua. Chấm kiến thức, vẫn là cực hạn tại địa cầu bên trong. Cái kia trùng hoàng tiền bối kiến thức, quả nhiên là chấm không thể bằng. Bất quá, là Quân, ngươi là địa cầu thiên mệnh chi vương. Thoát cách địa cầu, rất nhiều vận mệnh hội mất đi tác dụng. Ngươi lần này đi, 10 triệu cẩn thận, chấm tuy nhiên đối trùng động giải không nhiều, nhưng cũng biết trùng động chi tràn ngập không thể tưởng tượng nguy hiểm. La Quân nói ra, đa tạ hoàng quan tâm, ngày sau ta như về không được, bằng hữu của ta nhóm làm phiền hoàng thêm chút trông nom. Hiên chính hạo nói ra, đó là tự nhiên. Đón lấy, La Quân còn nói thêm, ta còn có một cọc cơ duyên muốn tặng cho hoàng ngài. Ồ, Hiên chính hạo nói ra, cơ duyên gì? Hắn lộ ra cảm thấy rất hứng thú. La Quân nói ra, sự tình là cái dạng này. Ngay sau đó, hắn đem chính mình gặp gỡ vĩnh hằng ma quân sự tình nói hắn nói ngắn gọn nhưng cũng không có bỏ sót cái gì la quân ngược lại không có sách vĩnh hằng ma quân cùng đại la thiên quân chi sự tình hiền chính hạo nghe xong ánh mắt sáng lên nói ra tốt mau mời vị tiền bối này đi ra la quân gật đầu ngay sau đó đem vĩnh hằng ma quân theo biển linh hồn bên trong mời đi ra vĩnh hằng ma quân sau khi đi ra ngược lại là có chút không tốt lắm ý tứ hắn luôn luôn đều là thật cao tại hiện tại như vậy thân phận tình cảnh như vậy nhiều ít có chút xấu hổ hiên chính hạo lại là rất biết làm người gặp vĩnh hằng ma quân lập tức ôm quyền hành lễ nói ra vãn bối hiên chính hạo may mắn nhìn thấy tiền bối xin tiền bối thụ vãn bối cúi đầu vĩnh hằng ma quân tâm lập tức dễ chịu một số một người tại cao vị lâu đột nhiên rơi xuống rơi xuống về sau sợ nhất là bị người xem thường mà hiên chính hạo nguyện ý cho hắn phần này mặt mũi cái này khiến hắn cảm thấy không cảm động tiểu huynh đệ người quá khách khí mau mau xin đứng lên vĩnh hằng ma quân nói gấp hiên chính hạo liền cũng đứng dậy hắn tiếp lấy mỉm cười nói ra vãn bối cùng tiền bối cảnh ngộ ngược lại là giống nhau nhưng là vãn bối tu vi tiền bối kém xa vĩnh hằng ma quân nói ra tiểu huynh đệ người cũng là người a hắn chỉ một chút dò xét hiên chính hạo liền phát hiện hiên chính hạo đặc biệt chỗ hiên chính hạo nói ra tiền bối quá khen la quân gặp bọn họ trò chuyện với nhau thật vui ngay sau đó liền nói ra đã như vậy ta muốn trước cáo từ hiên chính hạo gật đầu nói ra tốt ngày khác lại hồi vĩnh hằng ma quân thật sâu nhìn la quân liếc một chút nói ra tiểu hữu hết thảy ta đều ghi tạc trong lòng la quân mỉm cười nói ra tiền bối không cần lo lắng vãn bối cáo từ hắn sau đó mang theo linh nhi rời đi một nguyên chi cầu la quân tại sao muốn đi cực hàn trùng động tại la quân sau khi đi vĩnh hằng ma quân cảm thấy quái hỏi hiên chính hạo hắn nói ra trùng động chi nguy hiểm không thể tưởng tượng chúng ta tuy nhiên thường xuyên vận chuyển vũ trụ pháp tắc thế nhưng pháp tắc cực mỏng lộ ra trùng trong động không có người nào dám xâm nhập hiên chính hạo nói tiền bối chẳng lẽ không biết vĩnh hằng ma quân nói ra là quân tiểu hữu vẫn chưa nói với ta những thứ này. Hiên chính hạo khẽ cười khổ, nói ra, hắn thật đúng là là bảo trì bình thản. Đến cùng chuyện gì phát sinh, vĩnh hằng ma quân hỏi, hiên chính hạo nói ra, là quân tâm hỏa bốc cháy lên, hắn hiện tại không cách nào dập tắt tâm hỏa. Hắn thọ mệnh chỉ có một ngày, nếu như trong vòng một ngày giải quyết không tâm hỏa, hắn là một con đường chế ti. Cho nên hắn hiện tại mới muốn đi tìm cực hàn trùng động. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy không khỏi hoảng sợ, nói, tâm hỏa thiêu đốt. Cái này, hắn làm sao cái gì đều không nói với ta, hắn biết rõ không còn sống lâu nữa, lại như cũng chịu như thế giúp ta. La Quân cùng Linh Nhi tại đỉnh núi nhìn ra xa một lát, sau đó, hai người hướng hư không chi bay đi. Linh Nhi tế ra chư thiên chi nhãn, chư thiên chi nhãn thánh quang hình thành thánh quang bao bọc đem hai người bảo vệ. Tiếp lấy một đường nhanh chóng rong rủi ra địa cầu phạm vi bên trong rời đi địa cầu trong nháy mắt, ánh sáng mặt trời chướng mắt tới cực điểm. Mất đi bầu khí quyển cùng ozone bảo hộ, cái kia hung mạnh ánh sáng mặt trời cùng tia cực tím tàn nhẫn đã bắn giết qua tới. Nhưng La Quân cùng Linh Nhi vốn không e ngại cái này điểm thương tổn, huống chi còn có thánh quang bao bọc bảo hộ. Địa cầu tồn tại là một loại to lớn bảo hộ cơ chế. Mà rời đi địa cầu về sau, La Quân cùng Linh Nhi tương đương trực tiếp bại lộ tại vũ trụ chi. Vũ trụ chi có vô cùng nguy cơ tồn tại, những nguy cơ này cũng không phải là bất luận cái gì giống loài, mà là đến từ vũ trụ một số năng lượng phóng thích. Đương nhiên, cũng không bài trừ vũ trụ còn có một số quỷ dị sinh vật khủng bố tồn tại. La quân cùng Linh Nhi tay nắm tay, một đường phi nhanh ra ngoài. Linh Tuệ Hòa Thượng đã vì La quân vạch đường sáng. Cực hàn trùng động khoảng cách nơi đây có 100 triệu cây số khoảng cách, các người toàn lực bay đi, nếu như không gặp được quá khó giải quyết nguy hiểm, 3 giờ hẳn là có thể đầy đủ đến. Bất quá, cực hàn trùng động vị trí không phải cố định không thay đổi, đến lúc đó còn cần tìm. Là quân, người thời gian không nhiều, cực hàn trùng trong động nguy hiểm không, mà lại bần tăng cũng không biết cực hàn trùng động đến cùng đối người có tác dụng hay không. Là quân nói ra, tốt, ta biết, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên mà. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tuy nhiên địa cầu khí vận vẫn một mực đang thân ngươi, ngươi rời đi địa cầu cũng còn có tác dụng. Nhưng là, cái này tác dụng theo người cách địa cầu càng ngày càng xa, tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. La Quân nói ra, ta minh bạch. Vượt qua bị ánh sáng mặt trời bao phủ khu vực về sau, La Quân cùng Linh Nhi rất nhanh lại tiến vào một vùng tăm tối âm u khu vực. Không có mặt trời địa phương, cái này chân không lạnh lẽo đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước. Nhưng tất cả những thứ này, vẫn là không làm gì được La Quân cùng Linh Nhi. Một đường phi nhanh, trong nháy mắt 10.000 dặm. La Quân đồng thời cảm nhận được thân thể càng ngày càng không thoải mái, lòng hắn lửa vẫn một mực đang thiêu đốt. Mà lại, hắn còn phát hiện mình đại số mệnh thuật, kiếp hỏa cũng càng ngày càng kinh khủng. Cái kia đại số mệnh phù lục lần nữa bị âm ảnh bao phủ, đây là số mệnh kiếp hỏa. Tình huống này La Quân rất quen thuộc, lúc trước số mệnh bóng mở đem đại số mệnh phù lục toàn bộ bao phủ về sau, tiếp lấy bốc cháy lên. Thiêu chê ti một cái có thể tạo hóa cảnh cao thủ tổ thần. Cái này số mệnh kiếp hỏa tránh thức bốc cháy lên lực lượng, cực kỳ khủng bố a. À. Là quân tâm đắng chát, cảm thấy mình cái này tàn phá chi thân muốn muốn lần nữa khôi phục bình thường, thật sự là rất khó khăn. Không nói tâm hỏa, liền nói cái này số mệnh kiếp hỏa. Tiếp là dưới cơ duyên xảo hợp để tổ thần giúp đỡ ưng kiếp. Hiện tại thế nào? Chỗ đó còn sẽ có trùng hợp như vậy sự tình đâu. Hắn chỉ có thể âm thầm cùng linh tuệ hòa thượng câu thông, nhanh nhạy, nếu là ta thật không sống, linh nhi nhờ ngươi giúp ta chiếu cố linh tuệ hòa thượng trầm mặc sau một lúc lâu nói ra bần tăng hết sức nỗ lực la quân cười một tiếng nói ra ngươi có thể nói như vậy ta yên tâm làm ngươi hết sức nỗ lực thời điểm đời này không có có thể làm khó ngươi sự tình linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng hiện tại đối đạo hữu ngươi không thể làm gì chỉ thuận theo ý trời la quân nói ra ngươi đã giúp ta quá nhiều nhanh như điện chấp đồng thời là quân tiếp tục ăn cái kia hỗn nguyên quả, kéo dài chính mình thọ mệnh. Những thứ này đem cũng sẽ là hắn lực lượng. Hai người tốc độ quá nhanh, một đường, còn gặp phải vô số vẫn thạch cùng hắn nguy cơ. Là quân cùng Linh Nhi còn chưa từng có dạng này liên tục đi đường qua. Bởi vì toàn bộ địa cầu cũng không đủ bọn họ điên cuồng rong ruổi, nhưng là vũ trụ khác biệt. Được một giờ sau, là quân cùng Linh Nhi đã xa cách địa cầu 50 triệu cây số. Bắt đầu một giờ, tốc độ là nhanh nhất đằng sau thì hội chậm một chút cái này phi hành năng lượng một mực từ linh nhi cung cấp la quân cũng không có cùng linh nhi tranh giành hắn hiện tại thật là cần muốn sống tốt tu dưỡng hắn một khi thi triển pháp lực trái tim phụ tải hội tăng thêm ngay vào lúc này một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại la quân tâm linh nhi cảm giác nhạy cảm cũng phát hiện loại nguy hiểm này la quân thi triển ra đại thiên nhãn thuật lập tức nhìn đến phía trước ở ngoài ngàn dặm có một mảnh vẫn thạch đạo tràng tồn tại những cái kia vẫn thạch phân bố phương viên chăm giảm đồng thời hình thành trận pháp lại có cao nhân tại vũ trụ chi bố trận là quân hơi kinh hãi là quân biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý vũ trụ cũng không phải địa cầu ngọn núi nhỏ kia câu trong này cao thủ càng thêm không thể đo lường huống chi lúc này là quân thật sự là không có bao nhiêu thời gian trì hoãn cho nên ôm lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm tính. La Quân cùng Linh Nhi quyết định đường vòng mà đi. Hai người cấp tốc cải biến phương hướng, lách qua cái kia mảnh đạo tràng, cấp tốc đi ra hơn một vạn dặm. Từ nơi nào biết, vào lúc này, tại Trần Lăng cùng Linh Nhi mới đột nhiên bao phủ xuống một mảnh tấm màn đen. Giống như là bầu trời đột nhiên biến thành đen một dạng. Tuy nhiên bốn phía vốn là đen kịt một màu, nhưng loại này bao phủ tấm màn đen vẫn là có bản chất khác biệt. La Quân cùng Linh Nhi lập tức biết mình lâm vào đối phương pháp tác động thiên tri. Là thiên vị pháp tắc, là quân bị kinh ngạc. Ha ha ha, ngay vào lúc này, một lão giả tiếng cười truyền đến. Lão giả này thuần tùy ý niệm truyền tống, cho nên mặc kệ hắn nói loại nào lời nói, là quân cùng Linh Nhi đều có thể nghe rõ. Là quân thầm thở dài một hơi, lại tới một cái chịu chế ti. Hắn hiện tại đại số mệnh thuật nơi tay, chỉ cần người đến không phải tạo hóa cảnh cao thủ, hắn cũng không sợ. Huống chi, Linh Nhi đã là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi các hạ người nào la quân cũng thông qua ý niệm truyền vào ra ngoài vì sao vô tội cản ta phu thê đường đi chúng ta thế nhưng là không oán không cừu thậm chí không quen nhau ngay vào lúc này la quân trước mắt một bóng người lóe qua sau đó một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại la quân cùng linh nhi trước mặt la quân quét mắt một vòng liền gặp lão giả tóc trắng này thân mang ngân sắc áo choàng mái đầu bạc trắng đã đến eo nhưng là hắn khuôn mặt xem ra hồng nhuận phơn phớt mà khỏe mạnh bổn tọa chính là tinh hà lão tổ lão giả tóc trắng hai mắt yêu dị mà huyết hồng nhắm người muốn nuốt hắn tự giới thiệu về sau tiếp lấy lại cười ha ha hắn tiếng cười khiến người ta cảm thấy sợ hãi khó có thể bình an hắn tiếng cười có loại đoạt hồn nhiếp phách pháp tắc tồn tại tựa hồ giờ phút này hắn mới là chúa tể đồng dạng không tệ không tệ tinh hà lão tổ liếc nhìn la quân cùng linh nhi rất là hài lòng nói ra tuy nhiên cái này nam hoa em bé tu vi yếu một số nhưng nữ hoa hoa này tu vi lại là không tệ mà lại như thế tinh khiết vẫn còn tấm thân xử nữ đại bổ đại bổ a à, xem ra bổn tòa hôm nay vận khí còn thực là không tồi a à, ở đây đợi ngàn năm thế mà đụng phải bực này ngồi mặt hàng ngươi là đang tìm cái chế ti là quân lạnh lùng nói ra bằng ngươi điểm ấy không quan trọng bản lĩnh cũng dám tự xưng là tinh hà lão tổ Ngươi dám can đảm làm nhục ta nữ nhân, cái này là tử tội. Bất quá hôm nay, ta còn không muốn giết người. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến, dập đầu ba cái, sau đó keo kiệt rơi đầu lưỡi mình xéo đi, nếu không lời nói. Tinh hà lão tổ ngốc ngẩn ngơ, sau đó, hắn giận tím mặt. Làm can, cuồng vọng, quá cuồng vọng. Tinh hà lão tổ đều nhanh muốn bị la quân cho khí hổ đồ, người một cái tiểu con kiến hôi, lại dám tại trước mặt bản tỏa như thế nói lớn không ngược, người đáng chê ti, Đáng chê ti. Tinh Hà lão tổ cư vào hư không chi, tu vi cũng là công tham tạo hóa. Chỗ của hắn nhận qua bực này ngôn ngữ làm nhục, Là Quân thái độ thật sự là làm bị thương hắn lòng tự trọng. Tinh Hà lão tổ không nói hai lời liền xuất thủ, này người đã là thiên vị cảnh kỳ tu vi. Hắn thiên vị pháp tắc cấp tốc phát động, trực tiếp đem La Quân cùng Linh Nhi cầm cố lại. Cái kia màu đen thiên vị lực lượng giống như thiên đạo pháp tắc một dạng, cấp tốc trói buộc chặt La Quân cùng Linh Nhi. La Quân cùng Linh Nhi nhất thời không thể động đậy. Linh Nhi bị kinh ngạc, nàng có vô cùng thuật pháp cùng lực lượng. Nhưng giờ phút này, hoàn toàn không thể động đậy. Không có một tia phản kháng lực lượng. Thiên vũ cảnh đỉnh phong cùng trời vị cảnh ở giữa, kém tuyệt đối không phải một đường. Tinh Hà Lão Tổ đưa tay ở giữa bắt La Quân cùng Linh Nhi, hắn lúc này mới nhỏ khẽ thở vào một cái. Hắn cũng là trải qua chiến trận người, cũng biết cẩn thận hai chữ. Vừa mới nhìn La Quân mở miệng như vậy cuồng vọng, hắn thật đúng là là tâm lý có chút trột dạ, coi là tiểu tử này có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hội không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ, chính mình có phải hay không là nhìn nhầm. Nhưng là tại cái này một cái trước mắt, tinh hà lão tổ hoàn toàn yên tâm lại. Hắn cho rằng, La Quân bất quá là cái làm càn làm bậy, không biết trời cao đất rộng. Ha ha, tinh hà lão tổ nhịn không được cười ha hả nói ra, số tiểu tử, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi như thế nào đến, nguyên lai like cũng bất quá là bao cỏ một cái. Ngươi dám can đảm làm nhục bổn tọa, bổn tọa phải thật tốt cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Đây không phải thê tử ngươi sao, bổn tọa muốn ngươi trơ mắt nhìn lấy bổn tọa là làm sao lăng nhục thê tử ngươi, ha ha ha. Ngươi muốn chê ti, la quân lạnh lùng nói ra. Bổn tọa muốn chê ti, tinh hà lão tổ nhìn về phía la quân, nói ra, đúng, bổn tọa là muốn chê ti, có bản lĩnh, ngươi đến đưa bổn tọa đi chết a à. la quân gật gật đầu nói ra tốt như ngươi mong muốn một giây sau la quân tay xuất hiện một miệng số mệnh chi kiếm hắn kiếm quang vung lên trước mắt trói buộc liền lập tức phá nát đồng thời la quân cũng đem linh nhi giải cứu ra điêu trùng tiểu kỹ ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta sao la quân cười lạnh liên tục tinh hà lão tổ thấy thế không khỏi thất sắc bất quá hắn lập tức khôi phục tỉnh táo hắn nói ra, trách không được dám như thế cuồng vọng, quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Nhưng là người trẻ tuổi, người cũng quá coi thường thiên vị cảnh cao thủ lực lượng. Tinh hà lão tổ hít sâu một hơi, sau đó, hắn lần nữa lần xuất thủ. Hắn vận chuyển ra thiên vị pháp tắc, trong nháy mắt ngưng tụ ra một miệng hung hãn thiên vị chi kiếm. Bốn phía hắc ám khí tức áp xúc vô hạn, đón lấy, đạo này thiên vị chi kiếm tia chấp hướng la quân chảm giết tới. Đây là tinh hà lão tổ làm thiên vị cảnh cao thủ tâm huyết chi kiếm, ngày này vị chi kiếm, không sợ pháp khí, pháp tắc, dũng cảm tiến tới, thấy thần giết thần. Là quân cùng Linh Nhi gặp phải dạng này lực lượng, cho dù là phát động tiên khí, lấy bọn họ pháp lực cũng là ngăn cản không nổi ngày này vị chi kiếm. Đây là thiên vị cảnh cao thủ cảnh giới áp chế. Linh Nhi thấy thế, bị kinh ngạc, là quân mắt hàn quang lấp lóe hắn cũng điểm ra một kiếm. Đại số mệnh phù lục thôi động, hình thành số mệnh chi kiếm cái này số mệnh chi kiếm phiêu phiêu miểu miểu nhưng cũng có một cỗ u ám khí thức vần quanh là quân lúc này thọ mệnh không cần tiền thiêu đốt cỗ này số mệnh lực lượng không sợ thế gian bất luận cái gì pháp tác. số mệnh chi kiếm cùng thiên vị chi kiếm chém giết cùng một chỗ là quân lập tức cảm nhận được thiên vị chi kiếm thiên vị lực lượng như núi như biển như vực sâu như ngục ùn ùn kéo đến già thiên tế nhật nghiền giết tới không cách nào ngăn cản không cách nào trốn tránh ầm ầm số mệnh chi kiếm dẫn động số mệnh phù lục là quân cảm giác được chính mình thọ mệnh tại vô hạn thiêu đốt một ngàn năm một vạn năm hai mươi ngàn năm hai mươi ngàn tuổi thọ mệnh trong nháy mắt bốc cháy lên đây là may mắn là quân trước đó bổ sung thọ mệnh oanh số mệnh chi kiếm càng hung mãnh hơn cái kia tinh hà lão tổ liền cảm giác được thiên vị chi kiếm không gì không phá lực lượng giống như là chém giết tại ngàn đám sợi bông mặt nhưng là những thứ này sợi bông độ bền bỉ vượt quá tưởng tượng. Tinh hà lão tổ cảm giác mình càng phát ra thôi động pháp lực, tựa như hãm sâu đầm lầy một dạng, càng lún càng sâu. Hắn cảm giác được chính mình càng ngày càng cố hết sức, càng ngày càng khó thụ. Làm sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Tinh hà lão tổ cảm thấy không thể tin, hắn không thể tin được, thế gian vì sao lại có quỷ dị như vậy lực lượng. Tinh hà lão tổ liền muốn bước ra rời đi, nhưng là, cái kia số mệnh lực lượng đã nhiễm hắn đem thiên vị chi kiếm tia chấp thu hồi. liền tại cái này một cái chấp mắt, hắn cảm giác được một loại số mệnh khủng bố. Những cái kia số mệnh khí tức hóa thành hỏa diễm, bốc cháy lên. Đầu tiên là một chút, về sau là liễu nguyên đại hỏa. Hắn thiên vị pháp tắc hung mãnh bốc cháy lên, thân thể của hắn mạch lạc cũng theo bốc cháy lên. Là quân cùng Linh Nhi như vậy nhìn lấy tinh hà lão tổ thống khổ, gào thét, kêu thảm, trong thân thể của hắn hỏa quang vạn điểm, sau cùng càng ngày càng sáng, thẳng đến một tiếng ẩm vang, cả người toàn bộ bốc cháy lên. Chính là lửa lớn rừng rực, trong chớp mắt, tinh hà lão tổ hóa thành cho tàn, bị trong nháy mắt thổi tan tại tinh không chi. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Thật tốt, nhất định phải đi tìm cái chết ti. Là quân thở dài trong lòng một tiếng, đại khái, đây cũng là ngươi tinh hà lão tổ số mệnh đi, ngươi trải qua trải qua ngàn năm vạn năm khổ tu, xông qua vô số cửa ải khó hiểm trở, đến sau cùng, lại là chết ti bởi rất là kỳ lạ chi. Chỉ sợ người đến chết ti đều không hiểu, vì cái gì ngươi sẽ chết ti ở ta nơi này con kiến hôi tay đi. Người sắp chết ti, nói cũng thiện. Vốn là giết một cái tinh hà lão tổ, đó cũng là không nhiều lắm sự tình. Chỉ là La Quân nghĩ đến chính mình sắp chết ti, nhìn lấy cái này trước mắt sinh mệnh chết ti đi, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút sầu não. La Quân không có quá nhiều xuân đau thua buồn, sau đó cùng Linh Nhi tiếp tục đi đường hắn một bên đi đường, một bên lần nữa bổ sung thọ mệnh, trọn vẹn đem thọ mệnh bổ sung đến 80.000 năm. Đồng thời, là quân đại số mệnh phù lục, bóng mờ đã bao phủ một phần chín. Nếu như là quân lần nữa thiêu đốt một vạn năm thọ mệnh, đoán chừng cũng là số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt thời điểm. Cho đến lúc đó, là quân bị số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt, cũng là đường chết ti một đầu. Là quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng vụng trộm câu thông vấn đề này. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ có đại giới, đại số mệnh thuật thế mà có thể để ngươi một cái hố tiên cảnh cao thủ nhẹ nhõm giết chế ti thiên vị cảnh cao thủ. Đây là đại số mệnh thuật thần cùng chỗ kinh khủng, đại số mệnh thuật cũng không hổ là 3.000 đại đạo huyền ảo pháp môn. Có lẽ, đại số mệnh thuật có bóng mờ, có kiếp hỏa. Nhưng khi người tránh thức lĩnh ngộ ảo diệu, ngộ được đại mệnh vận thuật về sau, không có cái này số mệnh kiếp hỏa. La Quân nói ra, đại mệnh vận thuật ta tại mất phương hướng trong đại lục thi triển qua đại mệnh vận thuật. Xác thực không có bất kỳ cái gì bóng mờ cùng khác thường. Nhưng về sau, ta mới lại phát giác, loại kia đại mệnh vận thuật chỉ có tại mất phương hướng đại lục cái kia đặc biệt hoàn cảnh bên trong mới có thể thi triển. Ta hiểu càng nhiều, càng cảm thấy vận mệnh vô thường, cảm thấy đại mệnh vận thuật không thể nắm giữ. Đại mệnh vận thuật chính là thiên đạo, ai có thể nắm giữ thiên đạo? Nếu là nắm giữ thiên đạo, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? linh tuệ hòa thượng liền vội hỏi la quân nói ra chỉ sợ nắm giữ thiên đạo thời điểm chính là tất cả thất tình lục dục lui bước thời điểm cho đến lúc đó ta thân thể huyết mạch đều sẽ tán đi ta sẽ không còn là ta mà chính là vô thường thiên đạo đây mới là đại mệnh vận thuật ảo diệu a à. linh tuệ hòa thượng nghe xong thân thể chấn động nói ra đạo hiếu ngươi là làm sao hội đạt được cái kết luận này la quân nói ra đại số mệnh thuật dùng càng nhiều ta tựa hồ đối với vận mệnh càng nhiều một ít minh ngộ. Linh tuệ hòa thượng trầm giọng nói ra, bần tăng cảm thấy người nói những cái này mới là tránh thức vận mệnh đại đạo, khó trách nói không ai nắm giữ qua đại mệnh vận thuật. Bởi vì một khi nắm giữ đại mệnh vận thuật, không còn là người. Khó trách nói nắm giữ 3.000 đại đạo có thể vĩnh sinh, bởi vì 3.000 đại đạo nắm giữ về sau, sẽ trở thành thiên đạo. Thiên đạo đương nhiên có thể được vĩnh sinh, đáng tiếc, đáng tiếc, bần tăng hiện tại mới hiểu được đạo lý này. Là quân nói ra, nhưng ta cảm giác, nắm giữ đại mệnh vận thuật một môn, chính là vĩnh sinh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có lẽ, chỉ có nắm giữ 2999 loại đại đạo, mới có thể học hội sau cùng đại mệnh vận thuật đi. Là quân nói ra, có lẽ đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này đại số mệnh thuật, nhìn tới vẫn là ngủ say tốt nhất. Là quân nói ra, trước sống sót rồi nói sau. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng đúng. Ba giờ sau, là quần cùng Linh Nhi rốt cục đi vào một chỗ vũ trụ vũ trụ chi. Nơi đây giá lạnh cùng cực, loại kia thiên nhiên băng hàn, chính là hư tiên cao thủ ở đây cũng kiên trì không bao lâu thời gian. Phía trước có không ít hàn băng vẫn thạch trôi nổi tại hư không. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nơi đây thuộc Bắc, phía trước 10.000 dặm chỗ có một khỏa hành tinh chế ti đem mặt trời che kín. Nơi này lâu dài không thấy ánh nắng, bởi vậy mới cực hàn lạnh. Trong thời gian ngắn, chúng ta là không thể nào bay ra Thái Dương Hệ, cho nên cũng chỉ có hoàn cảnh này bên trong mới có thể hình thành cực hàn trùng động. Nhưng là cực hàn trùng động trôi nổi không chừng, vô cùng khó tìm. Lúc này rốt cuộc muốn làm sao tìm kiếm, bần tăng cũng là không có cách nào. Xem ra, vẫn là muốn đạo hữu người dùng đại số mệnh thuật đến tìm kiếm cái kia cực hàn trùng động chỗ. La quân gật gật đầu. Hắn cũng không nhiều lời, lập tức lần nữa khu động đại số mệnh thuật tìm. Vĩ đại số mệnh A, người là bao trùm chư thiên lực lượng. Đại số mệnh phù lục phát động, u ám khí tức tại La Quân trước mặt hiển hiện. hiện. La Quân ý niệm nói cho đại số mệnh thuật, hắn muốn làm gì? Cái này u ám khí tức giống như là có linh tính một dạng, nhưng cùng lúc, La Quân cũng cảm giác được thọ mệnh đang bị đại số mệnh phù lục thiêu đốt. Lúc này thời điểm, u ám khí tức hình thành một đạo lưu quang, cái này lưu quang hướng phía trước tia chớp chạy đi. Cùng, La Quân lập tức phân phó linh nhi linh nhi gật đầu linh nhi y nguyên dùng chư thiên chi nhãn hình thành thánh quang bao bọc thánh quang bao bọc bao phủ la quân cùng linh nhi hai người tia chớp truy chạy tới cái này một truy lại đuổi theo ra ba vạn dặm khoảng cách tại vô số trôi nổi vẫn thạch chi ghé qua đi qua ba khu luồng khí lạnh phong bạo sau cùng rốt cục cái kia lưu quang đột nhiên biến mất mà phía trước xuất hiện một đám mây đen đương nhiên cái này tuyệt không phải là chân chính mây đen cái này xa xôi hư không chi căn bản không có đủ hình thành mây đen điều kiện. Xa xa xem xét, mây đen cũng không lớn, nhưng cách cách gần đó về sau, mới phát hiện mây đen phạm vi chừng 30.000 bình mét khoảng chừng. Đương nhiên, điểm ấy thể tích tại rộng lớn vô biên vũ trụ cũng không tính là gì. Đây chẳng lẽ là cực hàn trùng động? Là quân nhịn không được hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi ra, hắn nhìn một chút, sau đó nói, không sai. Là quân nói ra, như thế đi vào sao? Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng cũng không tiến vào qua. Là quân không khỏi ngẩn ngơ. Vậy làm sao người biết, cực hàn trùng động có thể dập tắt ta tâm lửa? Là quân tiếp tục hỏi linh tuệ hòa thượng, lúc này thời điểm, hai người vẫn là dựa vào ý niệm nói chuyện với nhau. Cho nên linh nhi cũng không biết hai người này đang nói cái gì. Linh tuệ hòa thượng nói ra, chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy cực hàn trùng động nguyên lý bần tăng là hiểu một số. La quân ngay sau đó không nói nhảm nữa, hắn hít sâu một hơi, nói với Linh Nhi, Linh Nhi, người ở bên ngoài đợi, ta đi vào trước xem xét. Người ở chỗ này, nếu như ta ba ngày sau đó chưa hề đi ra, người mang theo nhanh nhạy rời đi. Không, Linh Nhi lập tức biến sắc. Nàng không nói hai lời, lại là trực tiếp mang theo La quân hướng bên trong bay đi. La quân bất đắc dĩ. Mây đen cũng không phải là mây đen, mà là một loại hàn khí ngưng luyện đến cực hạn tạo thành khí thể. Mà muốn mặc đi vào, cũng không có khó khăn gì. Chỉ là chui vào đến mây đen thời điểm, những cái kia mây đen lập tức sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt đó, khủng bố ngập trời băng hàn lực lượng hướng là quân cùng Linh Nhi xâm nhập mà đến. Linh Nhi thánh quang bao bọc lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Linh Nhi bị kinh ngạc, lập tức thôi động cường đại pháp lực ngăn cản. Cái kia thánh quang bao bọc lập tức lại cứng rắn một số, trước mắt toàn bộ đều là mây đen bao phủ, vô số băng hàn lực lượng xâm nhập mà đến, Linh Nhi liều mạng ngăn cản. Nhưng là càng đi vào trong, tiến lên càng ngày càng khó khăn. Loại kia cảm giác giống như là vốn là trong nước đi, nhưng là càng chạy, cái kia nước lại ngay tại kết băng, càng kết càng dày. Là quân học cứu thiên nhân, hắn thần niệm bốn phía bắn phá, nhưng là một khi bắn phá, không ra ba mét, thần niệm bị. Đông cứng, liền tư tưởng, suy nghĩ đều có thể bị đông lại la quân bởi vì thần niệm bị đông cứng hắn cảm thấy mình thân thể cũng bắt đầu biến đến băng hàn loại này băng hàn cho người ta cảm giác đã không phải là lạnh lẽo mà chính là đau đớn la quân không khỏi hoảng sợ hắn thấy qua vô số lạnh băng lực lượng lạc tuyết hàn băng chi phách cũng được chứng kiến nhưng lại cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này hàn băng la quân cảm thấy kinh hồn bạt vía la quân hít sâu một hơi hắn nói với linh nhi chúng ta trước không nên động đợi tại nguyên chỗ. Linh Nhi cũng cảm thấy có chút không đúng, sau đó đáp tốt. La Quân liền lại cùng Linh Tuệ Hòa Thượng ý niệm giao lưu, Linh Tuệ Hòa Thượng một mực tại La Quân trong đầu tóc đợi. La Quân nói ra, ta tuy nhiên giải không ít thứ, học qua không ít thứ, nhưng là đối với trùng động, bất quá là một số rõ ràng lý giải. Vậy cũng là nhân loại khoa học ra rất nhiều suy đoán, hiện tại xem ra, trong này quy luật, ta hoàn toàn không cách nào mò thấy. Người đoán chừng, cái này trùng động mây đen đến cùng dày bao nhiêu? Linh Tuệ Hòa thượng trầm giọng nói ra, Bần tăng đối trùng động lý giải cũng là ở vào rõ ràng trùng động khiêu dược. Trùng động đến cùng có hay không linh tính sinh mệnh, cái này Bần tăng cũng vô pháp kết luận. Nhưng trùng động tốc độ di chuyển cực nhanh, muốn tiến hành trùng động khiêu dược, lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách làm được. Bởi vì làm căn bản không tiến vào trùng động, cũng bắt không trùng động một đường ở giữa liên tiếp chỉ có chúng ta tu đạo người mới có bản sự này thực hiện trùng động khiêu dược. Trùng trong động, biến hóa ngàn vạn, hết thảy, còn là muốn chờ sau khi đi vào, mới có thể công bố. Là quân liếc nhìn bốn phía, hắn nói ra, cái này mây đen không biết đến cùng bao sâu, nếu như chỉ là đơn thuần lực lượng tồn tại cũng không sợ. Sợ bên trong cũng ẩn chứa không gian pháp tắc, một khi bên trong có co vào không gian pháp tắc tồn tại, như vậy cái này mây đen chiều sâu là 10.000 dặm chi sâu cũng không đủ vì linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cũng vô pháp cho ra đáp án la quân nói ra cái này cực hàn trùng động chỉ sợ cùng hắn trùng động không giống nhau a à. linh tuệ hòa thượng nói ra xác thực không giống nhau hắn trùng động tác dụng lớn nhất chỗ là thuấn gian di động cùng thời gian chuyển hóa sau khi đi vào như tại rộng lớn vũ trụ lại như tại chật hẹp trong đường hầm mặt thông hướng địa phương có thể là đi qua có thể là tương lai cũng có thể đi hướng bình hành thế giới thậm chí đi hướng khác biệt bình hành vũ trụ. Có lẽ, tại một cái khác trong vũ trụ, cũng có địa cầu, cũng có chúng ta tồn tại. Có lẽ, chúng ta còn có thể trùng trong động ngộ thấy mình. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói, nhưng là cái này trùng động, khác nhau ở chỗ, hắn trùng động là mặt nước, cái này trùng động là kết đầy đá lạnh. Cho nên người muốn đi vào rất khó, bởi vì ngươi biết cái này đá lạnh đến cùng dày bao nhiêu. La Quân nói ra, lại mặc được một trận, không được về sau, ta phải dùng đại số mệnh thuật để phá trừ hết thảy. Hắn nói đến đây cau mày một cái. Hắn bây giờ có thể sử dụng đại số mệnh thuật số lần, không nhiều. Linh tuệ hòa thượng không khỏi đắng chát, nói ra, là quân đạo hiếu, đây coi như là bần tăng gặp được lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại ngọc thanh thế giới bên trong, bần tăng đều không cảm thấy giống lúc này khó qua như vậy. Bởi vì cho dù tại ngọc thanh trong thế giới, vậy cũng là đã biết. Mà ở chỗ này, hết thảy đều là không biết. La Quân nói ra, dù sao Ngọc Thanh thế giới cùng nơi này đối với ta mà nói, lúc đó hết thảy đều là không biết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, khi đó còn có bần tăng đề điểm đâu, người bây giờ cũng không có. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Sau đó, La Quân nói với Linh Nhi, Linh Nhi, chúng ta trước âm dương Linh Thu, lấy âm dương pháp lực khu động. Linh Nhi nghe vậy lo lắng, nói ra, này lại tăng thêm người thương thế, ta còn có thể chống đỡ a. À. La Quân nói ra, còn tốt, người không cần lo lắng cho ta. Linh Nhi cũng không kiên trì, nói ra tốt. Sau đó, tại Thánh Quang Bao Bọc bên trong, La Quân cùng Linh Nhi cấp tốc linh tu, tế ra âm dương pháp lực. Âm Dương Pháp lực khu động Thánh Quang Bao Bọc, cấp tốc hướng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng thời, La Quân cũng lần nữa lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, hắn đem đại số mệnh thuật cũng ra chỉ đi vào. kể từ đó cái kia thần niệm quét bắn đi ra, đóng băng khí tức lần nữa đóng băng tới. Nhưng là âm dương pháp lực cùng đại số mệnh thuật lực lượng đã có thể nhẹ nhõm tiêu trừ cái kia đóng băng chi lực. Là quân thần niệm thống khoái bắn phá, sau cùng phát hiện toàn bộ cực hàn trùng động tựa hồ đại bộ phận đều là loại này mây đen, chỉ có tại chỗ sâu nhất, có một đầu nho nhỏ chật hẹp thông đạo. Cái kia thông đạo bên trong, hàn quang lấp lóe điện lưu từ tư. Nhanh nhạy, chỗ sâu nhất thật có một đầu thông đạo, chúng ta muốn đi vào sao? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, lúc này thời điểm Linh Nhi cũng có thể tiếp thụ lấy nhanh nhạy ý niệm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên, chúng ta hiện tại đã không có lui lại đường. La Quân ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, cùng Linh Nhi toàn lực hướng bên trong chạy đi. Cứ việc cái này trùng động cực hàn chi khí bá đạo vô cùng, liền thần niệm đều có thể đóng băng. Nhưng là, âm dương pháp lực y nguyên đánh đầu thắng đó lại thêm đại số mệnh thuật bảo vệ la quân cùng linh nhi không có bất kỳ cái gì lo lắng đi vào thông đạo bên trong cái kia thông đạo xa xa nhìn lên rất nhỏ các loại sau khi đi vào mới phát hiện cái này thông đạo chừng cao đến ba thước còn tính là rộng rãi điện quang xì xì màu xanh lam hàn quang không ngừng lấp lóe la quân cùng linh nhi cảm giác dưới chân một mảnh phiêu miểu. chỗ giẫm chi địa cũng không phải là thực chất đồ vật mà chính là biến hóa vật chất là quân hít sâu một hơi Hắn hỏi Linh Tuệ Hòa thượng, nói ra, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không biết, Bần tăng là muốn dùng trong này vật chất đến diệt ngươi tâm chi hỏa. Hiện tại ngươi thử đem pháp lực phòng ngự triệt hồi đi. La Quân gật gật đầu. Linh Nhi lo lắng nói, thế nhưng là. La Quân nói với Linh Nhi, đây là ta duy nhất cơ hội. Linh Nhi bất đắc dĩ, nói ra, tốt. Ngay sau đó, La Quân cùng Linh Nhi cắt ra tu luyện đồng thời hắn đi ra vòng phòng hộ đi ra ngoài trong nháy mắt la quân dường như cảm giác được có vô số loại băng hàn phân tử hướng hắn vào tới những thứ này phân tử từ trường có là đại biểu thời gian có là đại biểu không gian có là đại biểu đi qua có là đại biểu tương lai kỳ quái diệu không nhưng cũng để cho la quân không cách nào phân biệt này đến cùng loại thứ nào thật loại thứ nào giả lại tựa hồ hết thảy đều chẳng qua là nam kha nhất mộng có lẽ đột nhiên tỉnh lại, chỗ kinh lịch hết thảy đều là một trận dài rằng giặc mộng cảnh, khi tỉnh lại, chính mình còn muốn đeo bọc sách, chuẩn bị đi trường học đây. Là quân vô ý thức muốn lấy pháp lực để ngăn cản, hắn tại thời khắc mấu chốt, lại định trụ. Hắn từ bỏ chống lại. Cái kia một cái chớp mắt, là quân trực tiếp đông lạnh thành một bộ tượng băng. Mặc cho hắn pháp lực thông huyền, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Linh Nhi thấy thế không khỏi hoảng sợ, nàng nhìn thấy trước mắt La Quân, không nhúc nhích, quanh thân đều là băng xương. Hắn mặt, biểu lộ vẫn là sinh động như thật, cũng có hoảng sợ loại hình tâm tình, nhưng hắn thật là không nhúc nhích. Linh Nhi hoảng sợ hô, La Quân, La Quân. Nhưng La Quân đã không có bất kỳ phản ứng nào. Nhanh nhạy, nhanh nhạy, Linh Nhi lại hô to Linh Tuệ Hòa Thượng, nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Linh Nhi cấp tốc thi triển pháp lực đem La Quân bao bọc vào đến thánh quang bao bọc bên trong, tiếp lấy lấy thánh quang đến chiếu dọi La Quân. Chỉ một lúc sau, La Quân thân thể băng xương toàn bộ lui bước. Nhưng La Quân vẫn không có bất kỳ khí tức gì, hắn nhắm chặt hai mắt, giống như là ngủ một dạng. Linh Nhi ngồi xuống, đem La Quân ôm vào trong ngực. Đồng thời lấy pháp lực thăm dò vào đến La Quân thể nội. Cái này tìm tòi đi, Linh Nhi cũng là giật nảy cả mình. Giờ này khắc này, La Quân thể nội là một cái cường thịnh vô cùng từ trường, giống như là chạm phát điện một dạng. Nhưng bên trong toán loạn tất cả đều là luồng khí lạnh cùng các loại thời không, không gian các loại từ trường vật chất. Những thứ này vật chất tại la quân trong thân thể các nơi vận chuyển. Nhanh nhạy, Linh Nhi chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tình huống, thêm trước mắt ra chuyện chính là la quân, nàng đã lòng người đại mất. Tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo la quân mi tâm chi sông tới. Linh Nhi cô nương, Linh Tuệ Hòa Thượng hô một tiếng, linh nhi mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, người mau giúp ta nhìn xem là quân hắn đến cùng như thế nào. nàng đã là nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. linh tuệ hòa thượng gật gật đầu, nói ra, linh nhi cô nương, người trước đừng hoảng hốt. sau đó hắn cũng bắn ra nhánh cây tay đến xem xét la quân tình huống. chỉ một bắt mạch, linh tuệ hòa thượng lập tức dùng mình một cái. nó lá cây trong nháy mắt có bị đông lại dấu hiệu. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức thu tay lại. Thế nào, Linh Nhi truy vấn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không thể tưởng tượng. Nói thế nào, Linh Nhi nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, là quân đạo hữu tuy nhiên thân thể cường đại. Nhưng cái này trùng động chi lực, quá mức bá đạo. Chính là bần tăng như là quân đạo hữu như vậy, không làm chống cự, mặc cho trùng động hàn lực, cùng các loại cuồng bạo vật chất tiến vào thân thể chi, cũng sẽ bị đông lạnh thành phấn vụn. Thêm Linh Nhi cô nương ngươi vừa mới không hiểu nguy hiểm, liền tự tiện dùng thánh quang chiếu rọi. Cái này một lạnh một nóng, giờ phút này la quân đạo hữu trong thân thể tạng, cũng đã trở thành dòng máu. A, à, Linh Nhi thế mới biết, chính mình vừa mới thao tác cư nhiên như thế nguy hiểm. Vậy bây giờ đâu? Linh Nhi truy vấn. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, trong cơ thể hắn hình thành một